Nghe thấy thế, anh em nhà họ Tống đều biến sắc, cậu siêu, cậu định làm gì? Mắt mã siêu đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, anh Thanh đang ở chỗ này, đã ba ngày rồi, tôi không biết tình trạng bây giờ của anh ấy ra sao, đã đến tận đây, sao tôi có thể từ bỏ chứ? Sau khi anh ta dứt lời, khí thế đáng sợ lan ra từ người anh ta. Đây là sức mạnh của thị huyết châu đang bùng nổ trong người anh ta. Không riêng gì sức mạnh của thị huyết châu, máu tổ của gia tộc Bách Lý trong người anh ta cũng bùng nổ vào lúc này. Mã siêu vốn chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, lúc này khí thế của anh ta bỗng tăng vọt. Hừm, rốt cuộc trưởng lão Trần cũng có vẻ kinh hãi. Ông ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nhưng lúc này, ông ta lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ mã siêu, hơn nữa mức độ nguy hiểm còn rất cao. Sao có thể chứ? Trưởng lão Trần vô cùng khiếp sợ, ông ta cảm nhận rõ khí thế của mã siêu đang tăng vọt, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi khí thế của mã siêu đã đạt đến siêu phàm thất cảnh sơ kỳ nhưng cảnh giới của mã siêu chỉ có siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ thôi tại sao trong khoảng thời gian ngắn thực lực của anh ta lại tăng vọt hai cảnh giới nhỏ như thế nhưng khí thế của mã siêu vẫn đang tăng chứ chưa kết thúc anh ta vẫn không ngừng mạnh lên cao thủ võ minh có thực lực siêu phàm tam cảnh đỉnh phong bị anh ta tóm cổ áo cũng hoảng sợ hét lớn xin cậu tha cho tôi đừng giết tôi Mã siêu cũng không làm khó cao thủ võ minh này, khoát tay, ném đối phương ra xa. Mục tiêu bây giờ của anh ta chỉ có một, đó là trưởng lão Trần. Anh ta cố giữ tỉnh táo, nhìn chăm chăm vào trưởng lão Trần bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, tôi hỏi ông lần cuối, rốt cuộc ông có dẫn tôi đi gặp anh Thanh không? Trên mặt Tống Tả và Tống Hữu tràn ngập vẻ lo lắng. Họ biết rõ lần trước, Mã Siêu đã hôn mê nửa năm dòng vì thị huyết châu, nếu Dương Thanh không tìm được giả hoa châu ở Hoài Thành, có lẽ Mã Siêu vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ, Mã Siêu bị ép phải kích hoạt năng lượng của thị huyết châu, liệu sau này, giả hoa châu còn áp đảo được thị huyết châu trong người anh ta không thế? Trường lão Trần hít mắt nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, lạnh lùng nói, anh Thanh mà cậu nhắc đến là Dương Thanh đúng không? Cậu ta đã chết cùng Kitano Takeshi vào ba ngày trước rồi. Ông nói láo. Mã siêu lập tức nổi giận, lời trưởng lão Trần nói đã hoàn toàn chọc giận anh ta. Khí thế của mã siêu lại tăng vọt. Lúc này, khí thế của anh ta đã có thể sánh ngang với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Có chuyện gì thế? Ninh Thiên Hòa đang ở trong trụ sở chính của Võ Minh bỗng cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đầy tà ác ở bên ngoài, lập tức biến sắc, đứng phát dậy. Phó hội trưởng Ninh, bên ngoài có ba người muốn gặp cậu Thanh, nhưng đã bị trưởng lão Trần ngăn cản. Lúc này, một thuộc hạ siêu phàm cảnh vội bước vào, nói. Ninh Thiên Hòa nhíu mày, họ là ai? Tại sao lại muốn gặp cậu Thanh? Thuộc hạ kia vội đáp, đó là một thanh niên khoảng 26, 27 tuổi, còn có hai ông lão chừng 60, cả ba đều có thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, bây giờ người thanh niên kia đang rằng co với trưởng lão Trần. Nghe thấy thế, Ninh Thiên Hòa lập tức biến sắc, đứng dậy chạy ra ngoài. Trong ba ngày qua, ông ta đã điều tra rất nhiều chuyện về Dương Thanh, cũng biết bên cạnh Dương Thanh có một người anh em đã cùng vào sinh ra tử, cũng có thiên phú hết sức yêu nghiệt. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn người thanh niên đang rằng co với trưởng lão Trần chính là Mã Siêu. Nếu trưởng lão Trần khiến Mã Siêu bị thương, sau khi Dương Thanh tỉnh lại, ông ta không biết phải giải thích với Dương Thanh ra sao hết. Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện, hai người kia vẫn kiềm chế được, đừng ra tay nhanh thế. Cút ngay! Mã Siêu tức giận quát, dảo bước về phía trước, định lướt qua trưởng lão trần để tiến vào trụ sở chính của võ minh tuy trưởng lão trần kinh hãi trước thực lực mạnh mẽ của mã siêu nhưng cũng không lùi bước tức giận nói đây là trụ sở chính của võ minh người ngoài không được vào nếu cậu thức thời thì đi ngay một khi đánh cậu chỉ còn đường chết thôi giết mã siêu tức giận quát xông thẳng tới chỗ trưởng lão trần sức mạnh trong thị huyết châu vô cùng tà ác khiến anh ta muốn điên cuồng giết chóc cho dù là ai chỉ cần dám ngăn anh ta tìm Dương Thanh, anh ta sẽ giết họ. Ngừng tay. Ninh Thiên Hòa vừa ra khỏi trụ sở chính của Võ Minh thì đã thấy trưởng lão Trần đánh mạnh về phía Mã Siêu. Trưởng lão Trần là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn Mã Siêu mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, tuy lúc này anh ta có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không thể là đối thủ của trưởng lão Trần. Đòn đánh này của trưởng lão Trần ẩn chứa sát khí, nếu đánh trúng Mã Siêu cho dù mã siêu không chết, có lẽ cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Ninh Thiên Hòa đã ngăn cản muộn, mã siêu và trưởng lão Trần va vào nhau. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, trưởng lão Trần bị đẩy lùi năm, sáu bước, còn mã siêu thì bị trưởng lão Trần đánh mạnh vào ngực, bay ra xa như diều đứt dây. Cậu siêu, thấy thế, anh em nhà họ Tống đều biến sắc, hét lớn. Khoảnh khắc bị trưởng lão Trần đánh trúng ngực, mã siêu hộc máu, nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó 7, 8 mét trưởng lão trần vẫn không từ bỏ ý đồ đúng lúc mã siêu bị đánh bay ông ta lại lao tới chỗ mã siêu đánh mạnh tiếp chết đi cho tôi trưởng lão trần hét lớn đá mạnh vào đầu mã siêu ngừng ngay trông thấy cảnh tượng này ninh thiên hòa sắp phát điên tức giận quát một đòn của trưởng lão trần đã khiến mã siêu bị thương nặng nếu ông ta đá trúng đầu mã siêu có lẽ mã siêu sẽ chết ngay tại chỗ ninh thiên hòa biết rất rõ người thanh niên trước mặt chính là anh em đã vào sinh ra tử với dương thanh nếu trưởng lão trần giết mã siêu chuyện gì sẽ xảy ra sau khi dương thanh hồi phục chứ ninh thiên hòa không dám nghĩ nữa ông ta chỉ biết nếu mã siêu chết hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đồ khốn ông dám à tống tà tức giận quát xông về phía mã siêu ngay khi mã siêu vừa bị trưởng lão trần đánh bay thấy trưởng lão trần còn định giết mã siêu lão ta tức giận tới cực điểm gần như cùng lúc đó Tống Hữu cũng tới trước mặt Mã Siêu, hai người cùng xông về phía trưởng lão Trần từ hai bên trái phải, dù có chết, họ cũng phải ngăn cản đòn đánh của đối phương thay Mã Siêu. Hừ. Trưởng lão Trần có vẻ khinh thường, khí thế không giảm, ông ta giơ hai tay đấm về phía anh em nhà họ Tống. Không ngờ ông ta lại định đánh bại anh em nhà họ Tống cùng một lúc. Nhưng ông ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn anh em nhà họ Tống mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ thôi, chênh lệch ba cảnh giới nhỏ chính là khoảng cách không thể vượt qua được nếu trưởng lão Trần muốn giết anh em nhà họ Tống thì dễ như trở bàn tay. Ông ta cũng không định nương tay, tung luôn đòn chí mạng với hai người. Dầm, dầm, hai cú đấm lần lượt sáng vào ngực của Tống Tả và Tống Hữu Không có gì bất ngờ, cả hai người hộp máu, bay ra xa. Thiếu đi sự ngăn cản của anh em nhà họ Tống, việc giết Mã Siêu cũng dễ dàng hơn rất nhiều, ông ta lại lao tới chỗ Mã Siêu, trong mắt tràn ngập sát khí. Gần như trong nháy mắt, ông ta đã lao đến trước mặt mã siêu, giơ chân đá vào đầu anh ta. Dầm, đúng lúc này, một bóng người tức giận chắn trước mặt mã siêu, đá vào bụng trưởng lão Trần, trưởng lão Trần lập tức bay ra xa. Khốn kiếp, ông biết mình đang làm gì không hả? Ninh Thiên Hòa đứng trước mặt mã siêu, tức giận quát trưởng lão Trần vừa bị ông ta đá bay. Đòn đánh này của ông ta cũng không mạnh, chỉ đá bay trưởng lão Trần. Trưởng lão Trần lùi năm, sáu bước mới ngừng lại, nhìn Ninh Thiên Hòa, phó hội trưởng Ninh, những người này định xông vào trụ sở chính của võ Minh, đây là tội chết. Tội chết cái đầu ông. Ninh Thiên Hòa trừng mắt nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần, họ là người của Minh Chủ, tới đây tìm Minh Chủ, ông có thể ngăn họ tiến vào, sao phải ra tay ác thế. Trưởng lão Trần không hề nhận thấy sự quá đáng của mình, lạnh lùng nói, Minh Chủ quái gì. Cậu ta sống được không cũng là vấn đề, cho dù cậu ta còn sống, với tình trạng bây giờ, có lẽ cậu ta cũng trở thành một kẻ tàn phế thôi, Võ Minh không cần kẻ tàn phế làm minh chủ. Võ Minh vừa được thành lập, giờ là lúc đặt ra quy tắc, những người này định xông vào trụ sở chính của Võ Minh, nên bị trừng phạt, Phó hội trưởng Ninh, ông không thể cho phép họ gây rối ở trụ sở chính của Võ Minh chỉ vì họ có quan hệ với Dương Thanh Chứ. Nếu chuyện này được truyền đi, sau này Võ Minh chúng ta hành xử ở Chiêu Châu kiểu gì? Ninh Thiên Hòa giận không để đâu cho hết, quát lớn, vớ vẩn. Trần Dục, nếu ông dám nói sằng bậy thêm, đừng trách tôi không khách sáo minh chủ liều mạng đánh một trận để bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ chiêu châu nên mới thành ra như thế nếu không có cậu ấy còn có võ minh bây giờ à giờ cậu ấy hôn mê vì bị thương nặng nhưng ai bảo ông cho dù cậu ấy tỉnh thì cũng trở thành kẻ tàn phế chứ phó hội trưởng đỗ đã đi tìm hồi hồn đan rồi sau khi phó hội trưởng đỗ tìm thấy hồi hồn đan minh chủ sẽ khỏe lại thôi trần dục cười lạnh phó hội trưởng ninh ông tin một viên hồi hồn đan có thể giúp dương thanh khỏe lại thật ư người khác không biết vết thương của cậu ta nghiêm trọng đến mức nào chẳng lẽ ông cũng không rõ à hơn nữa hồi hồn đan hết sức quý giá cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng là báu vật chưa kể trên đời này cũng không còn luyện đan sư cứ dùng viên đan dược nào là ít đi viên đấy sao phó hội trưởng đỗ lấy nổi hồi hồn đan lời trần dục nói không hề có vẻ tôn trọng dương thanh mà chuyên nhắm vào anh điều này khiến ninh thiên hòa hết sức tức giận lúc này Ba vị trưởng lão khác của Võ Minh cũng đi ra ngoài, đều rất khó hiểu trước dáng vẻ tức giận của Ninh Thiên Hòa. "Phó hội trưởng Ninh, có chuyện gì thế?" Một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ bước lên trước, nhìn về phía Ninh Thiên Hòa. Ninh Thiên Hòa tức giận nói, "Ông hỏi ông ta ấy." Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Trần Dục. Trần Dục nói, "Các vị, tôi hỏi một câu, theo quy định của Võ Minh, nếu có người dám xông vào trụ sở chính của Võ Minh, chúng ta có nên giết kẻ xâm phạm này vì tôn nghiêm của võ minh không thế? Nghe thấy thế, có trưởng lão nói ngay, đương nhiên là nên giết rồi. Bây giờ võ minh là thế lực số một, có đông cao thủ nhất ở thế tục chiêu châu, nếu ai cũng có thể xông vào trụ sở chính của võ minh, để chuyện này truyền đi thì uy nghiêm của võ minh ở đâu chứ? Không sai, những kẻ dám xông vào trụ sở chính của võ minh đều đáng bị giết. Đáng bị giết, ba trưởng lão khác nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Trần Dục cười lạnh, nhìn về phía Ninh Thiên Hòa đang tức giận không thôi, "Phó hội trưởng Ninh, ông cũng nghe rồi đấy, mấy vị trưởng lão đều rất đồng tình, ông thiên vị kẻ xâm phạm như thế, không sợ chuyện này truyền ra ngoài rồi ảnh hưởng danh tiếng của Võ Minh ư?" Ninh Thiên Hòa giận không kìm được, nhìn quanh, hỏi, "Các người có biết Trần Dục định giết ai không?" Ba vị trưởng lão không biết chân tướng, đều có vẻ khó hiểu. Họ nhìn về phía ba người đang nằm trên đất. Lúc này, quanh người Mã Siêu tản ra khí thế vô cùng u ám vừa bất ổn vừa mạnh mẽ, anh ta đang cố đứng dậy. Hai người khác lớn tuổi hơn, rõ ràng đã bị thương nặng, hơi thở rất yếu, còn không có sức đứng dậy, nằm trên đất, thở hổn hển. Phó hội trưởng Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Một cao thủ siêu phàm bắt cảnh trung kỳ nhìn Ninh Thiên Hòa. Lúc này Ninh Thiên Hòa mới nói ra thân phận của Mã Siêu và anh em nhà họ Tống, nghe ông ta nói xong, ba vị trưởng lão không biết chân tướng kia đều kinh ngạc. Bây giờ các người hiểu tại sao tôi lại ngăn cản Trần Dục giết người chứ?" Ninh Thiên Hòa lạnh lùng nói, ba người này đều là những người thân thiết nhất với Minh Chủ, nhất là thanh niên tên Mã Siêu kia, cậu ta và Minh Chủ như anh em ruột, còn trẻ mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí phát huy được thực lực sánh ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Thiên phú của cậu ta cũng không yếu hơn Minh Chủ bao nhiêu, sau này, chắc chắn cậu ta cũng sẽ gia nhập Võ Minh, Trần Dục lại định giết cậu ta, chẳng lẽ các người không thấy Trần Dục quá đáng chắc? trần dục lạnh lùng nói võ minh vừa được thành lập cần xây dựng uy nghiêm tôi không cho phép ai xúc phạm võ minh cho dù họ là người thân thiết nhất với dương thanh thì cũng phải chết ba vị trưởng lão khác đều kinh ngạc hình như không ngờ thái độ của trần dục lại kiên quyết đến thế trần dục vẫn chưa nói xong ông ta nói tiếp mặt khác tôi đề nghị chọn lại vị trí minh chủ trần dục ninh thiên hòa lập tức nổi giận rốt cuộc ông định làm gì trần dục trầm giọng nói Mọi người đều biết Dương Thanh đã bị thương nặng, chỉ sống sót thôi đã là kỳ tích, không thể hoàn toàn khôi phục cảnh giới ban đầu. Tôi không phủ nhận Dương Thanh đã trả giá rất nhiều, cũng đã lập công rất lớn vì cao thủ Chiêu Châu, nhưng dù sao Võ Minh cũng là tổ chức kết nối cao thủ thế tục đầu tiên và lớn nhất Chiêu Châu, không thể để một kẻ tàn phế đảm nhiệm chức minh chủ chứ. Thế nên tôi đề nghị, hủy chức minh chủ của Dương Thanh. Ninh Thiên Hòa thực sự tức giận, khí thế siêu phàm bát cảnh trung kỳ tràn ra từ người ông ta, ông ta căm tức nhìn Trần Dục, nghiến răng nghiến lợi, Trần Dục ơi Trần Dục, tôi đã xem thường ông, ông luôn bất mãn với sự sắp xếp của Phó Hội trưởng Đỗ, bây giờ Phó Hội trưởng Đỗ không ở Võ Minh nên ông định mượn cơ hội này để bãi bỏ Minh Chủ chứ gì. Nếu tôi không đoán sai, chẳng những ông muốn bãi bỏ Minh Chủ mà còn định bãi bỏ nốt Phó Hội trưởng Đỗ đúng không? Trần Dục hơi biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông ta đã bình thường lại, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Hòa, lạnh lùng nói, Ninh Thiên Hòa, ông đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi chỉ nghĩ Dương Thanh đã trở thành kẻ tàn phế, không có tư cách làm minh chủ tiếp thôi. Ông ta nói rồi nhìn về phía một trưởng lão siêu phàm bát cảnh trung kỳ, trưởng lão vạn, tôi nghĩ ông mới là người có tư cách trở thành minh chủ võ minh nhất đấy. Chắc ông cách siêu phàm bát cảnh hậu kỳ không xa nữa đúng không? Trưởng lão vạn mỉm cười, không đáp lời trần dục mà nhìn về phía Ninh Thiên Hòa, nói, phó hội trưởng Ninh, tôi nghĩ trưởng lão Trần nói cũng có lý, Dương Thanh đã lập công lớn với võ minh, nhưng trận chiến lần này cũng khiến cậu ta bị thương rất nặng cho dù chữa khỏi cảnh giới cũng sẽ giảm đi rất nhiều thậm chí cậu ta sẽ trở thành kẻ tàn phế nếu để một kẻ tàn phế chỉ đạo võ minh có lẽ võ minh sẽ trở thành trò cười của cả chiêu châu thậm chí bị các thế lực nước ngoài chế giễu ninh thiên hòa chỉ thấy lưng lạnh toát ông ta không ngờ võ minh vừa được thành lập chưa lâu mà đã có nhiều mâu thuẫn nội bộ thế này đến giờ ông ta mới nhận ra trần dục chỉ là quân cờ trưởng lão vạn mới là kẻ che giấu kỹ nhất trong võ minh người có cảnh giới cao nhất là dương thanh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ tiếp đến là đỗ trọng với cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ sau đó là hai cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ một người là ninh thiên hòa người kia chính là trưởng lão vạn ba cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ còn lại đều là trưởng lão của võ minh ninh thiên hòa luôn cảm thấy trưởng lão vạn che giấu rất kỹ trưởng lão vạn cũng chưa bao giờ để lộ thực lực thật sự của mình nhưng sau khi nghe trần dục nói xong Ninh Thiên Hòa có cảm giác thực lực của trưởng lão Vạn còn ở trên ông ta, không chừng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ rồi. Bằng không, sao trưởng lão Vạn dám nhảy ra vào lúc này chứ? Hai trưởng lão siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác cũng kinh hãi như Ninh Thiên Hòa. Ninh Thiên Hòa nhìn chằm chằm vào trưởng lão Vạn với vẻ nghiêm nghị, cho dù muốn chọn lại minh chủ thì cũng nên chờ phó hội trưởng Đỗ về rồi tính tiếp. Trưởng lão Vạn chỉ cười chứ không nói gì. Trần Dục nói ngay, ai biết khi nào phó hội trưởng Đỗ mới về chứ? võ minh vừa được thành lập là lúc cần người lãnh đạo nhất chúng ta không thể trần trừ nữa phải mau chóng chọn minh chủ mới thôi trần dục nói rồi nhìn hai trưởng lão siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác lạnh lùng hỏi trưởng lão cung và trưởng lão giang nghĩ thế nào sắc mặt của trưởng lão cung và trưởng lão giang đều rất khó coi sao họ lại không nhận ra giọng điệu đe dọa của trần dục chứ ninh thiên hòa nhìn hai người họ hai người cứ yên tâm có tôi ở đây đừng ai hòng hủy bỏ vị trí minh chủ cho dù định chọn lại minh chủ thật thì cũng phải chờ phó hội trưởng đỗ về rồi tính tiếp. Nghe thấy thế, trưởng lão cung và trưởng lão giang càng khó xử hơn. Bây giờ là lúc chọn phe, một khi đứng sai thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trưởng lão vạn cười híp mắt, nếu phó hội trưởng Ninh đã không đồng ý thì thôi, chờ phó hội trưởng đỗ về rồi bàn chuyện chọn minh chủ mới. Ông ta nói rồi liếc mã siêu đã đứng dậy, lại nhìn về phía Ninh Thiên Hòa, nhưng việc có người xông vào trụ sở chính của võ minh là chuyện lớn, có phải chúng ta nên xử lý không? Sao Ninh Thiên Hòa lại không hiểu ý trưởng lão Vạn chứ? Ông ta lập tức giận dữ nói, tôi cảnh cáo các người, đừng có ý xấu với người bên cạnh Minh chủ. Ông ta nói rồi nhìn về phía Mã Siêu, cậu muốn gặp Minh chủ nhỉ? Giờ tôi sẽ đưa mọi người đi gặp Minh chủ ngay. Ông ta vừa định bước tới thì đã bị trưởng lão Vạn chặn đường. Trưởng lão Vạn cười ha hả, nhìn Ninh Thiên Hòa, phó hội trưởng Ninh, họ xông vào trụ sở chính của võ minh, đó là tội chết ông ta lại quát lớn trưởng lão trần chưa ra tay đi hả trần dục lập tức vui mừng vội nói vâng để tôi đi giết mấy tên khốn giám xông vào võ minh thấy trần dục đi về phía mã siêu ninh thiên hòa lập tức nổi giận trần dục ông giám ông ta bị trưởng lão vạn ngăn cản không thể đi cứu mã siêu trần dục là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ còn có hai trưởng lão đang bối rối sao họ lại không hiểu tình hình bây giờ trưởng lão vạn và trần dục có quan hệ mật thiết rất có thể họ đã móc nối với nhau nhằm gây rối từ lâu, nhưng hồi trước Đỗ Trọng ở đây nên họ không có cơ hội. Bây giờ Đỗ Trọng đã rời khỏi Võ Minh, trưởng lão Vạn và Trần Dục hợp sức, Ninh Thiên Hòa không phải đối thủ của họ. Trần Dục mặc kệ Ninh Thiên Hòa, bước từng bước về phía Mã Siêu. Lúc này, Mã Siêu đang cố đứng đó, nét mặt hết sức dữ tợn, sức mạnh của thị huyết châu khiến cơ thể anh ta đau đớn dữ dội. Dù sao anh ta cũng chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, phát huy thực lực sánh ngang với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Thị huyết châu vốn đã bị phong ấn cũng vô cùng táo bạo, đang điên cuồng tấn công phong ấn, một khi phong ấn bị phá, có lẽ mã siêu sẽ nổ tung ngay. Có thể nói, anh ta thả sức mạnh của thị huyết châu ra cũng không khác gì tự đào mộ chôn mình, vì thị huyết châu vốn đang bị phong ấn, kẻ địch của anh ta lại quá mạnh, nếu muốn đánh bại kẻ địch, anh ta phải chủ động phá bỏ phong ấn thôi. Vẫn chưa đủ. Mã siêu nghiến răng, hạ giọng nếu anh ta muốn nhận được nhiều sức mạnh hơn thì phải khiến vết nứt của phong ấn lớn hơn, để thị huyết châu phóng ra năng lượng khổng lồ hơn nữa. Nhưng vết nứt trên phong ấn càng lớn thì khả năng thị huyết châu phá tan phong ấn cũng lớn theo. Ninh Thiên Hòa đang bị trưởng lão vạn chặn đường lập tức căng thẳng, vội hét lớn với hai trưởng lão khác, trưởng lão Hồng. Trưởng lão Ngụy, hai người mau ngăn cản Trần Dục đi, ông ta định giết anh em tốt nhất của minh chủ đấy. Trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy đều có vẻ đấu tranh, họ không đắc tội nổi Ninh Thiên Hòa, cũng không đắc tội nổi trưởng Lão Vạn. Khí thế của trưởng Lão Vạn hết sức đáng sợ, có lẽ đã sắp đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, bây giờ ở Võ Minh, Dương Thanh đang hôn mê bất tỉnh vì bị thương nặng, cho dù tỉnh lại thì có lẽ cũng trở thành kẻ tàn phế. Không có Dương Thanh, Đỗ Trọng chính là người có thực lực mạnh nhất, đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Một khi trưởng Lão Vạn bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, có lẽ ngay cả Đỗ Trọng cũng không làm gì được trưởng Lão Vạn trưởng lão ngụy trưởng lão hồng mau ngăn cản trần dục đi nếu anh em tốt nhất của minh chủ bị trưởng lão võ minh chúng ta giết sau khi minh chủ tỉnh lại hai người đã nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện gì chưa ninh thiên hòa nói lớn nhưng hai người kia vẫn làm thinh không dám tiến lên ngăn cản trưởng lão vạn cười ha hả dương thanh sắp chết rồi cho dù bây giờ cậu ta tỉnh thì sao chứ trưởng lão vạn nói rồi nhìn về phía trưởng lão ngụy và trưởng lão hồng cười nói trưởng lão ngụy trưởng lão hồng Hai vị đều là người thông minh, nên hiểu bây giờ Dương Thanh đang bị thương rất nặng, sống sót được đã là kỳ tích, chứ đừng nói tới việc khôi phục trạng thái đỉnh cao. Do đó tôi nghĩ nên hủy bỏ chức minh chủ của cậu ta, hơn nữa nếu Võ Minh đã là liên minh do cao thủ thế tục Chiêu Châu tạo dựng, thì nên để người tài nắm quyền, hai vị nghĩ sao? Trưởng lão Vạn nheo mắt, mỉm cười. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng đều run lên, cảm nhận được áp lực từ trưởng lão Vạn, sao họ không hiểu trưởng lão Vạn đang ép họ lựa chọn chứ? nếu họ từ chối thì không thể đảm bảo liệu trưởng lão vạn có ra tay với họ hay không ninh thiên hòa đã tức giận đến cực điểm từ nãy thực lực siêu phàm bát cảnh trung kỳ lập tức bùng nổ ông ta căm tức nhìn trưởng lão vạn quát vạn tề ông biết mình đang làm gì không vạn tề cười ha hả những gì tôi làm đều là vì võ minh hy vọng phó hội trưởng ninh sẽ hiểu vạn tề hôm nay tôi nói rõ nếu trần dục dám ra tay cho dù tôi liều mạng thì cũng phải bắt ông trả giá nặng nề ninh thiên hòa nhìn chằm chằm vào vạn tề bằng đôi mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi chẳng phải ông muốn làm minh chủ ư tôi cũng muốn xem xem nếu tôi khiến ông bị thương nặng liệu ông còn tư cách làm minh chủ không đấy nụ cười trên mặt vạn tề lập tức biến mất trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng sắc bén ông ta hít mắt nhìn chằm chằm vào ninh thiên hòa ninh thiên hòa ông đang uy hiếp tôi hả ninh thiên hòa không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đối phương ông có thể cho là tôi đang uy hiếp ông vạn tề bỗng mỉm cười ha ha, giỏi lắm, ông giỏi lắm, ông là người đầu tiên dám uy hiếp tôi như thế đấy. Trong lúc nhất thời, không gian bị khí thế đáng sợ bao trùm. Vạn tề cũng phóng khí thế ra, chỉ trong chớp mắt, ông ta đã đạt đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách siêu phàm bát cảnh hậu kỳ một bước. Tuy khí thế của Ninh Thiên Hòa cũng đạt đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ, nhưng còn cách siêu phàm bát cảnh hậu kỳ rất xa. Đến giờ người của Võ Minh mới nhận ra vạn tề che giấu kỹ thế nào, có lẽ thực lực của ông ta đã vượt xa Ninh Thiên Hòa rồi nhỉ. Trần Dục cũng bị Ninh Thiên Hòa dọa, đứng trước mặt Mã Siêu, không dám ra tay. Ông ta sợ nếu ra tay, Ninh Thiên Hòa sẽ giết ông ta thật mất. Dù sao ông ta cũng chỉ là một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, với thực lực của Ninh Thiên Hòa, nếu muốn giết ông ta thì dễ như trở bàn tay. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng cũng có vẻ nghiêm nghị, họ không dám tùy tiện theo phe ai, lựa chọn lúc này sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Mã Siêu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, anh ta cố gắng khống chế cho phong ấn thị huyết châu không bị phá bỏ, đồng thời phải giữ trạng thái siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Anh em nhà họ Tống bị Trần Dục đánh ngất trước đó cũng tỉnh lại, vội bước tới bên Mã Siêu, nhìn chằm chằm vào Trần Dục. Trừ họ ra, còn có mười mấy cao thủ ở trụ sở chính của Võ Minh, lúc này ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Khí thế của Vạn Tề hết sức mạnh mẽ, tuy Ninh Thiên Hòa không bằng Vạn Tề nhưng cũng không kém là bao. Nếu hai người đánh thật, cho dù kết quả cuối cùng là Ninh Thiên Hòa thua, nhưng Vạn Tề cũng phải trả giá đắt. Vạn Tề cũng đang do dự, có nên ra tay với Ninh Thiên Hòa không, một khi ra tay thì không có đường nào vẹn toàn hết. Từng giây từng phút trôi đi, Vạn Tề và Ninh Thiên Hòa vẫn chưa ra tay, Mã Siêu và Trần Dục cũng đang rằng co, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Ninh Thiên Hòa chợt nói, "Vạn Tề, Võ Minh vừa được thành lập, nếu đấu đá nội bộ bây giờ thì chỉ làm suy yếu thực lực Võ Minh thôi, nếu ông đã muốn làm minh chủ Võ Minh" chắc cũng không muốn thực lực võ minh yếu đi chứ. Ông muốn làm minh chủ võ minh cũng được, nhưng bây giờ thì không, cho dù hủy bỏ vị trí minh chủ của cậu Thanh, cũng phải chờ phó hội trưởng đỗ về đã. Vạn Tề lạnh lùng hỏi, nếu tôi muốn làm minh chủ võ minh hôm nay thì sao? Ninh Thiên Hòa nghiêm nghị nói, vậy tôi sẽ liều mạng đánh một trận với ông. Nét mặt của Ninh Thiên Hòa rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Sát khí trong mắt Vạn Tề càng rõ hơn, ông ta muốn trở thành minh chủ nhưng cũng biết bây giờ mình hoàn toàn không phải đối thủ của Đỗ Trọng. Nếu chờ Đỗ Trọng về rồi mới bàn chuyện chọn lại minh chủ, cho dù hủy bỏ vị trí minh chủ của Dương Thanh thì cái ghế đó cũng không đến lượt ông ta, mà cho Đỗ Trọng với thực lực mạnh hơn. Thế nên nếu muốn trở thành minh chủ, ông ta phải làm điều đó trong mấy ngày Đỗ Trọng vắng mặt. Nhưng bây giờ Ninh Thiên Hòa đang định liều mạng với ông ta, nếu họ đánh thật, cho dù ông ta thắng thì cũng sẽ bị thương nặng bên kia vẫn còn Trần Dục và hai trưởng lão siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác, nếu ông ta bị thương nặng, liệu họ có giết ông ta không? Ông ta không biết, cũng không dám cược. Trần Dục như hiểu vạn tề nghĩ gì, vội nói, trưởng lão vạn, ở võ minh, tôi chỉ phục khi ông làm minh chủ thôi. Chỉ cần ông nói một câu, cho dù tôi phải liều mạng thì cũng sẽ giúp ông trở thành minh chủ võ minh. Vạn tề không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào ninh thiên hòa, ông ta không tin nổi Trần Dục. Trần Dục lập tức cuống lên, Vội nói, "Trưởng lão Vạn, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ông không còn hy vọng trở thành minh chủ nữa đâu. Chỉ cần ông giúp tôi giữ chân Ninh Thiên Hòa, giờ tôi sẽ giết đám người này ngay, sau đó giết Ninh Thiên Hòa với ông." Nghe thấy Trần Dục nói thế, Vạn Tề đang định từ bỏ lập tức động lòng. Ông ta đang lo sau khi mình giết Ninh Thiên Hòa, đám người Trần Dục sẽ nhân cơ hội này để ra tay với ông ta, nhưng nếu Trần Dục đồng ý giúp ông ta đối phó với Ninh Thiên Hòa, vậy hôm nay Ninh Thiên Hòa chết chắc. Nghe thấy những lời nói trơ chẽn của Trần Dục, Ninh Thiên Hòa trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin, tức giận nói, Trần Dục, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ. Ông định giết tôi á? Trần Dục cười lạnh, Ninh Thiên Hòa, đừng giả vờ trong sạch nữa, đến cảnh giới như chúng ta, có ai không muốn làm minh chủ. Chắc ông cũng thèm khát vị trí minh chủ lắm nhỉ? Ninh Thiên Hòa tức giận nói, vớ vẩn, tôi biết thực lực của mình không đủ, cũng không tham chức minh chủ nhưng đám các người có còn tí đạo nghĩa giang hồ nào vì vị trí minh chủ không? Nếu cậu Thanh không liều mạng đánh một trận, giết Kitano Takeshi, còn võ minh chắc. Bây giờ cậu Thanh hôn mê vì bị thương nặng, các người không nghĩ cách cứu người thì cũng thôi, còn dám nhòm ngó vị trí minh chủ à? Chân Dục hư lạnh, không quan tâm tới Ninh Thiên Hòa, nhìn về phía trưởng Lão ngụy và trưởng Lão Hồng bên cạnh, hít mắt, hai vị, bây giờ các vị cũng tỏ thái độ đi. Nói thẳng luôn, các vị chọn Ninh Thiên Hòa hay trưởng lão vạn thế trưởng lão ngụy và trưởng lão hồng đều vô cùng tức giận nhưng không dám thể hiện ra bây giờ tình hình chưa rõ họ cũng không dám đắc tội với trần dục hai người nhìn nhau trưởng lão ngụy lên tiếng trước trưởng lão trần ông đừng làm khó chúng tôi nữa các người cứ việc tranh giành đi chúng tôi được làm trưởng lão ở võ minh đã là thỏa mãn lắm rồi trưởng lão hồng cũng vội gật đầu đúng đúng bây giờ chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi ha ha trần dục cười lạnh các vị biết cách làm người thật đấy, bây giờ giữ thái độ trung lập, sau cùng, cho dù ai thắng thì các vị cũng được lợi, đúng là thông minh. Giọng ông ta sặc mùi mỉa mai. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng đều đỏ mặt, nhưng không dám bùng nổ, chỉ có thể nén giận. Trưởng lão Ngụy, trưởng lão Hồng, hai người cũng thấy Trần Dục hống hách thế nào rồi đấy, nếu để vạn tề trở thành minh chủ thật, có lẽ sau này trong võ minh không còn chỗ cho hai người nữa đâu. Ninh Thiên Hòa vội nhìn về phía hai người, nói tiếp, hai người đều biết phó hội trưởng đỗ là ai đừng giúp kẻ xấu làm việc ác chỉ cần trưởng lão ngụy và trưởng lão hồng không giúp vạn tề vạn tề cũng không dám tùy tiện ra tay ninh thiên hòa lại nói tôi biết bây giờ hai người rất khó xử nhưng tôi không cần hai người giúp tôi đối phó vạn tề chỉ cần bảo vệ bạn bè của cậu thanh là đủ rồi cứ giao vạn tề cho tôi ninh thiên hòa đã nói đến mức này trưởng lão ngụy và trưởng lão hồng vẫn không quyết định được áp lực mà vạn tề gây cho họ quá lớn đỗ trọng lại không ở đây nếu ninh thiên hòa chết dưới tay vạn tề có lẽ họ cũng không thoát được trừ khi ninh thiên hòa có thể ngăn cản vạn tề thật đương nhiên mã siêu đang im lặng cũng thấy đã xảy ra chuyện gì anh ta cũng biết ninh thiên hòa thực sự muốn giúp mình đã vậy anh ta cũng có thể giúp ninh thiên hòa mã siêu nghiến răng bỗng tạo thêm một khe nứt lớn hơn ở phong ấn thị huyết châu sức mạnh cuồng bạo bùng nổ từ người anh ta a à, anh ta đau đớn hét lên Sức mạnh này quá lớn, đến mức khiến anh ta cảm thấy cơ thể sắp nứt ra. Cậu Siêu. Thấy thế, anh em nhà họ Tống đều biến sắc. Tình trạng của Mã Siêu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên Vạn Tề cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Mã Siêu, lập tức biến sắc, vội quát lớn, Trần Dục, ra tay ngay. Bằng không sẽ muộn mất. Lúc này Trần Dục mới hoàn hồn, không hề do dự, ý chí chiến đấu bùng nổ, lao thẳng về phía Mã Siêu. Giết Mã siêu bóng quát lớn, hơi nhích chân, biến mất ngay tức khắc, chủ động đón đỡ. Dầm, ngay sau đó, cả hai va vào nhau, khí thế mạnh mẽ lan ra xung quanh. Mã siêu và Trần Dục cùng bị đẩy lùi. Nhưng lần này, mã siêu chỉ lùi ba bước, còn Trần Dục bị đẩy lùi 5 bước. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Rõ ràng mã siêu chỉ là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đã là khó tin lắm rồi, nhưng bây giờ anh ta lại đẩy lùi trần dục còn chiếm thế thượng phong tức là bây giờ thực lực của mã siêu đã đạt đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ còn mạnh hơn trần dục trần dục xứng sờ sao có thể chứ hồi nãy ông ta định lấy mạng mã siêu không hề nương tay dù thế ông ta vẫn bị mã siêu đẩy lùi mã siêu cố chịu cảm giác đau đớn khi cơ thể như sắp nổ tung nhìn về phía trưởng lão ngụy và trưởng lão hồng tôi là anh em tốt nhất của dương thanh nếu hai người đồng ý giúp tôi Tôi cam đoan sẽ không bạc đãi hai người sau khi anh thanh tỉnh dậy. Chỉ cần trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy gia nhập phe họ, Vạn Tề và Trần Dục sẽ thua ngay. Ninh Thiên Hòa cũng hiểu ý Mã Siêu, nói lớn với trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy, hai người còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ phải chờ Vạn Tề giết tôi rồi giết hai người à? Nghe thấy Ninh Thiên Hòa nói thế, trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng như sực tỉnh giấc mộng, đúng như Ninh Thiên Hòa nói, nếu ông ta chết, chắc chắn Vạn Tề và Trần Dục sẽ không tha cho họ có thể nhận thấy điều đó từ thái độ của Vạn Tề và Trần Dục hôm nay. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trưởng lão Ngụy và Trưởng lão Hồng cũng trở nên kiên định, họ nhìn nhau rồi bước lên trước, tạo thành thế tam giác với Mã Siêu, bao vây Trần Dục. Trần Dục lập tức nổi giận, khốn kiếp, các người định làm gì? Trưởng lão Ngụy lạnh lùng nói, Trần Dục, muốn đánh thì đánh đi, đừng nói nhảm nữa. Trưởng lão Hồng cũng chẳng muốn nói nhảm, hơi nhích chân, lao về phía Trần Dục nhìn thấy trưởng lão hồng lao về phía trần dục trưởng lão ngụy không dám giữ sức cũng xông về phía trần dục giờ họ đã cùng một phe đến giờ trần dục mới nhận ra trưởng lão ngụy và trưởng lão hồng dám ra tay với ông ta thật giết trong mắt mã siêu lóe lên sát khí anh ta quát lớn cũng lao về phía trần dục anh em nhà họ tống chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ cho dù hợp sức thì cũng chỉ miễn cưỡng phát huy được thực lực siêu phàm ngũ cảnh trung kỳ thôi không có cả tư cách tham gia chiến đấu, đành lo lắng nhìn Mã Siêu. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, Mã Siêu cũng phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nhờ sức mạnh của thị huyết châu. Trần Dục cũng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, bị ba cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ cùng tấn công, ông ta biến sắc, chỉ có thể dốc hết sức để ngăn cản. Dầm dầm dầm, đòn tấn công mạnh mẽ của ba người liên tục giáng lên người Trần Dục, Trước ba cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, ông ta hoàn toàn không có sức đánh trả, liên tục bị đánh trúng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, ông ta đã bị thương nặng. Phía bên kia, Vạn Tề và Ninh Thiên Hòa đang đứng đối diện nhau, trên mặt Vạn Tề tràn ngập vẻ tức giận. Ông ta cứ tưởng mình sẽ dễ dàng đạt được vị trí minh chủ nhờ sự giúp đỡ của Trần Dục, nào ngờ trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng lại về phe Ninh Thiên Hòa, còn Mã Siêu cũng phát huy sức mạnh vượt xa thực lực ban đầu, hai bên vừa khai chiến, Trần Dục đã bị thương nặng. Ninh Thiên Hòa nhìn chầm chầm vào vạn tề, vạn tề, võ minh vừa được thành lập, đang cần cao thủ nhất, chúng ta đều là cao thủ chiêu châu, là đồng bào chứ không phải kẻ địch, chỉ cần ông từ bỏ việc tranh giành chức minh chủ, chắc chắn phó hội trưởng đỗ sẽ không trách ông. Ninh Thiên Hòa có thể cảm nhận được, thực lực của vạn tề cao hơn ông ta, tuy Trần Dục đã mất hẳn sức chiến đấu nhưng vạn tề quá mạnh, có thể đột phá siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bất cứ lúc nào. Một khi ép vạn tề, chỉ cần vạn tề đột phá siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, cho dù ông ta hợp sức với trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng thì cũng không phải đối thủ của Vạn Tề. Thế nên tình cảnh của họ bây giờ cũng không ổn cho lắm. Cho dù muốn ra tay với Vạn Tề thật thì cũng phải chờ Đỗ Trọng về. Bây giờ Dương Thanh đã hôn mê vì bị thương nặng, Đỗ Trọng cũng đã đi tìm gia tộc cổ võ để tìm hồi hồn đan, một khi Vạn Tề đột phá, không ai trong võ minh làm gì được ông ta. Bây giờ có thể xoa dịu Vạn Tề mới là cách xử lý tốt nhất. Còn sống chết của Trần Dục thì không quan trọng, vạn tề cũng sẽ không quan tâm. Dầm. Đúng lúc này, mã siêu đấm mạnh vào vị trí trái tim của Trần Dục. Trần Dục hộp máu, bay xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất, máu tươi liên tục chảy ra từ khóe miệng, cơ thể ông ta nhanh chóng co giật rồi nằm im hẳn. Trần Dục đã chết. Cao thủ võ minh đều sướng sờ, Trần Dục, một trong bốn trưởng lão của võ minh cứ thế chết à. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn về phía Mã Siêu, trong mắt họ có thêm vẻ nghiêm nghị. Mã Siêu còn trẻ như thế mà đã có thực lực giết cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, hồi nãy cho dù không có trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng giúp đỡ, có lẽ Trần Dục cũng sẽ chết dưới tay Mã Siêu. Thấy Trần Dục bị giết, sắc mặt Vạn Tề càng thêm u ám. Ông ta siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Hòa, Ninh Thiên Hòa, Dương Thanh chỉ là kẻ sắp chết mà thôi, sao ông phải làm thế vì một kẻ vô dụng chứ? Nếu ông đồng ý, chúng ta có thể hợp sức với nhau. Vạn Tề không nói rõ hẳn, nhưng ý ông ta đã rất rõ ràng, ông ta muốn lôi kéo Ninh Thiên Hòa đối đầu với Đỗ Trọng. Sao Ninh Thiên Hòa lại không hiểu ý ông ta chứ? Ninh Thiên Hòa chỉ cười nhạt, "Trưởng lão Vạn, tôi không ôm chí lớn, chỉ muốn giúp phó hội trưởng Đỗ biến võ minh thành thế lực mạnh mẽ hơn, không riêng gì ở Chiêu Châu mà trên phạm vi toàn thế giới." Ha ha, Vạn Tề bỗng cười lạnh, "Chỉ với ông và Đỗ Trọng á?" Ninh Thiên Hòa không nói gì, bình tĩnh nhìn chầm chầm vào vạn tề. Trưởng Lão Ngụy và trưởng Lão Hồng cũng tới bên Ninh Thiên Hòa, chỉ cần Ninh Thiên Hòa định ra tay với vạn tề, họ sẽ giúp. Nếu Ninh Thiên Hòa chết, với tính cách của vạn tề, ông ta sẽ không bao giờ tha cho họ. Cậu Siêu, anh em nhà họ tống bước đến bên Mã Siêu, trong mắt họ tràn ngập vẻ lo lắng. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của Mã Siêu rất bất ổn, rõ ràng đã bị sức mạnh của thị huyết châu cắn trả nét mặt mã siêu hết sức dữ tợn, cố gắng kìm nén sức mạnh cuồng bạo trong người, năng lượng từ thị huyết châu đang liên tục trào ra từ khe nứt của phong ấn. Cậu siêu, cậu không thể ra tay nữa. Tống tả nghiêm nghị nói. Mã siêu nghiến răng nghiến lợi, anh Thanh đang ở trụ sở chính của Võ Minh, hôm nay chúng ta phải đưa anh ấy về nhà. Anh em nhà họ Tống gật đầu, nặng nề đáp, đúng thế, chúng ta phải đón cậu Thanh về nhà. Phía bên kia, Vạn Tề đang rằng co với ba người Ninh Thiên Hòa, Giữa hai bên tràn ngập áp lực mạnh mẽ, áp lực này khiến cao thủ Võ Minh đang đứng xem gần đó cảm thấy vô cùng khó chịu. Từng giây từng phút trôi đi, hai bên mãi vẫn không khai chiến. Hay nói đúng hơn, là Vạn Tề không ra tay, bởi vì đám người Ninh Thiên Hòa cũng không muốn ra tay lắm, nhưng nếu Vạn Tề cứ muốn đánh, họ chỉ có thể chiến đấu thôi. Một lúc lâu sau, Vạn Tề chợt nói, "Ninh Thiên Hòa, tôi cho ông cơ hội cuối, tôi và ông hợp sức, cùng biến Võ Minh thành thế lực hàng đầu thế giới." Ninh Thiên Hòa vẫn đứng im, bình tĩnh nói, cho dù ông hỏi tôi 100 lần, tôi vẫn trả lời như trước, vạn tề, từ bỏ đi. Đã vậy, đừng trách tôi không khách sáo với các người. Khí thế của vạn tề bỗng tăng vọt, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, ông ta đã đạt đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm bước nữa là đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Đúng lúc này, một đoàn xe râu, roi đỗ lại. Khí thế của vạn tề bỗng biến mất, ông ta nhíu mày, Nhìn về phía bóng người bước xuống xe. Ninh Thiên Hòa cũng nhìn về phía đoàn xe, khi thấy Đinh Văn Trác đang được mấy cao thủ vây quanh, ông ta lập tức biến sắc. Sao ông lại tới đây? Ninh Thiên Hòa nhìn Đinh Văn Trác, lạnh lùng hỏi. Chính Đinh Văn Trác đã đề nghị tập hợp cao thủ hàng đầu ở thế tục Chiêu Châu lại, thành lập Võ Minh, ông ta vừa nói suy nghĩ này ra thì đã được các cao thủ hàng đầu Chiêu Châu ủng hộ. Khi Võ Minh vừa được thành lập, Đinh Văn Trác vốn định mượn sức mạnh của gia tộc cổ võ họ Bách Lý để nắm giữ võ minh, nhưng sự xuất hiện của Dương Thanh đã phá tan mơ mộng của ông ta. Có thể nói, Đinh Văn Trác và Dương Thanh có thù sâu hận lớn, bây giờ Dương Thanh đang hôn mê vì bị thương nặng, còn Đỗ Trọng thì không ở võ minh, trong tình huống này, Đinh Văn Trác bỗng xuất hiện, không khỏi khiến nhiều người suy nghĩ. Quan trọng là Đinh Văn Trác còn dẫn theo rất nhiều cao thủ, nhất là hai cao thủ đằng sau ông ta, khiến Ninh Thiên Hòa cảm nhận được áp lực rất lớn. Ninh Thiên Hòa là cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, chắc chắn cao thủ khiến ông ta cảm nhận được áp lực phải mạnh hơn ông ta, hay nói cách khác, trong số cao thủ mà Đinh Văn Trác dẫn theo, có ít nhất hai người đã đạt tới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Đinh Văn Trác mỉm cười, nhìn Ninh Thiên Hòa, Võ Minh vốn do tôi sáng lập, bây giờ tôi dẫn 30 cao thủ về Võ Minh, có gì lạ đâu chứ? Nghe thấy thế, Ninh Thiên Hòa càng nhíu chặt mày hơn. 30 cao thủ mà Đinh Văn Trác dẫn theo đều rất mạnh người yếu nhất cũng là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Nhà họ Đinh chỉ là một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, cho dù đó là gia tộc hàng đầu, người mạnh nhất cũng chỉ đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ thôi, tại sao Đinh Văn Trác có thể dẫn 30 cao thủ siêu phàm cảnh đến đây, còn có hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ nữa. Chuyện này không hợp lý chút nào, nhưng ngay sau đó, Ninh Thiên Hòa đã tìm ra nguyên nhân. Nhà họ Đinh không thể cử ra nhiều cao thủ hàng đầu cùng một lần như thế những cao thủ này chỉ có thể đến từ gia tộc cổ võ đằng sau nhà họ Đinh, mà phía sau nhà họ Đinh chính là gia tộc cổ võ họ Bách Lý, thế nên rất có thể 30 cao thủ này đều tới từ gia tộc Bách Lý. Khi võ Minh vừa được thành lập, Bách Lý trường không của gia tộc Bách Lý đã định trở thành minh chủ võ Minh, lãnh đạo võ Minh, rõ ràng gia tộc cổ võ họ Bách Lý vẫn chưa hết ý đồ với võ Minh. Nếu để gia tộc Bách Lý nắm giữ võ Minh thật, vậy võ Minh cũng không còn là thế lực số một ở thế tục Chiêu Châu, mà sẽ trở thành thế lực đại diện cho gia tộc cổ võ họ Bách Lý ở thế tục. Điều này khác với ý định ban đầu của các cao thủ thế tục Chiêu Châu khi thành lập võ Minh. Ninh Thiên Hòa lạnh lùng nói, Đinh Văn Trác, ông đã bị đuổi khỏi võ Minh, lấy tư cách gì để dẫn người gia nhập võ Minh vậy? Đinh Văn Trác hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Hòa, ông là cái thá gì mà có tư cách đuổi tôi khỏi võ Minh? Ông, Ninh Thiên Hòa vô cùng tức giận, nhưng không biết phải nói gì. 30 cao thủ phía sau Đinh Văn Trác đều lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Ninh Thiên Hòa, nhất là hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ sau lưng Đinh Văn Trác, trong mắt họ có cả sát khí. Không cần phải nghi ngờ, chỉ cần Đinh Văn Trác ra lệnh, hai người kia sẽ ra tay với Ninh Thiên Hòa ngay. Lúc này, Vạn Tề cũng có vẻ nghiêm nghị, ông ta muốn trở thành minh chủ võ minh, chỉ cần giết Ninh Thiên Hòa là thành công rồi. Đúng lúc ông ta sắp thành công thì lại có kẻ thứ ba xuất hiện. Tuy ông ta rất mạnh nhưng vẫn chưa thực sự bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, chỉ mình ông ta không thể đối phó nổi 30 cao thủ siêu phàm cảnh mà Đinh Văn Trác dẫn theo. Điều khiến ông ta kiêng rẻ chính là hai cao thủ sau lưng Đinh Văn Trác có thực lực cực mạnh, ít nhất cũng đã đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, về phần họ có đạt tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong không, ông ta cũng không rõ. Đúng lúc này, Đinh Văn Trác bỗng nhìn vạn tề, cười ha hả, trưởng lão vạn, tôi nghĩ ông mới là người có tư cách trở thành phó hội trưởng võ minh nhất, không biết trưởng lão vạn nghĩ sao. Vạn tề thoáng sướng sờ, hình như không ngờ Đinh Văn Chác sẽ nói thế với mình. Nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng lại, Đinh Văn Chác đang định lôi kéo ông ta, tỏ ý sẽ cho ông ta làm phó hội trưởng, còn chức hội trưởng chỉ có một, đương nhiên Đinh Văn Chác phải giữ lại cho mình. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng tái mặt, họ chọn Ninh Thiên Hòa đã khó khăn lắm rồi, kết quả Đinh Văn Chác lại dẫn người đến. Vạn tề im lặng, không biết đang nghĩ gì. Đinh Văn Chác cũng không sốt ruột, mỉm cười chờ câu trả lời của Vạn Tê. Cùng lúc đó, ở phòng bệnh trong trụ sở chính Võ Minh, Dương Thanh đang nằm im trên giường bệnh, trên người có rất nhiều thiết bị y tế theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Anh không nhúc nhích, nếu tim không đập, thậm chí những người nhìn thấy anh còn nghĩ anh đã chết. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một cô gái trẻ mặc đồ đen bước tới trước giường bệnh, nhìn Dương Thanh đang nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp cô ta nhìn chằm chằm vào dương thanh một lúc lâu rồi lấy một cái lọ ngọc ra đổ một viên đan dược màu đen bóng loáng ra khỏi lọ đan dược vừa được đổ ra khỏi lọ trong phòng lập tức tràn ngập mùi hương thơm ngát cô gái áo đen nhanh chóng đút đan dược vào miệng dương thanh đan dược vừa vào miệng đã hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng dương thanh chỉ sau thoáng chốc số liệu trên các thiết bị giám sát dấu hiệu sinh tồn của dương thanh nhanh chóng tăng lên mức bình thường chưa đầy một phút số liệu của các dấu hiệu sinh tồn còn rất thấp hồi nãy đã đạt mức bình thường. Cô gái áo đen cúi đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, bỗng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Dương Thanh, trong đôi mắt đỏ hoe đã ẩn ập nước mắt. Anh rể, tạm biệt. Cô gái áo đen nói rồi quay người rời đi. Cô ta đến và đi một cách vội vàng, thậm chí không ai biết cô ta đã đến. Cô gái áo đen này không phải ai khác, chính là Tần Y đã trở thành thánh nữ thánh cung. Lúc này, bầu không khí bên ngoài trụ sở chính của Võ Minh hết sức nghiêm trọng. Đinh Văn Trác và 30 cao thủ hàng đầu ở một phe, Ninh Thiên Hòa, trưởng Lão Ngụy và trưởng Lão Hồng ở một phe, Vạn Tề ở một phe, còn những cao thủ Võ Minh khác thì không có quyền lựa chọn. Đinh Văn Trác cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Vạn Tề, chờ Vạn Tề trả lời. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Vạn Tề cũng lên tiếng, tôi chỉ làm minh chủ thôi. Nghe thấy thế, Đinh Văn Trác bỗng mỉm cười, Vạn Tề, Tôi dẫn 30 cao thủ siêu phàm cảnh gia nhập võ minh, cũng được coi là có công lao rất lớn với võ minh nhỉ. Ông dựa vào đâu để cướp chức minh chủ của tôi thế? Nếu ông nghe lời, tôi có thể cho ông làm phó hội trưởng võ minh, còn nếu không thì không còn gì nữa. Vạn tề, tôi quyết định cho ông thêm cơ hội nữa, nói cho tôi biết, rốt cuộc ông có muốn vị trí phó hội trưởng võ minh không? Thái độ của Đinh Văn chắc hống hách tới cực điểm, rõ ràng ông ta chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh, nhưng lại được cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bảo vệ nên không hề sợ hãi. Ông ta nhìn vạn tề như thể vạn tề nhất định phải nghe lời ông ta, nét mặt vạn tề thay đổi liên tục. Vạn tề, ông đừng tin Đinh Văn Trác, nếu để ông ta trở thành minh chủ võ minh thật thì võ minh sẽ biến thành võ minh của gia tộc cổ võ. Chúng ta đều là người thế tục, biết rõ gia tộc cổ võ vẫn luôn nhòm ngó thế tục, nếu để họ kiểm soát cao thủ thế tục, sau này cả chiêu châu sẽ là thiên hạ của gia tộc cổ võ. Ninh Thiên Hòa vội nói, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, bây giờ chúng ta phải hợp sức thì mới giải quyết được phiền phức trước mắt này. Vạn Tề và Ninh Thiên Hòa Hà đều có thực lực siêu phàm bát cảnh trung kỳ, sức chiến đấu của Mã Siêu cũng cực mạnh, sánh ngang với cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, Võ Minh cũng có mấy chục cao thủ siêu phàm cảnh. Chỉ cần đối phó được hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đằng sau Đinh Văn Trác thì sẽ thay đổi được tình hình bây giờ ngay. Nếu Vạn Tề, Ninh Thiên Hòa và Mã Siêu hợp sức với nhau, không phải là không có cơ hội. Đinh Văn Trác cười lạnh, đúng là điếc không sợ súng. Ông ta nói rồi nhìn vạn tề, vạn tề, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi cho ông thêm một phút cuối cùng để suy nghĩ. Sau một phút, nếu ông vẫn chưa thể quyết định, tôi sẽ xem như ông định đối đầu với tôi, khi đó cũng đừng trách tôi không khách sáo. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ sau lưng Đinh Văn Trác đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vạn tề và Ninh Thiên Hòa, chỉ cần Đinh Văn Trác ra lệnh, họ sẽ ra tay ngay. Mã siêu vốn đang kìm nén sức mạnh của thị huyết châu, nào ngờ giờ lại có thêm kẻ địch mạnh, anh ta không quan tâm nhiều được nữa, tiếp tục để sức mạnh của thị huyết châu lan ra từ cơ thể. Anh ta biết rõ một khi ninh thiên hòa thất bại, Dương Thanh sẽ gặp nguy hiểm ngay. Một phút trôi qua rất nhanh chóng. Vạn tề mãi vẫn không trả lời, Đinh Văn Trác híp mắt, nhìn vạn tề, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ giúp ông. Đúng lúc Đinh Văn Trác chuẩn bị ra lệnh, Rốt cuộc Vạn Tề cũng hạ quyết tâm, vội nói, tôi đồng ý trở thành phó hội trưởng của Võ Minh. Nghe thấy thế, Ninh Thiên Hòa lập tức biến sắc, vội nói, Vạn Tề, ông biết hậu quả của việc này là gì không? Vạn Tề lạnh lùng nói, Ninh Thiên Hòa, im đi. Làm gì là chuyện riêng của tôi, ông không đủ tư cách quan tâm đến. Ha ha, tốt lắm. Đinh Văn chắc hết sức vui mừng, cười nói, nếu vậy, từ hôm nay, Vạn Tề chính là phó hội trưởng Võ Minh. Ông ta nhìn quanh nói lớn, các vị, tôi đến từ nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn phía Bắc, hôm nay cố tình dẫn rất nhiều cao thủ đỉnh cao ở phía Bắc tới gia nhập Võ Minh. Tôi tin dưới sự lãnh đạo của tôi, Võ Minh sẽ càng mạnh mẽ hơn, hy vọng mọi người có thể chung tay góp sức với tôi, để Võ Minh trở thành thế lực hàng đầu thế giới. Tất cả cao thủ Võ Minh đều im lặng, sao họ lại không biết hai cao thủ phía sau Đinh Văn Chắc cũng không phải người nhà họ Đinh, mà đến từ gia tộc cổ Võ phía sau nhà họ Đinh chứ? còn Đinh Văn Chắc chỉ là con rối mà gia tộc cổ võ đẩy ra. Chỉ cần Đinh Văn Chắc nắm giữ võ minh, sau này võ minh sẽ thực sự trở thành một nhánh của gia tộc cổ võ họ bách lý ở thế tục. Sắc mặt Ninh Thiên Hòa tái nhợt, ông ta nhìn đám cao thủ do Đinh Văn Chắc dẫn đầu, hoàn toàn tuyệt vọng. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ sau lưng Đinh Văn Chắc, lại thêm vạn tề, đội hình này quá mạnh, chỉ với cao thủ của võ minh bây giờ, không thể là đối thủ của họ. Huống hồ, Đinh Văn Trác còn dẫn theo 30 cao thủ từ siêu phàm tam cảnh trở lên. Đinh Văn Trác bỗng nhìn về phía Ninh Thiên Hòa, Ninh Thiên Hòa, thực lực của ông cũng cao, bây giờ tôi sẵn lòng cho ông cơ hội, chỉ cần ông đồng ý đi theo tôi, sau này, ông cũng được làm phó hội trưởng võ minh với vạn tề. Ninh Thiên Hòa siết chặt nắm tay, trong mắt hừng hực lửa giận, ông ta nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác, trừ khi tôi chết. Bằng không, tôi sẽ không bao giờ để ông trở thành minh chủ võ minh sau khi ninh thiên hòa dứt lời sức mạnh khổng lồ bỗng lan ra từ người ninh thiên hòa phá cho tôi ninh thiên hòa hét lớn khí thế bỗng tăng vọt như thác lũ phá vỡ đê siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đinh văn chắc cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của ninh thiên hòa lập tức có vẻ kinh hãi con người của vạn tề bỗng co lại ông ta cứ cho rằng đỗ trọng để ninh thiên hòa trở thành phó hội trưởng còn để ông ta làm trưởng lão là thiên vị ninh thiên hòa đến giờ ông ta mới nhận ra thực lực của Ninh Thiên Hòa cũng như ông ta, đã đạt tới siêu phàm bát cảnh trung kỳ đỉnh phong, có thể bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bất cứ lúc nào. Không ngờ Ninh Thiên Hòa đã bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ trước ông ta một bước. Nhưng thế đã sao? Đinh Văn Trác dẫn hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ tới, cho dù Ninh Thiên Hòa bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ thì cũng không thể là đối thủ của hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Đinh Văn Trác cắn răng, không ngờ ông lại che giấu kỹ thế, không bàn tới việc ông đã đột phá siêu phàm bát cảnh hậu kỳ cho dù ông bước vào siêu phàm bát cảnh đỉnh phong thì hôm nay cũng phải chết ông ta nói rồi khoát tay giết ông ta đi hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ không hề do dự mệnh lệnh của đinh văn trác vừa được đưa ra họ lập tức lao tới chỗ ninh thiên hòa ninh thiên hòa hơi nhích chân còn chủ động lao về phía hai cao thủ trông thấy thế mã siêu biến sắc một khi ninh thiên hòa ngã xuống chỉ với mình anh ta thì không thể cản bước đinh văn trác khi đó dương thanh phải làm sao? giết mã siêu không hề do dự lập tức phát huy sức mạnh của thị huyết châu lao tới chỗ hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. hừ thấy thế vạn tề hơi nhích chân chặn đường mã siêu đá về phía anh ta. dầm vạn tề đá vào bụng dưới của mã siêu mã siêu lùi về sau mấy bước rồi hộc máu. mã siêu vốn chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ sau khi mượn nhờ sức mạnh của thị huyết châu phát huy được thực lực sánh ngang siêu phàm bát cảnh sơ kỳ đã là cực hạn rồi. Mà vạn tề lại là cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, cho dù mã siêu giải phóng hết sức mạnh trong thị huyết châu thì cũng không phải đối thủ của ông ta. Phía bên kia, Ninh Thiên Hòa cũng liên tiếp lùi về sau dưới sự tấn công của hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, không hề có phần thắng. Ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt vạn tề, ông ta hít mắt nhìn chầm chầm vào mã siêu, đến lúc tiến cậu lên đường rồi. Ông ta nói rồi tới trước mặt Mã Siêu, giơ tay đánh vào đầu anh ta. "Cậu Siêu." Anh em nhà họ Tống lập tức hét lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Tề, không giúp nổi Mã Siêu, thực lực của họ quá yếu, thậm chí không có cả tư cách tham gia chiến đấu. Mã Siêu đã phát huy sức mạnh đến cực hạn, nhưng Vạn Tề quá mạnh, anh ta không thể tránh nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường toàn lực của Vạn Tề ngày càng đến gần đầu mình. Nếu bị đánh trúng, có lẽ anh ta sẽ chết ngay đúng vào lúc nhìn cân treo sợi tóc này một bóng người màu đen bỗng xuất hiện đưa tay đánh mạnh vào ngực vạn tề dầm tiếng va chạm nặng nề vang lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người vạn tề bị đánh bay mười mấy mét như diều đứt dây lúc này mọi người đều nhìn về phía bóng người màu đen kia mã siêu cũng ngẩn người anh ta cứ tưởng mình sắp chết rồi nào ngờ lại được cứu hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đang bao vây Ninh Thiên Hòa cũng ngừng tấn công, đều khiếp sợ nhìn bóng người mặc đồ đen chắn trước mã siêu. Xin chào tiền bối, chúng tôi là người của gia tộc cổ võ họ Bách Lý, có thủ oán với Dương Thanh của võ Minh, hôm nay đến đây là để giải quyết việc này, mong tiền bối đừng xen vào. Lúc này, một trong hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà Đinh Văn Trác dẫn tới nhìn về phía người mặc áo đen, nói. Người này mặc toàn đồ đen, còn đeo mặt nạ, hoàn toàn không thấy được mặt. Dầm, dầm, cao thủ của gia tộc Bách Lý vừa dứt lời, người mặc áo đen đã tới trước mặt họ, đám đông không thấy đối phương ra tay thế nào, chỉ nghe thấy hai tiếng va chạm nặng nề vang lên, sau đó hai cao thủ siêu phàm bắt cảnh hậu kỳ của gia tộc cổ võ họ Bách Lý đều bay ra xa. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Cao thủ này mạnh đến mức nào thì mới có thể đánh bay cao thủ siêu phàm bắt cảnh hậu kỳ chỉ với một đòn chứ. Đinh Văn chắc thấy thế, hoàn toàn sững sờ, người run lẩy bẩy vì sợ. Tuy ông ta không rõ thân phận của người mặc áo đen, nhưng cũng biết đối phương đến để giúp đám người Ninh Thiên Hòa. Còn ông ta thì tới để đối phó đám người Ninh Thiên Hòa. Sau khi bị người mặc áo đen đánh bay, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đều bị thương nặng, rơi xuống mặt đất cách đó mười mấy mét, không gượng dậy nổi. Ninh Thiên Hòa lập tức mừng rỡ chắp tay, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Ông ta hiểu rõ, nếu không có cao thủ áo đen trước mặt, ông ta đã chết rồi mã siêu nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen kia không hiểu sao khi nhìn vào mắt đối phương anh ta lại thấy hết sức quen thuộc anh ta khẳng định người mặc áo đen này là người quen của anh ta nhưng bây giờ anh ta không sao nhớ nổi mình đã quen ai có thực lực mạnh đến thế có thể hạ gục cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bằng một đòn ít nhất người mặc áo đen phải đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nhưng mã siêu nghĩ chắc hẳn thực lực của người mặc áo đen ở mức siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đúng lúc này người mặc áo đen bỗng nhìn về phía đinh văn trác đồng thời cất bước đi tới chỗ ông ta bịch chân đinh văn trác mềm nhún lập tức quỳ xuống trước người mặc áo đen sợ hãi nói tiền bối xin tiền bối cho tôi một con đường sống tôi biết sai rồi cũng không dám nữa đâu người mặc áo đen vẫn không nói gì trong lúc đinh văn trác xin tha người mặc áo đen đã đến trước mặt ông ta dầm người mặc áo đen bỗng vươn tay ra nắm lấy đầu đinh văn trác khí kinh khủng khiếp lập tức xuyên vào não ông ta Đinh Văn Trác không có cả cơ hội phản ứng, nét mặt cứng đờ, máu tươi chảy ra từ thất khiếu, trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt, chậm rãi ngã xuống. Chết rồi. Những cao thủ mà Đinh Văn Trác dẫn tới đều sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, họ sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của người mặc áo đen. Đến lúc chết, Đinh Văn Trác vẫn không biết mình đã đắc tội với người mặc áo đen thế nào. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà Đinh Văn Trác dẫn tới và vạn tề lồm cồm bò dậy, thấy người mặc áo đen giết Đinh Văn Trác trong nháy mắt, họ đều tái mặt. Ánh mắt vạn tề trở nên lạnh lẽo, bỗng nghiến răng nghiến lợi, các vị, không cần che giấu nữa, rõ ràng người này không định tha cho chúng ta, cho dù đối phương mạnh hơn nữa thì sao? Chúng ta có hơn 30 cao thủ siêu phàm cảnh, trong đó còn có hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, chẳng lẽ còn phải sợ chắc? Đối phương cũng không giết chúng ta được ngay, tức là chắc thực lực chỉ dừng ở mức siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nếu chúng ta hợp sức với nhau thì chưa chắc đã không đánh lại. Nghe thấy thế, ánh mắt của hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đến từ gia tộc Bách Lý đều lóe sáng. Họ cũng không rõ rốt cuộc người mặc áo đen mạnh đến đâu, nhưng có thể cảm nhận được, người mặc áo đen định giết họ, bây giờ phải hợp sức thì mới có cơ hội. Chúng ta cùng ra tay đi. Hai cao thủ của gia tộc Bách Lý nhìn nhau rồi lần lượt xông tới chỗ người mặc áo đen thấy hai người này xông tới chỗ người mặc áo đen, trong mắt vạn tề lóe lên vẻ đắc ý vì thực hiện được âm mưu, ông ta hơi nhích chân, rời đi theo hướng ngược lại. Không ngờ ông ta lại chạy trốn. Nhưng cũng có thể hiểu được, ông ta đã nhận thấy sự mạnh mẽ của người mặc áo đen, nếu không trốn thì chỉ còn con đường chết, chỉ bằng lừa hai cao thủ của gia tộc cổ võ đi giữ chân người mặc áo đen. Phập, nhưng ông ta vừa chạy được hai mấy mét, một viên đá lớn chừng ngón cái đã xuyên thủng từ gáy ông ta ra vùng giữa lông mày sau khi chạy lên trước mấy bước theo quán tính ông ta ngã nhào ra đất không nhúc nhích nữa chỉ sau thoáng chốc mọi người đã thấy máu tươi nhuộm đỏ nền đất quanh ông ta vạn tề chết rồi à cao thủ võ minh đều sững sờ ở võ minh dương thanh có thực lực mạnh nhất nhưng đang hôn mê bất tỉnh vì bị thương nặng đỗ trọng là cao thủ xếp thứ hai còn ninh thiên hòa và vạn tề thì có thực lực ngang nhau đứng thứ ba thứ tư nhưng bây giờ vạn tề lại bị một viên đá lớn chừng ngón cái xuyên thủng đầu Người ném viên đá kia không phải ai khác, chính là người mặc áo đen. Sau khi người mặc áo đen đánh chết phản tề, hai cao thủ siêu phàm bắt cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý mới xông đến. Đúng lúc người mặc áo đen chuẩn bị giết hai cao thủ của gia tộc Bách Lý, một lão già mặc áo vải bóng xuất hiện trước mặt người mặc áo đen, giơ tay tung trưởng. Dầm, người mặc áo đen cũng tung trưởng, tay họ va vào nhau, lập tức tạo ra tiếng động cực lớn người mặc áo đen vừa xuất hiện với tư thế vô địch phải lùi ra sau mấy chục bước rồi mới ngừng. Trái lại, lão già kia chỉ lùi một bước, nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen vừa bị lão ta đẩy lùi với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cậu là ai, dám nhúng tay vào chuyện của gia tộc Bách Lý chúng tôi à? Lão già áo vải lạnh lùng nhìn người mặc áo đen, lớn tiếng chất vấn. Giọng ông ta như sấm nổ bên tai người mặc áo đen. Khóe miệng người mặc áo đen dỉ máu, nhìn chằm chằm vào lão giả áo vải, hừng hực ý chí chiến đấu. Hừ, lão giả áo vải lạnh lùng nói, đồ điếc không sợ súng, nếu cậu đã muốn chết, tôi sẽ tiến cậu lên đường. Lão giả áo vải nói rồi xông tới chỗ người mặc áo đen. Người mặc áo đen cắn răng, cũng lao về phía lão giả áo vải. Dầm, nhưng trước mặt lão giả áo vải, người mặc áo đen không sao chống đỡ nổi, lại bị đối phương đánh trúng, bay ra xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống đất như diều đứt dây mặt nạ của người mặc áo đen cũng rơi xuống đất. Thấy khuôn mặt của đối phương, Mã Siêu lập tức thẳng thốt gọi, Tần Y. Thấy Tần Y, Mã Siêu thực sự sướng sờ, với tư cách là anh em tốt của Dương Thanh, anh ta hết sức quen thuộc với những người bên cạnh Dương Thanh, đương nhiên cũng biết Tần Y là người bình thường. Nhưng bây giờ, anh ta lại chợt phát hiện Tần Y có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao lại không kinh ngạc được chứ? Trừ Mã Siêu ra, những người khác cũng có vẻ kinh hãi, bởi vì Tần Y quá trẻ, còn là phụ nữ, vậy mà lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, khắp chiêu châu này, có mấy người phụ nữ sở hữu thiên phú khủng khiếp như thế đây. Khóe miệng tần y dỉ máu, cô ta bò dậy, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cao thủ đến từ gia tộc Bách Lý kia. Thấy tần y là nữ, lão giả áo vải kia cũng có vẻ kinh ngạc, là nữ à. Không ngờ thế tục lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như thế, đầu tiên là Dương Thanh chưa đầy 30 tuổi mà đã bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, giờ lại đến một cô gái chưa đầy 30 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mã siêu bị lão ta bỏ qua, trước Dương Thanh và Tần Y, thiên phú của mã siêu trở nên hơi yếu. Nhưng cho dù là ở gia tộc cổ võ, cũng không có mấy thanh niên sở hữu thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Tần Y nhìn chằm chằm vào lão giả áo vải của gia tộc Bách Lý, lạnh lùng nói, ông là tiền bối của gia tộc cổ võ, lại ức hiếp thế tục, không thấy quá đáng à. Cô ta đã cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ từ đối phương, ít nhất lão ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thậm chí là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nhưng cô ta chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ vốn không phải đối thủ của lão già áo vải này Hừ, lão già áo vải lạnh lùng nói một đứa con gái thế tục cũng dám chất vấn bách lý huyền tôi à ông ta là bách lý huyền á nghe được cái tên này một cao thủ võ minh có vẻ kinh hãi cao thủ võ minh khắc hỏi bách lý huyền là ai người kia nghiêm nghị nói Bách Lý Huyền thuộc chi thứ ba của gia tộc cổ võ họ Bách Lý, ở gia tộc Bách Lý, thực lực của ông ta cũng không đứng đầu, nhưng Bách Lý Nhạc, cháu trai trưởng của ông ta lại là người thừa kế chi thứ ba của gia tộc Bách Lý. Nghe nói Bách Lý Nhạc mới 35 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có thiên phú cao nhất ở chi thứ 3 của gia tộc Bách Lý. Con trưởng của Bách Lý Huyền, cũng chính là bố Bách Lý Nhạc đang là chủ chi thứ ba của gia tộc Bách Lý, thiên phú cũng hết sức xuất chúng, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nghe người kia nói xong cao thủ võ minh đều có vẻ kinh hãi cho dù là ở gia tộc cổ võ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng là người mạnh bậc nhất không ngờ con trai bách lý huyền cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ngay cả cháu lão ta cũng đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ra thế này đúng là quá mạnh mã siêu vốn có thủ oán sâu sắc với gia tộc bách lý sau khi biết lão giả áo vải trước mặt đến từ gia tộc bách lý trên mặt anh ta tràn ngập sát khí mãnh liệt, anh ta siết chặt nắm tay, khí thế vô cùng mạnh mẽ lan ra từ người anh ta. hừm, bách lý huyền nhíu mày, nhìn về phía mã siêu, nhanh chóng cảm nhận được khí thế hết sức quen thuộc, lập tức hoảng sợ nói, máu tổ của gia tộc bách lý năm đó bách lý thu nguyệt mẹ mã siêu là yêu nghiệt duy nhất đã thức tỉnh máu tổ ở gia tộc bách lý, nhưng sau đó bà ta đến thế tục nên duyên với bố mã siêu là phùng chí viễn rồi sinh hạ mã siêu vì chuyện này gia tộc bách lý đã nổi giận bắt bách lý thu nguyệt quay về từ hoàng tộc họ phùng ở thế tục thậm chí cao thủ của gia tộc bách lý còn tàn sát bừa bãi ở hoàng tộc họ phùng giết một số cao thủ của hoàng tộc họ phùng sau khi bị đưa về gia tộc bách lý bách lý thu nguyệt cũng bị nhốt mã siêu lớn bao nhiêu thì bách lý thu nguyệt bị nhốt bấy nhiêu năm bây giờ gặp người của gia tộc bách lý ở đây có thể tưởng tượng được mã siêu tức giận đến mức nào bách lý huyền lạnh lùng nói cậu là đứa con riêng của ả đê tiện kia đúng không ông chán sống rồi. Nghe thấy Bách Lý Huyền sỉ nhục mẹ mình, Mã Siêu lập tức nổi giận, khí thế trên người anh ta tăng vọt, đạt đến giới hạn của siêu phàm bát cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cảm nhận được khí thế của Mã Siêu tăng vọt, mọi người đều sững sờ. Dù sao anh ta cũng chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, trước đó phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh là đã khiến người ta kinh ngạc lắm rồi, nhưng bây giờ anh ta còn phát huy thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nữa giữa lông mày anh ta xuất hiện một ký hiệu màu máu đó là ký hiệu của máu tổ gia tộc bách lý mắt mã siêu đỏ ngầu quanh người tràn ngập sát khí đôi mắt đỏ ngầu kia hết sức dữ tợn thấy sự thay đổi của mã siêu tần y cũng hết sức sợ hãi vội khuyên anh điên rồi à mau kiểm soát tâm trạng nếu anh gặp chuyện vợ con anh biết phải làm sao chẳng lẽ anh muốn trở thành loại cầm thú bỏ mặc vợ con mình hả mau kiểm soát tâm trạng của anh đi mất kiểm soát là xong luôn đấy Mã siêu như không nghe thấy tần y nói, khí thế của anh ta vẫn đang tăng, nhưng còn cách siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rất nhiều. Anh em nhà họ tống càng sốt ruột hơn, họ biết rõ mã siêu vừa tỉnh lại cách đây không lâu, bây giờ anh ta phát huy được sức mạnh đáng sợ như thế là nhờ thị huyết châu hết. Thực lực mà mã siêu phát huy càng mạnh, phong ấn của thị huyết châu càng nhanh vỡ hơn. Một khi phong ấn vỡ, không ai biết liệu mã siêu có sống sót được không. Tống tả cũng lớn tiếng khuyên, cậu siêu, cậu mau kiểm soát mình đi, cậu Thanh đã trả giá đắt để kìm hãm thị huyết châu trong người cậu, chẳng lẽ cậu muốn cậu Thanh phí công vô ích à? Vì đang chịu cơn đau dữ dội, nét mặt mã siêu cũng méo mó, như không nghe được người ngoài nói gì, khí thế của anh ta vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ sau thoáng chốc, thất khiếu của anh ta cũng bắt đầu chảy máu, da trên người nứt toác, máu me đầm đìa, trông vô cùng thê thảm. Bách Lý Huyền không hề quan tâm đến sự thay đổi của Mã Siêu, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường. Lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, Mã Siêu chỉ mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù phát huy được thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì có lẽ anh ta cũng sẽ nổ tung nhỉ. Tống Tả hét lớn, "Cậu Siêu, đừng." Đúng lúc này, một thanh niên bỗng xuất hiện bên cạnh Mã Siêu như thuấn di. Anh giơ tay lên, xòe bàn tay ra, bỗng đặt lên đầu Mã Siêu, quát lớn, "Kìm hãm cho tôi." Sau tiếng quát này, khí thế đáng sợ mà Mã Siêu phóng ra dần biến mất. Audio điện tử võ tấn bền. Mọi người đều sững sờ, khí thế đang tăng vọt của mã siêu cứ thế biến mất ư. Rốt cuộc nét mặt lạnh lùng của Bách Lý Huyền cũng có sự thay đổi. Cậu Thanh, thấy Dương Thanh, anh em nhà họ Tống lập tức hô lớn, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Nhưng lúc này Dương Thanh cũng không có thời gian để ý tới họ, anh vẫn đặt tay lên đầu mã siêu, kìm hãm sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể mã siêu. Khí thế của mã siêu đang từ từ biến mất, nhưng phong ấn thị huyết châu đã bị mã siêu mở ra rất nhiều dương thanh không thể phong ấn lại được chỉ cao thủ biết thuật phong ấn đồng thời có cảnh giới rất cao mới có thể phong ấn sức mạnh của thị huyết châu bây giờ dương thanh chỉ có thể dùng bạo lực để chấn áp bạo lực dùng sức mạnh của mình để chấn áp sức mạnh trong thị huyết châu may mà thực lực bây giờ của dương thanh rất mạnh bằng không anh cũng bó tay đừng chống cự nữa dương thanh cảm nhận được sự phản kháng của mã siêu vội nói Nghe thấy giọng Dương Thanh, Mã Siêu như sực tỉnh, cũng nhận ra mình suýt phá bỏ phong ấn thị huyết châu, không quan tâm nhiều được nữa, vội áp chế thực lực của mình. Nhưng sức mạnh trong thị huyết châu quá lớn, dù đã bị Dương Thanh kìm hãm rất nhiều, luồng sức mạnh này vẫn vô cùng cuồng bạo, ngay cả Dương Thanh bây giờ cũng phải tốn rất nhiều công sức để chấn áp nó. Tần y ở cách đó không xa nhìn Dương Thanh với vẻ lưu luyến, mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Mọi người đều chú ý tới Dương Thanh, không ai phát hiện Tần y đã rời đi hết sắc mặt của Bách Lý Huyền hết sức khó coi, bởi vì lần này lão ta tới Yến Đô để giết Dương Thanh, nhưng bây giờ lão ta lại phát hiện Dương Thanh mạnh đến thế. Tuy lão ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn từ Dương Thanh. Áp lực này không phải vì cảnh giới của Dương Thanh cao hơn lão ta, mà nó đến từ huyết mạch, chỉ sự áp đảo từ huyết mạch mới có thể vượt xa giới hạn của cảnh giới, giúp người yếu áp đảo kẻ mạnh. Lão ta tự thấy mình không thể trấn áp sức mạnh trong người mã siêu cũng không phải vì lão ta không đủ mạnh, mà Mã Siêu có máu tổ của gia tộc Bách Lý, đó là huyết mạch thuần khiết nhất của gia tộc Bách Lý, còn lão ta chỉ có huyết mạch của gia tộc Bách Lý mà thôi, sức mạnh huyết mạch của hai người không cùng cấp bậc. Dương Thanh có thể trấn áp máu tổ của gia tộc Bách Lý trong người Mã Siêu, tức là sức mạnh huyết mạch của Dương Thanh hơn máu tổ của gia tộc Bách Lý nhiều. Hay nói cách khác, gia tộc của Dương Thanh cũng mạnh hơn gia tộc Bách Lý. Nghĩ đến đây, quyết tâm muốn giết Dương Thanh của Bách Lý huyền bỗng dao động. Thiên phú yêu nghiệt như thế, lại có huyết mạch mạnh hơn cả huyết mạch Bách Lý, thiên tài võ thuật kiểu này sẽ không được ai bảo vệ ư? Thông thường người bảo vệ sẽ núp trong bóng tối, thực lực của Dương Thanh mạnh như thế, nếu anh có người bảo vệ, chắc chắn người đó cũng sẽ rất mạnh. Nhưng Bách Lý Huyền không cảm nhận được khí thế nào mạnh hơn ở xung quanh, tức là có hai khả năng. Thứ nhất, Dương Thanh không có người bảo vệ, nên Bách Lý Huyền không cảm nhận được khí thế nào mạnh hơn. Thứ hai, người bảo vệ Dương Thanh có thực lực cực mạnh vượt xa Bách Lý Huyền, nên Bách Lý Huyền không thể cảm nhận nổi. Nhưng Bách Lý Huyền đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, có thể cảm nhận được cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu người bảo vệ của Dương Thanh đang ở gần đây mà lão ta lại không cảm nhận được, tức là có lẽ người bảo vệ của Dương Thanh đã mạnh hơn thiên cảnh rồi. Nghĩ đến thiên cảnh, sắc mặt Bách Lý Huyền trắng bệch. Được cao thủ thiên cảnh bảo vệ, ra thế này mạnh đến mức nào chứ? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của lão ta, lão ta cũng không rõ rốt cuộc Dương Thanh có người bảo vệ không. Dưới sự cố gắng của Dương Thanh, tơ máu trong mắt mã siêu dần biến mất, sức mạnh của thị huyết châu cũng lắng xuống. Dương Thanh có vẻ mệt mỏi, nhưng anh không để tâm, lấy đan dược bổ sung sự tiêu hao mà Phùng Tiểu Huyền đưa cho mình ra, uống luôn. Bách Lý Huyền nhìn mà há hốc miệng, lão ta có thể cảm nhận được, đan dược mà Dương Thanh vừa uống chính là bổ khí đan phổ biến nhất trong các đan dược cổ. Gia tộc Bách Lý còn không có nổi 10 viên bổ khí đan, nhưng hồi nãy, Dương Thanh đã uống ba viên liền một lúc. Phải biết rằng trên đời này không còn luyện đan sư nữa, đan dược ở gia tộc cổ võ toàn đan dược được để lại từ thời cổ, viên nào cũng có giá trị khổng lồ. Ở phòng đấu giá của gia tộc cổ võ, đan dược nào cũng có giá trên trời. Dương Thanh là người thế tục mà lại uống bổ khí đan như ăn đậu, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Bách Lý Huyền. Lão ta không biết Dương Thanh chỉ mang 10 viên bổ khí đan theo thôi. Đây chỉ là số nhỏ mà Phùng Tiểu Huyền đưa cho anh, phần lớn đều ở dinh thự Vân Phong, không mang theo hết được, nên anh mới mang mỗi 10 viên. Nếu Bách Lý Huyền biết, có lẽ sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Thấy Dương Thanh xuất hiện, cao thủ võ minh đều có vẻ kích động. Họ biết Dương Thanh đã giết cả Kitano Takeshi có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, Bách Lý Huyền đến từ gia tộc Bách Lý cũng có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Dương Thanh đã giết được Kitano Takeshi, chắc chắn cũng giết được Bách Lý Huyền từng giây từng phút trôi đi, Dương Thanh vẫn đang giúp Mã Siêu trấn áp sức mạnh của thị huyết châu, Bách Lý Huyền cũng không quấy rầy, đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Lão ta biết gia tộc Bách Lý đã đánh giá quá thấp thực lực và bối cảnh của Dương Thanh, thực lực mà Dương Thanh thể hiện ra không hề giống một cao thủ thế tục chẳng có chỗ dựa gì. Đại nhân, thực lực của cậu ta rất mạnh, có lẽ chỉ mình đại nhân mới giết được cậu ta. Lúc này, một trong số hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà đinh văn trác dẫn tới trước đó nhìn về phía bách lý huyền nói nhỏ bách lý huyền nhíu mày cũng không đáp anh thanh mã siêu bỗng gọi rất nhỏ mắt còn rơm rớm nước mắt có thể thấy dương thanh lần nữa tốt quá rồi dương thanh mỉm cười ấm áp lập tức bỏ tay khỏi đầu mã siêu anh đã cố gắng hết sức tuy không thể hoàn toàn chấn áp sức mạnh của thị huyết châu nhưng cũng đã kìm hãm phần lớn rồi với thực lực của Mã Siêu bây giờ, Mã Siêu hoàn toàn có thể đối phó. Dương Thanh nhìn Mã Siêu, trầm giọng nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tôi biết cậu có thù hận sâu sắc với gia tộc Bách Lý, cũng không ngăn cậu báo thù, nhưng giờ chưa phải lúc. Mã Siêu siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, anh Thanh, em biết. Nhưng cứ thấy người của gia tộc Bách Lý, em lại muốn ra tay. Dương Thanh hoàn toàn có thể hiểu được, cũng như anh lúc trước, khi chưa rõ chân tướng, anh cũng vô cùng căm thù gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, đến khi biết sự thật thì mới biết mình đã hận nhầm người. Dương Thanh vỗ vai mã siêu, nói, chuyện tiếp theo cứ để tôi xử lý, cậu mau khôi phục đi, có lẽ lát nữa tôi không quan tâm cậu được. Anh nói rồi nhìn về phía Bách Lý Huyền, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh, lao đến chỗ lão ta. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Bách Lý Huyền, người của gia tộc Bách Lý thiết hỷ mạnh hiếp yếu lắm hả sắc mặt của Bách Lý Huyền lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì lão ta đã cảm nhận được thực lực thật sự của Dương Thanh là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ từ khí thế của anh. Cao thủ thế tục trở nên yêu nghiệt như thế từ bao giờ chứ? Lần này đến thế tục, lão ta chỉ biết Dương Thanh rất mạnh, đã giết được Bách Lý Trường không có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Theo lão ta thấy, cho dù Dương Thanh mạnh đến mấy, có thể đạt tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đã là yêu nghiệt lắm rồi, nào ngờ cảnh giới thực sự của Dương Thanh lại là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nếu biết dương thanh vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mấy phút trước lão ta sẽ thấy thế nào đây lão sược một trong hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ được đinh văn trác dẫn tới tức giận quát dương thanh cậu là cái thá gì dám ăn nói sằng bậy với đại nhân bách lý của chúng tôi hả một cao thủ khác của gia tộc bách lý cũng tức giận quát nói nhảm với cậu ta làm gì chúng ta cùng ra tay giết cậu ta đi đối phương cười lạnh tôi cũng đang có ý đó sau khi dứt lời hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý cùng xông tới chỗ Dương Thanh. Nhưng họ không phát huy hết tốc độ mà cố tình giảm tốc. Họ biết thực lực của Dương Thanh hết sức khó lường, nhưng vẫn xông lên giết Dương Thanh vì muốn thể hiện trước mặt Bách Lý Huyền, họ cũng biết chắc chắn Bách Lý Huyền sẽ không để họ đi chịu chết. Quay lại đây cho tôi. Bách Lý Huyền biết thực lực của Dương Thanh, lập tức quát lớn. Nhưng khi lão ta quát lên, chuẩn bị tìm cách cứu viện thì đã muộn. Trong lúc lão ta nói chuyện, Dương Thanh đã di chuyển. Rầm, rầm. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ vừa hùng hổ xông lên lập tức hộc máu bay ra xa như bị xe tải hạng nặng tông phải. Còn chưa tiếp đất, họ đã bỏ mạng. Rầm. Sau khi chết rồi, họ mới nặng nề rơi xuống đất. Các cao thủ đang có mặt đều sững sờ. Trước khi Bách Lý Huyền và Dương Thanh xuất hiện, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ kia hết sức hùng hổ suýt thay đổi minh chủ võ minh. Nào ngờ hai cao thủ mạnh mẽ này của gia tộc Bách Lý lại bị Dương Thanh giết với một đòn. Bách Lý Huyền vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, cậu to gan thật, dám giết cao thủ của gia tộc Bách Lý ngay trước mặt tôi. Cho dù họ không là gì ở gia tộc Bách Lý thì vẫn là cao thủ của gia tộc Bách Lý. Hôm nay, tôi phải nghiền nát xương cậu. Để cậu biết nếu đắc tội với gia tộc Bách Lý thì hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, anh chỉ muốn giết lão già khốn kiếp trước mặt nếu đối phương đã nhắm vào anh anh cũng không nhất thiết phải nương tay hơn nữa gia tộc bách lý có nợ máu với mã siêu anh là anh em tốt của mã siêu đương nhiên cũng không có thiện cảm gì với người của gia tộc bách lý trong mắt dương thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo anh lạnh lùng nói tôi cũng muốn xem xem hậu quả của việc đắc tội với gia tộc bách lý nghiêm trọng đến mức nào ầm uhm, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người bách lý huyền dương thanh nói lớn mọi người lùi lại đi trước cuộc chiến ở cấp bậc này ngay cả cao thủ siêu phàm cảnh bình thường cũng rất khó chịu được áp lực cao thủ do đinh văn trác dẫn tới và cao thủ võ minh đều lùi mấy chục mét mã siêu nhìn chằm chằm vào bách lý huyền bằng ánh mắt đằng đằng sát khí siết chặt nắm tay anh ta rất muốn đánh với bách lý huyền một trận nhưng thực lực của anh ta quá yếu không phải đối thủ của bách lý huyền anh thanh cẩn thận mã siêu dặn dương thanh rồi lùi ra sau dương thanh và bách lý huyền đứng đối diện nhau trên người họ tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp sàn bê tông cứng rắn cũng không chịu nổi áp lực này, xuất hiện những khe nước to bằng ngón tay, trông như mạng nhện. Dương Thanh không hề khinh địch, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người, anh mới bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, còn Bách Lý Huyền đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tuy hai người chỉ tranh nhau một cảnh giới, Dương Thanh cũng đã vượt hai cảnh giới để giết Kitano Takeshi có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ từ khi còn ở siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng Kitano Takeshi đã khinh địch, nên anh mới tìm được cơ hội để ngưng tụ sức mạnh nguyên tố thủy thành kiếm máu, chọc mù mắt Kitano Takeshi, nhân đó giết ông ta. Không phải trận chiến nào cũng có cơ hội như vậy. Bách Lý Huyền cũng không khinh thường Dương Thanh, lập tức phát huy trạng thái mạnh nhất của mình, bởi vì lão ta đã cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch trên người Dương Thanh. Sống đến từng này tuổi, lão ta cũng có kiến thức rộng rãi, biết nhiều bí mật về sức mạnh huyết mạch hơn người bình thường. Hai người đều không ra tay trước, cứ nhìn nhau, chỉ có áp lực khủng khiếp khiến người khác biết trận chiến này hết sức căng thẳng đang lan tỏa. Dầm. Bách Lý Huyền bỗng hơi nhích chân, chủ động tấn công, khi lão ta rời đi, sàn bê tông dưới chân lão ta cũng vỡ theo. Dương Thanh đã chuẩn bị sẵn cũng di chuyển khi Bách Lý Huyền hành động. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đều có sức chiến đấu đỉnh cao, họ cùng xông về phía nhau, gần như va vào nhau trong nháy mắt. Âm. Um khí kình đáng sợ lấy hai người làm trung tâm, lan khắp xung quanh. Khí kình này đi đến đâu cũng tạo thành thiệt hại nặng nề. Dầm dầm dầm, khu vực 10 mét xung quanh hai người hoàn toàn biến thành bụi mịn, bụi đất bay tứ tung. Ngay cả những cao thủ đứng cách họ mấy chục mét cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp khi họ đối đầu với nhau, những cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh đều thấy ngực như bị đánh mạnh, bị khí kình đẩy lùi mấy mét. Chuyện này, các cao thủ siêu phàm thất cảnh và bát cảnh tự nhận mình là cao thủ hàng đầu đều hết sức kinh hãi, mãi đến khi thấy cao thủ cấp bậc này chiến đấu, họ mới biết mình yếu ớt tới mức nào. Trong mắt mã siêu tràn ngập vẻ khao khát, anh ta siết chặt nắm tay, anh ta biết rõ khoảng cách giữa anh ta và Dương Thanh đang ngày càng xa, nếu cảnh giới của anh ta vẫn dậm chân tại chỗ, một ngày nào đó anh ta sẽ không thể bắt kịp Dương Thanh nữa. Trong chiến trường, sau khi đối đầu một đợt, cả Dương Thanh và Bách Lý Huyền đều đứng im, cũng không lùi lại. Bách Lý Huyền thầm kinh hãi, lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ đó từ khí thế của anh. Nhưng lão ta không ngờ mình đã dốc toàn lực với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà vẫn không thể đẩy lùi Dương Thanh. Hay nói cách khác, thực lực của Dương Thanh đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng Dương Thanh còn trẻ như thế mà đã mạnh đến mức này, nếu cho anh thêm mấy năm nữa, anh sẽ đạt tới mức nào đây? Trước kia, lão ta luôn tin rằng cháu trai Bách Lý Nhạc của lão ta bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi 35 tuổi đã là thiên tài trong số các thiên tài rồi. Mãi đến khi gặp Dương Thanh, lão ta mới biết trước Dương Thanh chưa đầy 30 tuổi, thiên phú của Bách Lý Nhạc chỉ là rác rưởi. Dương Thanh cười lạnh, cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý cũng chỉ đến thế thôi. Sắc mặt Bách Lý huyền càng thêm khó coi, nhưng không thể phản bác được, dù sao cảnh giới của Dương Thanh cũng thấp hơn lão ta, hơn nữa còn là cao thủ thế tục nữa, thông thường ở cùng một cảnh giới cao thủ của gia tộc cổ võ sẽ mạnh hơn cao thủ thế tục nhưng đến dương thanh thì lại khác chuyện này khiến bách lý huyền vừa sợ hãi vừa tức giận cậu chán sống rồi bách lý huyền bị lời nói của dương thanh khiêu khích lại phát động đòn tấn công dữ dội với dương thanh dương thanh không hề sợ hãi bình tĩnh nghênh đón đòn tấn công của bách lý huyền anh là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhưng sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thực lực của anh sẽ vượt lúc đầu một cảnh giới Trước kia, khi mới bước vào siêu phàm cảnh, sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa xong, anh có thể vượt hai cảnh giới để giết địch, nhưng cùng với việc cảnh giới không ngừng tăng lên, sự hỗ trợ của huyết mạch cuồng hóa với anh cũng liên tục giảm bớt. Đương nhiên, điều này còn dựa trên tiền đề rằng anh có thể kiểm soát huyết mạch cuồng hóa. Anh phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ cũng chưa phải cực hạt, nếu được, chỉ cần anh tiếp tục tăng mức độ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì thực lực vẫn sẽ tăng lên. Nhưng nếu tăng nữa, Ý thức của anh sẽ không ngừng bị huyết mạch cuồng hóa thôn tính, một khi hoàn toàn mất kiểm soát, anh sẽ trở thành một ác ma không nhận họ hàng. Trừ khi đến lúc sống còn bằng không, anh sẽ không dễ dàng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa tới mức đó. Bách Lý Huyền không biết thực lực mà Dương Thanh thể hiện ra bây giờ cũng không phải cực hạn của anh. Anh còn có một con dao găm linh khí, ngoài ra anh còn lĩnh ngộ được nhiều loại sức mạnh nguyên tố. Nếu dùng hết các thủ đoạn này, Bách Lý Huyền sẽ thua rất thảm. Rầm 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 hai người liên tục tấn công, lần nào cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng Dương Thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ, các đòn tấn công của Bách Lý Huyền đối với anh đều suy yếu đi rất nhiều. Còn mỗi đòn tấn công của Dương Thanh với Bách Lý Huyền đều tạo thành tổn thương thực sự. Theo người ngoài thấy, Dương Thanh và Bách Lý Huyền đang liều mạng chiến đấu, hai người đều liên tục tấn công đối phương như bị điên, không quan tâm đến đòn tấn công của đối phương đối với mình. Bách Lý Huyền càng đánh càng sợ, lão ta chợt phát hiện, nhiều đòn tấn công trí mạng của lão ta giáng lên người dương thanh như thế mà dương thanh vẫn như không sao dầm sau một lần đối đầu hai người lại lùi ra sau mấy bước khóe miệng bách lý huyền dỉ máu lão ta khiếp sợ nhìn chằm chằm vào dương thanh tại sao chiến đấu dữ dội như thế mà cậu vẫn không có phản ứng gì dương thanh cười lạnh ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết ư sức mạnh thủ hộ đúng là một thủ đoạn tuyệt vời có thể nói cao thủ nào lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ thì như có thêm một lớp bảo vệ mạng sống. Giống như bây giờ, Dương Thanh và Bách Lý Huyền có thực lực ngang nhau, Dương Thanh chỉ cần liều mạng tấn công, còn nếu Bách Lý Huyền muốn chống trả thì phải dốc toàn lực, liều mạng chiến đấu như Dương Thanh. Nhưng Dương Thanh có sức mạnh thủ hộ để bảo vệ cơ thể, còn Bách Lý Huyền thì không còn thủ đoạn nào khác, chỉ có thể chịu những đòn đánh nặng nề từ Dương Thanh. Dương Thanh xem như đã thực sự dùng sức mạnh thủ hộ để chiến đấu, trước đó khi đánh với Kitano Takeshi tuy anh cũng dùng sức mạnh thủ hộ nhưng hiệu quả của sức mạnh thủ hộ lúc đó quá yếu nhưng lần này thì khác anh đang ở trạng thái mạnh nhất vừa hay lại gặp phải bách lý huyền có thực lực ngang ngửa với anh nhưng nếu muốn phát huy thêm sức mạnh thủ hộ thì rất khó cũng như khi anh lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy mỗi lần dùng sức mạnh nguyên tố thủy sẽ khiến anh tiêu hao rất nhiều chẳng hạn như khi anh dùng sức mạnh nguyên tố thủy để tạo ra mưa kiếm mỗi khi sử dụng sức lực của anh gần như cạn kiệt, với thực lực của anh bây giờ, cùng lắm chỉ thi triển được ba cơn mưa kiếm mà thôi. Trong trận chiến vừa rồi, Dương Thanh cảm nhận rõ rằng sức mạnh thủ hộ đang yếu dần. Nếu tiếp tục chiến đấu, sức mạnh thủ hộ gần như không còn hiệu quả gì, nên tiếp theo, anh phải thay đổi chiến thuật, không thể liều mạng tấn công như hồi nãy nữa. May mà thử nghiệm hồi nãy hết sức thành công, Bách Lý Huyền đã bị thương không nhẹ, hơn nữa cũng tiêu hao rất nhiều. Sau này, nếu lại đánh với cao thủ có thực lực tương đương, Dương Thanh chỉ cần chiến đấu như với Bách Lý Huyền, ban đầu thì liều mạng tấn công, ép đối phương theo nhịp của mình, trong giai đoạn này, Dương Thanh có thể dùng sức mạnh thủ hộ để bảo vệ cơ thể. Đến khi sức mạnh thủ hộ gần tiêu hao hết, đối thủ cũng bị thương nặng, Dương Thanh không cần liều mạng tấn công như ban đầu nữa. Tiếp tục đi, Dương Thanh không cho Bách Lý Huyền cơ hội nghỉ ngơi, lại tấn công dữ dội. Bách Lý Huyền lập tức biến sắc, vội che tay trước ngực, định ngăn cản đòn tấn công của Dương Thanh. Khi cách bách Lý Huyền mấy mét, Dương Thanh bỗng dậm chân, nhảy lên, đá một phát giữa không chung. Dầm, anh đá vào hai cánh tay đang giao nhau của Bách Lý Huyền, Bách Lý Huyền liên tục lùi về sau, còn Dương Thanh thì đáp đất, dùng chân trái làm trụ, bỗng xoay tròn, chân phải đá mạnh vào ngực Bách Lý Huyền. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Bách Lý Huyền bay ra xa, rơi xuống chỗ cách đó 5 mét các cao thủ cách đó không xa đều sững sờ, mãi đến khi Bách Lý Huyền bị Dương Thanh đá bay 5 mét, họ mới hoàn hồn từ trận đánh đã đá mắt này. Mạnh quá, hình như thực lực của Minh Chủ còn mạnh hơn lúc đánh với cao thủ nước Dương. Nếu tôi không nhớ nhầm, Minh Chủ mới 28 tuổi nhỉ. Tôi bỗng thấy rất tò mò, trong số các cao thủ tầm 30 tuổi ở gia tộc cổ võ, có thiên tài nào yêu nghiệt như Minh Chủ không? Phí lời, ngay cả cao thủ của gia tộc cổ võ như Bách Lý Huyền cũng thua Minh Chủ, trong gia tộc của võ lấy đâu ra thiên tài cỡ minh chủ chứ cao thủ võ minh đều có vẻ tự hào đây chính là minh chủ của võ minh họ dưới sự mê hoặc của trần dục và vạn tề một số thành viên võ minh đã hết hy vọng với dương thanh giờ lại thay đổi thái độ nếu ngay cả thiên tài yêu nghiệt như dương thanh cũng không có tư cách làm minh chủ võ minh vậy trên đời này không ai có tư cách làm minh chủ võ minh hết có thể nói việc dương thanh trở thành minh chủ võ minh là phúc của các cao thủ võ minh sau khi đánh bại bách lý huyền dương thanh cũng hết sức mừng rỡ anh có thể khẳng định bách lý huyền cũng không yếu nhưng vẫn thua anh lần này đột phá xong thực lực của anh tăng quá nhiều bách lý huyền là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà vẫn thua anh quan trọng là anh còn chưa dốc toàn lực nếu anh lấy dao găm linh khí ra từ đầu bách lý huyền sẽ thua triệt để hơn dương thanh tự tin cho dù bây giờ gặp phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong anh cũng có sức đánh một trận sau bao lâu Cuối cùng anh cũng đi đến bước này, bây giờ trên đời này, nếu cao thủ thiên cảnh không ra tay, không ai giết được anh nữa. Dương Thanh cũng không thừa thắng xông lên đuổi giết Bách Lý Huyền, chỉ lạnh lùng nhìn lão ta. Đối với anh, nếu thực lực mà Bách Lý Huyền vừa thể hiện đã là cực hạn của lão ta, vậy Bách Lý Huyền cũng không có tư cách đánh với anh nữa. Hay lắm. Mã Siêu kích động siết chặt nắm tay, Dương Thanh càng mạnh, anh ta càng vui mừng, cũng càng thấy áp lực. Nhưng anh ta không sợ anh ta tin chắc rằng mình sẽ mau chóng bắt kịp Dương Thanh. Trận chiến này khiến anh ta vô cùng xúc động, anh ta thầm hạ quyết tâm, sau khi chuyện này kết thúc, anh ta sẽ nghĩ cách để thực lực của mình có sự đột phá mang tính thực chất. Minh chủ vạn tuế, Minh chủ vô địch. Các cao thủ võ minh kích động hết lớn, sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến họ hết sức tán thành vị Minh chủ này. Bây giờ ở võ minh, danh vọng của Dương Thanh đã lên đến mức cao nhất. Trước đó, khi anh giết Kitano Takeshi ở võ thần quán, vì trận đấu đó quá cuồng bạo, cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh không chịu nổi áp lực mạnh mẽ nên bắt buộc phải rời khỏi võ thần quán. Nhưng hôm nay, trận chiến giữa Dương Thanh và Bách Lý Huyền đã diễn ra ở cửa trụ sở chính võ minh, tuy cao thủ võ minh cách đó rất xa nhưng vẫn tận mắt chứng kiến Bách Lý Huyền thua Dương Thanh. Quan trọng là Bách Lý Huyền còn đến từ gia tộc cổ võ, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn thua Dương Thanh, tức là thực lực của Dương Trần đã mạnh đến mức có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi á. Ở Chiêu Châu, nhờ sự tồn tại của thủ hộ minh, cao thủ thiên cảnh không thể vào thế tục, ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Hay nói cách khác, khắp Chiêu Châu, không còn mấy ai đủ tư cách trở thành đối thủ của Dương Thanh nữa, có lẽ chỉ còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thôi. Bách Lý Huyền chật vật bò dậy, khóe miệng dỉ máu, nét mặt nghiêm nghị chưa từng có lão ta chưa bao giờ ngờ sẽ có ngày, một người từng là chủ của chi thứ ba thuộc gia tộc cổ võ họ bách lý như lão ta lại thua một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của thế tục. Nếu cảnh giới của Dương Thanh cao hơn lão ta thì cũng thôi, đằng này Dương Thanh lại thấp hơn lão ta một cảnh giới, quan trọng là Dương Thanh còn rất trẻ, mới 28 tuổi. Với chiến tích này, cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng đứng đầu đúng không? Dương Thanh Bách Lý Huyền thấp giọng gọi tên Dương Thanh, càng muốn giết Dương Thanh hơn nữa. Dương Thanh và Mã Siêu có quan hệ cực tốt, Bách Lý Thu Nguyệt, mẹ Mã Siêu lại bị giam lỏng ở gia tộc Bách Lý, như vậy sau này, một ngày nào đó, Dương Thanh và Mã Siêu sẽ đến gia tộc Bách Lý. Bây giờ Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã có sức chiến đấu ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu Dương Thanh đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có phải anh sẽ áp đảo cả cao thủ thiên cảnh sơ kỳ không thế? Đương nhiên, cho dù Dương Thanh có thực lực đánh với cao thủ thiên cảnh sơ kỳ một trận thật thì cũng không thể cứu người khỏi gia tộc Bách Lý, gia tộc cổ võ họ Bách Lý không chỉ có mỗi cao thủ thiên cảnh sơ kỳ đâu. Nếu Dương Thanh đến gia tộc Bách Lý trước khi đạt tới thiên cảnh, tức là anh chán sống rồi. Cho dù thế nào, với quan hệ giữa Dương Thanh và Mã Siêu, sớm muộn gì họ cũng sẽ đến gia tộc Bách Lý. Trong thời gian ngắn, có lẽ họ sẽ không tới gia tộc Bách Lý, nhưng nếu ngày nào đó, cả Dương Thanh và Mã Siêu đều bước vào thiên cảnh thì sao? với thiên phú của dương thanh và mã siêu có lẽ chỉ mất mấy năm để đột phá thiên cảnh thiên phú của mã siêu và dương thanh còn tranh nhau rất nhiều nếu mã siêu cũng bước vào thiên cảnh có lẽ cảnh giới của dương thanh sẽ cao hơn thậm chí có khả năng đạt tới thiên cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ đến khi đó hai cao thủ mạnh mẽ như thế cùng bước vào gia tộc bách lý thì sẽ gây ra hậu quả thế nào đây bách lý huyền bỗng không dám nghĩ tiếp nữa dương thanh ngạo nghễ nhìn về phía bách lý huyền nói nếu ông chỉ có chút thực lực ấy tôi khuyên ông vẫn nên tự sát đi anh cũng không muốn kết thù với người của gia tộc cổ võ nhanh như thế nhưng bách lý huyền vừa sỉ nhục mẹ mã siêu là ả đê tiệt chỉ với câu này dương thanh sẽ không bỏ qua cho bách lý huyền bách lý huyền thẹn quá hóa giận nói với vẻ mặt dữ tợn nhãi danh đừng ngung cuồng quá việc đắc tội với gia tộc bách lý không mang lại lợi ích gì cho cậu đâu dương thanh cười lạnh không hề sợ sự đe dọa của bách lý huyền lạnh lùng nói tôi từng giết cao thủ của gia tộc Bách Lý, cho dù bây giờ tôi đồng ý buông bỏ ân oán với gia tộc Bách Lý, gia tộc Bách Lý sẽ từ bỏ việc báo thù ư. Bách Lý huyền lạnh lùng nói, nếu cậu chịu nhân nhượng, tôi có thể cam đoan với cậu, sau này, cao thủ của gia tộc Bách Lý sẽ không ra tay với cậu nữa. Dương Thanh nói, tôi nhân nhượng cũng được thôi, chỉ cần gia tộc Bách Lý đồng ý thả mẹ mã siêu ra, ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Láo sược, Bách Lý huyền tức giận nói, cậu không biết hả đê tiện đó đã tạo thành tổn thất nặng nề cỡ nào cho gia tộc bách lý đâu chỉ giam lỏng cô ta ở gia tộc bách lý đã là rộng lượng lắm rồi nghe thấy bách lý huyền nói thế mã siêu lập tức nổi giận nói với vẻ mặt dữ tợn ông đáng chết khí thế của anh ta có xu hướng tăng vọt dương thanh vội hét lớn mã siêu tiếng hét này khiến mã siêu tỉnh táo lại ngay anh ta vội kìm hãm sức mạnh của thị huyết châu trong mắt dương thanh tràn ngập sát khí anh nhìn chằm chằm vào bách lý huyền đã vậy chúng ta cũng không cần phải nói gì nữa phát huy thực lực mạnh nhất của ông đi bằng không ông sẽ chết rất nhanh đấy sau khi anh dứt lời khí thế khủng khiếp cũng bùng nổ từ người anh cùng lúc đó trong tay anh cũng có thêm một con dao găm màu đen đang tản ra hơi thở vô cùng nguy hiểm đó chính là huyết trụy báu vật quý giá nhất của gia tộc mang huyết mạch cuồng hóa từ lần trước sau khi vô danh sư phụ của dương thanh xuất hiện lấy được vỏ dao linh khí có thể giảm bớt sự cắn trả của huyết trụy đối với dương thanh từ tay cao thủ thủ hộ minh đây là lần thứ hai dương thanh dùng huyết trụy vào khoảnh khắc huyết trụy xuất hiện bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo khí thế của dương thanh càng cuồng bạo hơn trong đôi mắt đỏ ngầu của anh có thêm vẻ ma mị bách lý huyền lập tức biến sắc hoảng sợ nói dao găm linh khí không ngờ cậu lại có một con dao găm linh khí còn điều khiển được nó cao thủ từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trở lên mới có thể nắm giữ linh khí, hơn nữa chưa chắc đã có thể điều khiển dễ dàng. Về phần các cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tuy cũng có người kiểm soát được linh khí nhưng cực ít, cho dù có thể, vậy ít nhất cũng phải là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Rõ ràng Dương Thanh chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà lại khống chế được giao găm linh khí, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Bách Lý Huyền. Cho dù là ở gia tộc cổ võ, linh khí cũng là báu vật quý giá nhất, hơn nữa số lượng còn có hạn, nhưng Dương Thanh lại có hai món linh khí. Dương Thanh đã rút huyết chỉ từ vỏ dao vàng, có thể chịu được sự ăn mòn của linh khí, đương nhiên cũng là linh khí. Thế nên, cả dao găm linh khí lẫn vỏ dao đều là linh khí cả. Khi dùng linh khí để chiến đấu, cao thủ có thể phát huy sức chiến đấu vượt xa cảnh giới ban đầu, khi chưa nhờ đến linh khí, Dương Thanh đã có thể đánh bại lão ta, bây giờ anh lại lấy dao găm linh khí ra thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Bách Lý Huyền lập tức nảy ý rút lui. Như cảm nhận được ý định rút lui của Bách Lý Huyền, Dương Thanh lạnh lùng nói, xin lỗi đi. Ông sỉ nhục mẹ của anh em tôi, ông phải xin lỗi. khinh người quá đáng. Bách Lý Huyền nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Lão ta từng là chủ của chi thứ ba thuộc gia tộc cổ võ họ Bách Lý, dù gì cũng là người có tiếng tăm, bây giờ con và cháu lão ta cũng có địa vị rất cao ở gia tộc Bách Lý, một người là chủ chi thứ ba, người kia là người thừa kế chi thứ ba tuy lão ta chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhưng vì có con trai và cháu trai vô cùng ưu tú nên cũng là quý tộc được người ta tôn trọng ở gia tộc bách lý nhưng bây giờ ở thế tục lão ta lại bị một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ uy hiếp vấn đề là lão ta lại không làm gì được dương thanh sau khi dương thanh lấy huyết chỉ ra phần thắng của lão ta càng thấp dương thanh lạnh lùng nhìn bách lý huyền tôi chỉ cho ông một phút để suy nghĩ hoặc xin lỗi hoặc bây giờ tôi sẽ tiến ông lên đường Bách Lý Huyền giận không để đâu cho hết, nhưng đến nước này rồi, lão ta cũng chẳng dám nói ra. Cao thủ võ minh đều hết sức kích động, không ngờ Dương Thanh lại uy hiếp được cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý. Có cao thủ như thế lãnh đạo võ minh, chắc chắn sau này võ minh sẽ ngày càng mạnh hơn rồi. Họ bỗng nghi ngờ, cho dù cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang ở đây, Dương Thanh cũng không sợ, thậm chí có thể bình tĩnh đối phó. Mã siêu nhìn chằm chằm vào Bách Lý Huyền với vẻ mặt đằng đằng sát khí, tuy anh ta rất muốn giết tên khốn đã sỉ nhục mẹ mình, nhưng không thể không nén giận. Từ sau khi tạo một khe nước trên phong ấn Thị Huyết Châu, bây giờ anh ta rất dễ bị sức mạnh của Thị Huyết Châu cắn trả. Luồng sức mạnh này quá lớn, anh ta phải kìm hãm nó bất cứ lúc nào, chỉ hơi bất cẩn là sẽ bị thương nặng vì năng lượng của Thị Huyết Châu cắn trả ngay. Cho dù anh ta muốn báo thù thì cũng không phải bây giờ, Bách Lý Huyền cũng chỉ là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà thôi, chẳng có tiếng nói gì ở gia tộc Bách Lý. Từng giây trôi đi, nhằng cái đã hết một phút. Dương Thanh lạnh lùng nói, hết giờ rồi, nói cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Bách Lý Huyền hít sâu một hơi, lập tức nói với vẻ không cam lòng, rất xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên sỉ nhục Bách Lý Thu Nguyệt. Dương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói, tôi bảo ông xin lỗi anh em của tôi, chứ không phải xin lỗi tôi bách lý huyền tức giận nói cậu đừng khinh người quá đáng tôi đồng ý xin lỗi vì thực lực của cậu đáng để tôi xin lỗi chứ cậu ta là cái thá gì một tên vô dụng mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ cũng có thể bắt tôi xin lỗi chắc dương thanh nói nếu ông không đồng ý vậy bây giờ tôi đành tiến ông lên đường thôi sau khi anh dứt lời khí thế của anh lập tức tăng vọt xin lỗi bách lý huyền lập tức luống cuống hét lớn với mã siêu tôi có lỗi với cậu tôi không nên sỉ nhục mẹ cậu xin lỗi tôi sai rồi trên mặt lão ta tràn ngập vẻ nhục nhã vì tức giận nên nét mặt cũng méo mó cả đi với tư cách là người đứng đầu chi thứ ba của gia tộc cổ võ họ bách lý trước kia mà lại bị dồn ép đến mức này đây đúng là vết nhơ lớn nhất đời lão ta lão ta vô cùng không cam lòng nhưng không làm gì được bách lý huyền căm tức nhìn dương thanh bây giờ để tôi đi được chưa dương thanh không nói gì cũng không ra tay Bách Lý Huyền cho là Dương Thanh đã đồng ý để lão ta rời đi, bèn quay người rời khỏi đó. Nhưng lão ta vừa đi được mấy bước, sát khí vô cùng khủng khiếp bỗng truyền đến từ sau lưng lão ta, lão ta lập tức biến sắc, giận dữ hết, Dương Thanh, cậu đùa bỡn tôi. Phập, lão ta vừa dứt lời, một con dao găm màu đen bỗng lao về phía lưng lão ta, Bách Lý Huyền không có cơ hội né tránh nào, bị huyết chủy đâm trúng lưng. Xung quanh lặng ngắt, mọi người tròn mắt nhìn cái xác ngã xuống đất với vẻ không dám tin trước kia trong mắt những cao thủ thế tục như họ cao thủ của gia tộc cổ võ đều như thần linh trên trời không thể mạo phạm chứ đừng nói đến việc giết cao thủ của gia tộc cổ võ nhưng bây giờ ngay trước mặt họ chẳng những một cao thủ đến từ gia tộc cổ võ họ bách lý bị bắt xin lỗi mà còn bị giết đó chính là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cứ thế chết ư mọi người đều cảm thấy không chân thực 30 cao thủ được Đinh Văn Trác dẫn tới trước đó đều run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Họ không biết Dương Thanh sẽ xử lý mình thế nào, nhưng họ biết, nếu Dương Thanh muốn ra tay, 30 cao thủ sẽ bị xóa sổ hết. Dương Thanh cất huyết chỉ còn không dính giọt máu nào đi, trong lúc nhất thời, áp lực khủng khiếp hồi nãy lập tức biến mất. Lúc này đám đông mới thấy áp lực giảm hẳn đi. Mã Siêu nhìn Dương Thanh với vẻ cảm kích. Dương Thanh cũng nhìn Mã Siêu, nghiêm nghị nói, một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn cậu đến gia tộc Bách Lý, tôi muốn họ biết đứa bé từng bị họ đuổi giết đã trưởng thành, đồng thời có tiềm lực lật đổ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Mã siêu gật mạnh đầu, trầm giọng nói, anh Thanh, em sẽ cố gắng. Cố gắng để khiến ngày này đến nhanh hơn. Dương Thanh gật đầu, tôi tin cậu. Mã siêu bỗng có vẻ muốn nói lại thôi. Dương Thanh nhíu mày, có gì thì cậu cứ nói thẳng. Lúc này Mã Siêu mới nghiêm nghị nói, anh Thanh, em muốn đến Ma Sơn ma sơn được xưng là vùng cấm của chiến trường ngoài biên giới ma sơn cũng là vùng hỗn loạn duy nhất ở chiến trường ngoài biên giới tại đây có các cao thủ đỉnh cao trên thế giới này ngày nào cũng có rất nhiều cao thủ chết đây là địa phương nguy hiểm hơn chiến trường gấp trăm lần ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể chết bất cứ lúc nào hàng ngày ở ma sơn có vô số cuộc chiến và giết chóc nhưng cao thủ có thể sống sót rời khỏi ma sơn đều trở thành cao thủ hàng đầu của thế giới này không có ngoại lệ năm đó dương thanh cũng từng đến ma sơn nhưng khi đấy thực lực của anh quá yếu chưa trụ được lâu đã chủ động rời đi mã siêu muốn đến ma sơn đương nhiên sẽ không chủ động rời đi vì quá yếu như dương thanh hồi trước mà muốn mở đường máu ở ma sơn ép mình nhanh chóng tăng thực lực lên qua chiến đấu cường độ cao không được sau khi im lặng một lúc lâu dương thanh lập tức từ chối quát lớn cậu là đàn ông là người chồng cũng là người cha tôi biết cậu có thủ oán sâu sắc với gia tộc bách lý nhưng cậu phải hiểu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Không chỉ mỗi ma sơn có thể giúp cậu tăng thực lực nhanh hơn. Đừng quên, bên cạnh chúng ta có phùng tiểu huyền, y thuật của em ấy có 102, còn biết thuật luyện đan, dựa vào sự giúp đỡ của em ấy, thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh. Cậu biết rõ ma sơn là nơi nào, một khi bước vào thì sẽ cử tử nhất sinh, nếu cậu chết thì bàn gì tới thù sâu hận lớn chứ. Nếu cậu chết, Ngài Lâm phải làm sao? Bé Tĩnh An phải làm sao bây giờ? nghe thấy dương thanh nói thế mã siêu có vẻ đau khổ anh ta biết dương thanh nói không sai nhưng nghĩ đến mối thủ sâu sắc của mình anh ta lại không tự kiểm soát được chẳng hạn như lần này dương thanh đã trải qua muôn vàn khó khăn thậm chí còn chiến đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có mấy lần suýt chết ở hoài thành mới lấy được một viên giả dạ hoa châu có tác dụng bồi dưỡng linh hồn từ hoài thành chính nhờ viên giả dạ hoa châu này nên anh ta mới nhanh tỉnh lại như thế nhưng em cũng là một đứa con trai một lúc lâu sau mã siêu mới nói với đôi mắt đỏ hoe dương thanh bỗng im lặng có vẻ hơi thất vọng nhìn chằm chằm vào mã siêu mã siêu lập tức thấy chột dạ cúi đầu anh ta biết đây chỉ là lý do mà anh ta tự đặt ra để đến ma sơn mà thôi hay nói cách khác anh ta muốn từ bỏ vợ con để báo thù tuy chuyến đi đến ma sơn sẽ không khiến anh ta chết nhưng ma sơn vẫn là nơi hết sức nguy hiểm cử tử nhất sinh ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào, nói gì đến người chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ như anh ta chứ. Ở Ma Sơn, không ai nói chuyện công bằng với bạn cả, không ai nương tay với bạn vì cảnh giới của bạn quá thấp. Nếu muốn giết người, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ thẳng tay giết cao thủ có thực lực thấp hơn mình nhiều. Một lúc lâu sau, Dương Thanh mới thở dài, có lẽ tôi không đủ tư cách ngăn cản cậu tới Ma Sơn, dù sao tôi cũng vứt bỏ vợ con mình, có mấy lần còn suýt chết. Mã siêu lập tức cuống lên, vội nói, anh Thanh, anh đừng hiểu lầm, em chưa bao giờ nghĩ anh không đủ tư cách để ngăn cản em, nhưng vì em, đến nay mẹ em vẫn bị giam lỏng ở gia tộc Bách Lý, tận 27 năm rồi, em cũng không biết bà ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Ngoài ra, em cũng muốn mau chóng mạnh lên, cố gắng bắt kịp anh nữa. Dương Thanh nhìn mã siêu với vẻ mặt phức tạp, mỗi người đều có cuộc sống riêng, sở dĩ tôi muốn ngăn cản cậu cũng chỉ vì cậu là anh em tốt của tôi, Tôi không mong cậu đi chịu chết, cũng không mong cậu vứt bỏ vợ con mình. Rốt cuộc có cần đến Ma Sơn không, nếu cứ phải đi thì giải thích với Ngải Lâm thế nào, cậu nghĩ cho kỹ." Dương Thanh nói rồi quay người đi về phía trụ sở chính của Võ Minh. Khi anh đi vào sân của trụ sở chính Võ Minh, trong sân toàn cao thủ Võ Minh, ai cũng nhìn anh với vẻ mặt đầy nhiệt huyết, không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình với anh. Nhưng trong số đó còn có 30 cao thủ đang lo lắng và sợ hãi. Những người này là nhóm cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn đến. Phần lớn những người này đều không phải người nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn phía Bắc, vì ngay cả nhà họ Đinh cũng không có nhiều cao thủ siêu phàm cảnh như vậy. Lúc này, một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ bước lên trước, mở miệng nói, "Xin chào minh chủ. Tôi là phó hội trưởng võ minh, Ninh Thiên Hòa." Ngay sau đó, lại có hai cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ lần lượt tự giới thiệu về mình. Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành đều là trưởng lão của Võ Minh. Dương Thanh gật nhẹ đầu, xem như đã biết họ. Thật ra anh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là lúc mới tỉnh thì thực lực vẫn chưa khôi phục. Anh biết rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi khôi phục thực lực, anh mới xuất hiện. Anh nhìn về phía Ninh Thiên Hòa, Phó hội trưởng Ninh, vất vả rồi. Nếu Ninh Thiên Hòa không kiên quyết đứng về phía đối lập với Vạn Tề và Trần Dục, có lẽ Vạn Tề và Trần Dục đã hợp sức giết anh rồi phải biết rằng trước đó anh bị thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy hiểm, nếu tần y không cho anh uống đan dược, đừng nói đến việc tỉnh lại nhanh như thế, cho dù tỉnh thì cũng chưa chắc đã có thể khôi phục thực lực. Ngay cả tần y cũng không biết khi cô ta cho Dương Thanh uống đan dược, Dương Thanh đã khôi phục ý thức rồi, nhưng anh không thể tỉnh lại. Ninh Thiên Hòa lập tức được yêu mà sợ, vội nói, mọi việc tôi làm đều là những điều mà tôi phải làm, được minh chủ tán thành, tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành cũng có vẻ ngượng ngùng. Tính ra họ cũng không làm gì, chỉ là không gia nhập vào phe vạn tề thôi, cho dù bây giờ Dương Thanh muốn gây sự với họ, họ cũng không lấy được cơ gì. Đúng lúc này, Dương Thanh lại nhìn về phía Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành, hai người không cần lo rằng tôi sẽ làm khó hai người. Trong tình huống trước đó, hai người không giúp vạn tề đối phó với Phó Hội trưởng Ninh đã là đủ lắm rồi. Dương Thanh cũng không mỉa mai, mà đúng là như thế, trong tình huống đó, áp lực của Ninh Thiên Hòa rất lớn, nếu Ngụy Thiên Thành và Hồng Phúc cũng về phe vạn tề, Ninh Thiên Hòa sẽ không còn sức chống trả. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành đều giật mình, nói với vẻ xấu hổ, cảm ơn Minh Chủ đã thông cảm, nhưng xin Minh Chủ hãy trừng phạt chúng tôi, với tư cách là trưởng lão Võ Minh, khi sự phản bội đe dọa đến Võ Minh, chúng tôi lại không thể đứng lên chống lại ngay, đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không xứng với chức trưởng lão Võ Minh, xin Minh Chủ gạch tên chúng tôi khỏi vị trí trưởng lão, nên để người thích hợp hơn đảm nhiệm vị trí quan trọng thế này ninh thiên hòa sợ dương thanh phạt hồng phúc và ngụy thiên thành thật vội nói minh chủ tuy trưởng lão hồng và trưởng lão ngụy không đứng ra ngay nhưng sau cùng vẫn đứng ra hơn nữa họ cũng là một trong mấy cao thủ mạnh nhất võ minh chúng ta năng lực cũng vô cùng xuất chúng xin minh chủ đừng rút lại vị trí trưởng lão của họ ạ à. dương thanh cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này anh bình tĩnh nói cứ yên tâm tôi không phạt hai vị trưởng lão đâu anh không muốn lằng nhằng trong chuyện này nữa, lập tức nói sang việc khác, ông đỗ đâu rồi? Đám người Ninh Thiên Hòa đều có vẻ nghiêm nghị, Ninh Thiên Hòa nói, Minh Chủ bị thương nặng rồi hôn mê, đã mời thần y các nơi mà vẫn không chữa được. Ông Đỗ nghe nói có một loại đan dược của tên là hồi hồn đan, có thể giúp cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong giữ mạng, bèn rời khỏi võ minh, đi tìm hồi hồn đan cho minh chủ. Nghe thấy thế, Dương Thanh lập tức thấy ấm áp, không ngờ anh và Đỗ Trọng mới quen chưa lâu mà Đỗ Trọng đã có thể đi tìm đan dược cứu mạng cho anh rồi. Lúc này, Ngụy Thiên Thành thở dài, nghiêm nghị nói, bây giờ trên đời này không còn luyện đan sư nữa, đan dược trên thế giới đều là đan dược từ thời cổ đại. Cho dù là ở gia tộc cổ võ, hồi hồn đan cũng hết sức quý giá, có lẽ phó hội trưởng Đỗ sẽ rất khó lấy được hồi hồn đan. Hồng Phúc cũng lo lắng nói, hy vọng phó hội trưởng Đỗ không sao. Đúng lúc này, một thành viên võ minh bối rối chạy vào, vội nói, không xong, phó hội trưởng đỗ gặp chuyện rồi. Nghe thấy người đó nói đỗ trọng gặp chuyện, mọi người đều biến sắc. Dương Thanh vội hỏi, rốt cuộc ông đỗ đã gặp chuyện gì? Nói rõ đi. Trinh sát vội nói, ông đỗ đến Ma Sơn ở chiến trường ngoài biên giới, bị võ tông ở Ma Sơn bắt giữ, người của võ tông tung tin, bảo minh chủ võ minh đích thân tới Ma Sơn đón người, trước 12 giờ trưa mai, nếu minh chủ không xuất hiện, họ sẽ xử tử ông đỗ. Trong lúc nhất thời, Mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Nét mặt Dương Thanh lạnh lùng đến cực điểm, anh không ngờ Đỗ Trọng lại đến Ma Sơn để tìm hồi hồn đan cho anh, càng không ngờ Đỗ Trọng sẽ bị người của Võ Tông bắt giữ. Với tư cách là chiến thần bất bại của Triều Châu, anh biết rõ mọi chuyện về chiến trường ngoài biên giới. Anh là cao thủ bước ra từ Ma Sơn, nên cũng nắm rõ các thế lực ở nơi này. Tại Ma Sơn có rất nhiều thế lực trong số những thế lực này, có năm thế lực mạnh nhất, mà Võ Tông chính là một trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn. Năm đó khi Dương Thanh đến Ma Sơn, anh cũng chỉ nghe nói đến Võ Tông chứ chưa bao giờ tiếp xúc với người của Võ Tông. Hồi đó anh còn rất yếu, trong mắt anh, cao thủ Võ Tông tựa như tiên trên trời. Đương nhiên đó là mấy năm trước, khi Dương Thanh chỉ có thực lực thần cảnh. Cao thủ mạnh nhất Võ Tông là tông chủ Võ Tông, tên Cổ Sơn, đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nghe nói cổ sơn đến từ gia tộc cổ võ muốn tìm kiếm kỳ ngộ đột phá cảnh giới nên mới đến ma sơn đồng thời sáng lập võ tông tôi đã nghe nói về võ tông nghe nói võ tông rất coi trọng thiên tài võ thuật chắc họ biết thiên phú của minh chủ vô cùng yêu nghiệt nên muốn minh chủ gia nhập võ tông ninh thiên hòa chợt nói dương thanh hơi kinh ngạc không ngờ ninh thiên hòa còn biết cả võ tông ngụy thiên thành vội nói chắc chắn là thế rồi đối phương gọi đích danh minh chủ đi đón ông đỗ mà minh chủ vừa giết bách lý huyền có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tức là võ tông nắm rõ mọi chuyện ở đây không phúc cũng gật nhẹ đầu nhưng không nói gì dương thanh không hề do dự nói nếu võ tông đã muốn tôi đến ma sơn đón người vậy tôi đi một chuyến là được cho dù võ tông có mục đích gì anh cũng phải đến đó đỗ trọng đi tìm đan dược cứu mạng anh nên mới bị người của võ tông bắt nếu anh không đi cứu đỗ trọng người của võ minh sẽ nghĩ gì về anh biết Dương Thanh định đến Ma Sơn, đám người đều giật mình. Tuy họ chưa bao giờ đến Ma Sơn, nhưng cũng biết ít nhiều về tình hình ở nơi này, Võ Tông lại là một trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn, nên đương nhiên họ cũng biết chuyến đi đến Ma Sơn lần này của Dương Thanh nguy hiểm cỡ nào. Ninh Thiên Hoàng nghiêm nghị nói, Minh Chủ, để tôi đi với cậu. Thấy thế, Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành cũng nói, Minh Chủ, chúng tôi cũng đi với cậu. Dương Thanh từ chối luôn, Võ Minh vẫn cần mọi người chấn giữ, tôi sẽ đón ông đỗ về. Nghe thấy thế, ba người không dám nói thêm nữa. Họ đều biết thực lực mình đến đâu, Dương Thanh có thể ung dung giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng họ thì không, nếu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, theo Dương Thanh đến Ma Sơn sẽ khiến anh vướng víu. Anh Thanh, em đi với anh. Lúc này, Mã Siêu bước tới, nghiêm nghị nói. Anh ta vốn định đến Ma Sơn để rèn luyện, bây giờ vừa hai Dương Thanh cũng tới Ma Sơn, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Thanh nhìn Mã Siêu, cậu nghĩ kỹ chưa? Mã Siêu gật đầu, anh Thanh, anh cứ yên tâm, tuy em muốn mau chóng mạnh lên, nhưng cũng biết mình còn vợ con, em sẽ không liều lĩnh đối mặt với mọi nguy hiểm chỉ vì mạnh lên. Hơn nữa, trong người em có thị huyết châu, nếu dốc hết sức đối phó thì cũng phát huy được thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cao thủ bình thường khó giết em lắm. Dương Thanh đã nói hết những gì nên nói, nếu Mã Siêu đã quyết tâm đi, anh cũng không tiện ngăn cản nữa. Minh Chủ phải xử trí những người này thế nào ạ? À? Ninh Thiên Hòa bỗng chỉ vào 30 cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn tới, nói, những người này đều là cao thủ siêu phàm cảnh, thực lực không tầm thường, nhưng có thể khẳng định, không phải ai trong số họ cũng là cao thủ nhà họ Đinh. Dương Thanh nhìn về phía những người kia, trong lúc nhất thời, 30 cao thủ kia đều có vẻ sợ hãi, hai người mạnh nhất trong số họ đã bị Dương Thanh giết rồi. Trong số các cao thủ còn lại, người mạnh nhất mới đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Dương Thanh có thể giết cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nói gì đến họ chứ? Cho dù cả 30 người họ hợp sức, có lẽ còn chưa chạm được vào sợi tóc của Dương Thanh thì đã bị giết rồi. Dương Thanh hỏi, mọi người đến từ đâu? Một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong vội nói, thưa minh chủ, trong số chúng tôi, chỉ có 5 cao thủ siêu phàm nhất cảnh đến từ nhà họ Đinh ở phía Bắc, có 20 cao thủ từ siêu phàm nhị cảnh tới siêu phàm ngũ cảnh do nhà họ Đinh bỏ tiền để thuê về, còn năm cao thủ bị gia tộc cổ võ họ bách lý xem như vật phẩm đưa cho nhà họ đinh ở phía bắc nhưng năm người chúng tôi cũng không có thiện cảm gì với gia tộc cổ võ họ bách lý bởi vì chúng tôi là nô lệ của gia tộc bách lý ở gia tộc bách lý họ cũng không coi chúng tôi như con người chúng tôi chỉ có lòng căm thù với gia tộc bách lý thôi sau khi ông ta dứt lời một cao thủ siêu phàm thất cảnh hậu kỳ khác cũng nói đúng 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 năm người chúng tôi đều là nô lệ đê tiện nhất của gia tộc bách lý nếu không vì bất đắc dĩ, chúng tôi đã rời khỏi gia tộc Bách Lý từ lâu rồi. Hy vọng Minh Chủ Dương có thể chấp nhận chúng tôi, chúng tôi thề, kiếp này sẽ không phản bội võ Minh, nếu phản bội thì trời chu đất diệt, chết không yên lành. Xin Minh Chủ Dương chấp nhận chúng tôi, chúng tôi xin quy phục võ Minh, toàn tâm toàn ý phục vụ võ Minh. Trong lúc nhất thời, các cao thủ đó thi nhau cầu khẩn. Dương Thanh thản nhiên nhìn đám người này, anh cũng không rõ họ có nói thật không, nhưng xem ra không giả, hơn nữa, cho dù những người này muốn gây chuyện thì cũng không tạo được sóng gió gì khi có anh ở đây. Cho dù không có anh ở đây, sau này Võ Minh vẫn có Đỗ Trọng và Ninh Thiên Hòa, cũng có thể trấn áp đám người này. Dương Thanh nghĩ ngợi rồi nhìn về phía Ninh Thiên Hòa, ông nghĩ sao? Ninh Thiên Hòa nói, tôi nghĩ có thể để năm cao thủ của nhà họ Đinh cút đi. Còn 25 cao thủ kia, nếu muốn thì ở lại, còn không thì cũng cút nốt. Với những người đồng ý ở lại Võ Minh, tạm thời xem biểu hiện của họ, chỉ cần họ đồng ý nghe theo sự quản lý của võ minh sau này có thể khen thưởng họ theo cống hiến của họ với võ minh dương thanh gật đầu được cứ theo lời ông nói chuyện khác giao cho ông dương thanh nói rồi lấy một viên đan dược ra đưa cho ninh thiên hòa rồi nói đây là phá kính đan sẽ giúp cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong có tỷ lệ đột phá một cảnh giới rất lớn sau khi ông uống xong chắc sẽ đột phá siêu phàm bát cảnh hậu kỳ nghe thấy thế ninh thiên hòa lập tức mừng rỡ nói cảm ơn minh chủ Cảm ơn minh chủ ạ. À. Những người khác đều nhìn về phía Ninh Thiên Hòa bằng ánh mắt hâm mộ. Sau khi rời khỏi trụ sở chính của Võ Minh, Dương Thanh dẫn mã siêu và anh em nhà họ Tống về dinh thự Vân Phong. Sự quay về của Dương Thanh khiến mọi người hết sức vui mừng, sau khi trận chiến sống còn giữa Dương Thanh và Kitano Takeshi kết thúc vào 3 ngày trước, anh hoàn toàn biến mất, những người thân thiết nhất với Dương Thanh cũng lo lắng mất 3 ngày. Tiểu Uyển, anh không sao thật, em cứ yên tâm. Dương Thanh nhìn Phùng Tiểu Uyển đang kiểm tra cơ thể mình, nói, em kiểm tra cho hai vị tiền bối tả, hữu trước đi, vết thương của họ rất nặng. Trước đó, khi ở trụ sở chính của Võ Minh, anh em nhà họ Tống suýt bị giết, nhưng thực lực của họ quá yếu, không bị ai cố tình nhắm vào, bằng không có lẽ họ đã chết rồi. Phùng Tiểu Uyển không quan tâm đến Dương Thanh, kiểm tra kỹ cho Dương Thanh rồi mới yên tâm. Phùng Tiểu Uyển chợt hỏi, anh Thanh, anh có thấy lần này, thực lực của anh tăng quá nhiều sau khi đột phá không thế, Dương Thanh Thoáng sửng sốt. Trước đó anh không nghĩ thế, nhưng sau khi nghe Phùng Tiểu Huyền nói xong, có vẻ đúng là như vậy. Thực lực càng mạnh thì càng khó vượt cảnh giới để giết địch, nhất là sau khi cảnh giới đạt đến siêu phàm cửu cảnh, độ khó khi vượt cảnh giới để giết địch sẽ càng lớn. Bây giờ anh đang có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, lẽ ra có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là cực hạn rồi. Nhưng sau khi dùng linh khí huyết trì, anh lại có thể dễ dàng giết Bách Lý Huyền đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ dù sao bách lý huyền cũng đến từ gia tộc cổ võ vốn có sức chiến đấu cực cao rất ít cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bình thường của thế tục có thể làm đối thủ của lão ta nhưng bách lý huyền vẫn bị anh dễ dàng giết chết tức là bây giờ sau khi dốc toàn lực anh có thể đánh với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư nếu đúng thế thật sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chẳng lẽ anh sẽ vô địch dưới thiên cảnh à đúng như phùng tiểu huyền đã hỏi sau lần đột phá này sức chiến đấu của dương thanh tăng quá nhiều dương thanh hỏi tiểu uyển em biết chuyện gì đang xảy ra không phùng tiểu uyển nghiêm nghị nói em cảm nhận được sức mạnh rất lớn ở đan điền anh em rất khẳng định trước đó trong đan điền anh không hề có sức mạnh này thế nên đây là sức mạnh mà anh có được sau khi đột phá đến giờ em cũng không rõ sức mạnh này có hại gì với cơ thể anh không nhưng anh vẫn phải chú ý một khi thấy chỗ nào không thoải mái thì phải tìm em ngay dương thanh thầm giật mình nếu Phùng Tiểu Uyển không nói, anh cũng không nhận ra trong đan điền mình có một luồng sức mạnh khổng lồ. Chẳng lẽ là do đan dược mà Tần Y cho anh uống ư? Trước đó, Dương Thanh hôn mê vì bị thương nặng, tuy về sau khôi phục ý thức, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, sau khi Tần Y đút đan dược cho anh, anh mới đột phá trong lúc hôn mê rồi tỉnh lại. Lần đột phá này dễ dàng hơn trước rất nhiều, mọi chuyện đều rất không ổn. Dương Thanh nghiêm nghị nói, em cứ yên tâm nếu có gì bất thường, anh sẽ nói với em ngay. Thấy Dương Thanh đồng ý, Phùng Tiểu Huyền mới chạy đi chữa trị vết thương cho những người khác. Đầu tiên, cô ta kiểm tra cơ thể của anh em nhà họ Tống, hai người họ đều bị nội thương nghiêm trọng, ngay cả Phùng Tiểu Huyền cũng không thể giúp họ hồi phục ngay trong thời gian ngắn, mà bắt buộc phải điều trị một thời gian. Cô ta kiểm tra cho mã siêu cuối cùng. Nét mặt Phùng Tiểu Huyền nhanh chóng trở nên hết sức nghiêm nghị, Ngải Lâm lập tức căng thẳng, chung sống với Phùng Tiểu Uyển lâu như thế, cô ấy hiểu từng biểu cảm của Phùng Tiểu Huyền. Dương Thanh cũng lo cho Mã Siêu. Lần kiểm tra này kéo dài khoảng 5 phút rồi mới dừng lại. Ngải Lâm vội hỏi, Tiểu Uyển, Mã Siêu sao thế? Phùng Tiểu Uyển không nói gì, chẳng biết là đang do dự xem có nên trả lời không, hay đang nghĩ xem phải giải thích thế nào. Chuyện này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Mã Siêu như hiểu ra điều gì đó, cười nói anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể anh chỉ bị chút nội thương khi đánh với tên khốn vạn tệ thôi nghỉ ngơi một thời gian là ổn tiểu huyền anh nói không sai chứ anh ta muốn theo dương thanh đến ma sơn ở chiến trường ngoài biên giới lúc này đương nhiên không thể khiến ngài lâm lo lắng được ngài lâm hiểu ý mã siêu lập tức quát anh trật tự mã siêu lúng túng sở mũi cười ngượng ngài lâm nhìn phùng tiểu Uyển tiểu huyền anh ấy sao rồi em cứ yên tâm nói cho chị biết Phùng Tiểu Huyền liếc nhìn Mã Siêu rồi nhìn về phía Ngải Lâm, "Chị Lâm, anh Siêu bị nội thương, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật của anh ấy, nhưng chị yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức, không để nền tảng của anh ấy bị ảnh hưởng." Nghe thấy thế, Ngải Lâm thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Mã Siêu, "Anh không có thực lực còn dám khoe khoang, đáng đời anh bị nội thương." Mã Siêu cười hề hề, bước đến ôm Ngải Lâm, "Vợ à, lần này anh đi giúp anh Thanh nên mới bị nội thương, có muốn trách thì cũng phải trách anh Thanh chứ." ai bảo anh ấy trốn ở trụ sở chính võ minh mà không bảo chúng ta tiếng nào hại bọn anh xung đột với cao thủ võ minh ngài lâm lườm mã siêu mã siêu vui vẻ nhìn dương thanh anh thanh có phải nên trách anh không ạ à? dương thanh bỗng thấy hơi khó chịu rõ ràng phùng tiểu huyền sợ ngài lâm lo nên mới giấu giếm nhưng anh biết chắc chắn cơ thể của mã siêu có vấn đề rất lớn rồi anh mỉm cười gật đầu nói với ngài lâm chị lâm lần này trách tôi bế quan đột phá ở võ minh quên cả thời gian nên liên lạc với mọi người muộn. ngài lâm vội nói, dương thanh, tôi không có ý trách cậu đâu. dương thanh mỉm cười gật đầu. trên đường về, dương thanh và đám người mã siêu đã bàn bạc xong, không nói chuyện vừa xảy ra cho đám người ngài lâm biết. dương thanh nhìn về phía hoài lam, người của ba thế gia võ thuật lớn đã rời yến đô chưa? hoài lam mỉm cười gật đầu, họ đã rút lui hết rồi, sản nghiệp của họ ở yến đô cũng trở thành sản nghiệp của tập đoàn nhạn thanh. Anh Thanh, giám đốc Lạc Bân của anh đúng là rất ổn, lần này tôi chỉ nhắc mấy câu chứ hầu như không làm gì, Lạc Bân đã thu lại sản nghiệp của ba thế gia võ thuật nước Dương ở Yến Đô. Về trận chiến sống còn giữa anh và Kitano Takeshi ba ngày trước, tôi đã sắp xếp người tuyên truyền rồi, chú Nhan Sương cũng nổi tiếng khắp thế giới nhờ lần tuyên truyền này, tôi tin không lâu nữa tập đoàn Nhãn Thanh sẽ đứng trên đỉnh thế giới. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Thanh cũng hơi kích động, tập đoàn Nhãn Thanh là kỷ vật duy nhất mà mẹ anh để lại cuối cùng anh cũng sắp đưa tập đoàn nhãn thanh lên đỉnh thế giới rồi ư sau khi nói thêm mấy chuyện khác dương thanh trầm giọng nói lát nữa tôi và mã siêu sẽ rời khỏi yến đô nên báo với mọi người một tiếng nghe thấy thế mọi người đều ngạc nhiên ngài lâm bỗng hơi căng thẳng dương thanh hai người đi đâu thế dương thanh nói chúng tôi phải đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật không tiện nói rõ nội dung nhiệm vụ đây là lý do mà họ đã thảo luận trước khi về mã siêu cũng vội nói lâm à em cứ yên tâm có anh thanh ở đây anh không sao đâu em và bé tĩnh an ngoan ngoãn chờ anh ở nhà nhé mắt ngải lâm lập tức đỏ hoe tuy cô ấy không biết mã siêu và dương thanh phải thực hiện nhiệm vụ gì nhưng cũng biết chắc chắn nhiệm vụ có thể khiến dương thanh đích thân ra tay không hề đơn giản cô ấy nhìn mã siêu bằng đôi mắt đỏ hoe anh đang bị thương có thể chấp hành nhiệm vụ à mã siêu cười nói em yên tâm có anh thanh ở đây anh không sao đâu hơn nữa vết thương này không là gì cả anh ta nói rồi đón lấy con từ tay ngải lâm mỉm cười hiền hòa đùa bé tĩnh an dương thanh cảm thấy vô cùng nặng nề anh đến ma sơn để cứu người nhưng mã siêu lại tới ma sơn để rèn luyện có thể nói ma sơn là nơi nguy hiểm nhất thế tục ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có vô số bao năm qua có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã đến ma sơn để tìm kỳ ngộ đột phá chính vì lẽ đó ma sơn còn được gọi là đất thánh lên thẳng thiên cảnh ở ma sơn ngày nào cũng có cao thủ đỉnh cao chết thậm chí ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có khả năng bỏ mạng mã siêu lại muốn đến nơi nguy hiểm như thế để rèn luyện một thời gian dương thanh là anh em mà lại không ngăn cản được nếu mã siêu gặp bất chắc anh cũng không biết phải đối mặt với ngải lâm thế nào phùng tiểu huyền trợt nói anh thanh anh đi theo em một lát trước đó em đã luyện chế một số đan dược có tác dụng rất lớn với anh và anh siêu. Dương Thanh hiểu ý Phùng Tiểu Uyển, theo Phùng Tiểu Uyển lên tầng 2. Không còn người khác nữa, Phùng Tiểu Uyển mới nghiêm nghị nói với đôi mắt đỏ hoe, anh Thanh, tình hình của anh siêu tệ lắm ạ. Dương Thanh đã đoán được đáp án này từ nãy, bèn hỏi, rốt cuộc là tệ đến đâu. Phùng Tiểu Uyển nói, phong ấn thị huyết châu trong người anh siêu sắp vỡ, một khi phong ấn vỡ, có lẽ anh siêu sẽ nổ tung vì sức mạnh đó ngay. Dương Thanh biết chuyện rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này anh vội hỏi có cách nào để củng cố phong ấn thị huyết châu không phùng tiểu huyền nói trừ khi có cao thủ đỉnh cao biết thuật phong ấn như cao thủ đã phong ấn thị huyết châu giúp anh siêu lần trước sắc mặt dương thanh lập tức trở nên hơi khó coi lần trước ở hoàng tộc họ phùng mã siêu đã hoàn toàn phát huy sức mạnh của thị huyết châu trong người đánh với bách lý yến cũng chính trong lần đó một cao thủ mặc áo choàng đen bỗng xuất hiện bảo nếu Dương Thanh đồng ý với một yêu cầu của mình thì sẽ đồng ý phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu. Nhưng Dương Thanh còn không biết rốt cuộc đối phương trông thế nào, tên gì, là ai, sao đi tìm đối phương để nhờ phong ấn thị huyết châu cho Mã Siêu được chứ. Dương Thanh có vẻ đau khổ, cắn răng, Trừ cách đó ra, còn cách nào khác không? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, bây giờ vẫn chưa có cách nào khác, thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ đối phương hoặc cao thủ có thực lực ngang bằng hay mạnh hơn đối phương, hơn nữa còn phải có sức mạnh phong ấn mới có thể củng cố phong ấn trong người anh siêu. Dương Thanh hít sâu một hơi, cố kiểm soát tâm trạng của mình. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi, với tình trạng bây giờ của cậu ấy thì còn kiên trì được bao lâu? Phùng Tiểu Huyền nói, phong ấn đã có vết nứt, sức mạnh của thị huyết châu đang không ngừng ăn mòn cơ thể của anh siêu qua vết nứt đó, vết nứt sẽ lớn dần theo thời gian, mãi đến khi phong ấn hoàn toàn vỡ vụn. Với tình hình hiện giờ, có lẽ anh siêu chỉ chịu được một tháng nữa là cùng, hơn nữa còn không được chủ động vận dụng sức mạnh của thị huyết châu nếu anh ấy dùng sức mạnh của thị huyết châu nhiều phong ấn sẽ vỡ nhanh hơn nữa anh thanh tình trạng của anh siêu thực sự rất tệ anh định dẫn anh ấy đi làm nhiệm vụ thật à em đề nghị để anh ấy ở lại nghỉ ngơi anh nghĩ cách tìm một cao thủ có sức mạnh phong ấn để củng cố phong ấn cho anh siêu dương thanh lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ không phải anh cứ dẫn cậu ấy đi mà là cậu ấy kiên quyết phải đi với tư cách là anh em tốt của mã siêu Dương Thanh hiểu rõ tính Mã Siêu, đừng ai hòng thay đổi chuyện mà anh ta muốn làm. Ý định báo thù đã mọc rễ nảy mầm trong lòng Mã Siêu, Mã Siêu đã biết sự mạnh mẽ của kẻ địch, nếu muốn báo thù thì phải mau chóng trưởng thành để sớm ngày cứu mẹ khỏi gia tộc Bách Lý. Phùng Tiểu Huyền thở dài, không nói thêm nữa, lấy rất nhiều đan dược ra đưa cho Dương Thanh, anh Thanh, trong số đan dược này, có loại chữa thương nhanh, có loại khôi phục thể lực nhanh, anh cầm hết đi. Dương Thanh nói với vẻ cảm kích, cảm ơn Tiểu Huyền anh biết bây giờ, trên thế giới này không còn luyện đan sư nữa, Phùng Tiểu Uyển chính là luyện đan sư duy nhất mà anh biết. Viên đan dược nào cũng có giá trên trời ở hội đấu giá do gia tộc cổ võ tổ chức, có thể tưởng tượng được sự quý giá của đan dược. Điều này cũng khiến anh nhận ra tầm quan trọng của Phùng Tiểu Uyển, đương nhiên, còn cả nguy hiểm luôn rình rập nữa. Một khi thân phận luyện đan sư của Phùng Tiểu Uyển bị lộ, có lẽ cả thế giới sẽ tìm kiếm cô ta. Dương Thanh nghiêm nghị dặn dò, Tiểu Uyển, dù thế nào cũng phải giữ bí mật về thân phận luyện đan sư của em, đừng để bị lan truyền. Phùng tiểu huyền gật đầu, anh Thanh yên tâm, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Ừ, Dương Thanh và Phùng tiểu huyền cũng không nói nhiều, nhanh chóng xuống phòng khách ở tầng 1. Mã siêu nhìn Dương Thanh, anh Thanh, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi chứ. Mắt Mã siêu và Ngải Lâm đều đỏ hoe, trên mặt Ngải Lâm còn có nước mắt, trong mắt Mã siêu cũng tràn ngập vẻ không nỡ. Dương Thanh gật nhẹ đầu, Nhìn đám người, trầm giọng nói, trong mấy ngày chúng tôi không ở đây, mọi người hãy tự bảo vệ mình. Hai người cứ yên tâm đi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ căn nhà này. Đám người thi nhau nói. Họ đều hiểu Dương Thanh có chuyện quan trọng phải làm nên cũng không ngăn cản. Dương Thanh nhanh chóng dẫn Mã Siêu rời khỏi dinh thự Vân Phong. Lúc này Mã Siêu mới hỏi, anh Thanh, Tiểu Uyển nói gì với anh thế? Dương Thanh không giấu giếm, nói lại những gì mà Phùng Tiểu Uyển vừa nói cho Mã Siêu. Sau khi nói xong, Dương Thanh nói, "Bây giờ về vẫn kịp, tôi hy vọng cậu sẽ quay về. Ở bên chị Lâm và bé Tĩnh An, về phần phong ấn trong người cậu, cứ giao cho tôi, tôi sẽ tìm được một cao thủ đỉnh cao có sức mạnh phong ấn." Lần này anh phải đến Ma Sơn, mà ở Ma Sơn có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, Dương Thanh không tin không tìm được cao thủ nào có sức mạnh phong ấn ở đó. Chắc chắn cao thủ đã phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu hồi trước đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu vậy dương thanh chỉ cần tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có sức mạnh phong ấn ở ma sơn là có thể củng cố phong ấn cho mã siêu rồi mã siêu lập tức lắc đầu nghiêm nghị nói anh thanh anh cứ yên tâm em không sao không chừng khi ở ma sơn em sẽ tìm ra cách tự cứu mình dương thanh lập tức nổi giận quát tên khốn nhà cậu đã thế rồi mà vẫn muốn đến ma sơn cậu không sợ chết ở ma sơn à tại sao cậu không bầu bạn với chị lâm và bé tĩnh an nếu cậu chết họ phải làm sao chứ mã siêu cậu khiến tôi vô cùng vô cùng thất vọng mã siêu bình tĩnh nhìn dương thanh đang kích động một lúc lâu sau mới chậm rãi nói anh thanh em biết anh muốn tốt cho em nhưng anh đã giúp em quá nhiều rồi em cũng không thể dựa vào anh mãi đúng không em cũng biết nếu để anh tìm cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có sức mạnh phong ấn thì sẽ dễ hơn em tìm rất nhiều nhưng ở ma sơn ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào em có vợ con nhưng anh cũng có không thể bắt anh chịu mọi thứ vì em được đúng không làm thế không công bằng với anh cũng không công bằng với chị dâu và tiêu tiêu anh thanh em hy vọng sau này anh có thể suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút lời mã siêu nói như gáo nước lạnh dội lên đầu dương thanh khiến anh lập tức bình tĩnh lại đúng thế anh luôn muốn bảo vệ người bên cạnh anh thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng như khi đến hoài thành trước đó anh còn trở mặt với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu mạng anh không lớn thì đã chết ở hoài thành từ lâu rồi ngay cả ông cửu bảo vệ anh cũng chết ở hoài thành những lời mà anh vừa chất vấn mã siêu khiến anh không khỏi tự hỏi mình trước khi làm những chuyện nguy hiểm đó chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến việc mình cũng có vợ con ư bây giờ tần thanh tâm và tiêu tiêu có khỏe mạnh hay không anh cũng không biết càng nghĩ dương thanh càng thấy tự trách hơn mã siêu nói anh thanh xin lỗi khiến anh khó chịu rồi dương thanh lắc đầu không muốn nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi. Trước 12 giờ trưa mai, nếu họ không đến chiến trường ngoài biên giới kịp, Võ Tông ở Ma Sơn sẽ xử tử đỗ trọng. Chiến trường ngoài biên giới rất rộng, Ma Sơn cũng rất lớn, nếu họ muốn đến Ma Sơn trước 12 giờ trưa mai thì thời gian hết sức gấp rút. Ở Chiêu Châu, nếu muốn đi đâu thì chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng là đến rồi, nhưng cả chiến trường ngoài biên giới chỉ có một sân bay thôi. Sau khi đến sân bay ở chiến trường ngoài biên giới, nếu muốn tới Ma Sơn thì phải ngồi xe Việt Giã, treo đeo lội suối thì mới đến được Ma Sơn, rồi lại phải ngồi xe mấy tiếng để tới Võ Tông nữa. Có thể nói thời gian hết sức ít ỏi, nếu muốn đến Võ Tông trước 12 giờ trưa mai, còn không được gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường, bằng không nhớ mất thêm thời gian, đừng nghĩ đến việc tới Võ Tông kịp lúc. Cùng lúc đó, ở chiến trường ngoài biên giới, trong Võ Tông tại Ma Sơn, một ông lão tóc bạc đang ngồi trên ghế mây, nhàn nhã thưởng thức trà. Lúc này, một người trung niên bước vào tông chủ người trung niên cung kính đứng trước mặt ông lão ông lão đặt chén trà xuống nhìn về phía người trung niên đã sắp xếp xong hết chưa người trung niên gật đầu rồi nói hồi nãy dương thanh đã rời khỏi dinh thự vân phong mặt khác tôi đã tiết lộ hành tung của cậu ta cho người nước dương rồi ông lão gật đầu tốt lắm tiếp tục theo dõi cậu ta người trung niên vội đáp vâng Dương Thanh không ngờ người Võ tông đã bảo anh đến Võ tông trước 12 giờ trưa mai, nhưng lại tiết lộ hành tung của anh cho người nước Dương. Phía bên kia, tại trụ sở chính của hiệp hội võ thuật nước Dương, nước Dương. Một đám cao thủ nước Dương ngồi chung với nhau. Trên ghế chính là một ông lão mặc đồ luyện võ, Sendai Kabuto và Aoki Yamato ngồi hai bên ông lão này. Hội trưởng Yoshida, Dương Thanh đã giết hội trưởng Kitano, còn giết phó hội trưởng Yoshida nữa, đây là tội chết nếu bây giờ cậu ta đã rời khỏi Yến Đô, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này để giết cậu ta. Báo thù rửa hận cho Kitano và phó hội trưởng Yoshida. Sendai Kabuto tức giận nói. Aoki Yamato cũng siết chặt nắm tay, nói với vẻ căm hận, Dương Thanh đã sỉ nhục cao thủ nước Dương chúng ta, cậu ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Phải giết cậu ta thì mới có thể rửa hết nhục nhã. Những người khác cũng thi nhau quát, giết Dương Thanh, rửa sạch nhục nhã. Trong lúc nhất thời, Cao thủ nước Dương trong phòng họp đều quát lớn, ai cũng có vẻ căm hận, chỉ muốn đi giết Dương Thanh ngay. Mặt ông lão ngồi ở ghế chính lạnh tanh, mãi đến khi đám người đã yên lặng thì mới lạnh lùng nói với vẻ đằng đằng sát khí, mọi người nói không sai, Dương Thanh phải chết. Yoshida Shinichi tôi thề, sẽ khiến cậu ta trả giá bằng mạng sống. Yoshida Shinichi là cao thủ do thế gia võ thuật đằng sau gia tộc Yoshida cử đến hiệp hội võ thuật nước Dương, là cao thủ siêu phàm cử cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Trước kia, ba thế gia lớn chọn Kitano Takeshi làm hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương vì Kitano Takeshi có thân phận trong sạch, không liên quan gì đến ba thế gia lớn. Nhưng bây giờ, Kitano Takeshi đã chết, Yoshida Kakeru mà gia tộc Yoshida cử đến hiệp hội võ thuật nước dương cũng đã chết. Có thể nói gia tộc Yoshida bị tổn thất nặng nề, nên cử luôn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ra. Có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chấn giữ, Đương nhiên gia tộc Aoki và gia tộc Sendai sẽ không tranh giành chức hội trưởng. Dương Thanh cũng không biết, anh vừa tới chiến trường ngoài biên giới, cao thủ nước Dương đã để mắt đến anh, còn nhắm vào mạng sống của anh nữa. 11 giờ đêm, Dương Thanh và Mã Siêu mới lên chuyến bay quốc tế đến chiến trường ngoài biên giới. Mãi tới 3 giờ sáng, máy bay mới đáp xuống sân bay quốc tế ở chiến trường ngoài biên giới. Sau khi máy bay hạ cánh, Mã Siêu nhìn Dương Thanh, "Anh Thanh, giờ mới 3 giờ sáng." chắc chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nhỉ. Dương Thanh lắc đầu, nói với vẻ nghiêm nghị, từ đây đến Ma Sơn còn mất ít nhất 6 tiếng ngồi xe nữa, rồi phải ngồi xe 2 tiếng để tới Võ Tông, tính như thế thì chúng ta còn một giờ trống, nhưng đừng quên nơi này là chiến trường ngoài biên giới. Chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một khi đường đi của chúng ta bị phá hủy hoặc gặp phải sát thủ, một giờ trống đó không đủ đâu. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Mã Siêu có vẻ lo lắng. Anh ta thoáng do dự rồi nói, anh thanh sau khi đến ma sơn anh cứ kể em em sẽ tự rèn luyện ở ma sơn lần này anh ta đến ma sơn là để rèn luyện tuy anh ta cũng biết dương thanh sẽ gặp nguy hiểm khi đến võ tông nhưng anh ta càng rõ hơn thực lực của anh ta còn quá yếu cho dù đi theo dương thanh thì cũng chỉ trở thành gánh nặng dương thanh đi một mình thì hành động cũng thuận tiện hơn để không trở thành gánh nặng của dương thanh anh ta định tách ra khỏi dương thanh sau khi đến ma sơn dương thanh chăm chú nhìn mã siêu Hỏi, cậu nghĩ kỹ thật rồi chứ? Mã siêu gật đầu, cười, em nghĩ kỹ rồi, anh Thanh cứ yên tâm, em sẽ sống sót. Chờ em nửa năm, em lại đi cùng anh. Đây là mục tiêu mà anh ta đặt ra cho mình, dùng nửa năm để khiến thực lực có sự thay đổi về chất. Dương Thanh gật đầu, được, tôi sẽ chờ cậu nửa năm. Sau khi đến chiến trường ngoài biên giới, hai người nhanh chóng tìm được một chiếc xe Mercedes Ben Animox hiệu suất cao đã được sửa chữa lại ở sân bay quốc tế tại chiến trường ngoài biên giới, có rất nhiều xe Việt giá hàng đầu trên thế giới được dùng làm xe taxi. Nhưng giá thuê xe ở chiến trường ngoài biên giới rất cao, mà điểm đến của đám người Dương Thanh lại là Ma Sơn, rất nhiều tài xế cũng không dám tới đó, chỉ có một vài tài xế dám nhận thôi. Đương nhiên, giá cũng sẽ cao hơn nữa. Chẳng hạn, nếu đám người Dương Thanh muốn đến Ma Sơn thì sẽ mất khoảng 6 tiếng ngồi xe, tiền xe cho một người là 2 triệu, hai người là 4 triệu. Đương nhiên với những chiếc xe Việt dã có tính năng khác thì tiền xe cũng khác nhau. Xe chạy nhanh, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới tới Ma Sơn. Sau khi xuống xe, Mã Siêu vươn vai, cười nói, cuối cùng cũng đến rồi. Dương Thanh nhìn Mã Siêu với vẻ mặt phức tạp, đúng thế, cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Mã Siêu biết Dương Thanh vẫn luôn không muốn để anh ta một mình rèn luyện ở Ma Sơn, nụ cười trên mặt anh ta biến mất, anh ta nhìn về phía Dương Thanh, nghiêm nghị nói, anh Thanh, em hứa với anh cho em thêm nửa năm em sẽ khiến bản thân mạnh hơn nữa phải rời xa anh em tốt của mình dương thanh cảm thấy hết sức khó chịu mã siêu cũng thế hai người nhìn nhau bằng đôi mắt đỏ hoe trong mắt tràn ngập vẻ không nỡ dương thanh biết bây giờ nói gì cũng vô dụng nếu mã siêu đã quyết định rời đi rồi vậy cứ để anh ta yên tâm đi rèn luyện thôi anh bước lên trước vỗ vai mã siêu rồi đưa ba lô của mình cho mã siêu anh thanh đây là gì thế Mã siêu đón lấy ba lô với vẻ khó hiểu. Dương Thanh nói, "Trong ba lô này có đan dược mà Tiểu Uyển đưa cho chúng ta, viên màu đỏ là đan dược chữa thương, viên màu đen là đan dược có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, còn viên màu xanh là đan dược có độc, cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đều không chịu nổi chất độc này." Số đan dược này hết sức quý giá, cậu tìm một nơi ở cố định rồi giấu hết đi, mỗi khi ra ngoài rèn luyện thì đừng mang quá nhiều đan dược, một khi người khác biết cậu có nhiều đan dược thế này, chắc chắn sẽ tìm cách cướp đấy. Còn nữa, nếu gặp phải kẻ địch mạnh, đừng liều mạng đánh một trận, trốn được thì trốn đi, đừng thấy việc chạy trốn là mất mặt. Cậu phải hiểu, cho dù là ở gia tộc cổ võ, người có thiên phú như cậu cũng thuộc cấp bậc yêu nghiệt, tại Ma Sơn, không có nhiều cao thủ trẻ mạnh hơn cậu đâu. Quan trọng nhất, đừng để bị kích động, đại trưởng phu co được duỗi được, đừng nghĩ việc cúi đầu là đáng xấu hổ, mỗi khi cậu không tự kiểm soát được. Không cần làm gì cả, chỉ cần nhớ tới chị Lâm và bé Tĩnh An. Bất kể là lúc nào, nếu gặp phải phiền phức không thể giải quyết được, hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ tới Ma Sơn tìm cậu. Dương Thanh như người mẹ đang tiến đứa con xa quê, liên tục dặn dò, thậm chí cân nhắc cả vấn đề ăn ở của Mã Siêu nữa. Mắt Mã Siêu lập tức rơm rớm nước mắt, tuy Dương Thanh nói rất dài dòng, nhưng anh ta không hề thấy lâu, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu ra hiệu mình hiểu rồi. Cuối cùng Dương Thanh dặn, được rồi, tạm thời là thế thôi. Tôi nói thêm một câu, cho dù là lúc nào, cậu cũng phải nhớ rằng có tôi phía sau cậu. Mã siêu nói với đôi mắt đỏ hoe, anh Thanh, em biết rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ mình thật tốt, em nhớ hết những điều mà anh vừa nói rồi. Dương Thanh mỉm cười, vươn tay đánh nhẹ vào ngực Mã siêu, được rồi, anh em ta từ biệt ở đây, tôi chờ cậu bình an quay về ở Yến Đô nhé. Anh nói rồi quay người bước lên chiếc Mercedes, Ben Animox đang đợi mình. Sau tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe dần đi xa. Mã Siêu nhìn chiếc xe đang đi xa dần, rốt cuộc không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa, nước mắt trượt xuống trên mặt. Mãi đến khi chiếc xe đi khuất hẳn, anh ta mới siết chặt nắm tay, kiên định nói: "Anh thanh yên tâm, chắc chắn em sẽ bình an quay về Yến Đô, đến khi chúng ta gặp lại, anh sẽ kinh ngạc vì sự thay đổi của em." Anh ta nói rồi cũng quay người rời đi, không hề ngoái lại. Phía bên kia, Dương Thanh ngồi một mình trên chiếc animox rộng rãi, cảm thấy rất nặng nề, vô cùng lo lắng cho Mã Siêu. Ma Sơn là nơi vô cùng nguy hiểm, với thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ của Mã Siêu, rất khó bình yên sống ở đây nửa năm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Rất có thể lần chia tay này sẽ là vĩnh biệt. Nếu Mã Siêu gặp chuyện thật, anh phải đối mặt với Ngải Lâm và bé Tĩnh An thế nào đây? Két. Xe bóng phanh gấp, dừng giữa đường. Dương Thanh nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế có dáng người vạm vỡ nói, "Ngại quá, xe bị người ta chặn lại, chắc họ định bắt xe." Ở Ma Sơn, những chuyện tương tự thường xuyên xảy ra, những tài xế hay phải cận kề cái chết đã không còn kinh ngạc trước những việc này nữa. Tài xế hạ cửa sổ ở ghế phụ xuống, nhìn đám người bên ngoài, nói lớn, tôi phải đưa vị khách này đến Võ Tông, nếu các vị tiện đường thì lên xe, còn không thì tránh ra đi. Bên ngoài có bốn cao thủ, đều đạt đến siêu phàm cửu cảnh, nhất là cao thủ dẫn đầu, có khí thế hết sức đáng sợ, ngay cả Dương Thanh cũng cảm nhận được áp lực. Có lẽ đối phương đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, chắc hẳn trong ba người còn lại có hai người là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ một người là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không hổ là ma sơn đúng là siêu phàm cửu cảnh nhiều như chó chỉ một nhóm nhỏ bốn người thôi đã mạnh đến thế rồi trước đội hình mạnh mẽ như vậy tài xế không hề sợ hãi có thể làm tài xế ở ma sơn đương nhiên thực lực cũng không yếu cảnh giới của tài xế đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi ở ma sơn Tài xế đều được tuyển thẳng vào một thế lực tên Thần Hành Tông, cũng như võ tông mà Dương Thanh định đến, Thần Hành Tông cũng thuộc một trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn. Nếu muốn làm tài xế ở Ma Sơn, nhất định phải gia nhập Thần Hành Tông, không những thế còn phải nộp 80% thu nhập hàng tháng cho Thần Hành Tông nữa. Đương nhiên, Thần Hành Tông phải có trách nhiệm với những tài xế này, nếu ai dám xúc phạm tài xế của Thần Hành Tông, Thần Hành Tông sẽ đưa ra nhiệm vụ đuổi giết với giá trên trời. Có thể nói ở Ma Sơn, người không thể trêu vào nhất là tài xế của thần hành tông. Mấy người có tiện đường không? Nếu không thì mau tránh ra. Thấy bốn cao thủ bên ngoài không nói gì, tài xế hùng hổ quát, tuy hắn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nhưng không hề coi đối phương ra gì. Trên xe của tài xế thần hành tông đều được lắp đặt camera quay toàn cảnh, tất cả hình ảnh quay được sẽ truyền về màn hình của thần hành tông theo thời gian thực. Nếu có ai dám ra tay với tài xế của thần hành tông thật, thần hành tông sẽ biết tin ngay, đồng thời cử cao thủ gần nơi xảy ra chuyện nhất đến cứu viện. Dương Thanh, cậu cút xuống đây chịu chết hay để chúng tôi lên xe giết cậu. Đúng lúc này, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhìn vào xe, quát lớn. Quả nhiên họ đến vì anh, Dương Thanh lập tức sầm mặt. Giờ tài xế mới biết những người bên ngoài đến để gây phiền phức cho Dương Thanh. Hắn nhìn về phía Dương Thanh, người anh em, xin lỗi, thần hành tông chúng tôi không nhúng tay vào ân oán của cao thủ ma sơn nếu đối phương tìm cậu cậu nên xuống xe thôi nhưng cứ yên tâm tôi sẽ chờ ở đây nếu cậu có thể giải quyết phiền phức bên ngoài tôi sẽ đưa cậu tới võ tông tiếp tài xế cũng không quá đáng mà sự thật đúng là như thế ở ma sơn đây chính là quy tắc của thần hành tông chính vì thần hành tông không can thiệp vào bất cứ ân oán nào giữa các cao thủ nên không cao thủ nào có lý do để ra tay với người của thần hành tông cũng không dám ra tay Dương Thanh giơ cổ tay lên, xem đồng hồ rồi nói, chờ tôi 5 phút. Anh nói rồi xuống xe. Tài xế sửng sốt một lúc rồi mới hoàn hồn, không khỏi bật cười, đúng là ngông cuồng, chỉ 5 phút mà định giải quyết bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh ư. Cậu ta nghĩ mình là cao thủ thiên cảnh chắc. Tài xế không hề để tâm đến lời Dương Thanh nói. Dương Thanh còn quá trẻ, tài xế không thể liên tưởng anh với cao thủ đỉnh cao. Sau khi Dương Thanh xuống xe, bốn cao thủ lập tức bao vây Dương Thanh ai cũng nhìn chằm chằm vào Dương Thanh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Dương Thanh không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ dẫn đầu, lạnh lùng hỏi, các người biết tên tôi, nếu tôi không đoán sai, chắc các người có liên quan đến Hiệp hội Võ thuật nước Dương nhỉ? Trong khoảng thời gian này, chỉ có Hiệp hội Võ thuật nước Dương có thủ oán với Dương Thanh, mà phía sau Hiệp hội Võ thuật nước Dương chính là ba thế gia lớn của nước Dương. Những người này biết rõ hành tung của anh như thế, chắc chắn có liên quan đến hiệp hội võ thuật nước Dương. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, bốn người đều có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Thanh lại đoán ra lai lịch của họ ngay. Dương Thanh chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, đường đường là cao thủ Chiêu Châu mà lại phục vụ cho người nước Dương, đúng là mất hết tôn nghiêm. Cả bốn người đều đỏ mặt, họ là cao thủ Chiêu Châu, nhưng giờ lại muốn giết Dương Thanh cho cao thủ nước Dương. Cậu chán sống rồi sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ lập tức tức giận quát, xông tới chỗ Dương Thanh đầu tiên. Dương Thanh đứng im, không hề nhúc nhích, giờ anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, từng giết cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không là gì trong mắt anh. Tài xế lái chiếc Animox hào hứng nhìn xung đột đang diễn ra, cười nói, hay cậu ta sợ ngu người luôn rồi nhỉ, còn không biết. Hắn còn chưa dứt lời thì đã im bặt, bởi vì chuyện xảy ra sau đó khiến hắn suýt ngoác mồm kinh ngạc. Dầm, đòn tấn công của cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ còn chưa giáng xuống, người ông ta đã bay ra xa như diều đứt dây. Ông ta chưa rơi xuống đất thì đã bỏ mạng. Quan trọng là Dương Thanh vẫn đứng chắp tay sau lưng, người khác không hề thấy anh ra tay thế nào, chỉ thấy sát thủ đang định giết Dương Thanh bay ra xa. Tài xế lái Animox mở to mắt như gặp ma, kinh ngạc nói, sao có thể. Cậu ta giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ với một đòn á. Ba sát thủ còn lại cũng sướng sờ, rõ ràng họ cũng không biết sức chiến đấu thực sự của Dương Thanh. Thế nên hồi nãy, khi sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia ra tay với Dương Thanh, họ cũng không định hợp sức với nhau, vì họ nghĩ điều đó không cần thiết. Không hổ là thanh niên bị hiệp hội võ thuật nước Dương để mắt tới, đúng là không đơn giản. Sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ dẫn đầu híp mắt nhìn chầm chầm vào Dương Thanh. Ông ta nói luôn, thực lực của cậu ta rất mạnh, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, chúng ta không cần giữ thực lực nữa cùng ra tay giết cậu ta đi được hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia đáp trong lúc nhất thời khí thế của ba sát thủ bùng nổ khí thế khủng khiếp đó lan ra khắp xung quanh ngay cả tài xế lái animok đang ngồi trong xe cũng cảm nhận được áp lực khiến người ta nghẹt thở hắn há hốc miệng trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin ở ma sơn lâu như thế có kiểu thiên tài nào mà hắn chưa từng gặp nhưng hắn chưa bao giờ thấy yêu nghiệt nào trẻ như dương thanh có vẻ anh còn chưa đầy 30 tuổi nhỉ. Nhưng anh lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thậm chí khiến một sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ và hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ phải hợp sức với nhau để đối phó. Có lẽ ngay cả cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi đội hình mạnh như thế nhỉ. Liệu Dương Thanh có chịu nổi không? Tài xế lái Animox bỗng cảm thấy vô cùng mong chờ, không hiểu sao hắn bỗng có linh cảm rằng trong trận chiến sắp tới, có lẽ phần thắng của Dương Thanh sẽ lớn hơn giết. Sát thủ dẫn đầu lao về phía Dương Thanh. Hai sát thủ khác cũng theo sau, trên người họ đều tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp, rõ ràng là đang tung đòn chí mạng, định đánh nhanh thắng nhanh. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, anh hét lớn, mắt lập tức đỏ ngầu, sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, khí thế của anh bỗng tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, khí thế của anh đã bằng với sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Chiến thần quyết cũng điên cuồng vận chuyển, khí thế cuồng bạo không ngừng bùng nổ từ người anh. Tài xế đang ngồi trên chiếc Animox đã xứng sở từ nãy, kể từ khi Dương Thanh giết chết cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia bằng một đòn, hắn đã há hốc miệng vì kinh ngạc, đến giờ vẫn chưa ngậm lại. Ngay sau đó, sát thủ dẫn đầu đã đấm vào ngực Dương Thanh, trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc Dương Thanh cũng hành động, vung nắm đấm. Dầm, nắm đấm của hai người va vào nhau, sức mạnh cuồng bạo lan ra bốn phía. Dầm dầm dầm, mặt đất dưới chân hai người lập tức nổ tung, đá vụn bay khắp nơi. Hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn chưa chạm vào người Dương Thanh thì đã bị khí thế này đẩy lùi. Sát thủ dẫn đầu lập tức biến sắc, ông ta cảm nhận rõ rằng khi nắm đấm của hai người va vào nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt bùng nổ từ nắm đấm của ông ta, sau đó lan dọc theo cánh tay về phía người. Cơn đau thấu tim truyền khắp người ông ta. Dầm, đúng lúc này, nắm đấm khác của Dương Thanh vung mạnh lên, đánh vào bụng sát thủ dẫn đầu, sau tiếng va chạm nặng nề sát thủ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ này bay ra xa như diều đứt dây dầm ngay sau đó lại có một tiếng động lớn khác vang lên ông ta nặng nề rơi xuống mui xe chiếc animoc hộc máu vào kính chắn gió của xe xung quanh lặng ngắt hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh chung kỳ còn chưa chạm phải quần áo dương thanh kia hoàn toàn sững sờ trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và sợ hãi một cao thủ chưa đầy 30 tuổi có thể đánh bay một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chỉ bằng một nắm đấm thật ư. Có lẽ ngay cả thế hệ trẻ của gia tộc cổ võ cũng không có thiên tài võ thuật yêu nghiệt như thế nhỉ. Tài xế ngồi trên chiếc Animox cứ há hốc miệng mãi, thanh niên kia thắng thật rồi. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, sau khi đánh bay sát thủ kia, Dương Thanh bỗng di chuyển. Dầm, dầm, hai tiếng va chạm nặng nề liên tục vang lên, hai sát thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ còn lại hộp máu, bay ra xa, chết ngay tại chỗ. Có bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, bao gồm một siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, hai siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, một siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Giờ chỉ còn sát thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ còn sống, ba người kia đều đã chết. Hay nói cách khác, bây giờ Dương Thanh đã có thực lực giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chỉ với một đòn, đương nhiên, anh cũng dùng gần hết thủ đoạn. Tức là nếu anh lấy ra linh khí huyết chủy ra, anh có thể đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thật à? Hơn nữa còn là kiểu đấu không rõ sống chết ư? Cuộc đối đầu với bốn sát thủ siêu phàm cửu cảnh lần này đã giúp Dương Thanh hiểu sức chiến đấu của mình nằm ở cấp bậc nào. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cuối cùng chợt vật đứng dậy, nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh chỉ có sát khí, anh nhìn chằm chằm vào đối phương. Anh bỗng hành động sát thủ lập tức biến sắc, rứt khoát quay người định chạy trốn. Nhưng sát thủ vừa quay đi thì một bàn tay đã tóm lấy cổ ông ta, ngay sau đó, sát thủ đã bị Dương Thanh nhấc lên bằng một tay. Sức lực khổng lồ này khiến sát thủ gần như ngạt thở. Dương Thanh hỏi với vẻ mặt đằng đằng sát khí, nói cho tôi biết, còn bao nhiêu sát thủ đang đuổi giết tôi. Trừ đuổi giết tôi ra, các người có nhiệm vụ nào khác không? Dầm, anh nói rồi bỗng vung tay, sát thủ ngã dầm xuống đất, hộp máu may mà cảnh giới của sát thủ cao, bằng không đã chết từ lâu rồi. Dương Thanh dẫm một chân lên đầu sát thủ, chỉ cần anh dùng chút sức là có thể tiến sát thủ lên đường. Sát thủ không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến ông ta cảm nhận được hơi thở của cái chết. Tài xế trên chiếc Animox cũng hoàn hồn từ sự chấn động, hắn nhìn Dương Thanh bằng đôi mắt sáng rực. Hắn ở Ma Sơn lâu như thế, đã quen biết rất nhiều người, có mắt nhìn rất chuẩn, hắn tin nếu Dương Thanh cứ ở lại Ma Sơn thì chắc chắn tương lai của anh sẽ hết sức khó lường. Nói, thấy sát thủ vẫn im lặng, Dương Thanh tức giận quát, bỗng dẫm mạnh hơn. Sát thủ kêu lên đau đớn, vội nói, ở Ma Sơn, có áp nhận nhiệm vụ riêng, chúng tôi nhận nhiệm vụ đuổi giết cậu từ đó, đối phương dùng danh nghĩa của Hiệp hội Võ thuật nước Dương để công khai ra nhiệm vụ, chỉ cần giết cậu thì sẽ có được 5 viên đan dược cực phẩm. Chúng tôi cũng không thông đồng với người nước Dương, vì muốn lấy được tài nguyên tu luyện nên mới nhận nhiệm vụ này, xin cậu Thanh nể tình chúng ta là đồng bào Chiêu Châu, cho tôi một con đường sống. Khi tiến vào Ma Sơn năm đó, Dương Thanh mới đến thần cảnh, ở Ma Sơn có vô số cao thủ thần cảnh, nên anh cũng không biết ở Ma Sơn có cả áp để nhận nhiệm vụ như thế, hôm nay anh mới nghe về nó lần đầu tiên. Lúc này, tài xế lái Animox vội nói, ông ta nói không sai, đúng là ở Ma Sơn có một áp nhiệm vụ, áp này do thần hành tông sáng lập ai cũng có thể ra nhiệm vụ trên áp. Sát thủ gật đầu lia lịa, đúng thế, chúng tôi nhận nhiệm vụ ám sát cậu qua áp của thần hành tông. Giác, sát thủ vừa dứt lời, tiếng xương gãy thanh thúy bỗng vang lên, sát thủ bị dương thanh đạp gãy cổ, chết ngay tức khắc. Nếu đối phương đã nhận nhiệm vụ ám sát qua áp của thần hành tông, Dương Thanh cũng không cần giữ ông ta lại nữa, đối phương đã nhận nhiệm vụ ám sát anh thì cũng nên trả giá tương ứng. Anh lại lên xe, tài xế lái Animox vội khởi động xe, tiếp tục chạy đến Võ Tông. Dương Thanh chợt hỏi, tôi có thể tìm được nhiệm vụ ám sát tôi trên app không? Tài xế lắc đầu, chỉ những hội viên có cấp bậc tương ứng trên app mới có tư cách xem nhiệm vụ trên app, cậu chưa phải hội viên nên chưa có tư cách xem. Dương Thanh lại hỏi, phải làm thế nào mới xem được? Tài xế vừa lái xe vừa nói, hội viên trên app được chia thành 4 cấp, từ thấp đến cao, bao gồm cấp thấp, cấp trung, cấp cao và cấp S. Trở thành hội viên cấp thấp là dễ nhất, chỉ cần nộp 5 triệu là có thể gia nhập, sau khi trở thành hội viên cấp thấp, có thể ra nhiệm vụ có giá trị từ 5 triệu đổ lại trên app, đồng thời cũng có thể nhận nhiệm vụ từ 5 triệu đổ lại. Nếu muốn lên hội viên cấp trung, phải hoàn thành nhiệm vụ có tổng giá trị là 50 triệu, hoàn thành ở đây có thể là công bố nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Hội viên cấp cao sẽ phải công bố hoặc hoàn thành nhiệm vụ có tổng giá trị là 500 triệu, sẽ được tự động trở thành hội viên cấp cao. Về việc trở thành hội viên cấp S, độ khó khá lớn, đầu tiên, nhất định phải là hội viên cao cấp, tiếp đến, phải giao dịch bằng vật phẩm đặc biệt ít nhất 5 lần thì mới được thăng cấp từ hội viên cấp cao lên hội viên cấp S. Nghe tài xế nói xong, Dương Thanh nhíu mày, anh không ngờ việc nhận nhiệm vụ ở Ma Sơn có thể mang lại nhiều tiền như thế. Với thực lực của anh, nếu anh nhận nhiệm vụ ở Ma Sơn, chẳng phải một ngày có thể kiếm được cả trăm triệu à? Tài xế như biết được suy nghĩ của Dương Thanh, cười nói: chỉ những người cực kỳ thiếu tiền mới đi nhận nhiệm vụ dưới cấp S, còn cao thủ có thực lực như cậu cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu tài nguyên tu luyện thôi. Cũng như bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh vừa định giết cậu, chắc chắn trong số họ có hội viên cấp S nên mới nhận nhiệm vụ ám sát cậu để lấy đan dược. Nhưng ngay cả tôi cũng không ngờ mạng của cậu lại đáng tiền như thế, chỉ giá tận 5 viên đan dược cực phẩm, phải biết rằng phần thưởng của rất nhiều nhiệm vụ cấp S chỉ có một viên đan dược cực phẩm mà thôi. Hiệp hội võ thuật nước Dương lại chơi lớn như thế, treo thưởng năm viên đan dược cực phẩm chỉ trong một lần. Nghe thấy thế, Dương Thanh chợt nhận ra tình cảnh bây giờ của mình nguy hiểm đến mức nào. Cũng như Tài Xế nói, cao thủ hàng đầu thực sự không cần tiền mà chỉ cần tài nguyên tu luyện thôi, năm viên đan dược cực phẩm có thể khiến rất nhiều cao thủ đỉnh cao mạo hiểm đến ám sát anh. Dương Thanh chợt hỏi, họ sẽ không ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè của tôi chứ? Đây mới là điều khiến anh lo lắng nhất nếu Hiệp hội Võ Thuật Nước Dương ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè anh trên áp của thần hành tông thì đúng là phiền to. Tài xế mỉm cười, lắc đầu, cậu cứ yên tâm, áp nhiệm vụ của thần hành tông có người kiểm duyệt, mục tiêu nhiệm vụ chỉ có thể ở Ma Sơn, ngay cả những nơi khác tại chiến trường ngoài biên giới cũng không được. Sau khi xác nhận rằng kẻ thù sẽ không ra nhiệm vụ ám sát người nhà và bạn bè mình qua áp nhiệm vụ của thần hành tông, nỗi lo trong lòng Dương Thanh mới lắng xuống. Trong cuộc hành trình tiếp theo, cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý rằng sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Tài xế bỗng nhắc nhở, còn nói thêm, sát thủ vừa bị cậu giết đã nói nếu giết cậu, có thể đạt được 5 viên đan dược cực phẩm chỉ trong một lần, đây chính là nhiệm vụ cấp S cực ổn, hơn nữa còn có phần thưởng gần gấp 5 lần so với nhiệm vụ cùng cấp S. Ánh mắt Dương Thanh càng lạnh lẽo hơn, anh biết tài xế nói đúng, đừng nói là với cao thủ dưới thiên cảnh, cho dù là với cao thủ thiên cảnh, 5 viên đan dược cực phẩm vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đúng không? ở ma sơn không có cao thủ thiên cảnh nhưng lại có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ra tay anh nên đối phó thế nào với thực lực của anh bây giờ nếu dùng hết thủ đoạn thì sẽ đủ tư cách để đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu gặp một vài cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng thôi nhưng nhỡ liên tục gặp phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì sao chứ anh có thể đối phó được chắc nghĩ đến đây anh bỗng nảy ra một ý anh hỏi nếu có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhận nhiệm vụ ám sát tôi, khi họ tới ám sát tôi, tôi có thể dùng phần thưởng hậu hĩnh hơn để khiến họ từ bỏ nhiệm vụ không thế. Tài xế lắc đầu, nếu làm được thế, áp nhiệm vụ của thần hành tông đã sập từ lâu rồi, sau khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, các sát thủ sẽ được trang bị thẻ nhiệm vụ chính thức của áp. Thẻ nhiệm vụ là một thiết bị điện tử mini có thể giám sát dấu hiệu sinh tồn và cảnh tượng ở nơi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Một khi có người nhận nhiệm vụ trên app, những người khác sẽ phải chờ sát thủ nhận nhiệm vụ chết thì mới có thể nhận nhiệm vụ đó, hay nói cách khác, trước khi cậu giết bốn sát thủ kia, người khác cũng không thể xem nhiệm vụ này trên áp, nhưng phần thưởng của nhiệm vụ ám sát cậu quá phong phú, chắc chắn đã bị chú ý rồi, sau khi cậu giết những sát thủ kia, chắc chắn sẽ có sát thủ mới nhận nhiệm vụ này ngay đấy. Nghe thấy tài xế nói thế, Dương Thanh lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tức là cho dù có người chú ý đến nhiệm vụ ám sát anh, nhưng trước khi cướp được nhiệm vụ chắc chắn họ sẽ không ra tay. Bây giờ anh chính là nam viên đan dược di động, chỉ sát thủ nhận nhiệm vụ mới được giết anh, những người khác sẽ phải giành được nhiệm vụ rồi mới ra tay, bằng không, nếu giết anh trước thì sát thủ chẳng nhận được gì hết. Lúc này tài xế mới trả lời câu hỏi mà Dương Thanh vừa đặt ra, vì có thể nhiệm vụ, cho dù cậu bằng lòng trả thưởng gấp đôi cho sát thủ, đối phương cũng sẽ không từ bỏ nhiệm vụ trên áp, trừ khi sau này họ không định ở Ma Sơn nữa, bằng không sẽ không bao giờ phá vỡ quy định của thần hành tông chỉ vì mấy phần thưởng. Dương Thanh gật nhẹ đầu, hỏi tiếp. Tôi muốn ra nhiệm vụ cấp S, nhưng tôi không phải hội viên. Có cách nào để nhanh chóng công bố nhiệm vụ không? Tài xế mỉm cười, lắc đầu. Quy định là quy định. Nếu muốn ra nhiệm vụ cấp S, cậu phải trở thành hội viên có cấp bậc tương ứng, hoặc hoàn thành nhiệm vụ tới cấp S, hoặc liên tục ra nhiệm vụ từ cấp thấp cho đến cấp S. Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác đâu nhưng nếu cậu muốn ra nhiệm vụ cấp s tôi có thể giúp cậu dương thanh thoáng sửng sốt hả rõ ràng tài xế vừa nói không còn cách nào khác kết quả lại bảo có thể giúp anh tài xế cười gian cậu đã có thể treo thưởng nhiều hơn để sát thủ từ bỏ nhiệm vụ ám sát cậu vậy chắc chắn cậu cũng không thiếu tài nguyên tu luyện nếu bây giờ cậu muốn công bố nhiệm vụ cấp s nhất định phải trở thành hội viên cấp s mà nếu muốn trở thành hội viên cấp s thì chỉ có hai cách hoặc là không ngừng nhận nhiệm vụ tích lũy giá trị nhiệm vụ tới cấp S sau khi trở thành hội viên cấp thấp hoặc liên tục ra nhiệm vụ. Tôi có thể giúp cậu tìm một nhóm nhiệm vụ để cậu nhanh chóng hoàn thành, đạt tới cấp S, từ đó cậu có thể công bố nhiệm vụ cấp S rồi, có hứng thú không? Dương Thanh nhíu mày, tôi muốn công bố nhiệm vụ ngay, không có thời gian làm nhiệm vụ. Tài Xế mỉm cười bí ẩn, nếu tôi nói cậu không cần làm nhiệm vụ mà vẫn có thể khiến nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thành thì sao? Dương Thanh lập tức sáng mắt lên. Nếu có thể làm thế thật thì cũng được đấy. Nhưng anh không thân thiết gì với tài xế, đối phương đồng ý giúp anh chắc cũng có điều kiện tiên quyết nhỉ. Dương Thanh thản nhiên nói, nói điều kiện đi. Tài xế cười nói, cậu cũng biết đấy, tôi lái xe ở Ma Sơn, nói trắng ra cũng chỉ vì tiền, theo quy định của thần hành tông, nếu muốn trở thành hội viên cấp S qua việc hoàn thành nhiệm vụ, phải đạt được ít nhất 500 triệu tiền thưởng và 5 vật phẩm đặc thù. Phần thưởng cho những nhiệm vụ mà cậu hoàn thành phải do cậu bỏ ra, mặt khác Cậu cần đưa tôi 10 vật phẩm đặc thù, tôi sẽ giúp cậu trở thành hội viên cấp S, sao nào?" Dương Thanh lập tức nhíu mày, anh đã nghe rõ lời tài xế nói, nói trắng ra thì cũng như bác đơn ở thế tục, tài xế có con đường để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tức là sẽ có người cố tình công bố nhiệm vụ không ai nhận, sau khi Dương Thanh nhận nhiệm vụ xong, bên gia nhiệm vụ sẽ lập tức chọn nhiệm vụ đã hoàn thành, thế là Dương Thanh không cần thực hiện mà vẫn xem như hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi tích lũy đủ nhiệm vụ Dương Thanh sẽ trở thành hội viên cấp S. Nhưng tài xế cần tận 10 vật phẩm đặc thù, đúng là chặt chém. Phải biết rằng mức thấp nhất để hoàn thành một nhiệm vụ cấp S chỉ là một vật phẩm đặc thù mà thôi, 10 vật phẩm đặc thù đủ để hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp S rồi. Dương Thanh thoáng suy nghĩ rồi nói, năm thôi. Được. Điều khiến Dương Thanh không ngờ là anh vừa nói thế, tài xế đã đồng ý ngay. Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, bỗng cảm thấy mình bị lỗ, có phải anh quá ngu nên mới đồng ý đưa cho đối phương năm món vật phẩm đặc thù không nhỉ? Tài xế cười hề hề, nói với Dương Thanh, cậu hào phóng thật. Dương Thanh không nói nhảm nữa, lấy năm viên đan dược và một tấm thẻ đen của Ngân hàng Thế giới ra, trầm giọng nói, tiền và vật phẩm đặc thù đây, bây giờ có thể giải quyết vụ hội viên cấp S giúp tôi chưa? Tài xế cũng rất ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh có thể lấy ra năm viên đan dược ngay, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, ở Ma Sơn lâu như thế, vẫn phải có kiến thức sau khi nhận được đan dược và thẻ đen, tài xế lấy bộ đàm ra, bắt đầu sắp xếp để Dương Thanh trở thành hội viên. Tài xế nhanh chóng sắp xếp xong, đưa thẻ ngân hàng cho Dương Thanh, cất 5 viên đan dược đi rồi hớn hở nói, xong rồi, số chứng minh thư của cậu chính là tài khoản đăng nhập, cậu cứ tải app của thần hành tông rồi đăng nhập là được, pass chỉ có một, chính là mặt cậu. Trả cậu thẻ ngân hàng, tôi xin 5 viên đan dược này, cậu hào phóng thật, cảm ơn nhé. Nhìn vẻ mặt gian thương của tài xế, Dương Thanh bỗng thấy sót của, để có thân phận hội viên cấp S, anh đã lãng phí 5 viên đan dược một cách vô ích. May mà Phùng Tiểu Uyển cho anh rất nhiều đan dược, bằng không anh sẽ thấy vô cùng sót của mất. Về tiền trong thẻ đen, trừ phí thủ tục cho áp thần hành tông, cũng không bị trừ thêm gì khác. Nói đơn giản hơn, Dương Thanh đã trả cho tài xế 500 triệu tiền nhiệm vụ, sau khi tài xế nhận nhiệm vụ trên áp giúp Dương Thanh xong, thẻ ngân hàng của Dương Thanh sẽ nhận lại 80% của 500 triệu, còn 20% phí thủ tục, tức là 100 triệu sẽ bị trừ đi. Hay nói cách khác, để trở thành hội viên cấp S, Dương Thanh đã mất 5 viên đan dược và 100 triệu. Dương Thanh chẳng muốn nói chuyện với tài xế nữa, vội lấy điện thoại ra, nhanh chóng đăng nhập vào Áp Thần Hành Tông, áp này rất đơn giản và thiết thực, cũng không phức tạp như áp của thế tục. Nói một cách đơn giản, Áp Thần Hành Tông chỉ có hai mục, một là chỗ công bố nhiệm vụ, hai là chỗ nhận nhiệm vụ. Quả nhiên ở chỗ nhiệm vụ sẽ có nhiệm vụ đủ cấp bậc, nhưng bây giờ Dương Thanh là hội viên cấp S, chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp S thôi, còn nhiệm vụ ám sát anh của hiệp hội võ thuật nước Dương không hiện nữa, rõ ràng đã bị người khác nhận rồi. Dương Thanh không hề quan tâm đến chuyện này, anh lập tức công bố một nhiệm vụ, mục đích của nhiệm vụ chỉ có một, đó là tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn để giúp anh giải quyết phong ấn, nếu đối phương hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được 10 viên đan dược, bằng không cũng được một viên đan dược nhiệm vụ vừa được công bố đã có người nhận ngay thấy dương thanh cứ bấm vào áp thần hành tông mãi tài xế vui vẻ nói cậu đừng tìm nữa phần thưởng của nhiệm vụ ám sát cậu hậu hĩnh như thế chắc chắn sẽ được nhận ngay cậu định nhận nhiệm vụ ám sát mình rồi giữ mãi chứ gì tôi có thể nói rõ cho cậu biết không làm thế được đâu bởi vì cậu không thể nhận nhiệm vụ liên quan đến mình nghe thấy thế dương thanh bỗng hơi tức giận tuy anh không trở thành hội viên cấp s của áp thần hành tông vì nguyên nhân này nhưng đối phương lại nghĩ thế, nên không nói cho anh biết áp còn có hạn chế như vậy. Đúng là gian thương, tuy Dương Thanh tức giận nhưng cũng không so đo với đối phương. Chỉ cần có thể giúp Mã Siêu phong ấn thị huyết châu trong người, có tốn nhiều hơn, anh cũng sẵn lòng. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thanh bỗng có thông báo từ Áp Thần Hành Tông, người vừa nhận nhiệm vụ đã chủ động hỏi Dương Thanh qua áp. Dương Thanh thoáng do dự rồi bấm số Mã Siêu. Anh Thanh. Sau khi nhận điện thoại của Dương Thanh, mã siêu rất kinh ngạc hỏi anh đã cứu ông đỗ khỏi võ tông rồi à dương thanh nói vẫn chưa đến võ tông giờ cậu đang ở đâu tôi đã tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bây giờ tôi sẽ đến chỗ cậu để giúp cậu xử lý phiền phức của mình anh cũng không nói rõ vấn đề giải quyết phong ấn thị huyết châu trong người mã siêu dù sao bên cạnh vẫn còn tài xế mã siêu hiểu ý dương thanh ngay anh ta rất ngạc nhiên nhưng vẫn nói để em gửi định vị cho anh ừ sau khi cúp máy xong, Dương Thanh nhanh chóng nhận được định vị do mã siêu gửi tới, sau đó anh lại chuyển định vị này cho người nhận nhiệm vụ kia. Phải giải quyết vấn đề phong ấn thị huyết châu thì Dương Thanh mới yên tâm được. Anh vừa gửi định vị xong thì xe bỗng dừng lại giữa đường. Tài xế vui vẻ nói, lại có sát thủ cản đường rồi. Trước xe là một cao thủ mặc trang phục võ thuật nước Dương, còn đeo kiếm Nhật, ông ta đứng đó như một thanh đao nhọn, có khí thế hết sức sắc bén. Dương Thanh còn chưa xuống xe mà đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đối phương rồi. Đây là khí thế của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tài xế có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong không hề sợ hãi, trông như đang xem trò vui. Tuy đối phương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhưng may mà chỉ có một người, có vẻ đây là người nước Dương. Trong mắt Dương Thanh tràn ngập sát khí, anh giơ tay xem đồng hồ, từ giờ đến 12 giờ chưa hẹn với võ tông chỉ còn 40 phút cuối cùng. Nếu trong 40 phút nữa, anh không kịp thời đến Võ Tông, đỗ trọng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thanh chợt hỏi, còn bao lâu nữa mới đến Võ Tông? Tài Xế cười ha hả, nếu không có chướng ngại vật gì, đi hết tốc lực, ít nhất cũng phải mất 40 phút. Sắc mặt Dương Thanh lập tức trở nên hơi khó coi, theo lời Tài Xế nói, chẳng phải cho dù không có cao thủ cản đường, đi hết tốc lực đến Võ Tông thì cũng chỉ vừa khít thời gian thôi à. Nhưng, Tài Xế chợt lên tiếng, nhưng không nói hết. Dương Thanh tức giận nói, tôi phải đến võ tông trước 12 giờ, chỉ cần anh làm được, tôi sẽ cho anh thêm một viên đan dược nữa. Tài xế chỉ chờ anh nói câu này, đáp ngay, 10 phút. Nếu cậu có thể giải quyết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này trong 10 phút, tôi cam đoan sẽ đưa cậu tới võ tông trước 12 giờ. Được. Dương Thanh chỉ đáp một chữ rồi xuống xe. Dầm. Vừa bước xuống xe, Dương Thanh đã dốc toàn lực, lao tới chỗ sát thủ huyết mạch cuồng hóa lập tức được anh kích hoạt, chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển, sức mạnh khổng lồ tràn ngập người anh. Không những thế, anh còn cầm linh khí huyết trủy Vừa ra tay đã dùng trạng thái mạnh nhất. Trong 10 phút, anh phải giải quyết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trước mặt, bằng không đỗ trọng sẽ gặp nguy hiểm. Ken! Dương Thanh vừa lao tới trước mặt sát thủ, sát thủ đã rút kiếm ra, huyết trụy và kiếm nhật va vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lành. Trong vụ va chạm dữ dội này, kiếm nhật của sát thủ đã gãy đôi. Sát thủ sướng sờ, nhìn chằm chằm vào huyết chủy trong tay Dương Thanh, không khỏi thốt lên, linh khí. Ken ken ken, Dương Thanh không muốn nói nhảm, dốc toàn lực để tấn công. Kiếm nhật của sát thủ chỉ còn một nửa, mỗi khi va chạm với huyết chủy, nó lại gãy thêm một đoạn, sau năm sáu lần tấn công, trong tay sát thủ chỉ còn mỗi chui kiếm. Tài xế trên chiếc animoc cũng sửng sốt, không nhịn được mà nói, mẹ nó cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng bị cậu ta áp đảo à? Đây còn là người ư? Tuy hắn có kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa bao giờ thấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nào trẻ như thế. Sát thủ nhìn chuôi kiếm trong tay mình, lập tức thẹn quá hóa giận, quát lớn, khốn kiếp. Tao sẽ chém mày thành muôn mảnh. Sau khi dứt lời, ông ta khua tay trong không trung như đang lấy gì đó. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Dương Thanh đã hóa thành gai đất, đâm về phía Dương Thanh. Sức mạnh nguyên tố thổ. Dương Thanh lập tức biến sắc, có thể thay đổi hình dạng của đất, chắc chắn là cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thổ. Thấy gai đất sắp đâm chúng mình, Dương Thanh không kịp nghĩ nhiều, bỗng rậm mạnh chân phải xuống đất, lập tức rời đi. Gai đất vừa nhô lên khỏi đất lập tức đâm hụt. Nhưng Dương Thanh vừa tiếp đất, lại có gai đất bóng xuất hiện dưới chân anh. Lần này, Dương Thanh muốn né tránh cũng muộn rồi. Sát thủ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố thổ một cách thành thạo, một khi gai đất đâm trúng Dương Thanh, có lẽ Dương Thanh sẽ bị thương nặng ngay tức khắc. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng phát hiện bên đường có một con mương nhỏ, đang có lượng lớn nước chảy trong mương. Dương Thanh lập tức sáng mắt lên, hơi thở ẩm ướt bùng nổ từ người anh, ngay sau đó, một con rồng nước lao ra khỏi mương nước. Ầm, um, rồng nước lao từ trên trời xuống, đập thẳng vào gai đất. Gai đất vô cùng sắc nhọn lập tức hóa thành bùn. Từ khi gai đất bắt đầu xuất hiện dưới chân Dương Thanh, cho đến khi Dương Thanh dùng sức mạnh nguyên tố thủy để ngưng tụ dòng nước, hóa giải gai đất chỉ diễn ra trong nháy mắt. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp." Tài xế trên chiếc animox chửi thề mấy câu, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sát thủ đến từ nước Dương cũng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh với vẻ không dám tin, sức mạnh nguyên tố thủy. Mày chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố chứ? Thông thường, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố, Dương Thanh còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, điều này đã khiến sát thủ vô cùng kinh hãi rồi. Nhưng bây giờ ông ta chợt phát hiện, Dương Thanh còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Trong các sức mạnh nguyên tố, nguyên tố thủy có thể dễ dàng kìm hãm sức mạnh nguyên tố thổ. Cho dù cảnh giới của Dương Thanh kém xa sát thủ, nhưng trước sức mạnh nguyên tố thủy, sức mạnh nguyên tố thổ không hề có chút tác dụng nào. Trùng hợp nhất chính là gần nơi họ chiến đấu lại có một con mương nhỏ chảy xiết, đối với cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đây đúng là chuyện đáng mừng. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt, không nhiều người biết chuyện anh đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố, nhưng bây giờ anh đã để lộ, nhất định phải giết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trước mặt này. Bằng không, nếu hiệp hội võ thuật nước Dương biết chuyện này, họ sẽ cử nhiều cao thủ hơn với thực lực mạnh hơn nữa đến. Bây giờ, đối phương đã ra nhiệm vụ ám sát anh qua áp thần hành tông ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ vội vàng nhận lấy nhiệm vụ này. May phải chết, sát thủ cũng nhận ra sự đáng sợ của Dương Thanh, ông ta hét lớn, lao tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi xác nhận rằng sức sức mạnh nguyên tố thủy có thể kìm hãm sức mạnh nguyên tố thổ thật, anh không định lùi bước khi đối đầu với sát thủ nữa. Dù sao, anh không chỉ lĩnh ngộ mỗi sức mạnh nguyên tố thủy. Dầm dầm dầm, trận chiến giữa hai người lập tức nổ ra. Tài xế lái chiếc Animox không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa hai người, đúng là đã mắt. Tuy Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng lại có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cũng có thể nói rằng đây chính là trận đấu giữa cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cho dù là ở Ma Sơn, những trận chiến thế này cũng hết sức hiếm có. Cùng lúc đó, ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ Thuật, nước Dương, Yoshida Shinichi ngồi ở ghế chính, Sendai Kabuto và Aoki Yamato ngồi hai bên lão ta, còn có các cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ thuật. Hầu hết những người này đều là cao thủ do ba thế gia võ thuật nước Dương sắp xếp. Aoki Yamato nhìn Yoshida Shinichi, hội trưởng Yoshida, đã mấy tiếng rồi, cho dù Dương Thanh có ba đầu sáu tay thì cũng nên chết rồi nhỉ. Sendai Kabuto gật đầu, nói, ở Ma Sơn tại chiến trường ngoài biên giới, ngay cả cao thủ siêu phàm Cửu Cảnh Đỉnh Phong cũng có thể chết bất cứ lúc nào, nói gì đến Dương Thanh. Hơn nữa, hiệp hội võ thuật nước Dương chúng ta đã bỏ ra năm viên đan dược cực phẩm để công bố nhiệm vụ ám sát, chắc chắn đến cả cao thủ siêu phàm Cửu Cảnh Đỉnh Phong cũng sẽ thấy vô cùng hứng thú với nhiệm vụ này. Những cao thủ khác không nói gì, nhìn về phía Yoshida Shinichi đang ngồi ở ghế chính. Từ sau khi Kitano Takeshi chết dưới tay Dương Thanh, hiệp hội võ thuật nước Dương đã coi Dương Thanh là kẻ thù số 1. Lần này họ trả giá cao như thế để tìm người ám sát Dương Thanh, nên đều rất mong chờ kết quả. Yoshida Shinichi lắc đầu, nghiêm nghị nói, tên nhãi này rất không đơn giản, tôi vừa nhận được tin tức, người nhận nhiệm vụ đầu tiên là bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, trong đó có một siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, hai siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và một siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhiệm vụ thất bại. Sao cơ? Nghe thấy Yoshida Shinichi nói thế, mọi người đều giật mình. Aoki Yamato kinh hãi nói: một tuần trước, cậu ta vừa đánh với Kitano Takeshi tại Võ Thần quán ở Yến Đô, Chiêu Châu. Kitano Takeshi có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tuy sau cùng Dương Thanh đã giết Kitano Takeshi, nhưng Dương Thanh cũng phải trả giá đắt. Nghe nói cậu ta hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, đội ngũ chữa trị của Chiêu Châu đã định công bố cái chết của cậu ta rồi. Cho dù bây giờ cậu ta sống sót, chắc chắn cũng chưa đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cậu ta đã giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ kiểu gì? còn cả hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nữa chứ. Lần trước ở võ thần quán, Aoki Yamato suýt bị Dương Thanh giết, đối với Aoki Yamato, đây đúng là sự sỉ nhục, lòng căm hận của ông ta với Dương Thanh cũng lên đến đỉnh điểm. Bây giờ bỗng hay tin Dương Thanh đã đánh chết bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, trong đó còn có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ông ta vô cùng tức giận và kinh hãi. Sendai Kabuto nhìn Yoshida Shinichi, thận trọng hỏi, chẳng lẽ cậu ta được người khác giúp ư? Yoshida Shinichi lắc đầu, cậu ta một mình giết sạch bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, cả quá trình chỉ tốn 10 phút. Sao cơ? Lần này, đám người càng thêm khiếp sợ. Dương Thanh có thể giết bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đã là khó tin lắm rồi, đằng này anh chỉ tốn 10 phút, đúng là quá phi lý, lại còn một mình hoàn thành nữa. Nhưng mọi người cứ yên tâm, người nhận nhiệm vụ bây giờ là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đâu. Yoshida Shinichi nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu ta phải chết. Chỉ khi cậu ta chết, chúng ta mới có thể tiếp tục tiếp vào chiêu châu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ khiến cao thủ chiêu châu quỳ trước chúng ta. Trong lúc hiệp hội võ thuật nước Dương đang chú ý đến Dương Thanh, ở một nơi khác cũng có người đang chú ý đến Dương Thanh. Phó Tông, Ma Sơn một lão già tóc bạc mặc đồ truyền thống đang ngồi xếp bằng trên bệ ngọc, trên người tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lão ta có vẻ đau đớn, càng tu luyện lâu, nỗi đau mà lão ta phải chịu cũng lớn dần. Phụt, lão ta bỗng hộp máu, khí thế trên người cũng lập tức tiêu tan. Bố, một người trung niên mặc đồ truyền thống vội xông lên trước, đỡ lấy lão già, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Người trung niên vội hỏi với đôi mắt đỏ hoe, bố, bố sao rồi? lão già khẽ lắc đầu mặt hơi tái lão ta thấp giọng nói còn yên tâm tạm thời chưa chết đâu người trung niên vội đỡ lão già lên ghế mây đưa cho lão ta một chén trà người trung niên nói bố bố có bệnh cũ đừng tu luyện nữa nếu cứ tiếp tục tu luyện thì chỉ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho cơ thể bố thôi lão già cười lạnh ngạo nghễ nói đỗ bá này anh minh cả đời sao có thể từ bỏ việc tu luyện chỉ vì chút ốm đau chứ một ngày nào đó ta sẽ bước lên thiên cảnh người trung niên lập tức im lặng ông ta biết rõ với sự cố chấp của bố mình lão ta không bao giờ từ bỏ việc tu luyện trừ khi chết đỗ bá chợt hỏi tên nhãi kia thế nào rồi người trung niên khẽ lắc đầu chắc không kiên trì được lâu nghe nói người nhận nhiệm vụ ám sát của hiệp hội võ thuật nước dương lần này là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến từ nước dương còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thổ dương thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ tuy thiên phú của cậu ta rất nghịch thiên nhưng nếu muốn giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thổ bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì đúng là viển vông. Đỗ Bá nhíu mày, có vẻ không vui, Minh Viễn, đừng như ếch ngồi đáy giếng, thế giới này rất lớn, ngay cả gia tộc cổ võ cũng không phải gia tộc mạnh nhất. Cậu ta có thể đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trước 30 tuổi, chắc chắn sẽ không đơn giản, sức chiến đấu của cậu ta vốn không tầm thường, chưa chắc đã không đánh lại cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tuy Đỗ Minh Viễn không cho là đúng nhưng cũng không dám cãi bố, vội nói: "Bố, con biết rồi ạ." À. Thấy Đỗ Minh Viễn không tin, Đỗ Bá rất bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, nhiều khi cứ nói chuyện bằng sự thật thì tốt hơn. Lúc này Dương Thanh đang chiến đấu kịch liệt với sát thủ, tuy sức mạnh nguyên tố thổ của sát thủ đã bị kìm hãm, nhưng ông ta vẫn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, sức chiến đấu mà ông ta thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ. Dương Thanh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến cực điểm từ nãy nếu kích hoạt thêm thì anh sẽ mất lý trí thật. Có thể nói bây giờ anh đã ở trạng thái mạnh nhất. May mà có vẻ anh đã chiếm thế thượng phong, có sức mạnh thủ hộ bảo vệ cơ thể anh, sát thủ chịu thiệt rất nhiều. Đồng thời, sát thủ cũng vô cùng kinh hãi, ông ta đã dốc toàn lực, thậm chí có mấy lần tung đòn chí mạng chúng người Dương Thanh, nhưng vẫn không tạo thành vết thương chí mạng cho anh. Ông ta bỗng có ảo giác, dường như Dương Thanh sẽ không bị thương, cho dù ông ta tấn công mạnh đến mức nào thì cũng không thể tạo thành tổn thương chí mạng cho anh, còn Dương Thanh thì càng đánh càng mạnh. Sát thủ ngày càng khiếp sợ, Dương Thanh chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể phát huy thực lực mạnh đến thế chứ? Quan trọng nhất là anh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã có sức chiến đấu của siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu để anh bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, dưới thiên cảnh, còn ai là đối thủ của anh chắc? Càng nghĩ, sát thủ càng khiếp sợ hơn, đồng thời Ý muốn giết Dương Thanh của ông ta cũng đã lên đến đỉnh điểm. Ông ta vốn là cao thủ nước Dương, Dương Thanh lại có nợ máu với cao thủ nước Dương, nếu bây giờ Dương Thanh không chết, một khi anh bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có lẽ anh sẽ trở thành ác mộng của cao thủ nước Dương. Rầm. Sau một cú va chạm mãnh liệt, cả hai đều lùi lại mấy bước. Lúc này, cơ thể hai người đầy máu, quần áo cũng rách tươm, mặt đất chỗ hai người giao chiến đã bị phá hủy, biến thành bãi đất gồ ghề. Tài xế lái chiếc Animox đã lái xe ra chỗ cách đó mấy chục mét từ nãy, chỉ sợ trận chiến giữa hai người sẽ phá hỏng xe. Tài xế lái chiếc Animox kích động nói, chỉ cần cậu ta có thể sống sót, chắc chắn sau này sẽ trở thành cao thủ đứng trên đỉnh. Với tư cách là người chiêu châu, hắn cũng rất vui khi thấy Dương Thanh Mạnh như thế. Với kiến thức của hắn, hắn chưa bao giờ nghe nói đến người thanh niên nào còn trẻ như thế mà đã có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Thanh và sát thủ đứng ở hai phía, khí thế của hai người đều vô cùng bất ổn, trận chiến cường độ cao vừa rồi đã khiến cả hai tiêu hao rất nhiều. Có thể nói, cả hai đều đã đến giới hạn, nếu tiếp tục thì có thể phân rõ thắng thua bất cứ lúc nào. Vào khoảng khắc phân rõ thắng thua, đó cũng là lúc một trong hai người chết. Mắt dương thanh đỏ ngầu, anh cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo. Anh có thể mạnh hơn nữa, nhưng rất có thể anh sẽ hoàn toàn mất lý trí. Một khi mất lý trí, anh không khác gì quái vật chút lý trí cuối cùng đang giúp anh tỉnh táo giết dương thanh bỗng hét lớn chủ động lao tới chỗ sát thủ anh cầm huyết trụy trong tay huyết trụy tản ra khí thế khủng khiếp như muốn nuốt chửng sát thủ huyết trụy để lại rất nhiều vết máu trên người sát thủ những vết thương do linh khí gây ra sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn cho dù sát thủ sống sót thì cũng phải chịu đau đớn dữ dội suốt quãng đời còn lại thấy dương thanh lao về phía mình sát thủ cũng hoàn toàn bùng nổ tức giận gầm lên, xông lên đón đỡ. rầm dầm dầm, một đợt đối đầu khác lại nổ ra, hai người điên cuồng tấn công nhau, đòn đánh nào cũng nhằm lấy mạng đối phương. Huyết chủy trong tay Dương Thanh không ngừng vung lên, cứ mấy giây lại rạch chúng sát thủ một lần. Nhưng sát thủ như không có cảm giác, liều mạng khiến Dương Thanh bị thương nặng. Ông ta biết ông ta không còn hy vọng giết Dương Thanh nữa, mà ông ta cũng đã kiệt sức rồi. Nhưng với tư cách là cao thủ nước Dương, Ông ta phải nghĩ cách tiêu diệt Dương Thanh, cho dù không giết được thì cũng phải cho Dương Thanh đòn chí mạng. Phần thưởng nhiệm vụ mà hiệp hội võ thuật nước Dương công bố lần này vô cùng hậu hĩnh, ông ta biết cho dù ông ta chết dưới tay Dương Thanh, cũng sẽ có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới nhận nhiệm vụ này ngay rồi đi giết Dương Thanh. Dương Thanh cũng đã suy yếu rồi, cho dù anh thắng ông ta thì sao chứ? Đến lần sát thủ tấn công tiếp theo, anh còn chịu được à? Dương Thanh cũng nhận ra tình cảnh của mình bây giờ một khi sát thủ bị anh giết, thiết bị giám sát sát thủ sẽ truyền số liệu về áp nhiệm vụ thần hành tông. Khi đó nhiệm vụ ám sát anh sẽ lại xuất hiện trên áp, với tình trạng của anh bây giờ, đừng nói là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng có thể dễ dàng giết chết anh. Giết! Sát thủ tức giận quát, khí thế mạnh mẽ hơn bỗng bùng nổ từ người ông ta. Dương Thanh bỗng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, anh nắm chặt huyết trùy, khẽ xoay chân. rầm. Anh bóng dậm mạnh xuống đất, lập tức rời khỏi vị trí cũ, chỗ anh vừa đứng xuất hiện một dấu chân. Ngay sau đó, hai người đụng độ nhau, sát thủ phát huy hết thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, dồn hết sức mạnh vào nắm đấm bên phải, vung mạnh về phía Dương Thanh. Dương Thanh cũng dốc hết sức lực, khí thế không hề yếu hơn sát thủ tản ra từ người anh. Huyết trùy trong tay anh đâm mạnh về phía trái tim sát thủ. Một khi huyết trùy đâm trúng tim sát thủ, chắc chắn đối phương sẽ chết. Phập trong chấp nhoáng huyết trụy đang đâm về phía tim sát thủ bỗng chuyển sang chém ngang rạch một vết máu dài trên ngực đối phương vết thương do linh khí gây ra rất khó hồi phục cho dù sát thủ không chết thì cũng không sống được quá lâu với vết thương này đối phương vốn đến để lấy mạng dương thanh cho dù nhận ra dương thanh sắp giết mình nhưng ông ta vẫn không trốn tránh khi huyết trụy của dương thanh dạch trúng ngực đối phương nắm đấm của sát thủ cũng giáng vào ngực dương thanh dương thanh hộc máu may mà khi huyết trụy của anh dạch trúng ngực sát thủ sát thủ đã vô thức né tránh một chút, nên cú đấm chí mạng này chỉ còn một nửa sức mạnh khi giáng xuống ngược Dương Thanh. Tuy chỉ còn một nửa sức mạnh, nhưng Dương Thanh vẫn bị thương nặng, anh cảm thấy nội tạng trong người đều lệch đi. Dương Thanh đứng cách sát thủ 6-7 mét, thở hồn hền, nhìn chằm chằm vào đối phương. Hồi nãy anh đã có cơ hội dùng huyết chủy để giết đối phương, nhưng sau cùng anh đã từ bỏ việc này. Theo quy tắc của áp nhiệm vụ thần hành tông, chỉ khi sát thủ nhận nhiệm vụ thất bại thì nhiệm vụ mới xuất hiện lại trên áp hay nói cách khác chỉ khi sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến từ nước dương này chết dưới tay dương thanh thì nhiệm vụ mới hiện lên lần nữa bây giờ dương thanh bị thương rất nặng một khi gặp phải sát thủ khác cho dù đối phương chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì cũng có thể dễ dàng giết anh thế nên chỉ cần nhiệm vụ của sát thủ chưa kết thúc những người khác sẽ không thể nhận nhiệm vụ ám sát anh không có những người khác nhận nhiệm vụ thì không có sát thủ mới tới giết anh nữa do đó vào giây phút cuối cùng Dương Thanh đã từ bỏ việc giáng một đòn chí mạng cho sát thủ, chỉ cần sát thủ còn sống, anh có thể an toàn đến võ tông. Đương nhiên, tiền đề là anh có thể khống chế sát thủ, bằng không, nếu sát thủ còn sức giết anh, thà giết đối phương luôn cho rồi. Rốt của cậu là ai? Sát thủ nhìn Dương Thanh với vẻ nghiêm nghị, trong mắt ông ta không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có sự kiêng rẻ và lo lắng rõ rệt. Người mà Hiệp hội Võ thuật nước Dương muốn giết cũng là kẻ thù của cao thủ nước Dương, nếu để Dương Thanh sống sót rời khỏi Ma Sơn thì đúng là ác mộng với cao thủ nước Dương. Dương Thanh không trả lời câu hỏi của đối phương, lạnh lùng nói, "Bây giờ tôi cho ông một cơ hội sống, ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ không giết ông." Sát thủ bỗng cười lạnh, "Cậu tưởng tôi ngu chắc? Nếu tôi sống thì sẽ không có sát thủ mới nhận nhiệm vụ, chỉ cần tôi không làm gì được cậu, cậu sẽ có thể sống sót rời khỏi Ma Sơn." Đối phương cũng không biết mục đích của Dương Thanh nên chỉ nghĩ Dương Thanh muốn lợi dụng lỗ hổng của áp nhiệm vụ thần hành tông để rời khỏi Ma Sơn. Dương Thanh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, đã thế, anh chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Nếu ông đã từ chối, tôi đành tự làm thôi. Dương Thanh nói rồi hơi nhích chân, lập tức tới trước mặt sát thủ. Sát thủ lập tức biến sắc, bỗng vung nắm đấm lên. Bộp, nhưng đối phương vừa vung nắm đấm lên thì đã bị Dương Thanh tóm lấy cổ tay rồi. Sát thủ kinh hãi, ông ta cứ tưởng Dương Thanh đã kiệt sức, nào ngờ Dương Thanh vẫn còn sức mạnh lớn như vậy. Dầm, sát thủ còn chưa hoàn hồn thì đã cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ truyền đến cổ tay ông ta, ngay sau đó, người ông ta bay lên rồi nặng nề rơi xuống đất. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, sát thủ hộc máu. Dương Thanh cười lạnh, bây giờ, ông có quyền từ chối ư. Sắc sắc sắc, tiếng xương gãy liên tục vang lên, tay chân sát thủ nhanh chóng bị đánh gãy. Trên mặt sát thủ tràn ngập vẻ tuyệt vọng, giờ ông ta đã gãy hết tay chân, ngay cả chết cũng không làm được. Nếu sớm biết Dương Thanh còn nhiều sức mạnh như thế, ông ta thả tự sát chứ không để mình rơi vào tay Dương Thanh. Lúc này, tài xế lại lái chiếc Animox tới, bước đến sau lưng Dương Thanh, cười ha hả, không ngờ cậu mạnh đến thế, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng thua cậu. Dương Thanh hờ hững liếc đối phương, hỏi, có dây thừng không? Tài xế vội gật đầu, hấp tấp lên xe lấy dây thừng xuống một triệu tài xế đưa dây cho dương thanh rồi cười nói nghe thấy thế dương thanh lập tức nhíu mày đúng là kẻ tham tiền một sợi dây thường trị giá một triệu sao không đi cướp luôn đi dương thanh không nhiều lời nhận lấy dây thừng rồi trói sát thủ lại sát thủ cũng nhận ra tình cảnh bây giờ của mình ông ta không nói gì trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng xe lại lên đường dương thanh lấy một viên đan dược có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trong thời gian ngắn ra uống rồi nhắm mắt bắt đầu tu luyện sắp tới võ tông rồi, trước khi đến võ tông, anh phải nghĩ cách khôi phục thực lực, bằng không cứu người kiểu gì chứ. Cậu thông minh đấy, cứ thế này, nhiệm vụ ám sát cậu của Hiệp hội Võ thuật nước Dương sẽ trong trạng thái đang thực hiện, không xuất hiện trên app đâu. Tài xế vừa lái xe vừa vui vẻ nói. Đúng rồi, cậu đừng quên đưa tôi một triệu tiền dây thừng nhé. Ngoài ra, tôi giúp cậu dẫn theo một người, ông ta cũng phải trả tiền xe, lấy rẻ cho cậu thôi, một triệu là được. Tài xế nói liên hồi, Dương Thanh cũng không quan tâm, vẫn tu luyện. Chẳng biết bao lâu sau, rốt cuộc họ cũng sắp tới võ tông. Tài xế bỗng dừng xe, nhìn về phía Dương Thanh vẫn đang tu luyện, nói, nếu đi lên nữa thì sẽ tiến vào lãnh địa của võ tông, xe bên ngoài không vào được, cậu chỉ có thể tự vào thôi. Nghe thấy tài xế nói thế, Dương Thanh mới ngừng tu luyện, chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trước xe là một con đường lớn vô cùng bằng phẳng, hai bên đường là hàng cây, con đường này dài khoảng 200 mét, cuối đường có một cái cổng hùng vĩ. Trên cổng gắn một biển hiệu viết hai chữ võ tông lớn thiếp vàng. Điều khiến Dương Thanh kinh ngạc chính là mới nhìn qua hai chữ kia thôi, anh đã cảm nhận được khí thế vô cùng bá đạo và sắc bén, định chân áp anh. Dương Thanh nhìn hai chữ trên cổng, trầm giọng nói, đúng là bá đạo thật. Tài xế cười nói, nghe nói cổng của võ tông có chữ do cao thủ thiên cảnh để lại, ẩn chứa chân lý võ thuật, cậu đừng khinh thường biển hiệu này, nghe nói biển hiệu này có tác dụng rất lớn với người tu luyện, được võ tông coi trọng lắm đấy. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nghe về điều này, anh ngờ vực hỏi, chân lý võ thuật là gì thế? Tài xế kinh ngạc nhìn Dương Thanh, cậu có thể trấn áp cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà lại không biết chân lý võ thuật à? Dương Thanh gật đầu, tôi đến từ thế tục. Tài xế càng kinh ngạc hơn, hắn cứ tưởng Dương Thanh là yêu nghiệt của gia tộc cổ võ nào đó, không ngờ anh lại đến từ thế tục, thế tục có thiên tài yêu nghiệt như thế từ bao giờ? Tài xế nói, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ chân lý võ thuật mới có thể bước vào thiên cảnh. Về việc rốt cuộc chân lý võ thuật là gì, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là thứ vô hình, không chạm vào được, vô cùng kỳ diệu. Hai chữ trên biển hiệu võ tông là do cao thủ thiên cảnh để lại, ẩn chứa chân lý võ thuật. Nghe nói rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã nhiều lần đến thăm, nhưng đều bị võ tông từ chối. Rõ ràng những người đó đều nhắm vào chân lý võ thuật trong biển hiệu, may mà võ tông mạnh, bằng không tấm biển này đã bị trộm từ lâu rồi. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào biển hiệu, trông như có điều suy nghĩ. Anh đang nghĩ, giờ anh đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, liệu có cơ hội lĩnh ngộ chân lý võ thuật không nhỉ? Tuy đã nói chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ chân lý võ thuật, nhưng thể chất của anh đặc biệt, đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố từ khi còn ở siêu phàm bát cảnh rồi. Không những thế, anh còn có thể dễ dàng điều khiển linh khí nữa sau khi lĩnh ngộ chân lý võ thuật thì có thể bước vào thiên cảnh, nếu anh lĩnh ngộ chân lý võ thuật với thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì có xem như bước vào thiên cảnh không? Đúng lúc này, tài xế bỗng nhắc, sắp 12 giờ rồi đấy, cậu có xuống xe không? Lúc này Dương Thanh mới hoàn hồn, anh đang định xuống xe, tài xế bỗng giơ hai ngón tay với Dương Thanh, cười ha hả, 2 triệu nhé. Đối phương nói rồi còn lấy máy post ra. Lúc này Dương Thanh mới nhớ, anh vẫn chưa trả tiền dây thường trói sát thủ và tiền xe cho ông ta, anh đưa thẻ đen qua, 2 triệu nhanh chóng bị trừ. Tài xế đưa thẻ đen cho Dương Thanh với vẻ nịnh nọt, đồng thời đưa thêm một tấm danh thiếp, cười nói, "Đây là danh thiếp của tôi, sau này ở Ma Sơn, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi, cam đoan giá rẻ nhất Ma Sơn đấy." Ừ. Dương Thanh cất thẻ đen và danh thiếp đi. Tuy tài xế hơi tham tiền, nhưng nhìn chung vẫn không tệ, ít nhất hắn đã cho anh biết rất nhiều chuyện liên quan đến Ma Sơn cũng tới võ tông trước 12 giờ. Bây giờ là 11 giờ 50 phút trưa, cách lúc hẹn 10 phút cuối cùng. Sau khi xuống xe, Dương Thanh cũng đưa sát thủ siêu phàm Cửu Cảnh đỉnh phong đến ám sát anh xuống theo. Có vẻ sát thủ đã biết số phận của mình, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, cậu không thể sống sót rời khỏi Ma Sơn đâu, tôi sẽ chờ cậu dưới đấy. Dương Thanh lạnh lùng nhìn sát thủ, ông yên tâm, tôi không chết được đâu, mà sẽ đưa thêm cao thủ nước Dương xuống đó với ông anh nói rồi bỗng búng ngón tay một viên đá do anh tiện tay nhặt lên lập tức xuyên thủng tim sát thủ sát thủ chết ngay tức khắc sau khi giết sát thủ dương thanh rảo bước về phía võ tông sau khi đến cổng võ tông anh ngẩng đầu nhìn hai chữ võ tông trên biển hiệu áp lực khổng lồ lập tức ập về phía anh huyết mạch cuồng hóa trong người dương thanh lập tức được kích hoạt điều khiến anh khiếp sợ chính là anh cũng không chủ động kích hoạt huyết mạch cuồng hóa mà nó tự kích hoạt sau khi anh chịu áp lực từ hai chữ võ tông đây không phải chuyện chính, quan trọng là sau khi bị kích hoạt ở mức độ cao, huyết mạch cuồng hóa đang khiến anh sắp mất lý trí. Chân áp cho tôi. Dương Thanh tức giận quát, cố gắng kiểm soát huyết mạch cuồng hóa. Anh biết rõ, một khi huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn bùng nổ thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển, hơi thở vô cùng ôn hòa tràn ra từ người Dương Thanh, huyết mạch cuồng hóa cũng dần lắng lại, lúc này Dương Thanh mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau khi huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn lắng xuống, Dương Thanh đứng tại chỗ, thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Dương Thanh thầm hoảng sợ, đây chính là sự mạnh mẽ của cao thủ thiên cảnh ư. Chỉ hai chữ thôi mà đã khiến mình phản ứng mạnh như thế. Nếu hồi nãy không kịp thời áp chế huyết mạch cuồng hóa, có lẽ giờ anh đã bị huyết mạch cuồng hóa cắn trả, hoàn toàn mất lý trí rồi. Dương Thanh đến đây bái kiến. Dương Thanh nhìn về phía cổng, nói lớn. Đây chỉ là lối vào võ tông, còn võ tông rất rộng một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhanh chóng tới cổng chính nhìn dương thanh như đang nhìn quái vật khiến anh cảm thấy rất mất tự nhiên mời đi theo tôi đối phương nhìn dương thanh nói cùng lúc đó ở sâu trong võ tông trong một căn nhà cổ kính đỗ bá đang ngồi trên ghế mây bên cạnh là bàn trà trên bàn trà đặt một ấm trà bằng sứ trắng đỗ bá bưng một chén trà trên tay đang thưởng thức trà đỗ minh viễn con trai đỗ bá cũng ở đây đích thân bưng trà rót nước đúng lúc này một quản gia già mặc đồ thời đường bước vào phòng quản gia cúi chào đỗ bá rồi mới nói tông chủ dương thanh vừa tiến vào tông môn chỉ mất một phút phụt đỗ bá bỗng phun trà ra kinh ngạc nói ông nói gì cậu ta chỉ mất một phút để vào tông môn ư sao có thể chứ đỗ minh viễn cũng có vẻ kinh ngạc biển hiệu tông môn do cao thủ thiên cảnh để lại lần đầu tiến vào tông môn ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ chìm đắm trong đó, không thể kiểm soát được, Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể tiến vào tông môn chỉ trong một phút chứ? Quản gia trầm giọng nói, nói đúng hơn, cậu ta chỉ mất 53 giây để tiến vào tông môn thôi. Sau khi bước vào võ tông, Dương Thanh cũng không có cảm giác gì, anh thầm cảm nhận thực lực của cao thủ võ tông, rồi khiếp sợ phát hiện ra, ở nơi đây, chỗ nào cũng có cao thủ siêu phàm cửu cảnh thậm chí còn có mấy cao thủ với hơi thở vô cùng đáng sợ, ngay cả anh cũng không thể xác định thực lực thật sự của đối phương. Tông chủ, cậu Thanh đến rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đi đón Dương Thanh nhanh chóng dẫn anh đến một căn nhà cổ kính rồi nói vọng vào từ cửa. Một giọng nói già nua truyền đến từ trong phòng, mời cậu Thanh vào đây. Cậu Thanh, mời. Người đón nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, làm động tác mời Dương Thanh với thái độ vô cùng khách sáo. Sau khi Dương Thanh bước vào phòng, Người đón đóng cửa lại rồi quay người rời đi. Trong phòng, Đỗ Bá đang ngồi trên ghế mây, bên cạnh lão ta là một người trung niên khoảng 50 tuổi. Từ lúc Dương Thanh bước vào phòng, Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đều nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, trong mắt Đỗ Minh Viễn còn có vẻ ngạo nghễ, ông ta rất bất mãn trước việc Đỗ Bá coi trọng Dương Thanh. Nếu có cơ hội, ông ta sẵn sàng đánh với Dương Thanh một trận để phân rõ thắng bại. Dương Thanh nhìn về phía Đỗ Bá, bình tĩnh hỏi, "Đỗ trọng đâu rồi?" Dương Thanh cảm nhận được áp lực khổng lồ từ đỗ bá, áp lực này cực lớn, thậm chí mạnh hơn thành chủ hoài thành mà Dương Thanh từng tiếp xúc trước kia rất nhiều. Thành chủ hoài thành là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng áp lực từ người lão già trước mặt còn mạnh hơn cả thành chủ hoài thành, tức là lão ta có thực lực mạnh hơn thành chủ hoài thành. Dương Thanh biết Phó Tông cũng không phải thế lực cổ võ, hay nói cách khác, cao thủ mạnh nhất Phó Tông vẫn chưa đạt tới thiên cảnh, như vậy, thực lực của lão già trước mặt sẽ ở mức trên siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cũng có nghĩa là nằm giữa thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ và siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, gọi tắt là bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Về phần người trung niên có thái độ rất hung hãn với Dương Thanh đứng cạnh lão già, cảnh giới của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh thấy một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trẻ đến thế. Đỗ bá bình tĩnh nói, cậu cứ yên tâm, đỗ trọng đang rất ổn ở võ tông. Dương Thanh hơi nhíu mày, sao anh lại có cảm giác võ tông bắt đỗ trọng vì anh nhỉ? đỗ bá nói cậu đã biết chuyện đỗ trọng sẵn lòng từ bỏ tu vi để tìm hồi hồn đan cho cậu chưa ông nói gì dương thanh lập tức biến sắc tức giận nói rốt cuộc đỗ trọng đang ở đâu các người làm gì ông ấy rồi anh bỗng có linh cảm rất xấu chẳng lẽ đỗ trọng đã mất hết tu vi ư nếu đúng thế thật anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho võ tông láo xược đỗ minh viễn lập tức tức giận quát đừng quên mục đích của cậu khi đến võ tông ở đây chúng tôi muốn cậu sống thì cậu mới được sống, chúng tôi muốn cậu chết, cậu sẽ phải chết. Nếu dám hỗn láo với bố tôi nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, anh ít mắt nhìn chầm chầm vào Đỗ Minh Viễn rồi quay sang Đỗ Bá, lạnh lùng nói, rốt cuộc phải thế nào thì ông mới bằng lòng tha cho Đỗ Trọng. Tuy anh rất muốn ra tay ngay, nhưng vẫn hiểu thực lực của mình đến đâu, Đỗ Bá còn chưa phóng khí thế ra mà đã khiến Dương Thanh cảm nhận được áp lực khổng lồ rồi. Nếu đánh nhau thật, Dương Thanh không có phần thắng trong tay Đỗ Bá. Hơn nữa trước đó không lâu, anh vừa chiến đấu với một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tuy thực lực của anh đã khôi phục hơn phân nửa trên đường đến Võ Tông, nhưng vẫn còn vết thương ngầm. Đừng nói là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, cho dù là đánh với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong Đỗ Minh Viễn thì Dương Thanh cũng không phải đối thủ của ông ta. Bây giờ không rõ Đỗ trọng ra sao, Dương Thanh chỉ có thể nén giận. Trong mắt Đỗ Minh Viễn tràn ngập ý chí chiến đấu ông ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, đánh với tôi một trận, nếu cậu có thể đánh bại tôi, chúng tôi sẽ để cậu gặp Đỗ Trọng ngay bây giờ. Đỗ bá nhíu mày, quát khẽ, Minh Viễn. Đỗ Minh Viễn vội nói, bố, xin bố cho con cơ hội chiến đấu với cậu ta. Đỗ bá nhìn vào ánh mắt rực lửa của Đỗ Minh Viễn, cuối cùng vẫn vật đầu, lão ta nhìn về phía Dương Thanh, búng ngón tay, một lọ ngọc lập tức bay về phía anh. Dương Thanh nhận lấy, Đỗ bá nói, đây là đan dược cực phẩm giúp vết thương mau lành. Cậu vốn bị thương nặng, sau khi uống đan dược này xong, tuy vẫn không thể khiến cậu khỏi ngay, nhưng ít nhất có thể xoa dịu cơn đau của cậu rất nhiều. Dương Thanh hiểu đối phương muốn anh đánh với Đỗ Minh Viễn bằng trạng thái bình thường. Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh, anh biết ở Ma Sơn, đan dược có giá trên trời, nào ngờ Đỗ Bá lại dễ dàng đưa viên đan dược đó cho anh. Dương Thanh không hề do dự, lấy đan dược ra rồi uống luôn. Đỗ Bá hơi kinh ngạc hình như không ngờ Dương Thanh lại uống đan dược dứt khoát như thế. Đỗ bá hít mắt nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, cậu không sợ đây là thuốc độc à? Dương Thanh cười lạnh, tôi đã đến võ tông, nếu các người định giết tôi thật, tôi còn cơ hội sống sót chắc. Câu nói này khiến đỗ bá lập tức im lặng, cũng càng thêm hài lòng về Dương Thanh. Đỗ bá không tiếc lời tán thưởng, gật đầu, quyết đoán đấy. Lời khen ngợi của đỗ bá với Dương Thanh khiến đỗ minh viễn càng thêm bất mãn, trên mặt ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu, ông ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, cậu chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa được, tôi có thể cho cậu một chút thời gian, chờ cậu quay lại trạng thái đỉnh cao, tôi sẽ đánh với cậu. Dương Thanh thản nhiên nhìn Đỗ Minh Viễn, bình tĩnh nói, thực lực của tôi bây giờ đủ để đối phó ông rồi. Cậu chán sống rồi. Đỗ Minh Viễn lập tức nổi giận, cố gắng kiềm chế, cậu có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, tôi cũng sẽ giữ cảnh giới ở mức đó, tôi muốn xem xem rốt cuộc cậu mạnh đến mức nào. Đỗ Bá cũng không ngăn cản, Dương Thanh cười khẩy, chắc chắn ông sẽ hối hận thôi. Sau khi uống đan dược mà Đỗ Bá đưa cho, Dương Thanh cảm nhận được vết thương của mình đã khá hơn, hay nói đúng hơn, uống đan dược xong, vết thương của anh lập tức ổn định. Cho dù bây giờ anh không thể phát huy 100% thực lực thì cũng phát huy được 80%. Ít nhất, khi đánh với cao thủ siêu phàm Cửu Cảnh Hậu Kỳ, nếu dốc toàn lực thì anh tự tin mình sẽ đánh bại đối phương. Đỗ Minh Viễn định giữ thực lực ở mức siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đúng là muốn bị ngược đãi. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Đỗ Minh Viễn tức giận quát, dầm một tiếng, ông ta hơi nhích chân, xông tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh có thể cảm nhận được, đúng là Đỗ Minh Viễn chỉ giữ thực lực ở mức siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Anh đừng im, không coi đòn tấn công của đối phương ra gì hết. Đỗ Minh Viễn thấy thế, càng tức giận hơn, cậu muốn chết à? Sau khi dứt lời, ông ta tung một đòn toàn lực ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đấm mạnh về phía Dương Thanh. Audio điện tử võ tấn bền Trong khoảnh khắc đó, Dương Thanh bỗng vươn tay phải ra, tung trưởng về phía trước. Dầm! Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, nắm đấm của Đỗ Minh Viễn đập mạnh vào tay phải Dương Thanh. Năng lượng khủng khiếp lan ra bốn phía. Đỗ bá khoát tay, một luồng khí thế vô cùng ôn hòa lan khắp xung quanh, khi thế bùng nổ sau khi tay Dương Thanh và Đỗ Minh Viễn va vào nhau lập tức tan thành mây khói. Nhờ thế nên đồ trong phòng mới không bị hư hại gì. Đỗ Minh Viễn mở to mắt nhìn Dương Thanh với vẻ không dám tin. Ông ta biết Dương Thanh có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nên mới giữ cảnh giới của mình ở mức đó. Nhưng ông ta không bao giờ ngờ một đòn toàn lực của mình lại bị Dương Thanh hời hợt đỡ lấy, thậm chí anh vẫn đứng im, không lùi lại chút nào. Phải biết rằng tuy ông ta đã giữ cảnh giới ở mức siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhưng sau cùng ông ta vẫn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật tuy có thể áp chế cảnh giới nhưng không thể đè nén khí thế cao thủ cảnh giới cao có thể áp chế cao thủ cảnh giới thấp theo lẽ thường dương thanh không thể đứng im khi đỡ một đòn toàn lực của ông ta nhưng dương thanh đã làm được dương thanh bình tĩnh nói nếu muốn đánh bại tôi bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì còn thiếu nhiều lắm sau khi anh dứt lời khí thế cuồng bạo bùng nổ từ tay phải anh Đỗ Minh Viễn còn chưa hoàn hồn thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ tay phải Dương Thanh, sức mạnh này đi từ nắm đấm đến cánh tay ông ta, thậm chí lan khắp người. Âm, um, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Đỗ Minh Viễn bị luồng sức mạnh này đẩy lùi 7, 8 bước rồi mới ngừng lại. Lúc này, vẻ khinh thường trong mắt Đỗ Minh Viễn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự kinh hãi rõ rệt. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh chỉ đứng im mà vẫn đẩy lùi được Đỗ Minh Viễn chủ động tấn công mình, đúng là chuyện khó tin đỗ bá cũng rất kinh ngạc lão ta biết dương thanh rất mạnh nhưng cũng biết con mình mạnh đến đâu nhưng đỗ minh viễn vẫn thua dương thanh dương thanh thản nhiên hỏi có muốn tiếp tục nữa không đỗ minh viễn cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào dương thanh nói có thể khiến tôi chịu thiệt như thế không thể không thừa nhận tôi đã xem thường cậu nếu tôi cùng cảnh giới với cậu chắc chắn tôi không phải đối thủ của cậu đâu dương thanh hơi bất ngờ anh không nghĩ người trung niên kiêu ngạo trước mặt lại có thể nói những lời như thế tiếp đến tôi sẽ giữ thực lực ở mức siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ để đánh với cậu sau khi đỗ minh viễn dứt lời khí thế của ông ta lại tăng vọt lập tức đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đỗ bá cũng không ngăn cản vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế mây có vẻ cũng muốn xem xem rốt cuộc sức chiến đấu của dương thanh mạnh đến mức nào sau khi cảm nhận được thực lực của đỗ minh viễn dương thanh cũng trở nên nghiêm túc huyết mạch cuồng hóa lập tức được kích hoạt trên phạm vi lớn mắt anh chuyển sang màu đỏ ngầu anh vốn bị thương nặng, giờ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy 80% thực lực thôi. Tuy thế, anh vẫn không lấy huyết chủy ra, đây là chiêu cuối cùng của anh, trừ khi đến lúc sống còn, bằng không anh sẽ không dễ dàng sử dụng huyết trủy. Chỉ cần là linh khí, mỗi khi sử dụng đều sẽ mang lại tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể, tuy huyết chủy đã bị vỏ giao hóa giải phần lớn sức cắn trả, nhưng khi Dương Thanh dùng thì vẫn bị cắn trả như trước, chỉ là sức cắn trả yếu hơn trước đó nhiều thôi. Tuy không dùng huyết trủy. Nhưng Dương Thanh lại âm thầm kích hoạt sức mạnh thủ hộ. Sức mạnh thủ hộ như một lớp áo giáp vô hình của anh, khi anh bị tấn công, nó có thể giảm bớt một phần sát thương, mấu chốt là đối thủ cũng không biết anh dùng sức mạnh thủ hộ. Quan trọng nhất, việc kích hoạt sức mạnh thủ hộ cũng như dùng kỹ năng bị động trong game, chỉ khi bị người khác tấn công thì mới có thể dùng. Nói đơn giản hơn, sau khi kích hoạt sức mạnh thủ hộ, linh khí trong người anh sẽ không bị tiêu hao liên tục vì sức mạnh nguyên tố, mà chỉ khi anh bị tấn công Sức mạnh thủ hộ mới bảo vệ cơ thể anh, đồng thời tiêu hao linh khí trong người. Nó khác với sức mạnh nguyên tố thủy mà Dương Thanh đã lĩnh ngộ, chỉ cần anh dùng sức mạnh nguyên tố thủy, linh khí trong người sẽ liên tục bị tiêu hao, cũng như khi anh dùng sức mạnh nguyên tố thủy để tạo ra mưa kiếm, với thực lực của anh bây giờ, chỉ thi triển được nhiều nhất 3 lần, sau đó linh khí trong người sẽ cạn kiệt. Khi Dương Thanh kích hoạt sức mạnh thủ hộ, Đỗ Bá đang ngồi trên ghế mây bỗng lặng lẽ nhíu mày không hiểu sao lão ta vừa cảm nhận được sức mạnh vô cùng thần bí bùng nổ từ người Dương Thanh. Nhưng chỉ chốc lát sau, sức mạnh đó lại hoàn toàn biến mất, ngay cả lão ta cũng không cảm nhận được. Tuy lão ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn rằng trên cơ thể Dương Thanh đã có sự thay đổi lớn. Đỗ Minh viễn bỗng nói lớn, chuẩn bị đỡ đòn tấn công của tôi đi. Nhưng ông ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt ông ta, đấm mạnh về phía ông ta. Đỗ Minh viễn hoảng hốt, ông ta không ngờ tốc độ của Dương Thanh lại nhanh đến thế, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì Dương Thanh đã xông tới trước mặt ông ta rồi. Vào lúc này, Đỗ Minh Viễn có muốn đỡ cũng không kịp nữa, thấy nắm đấm của Dương Thanh đang đến gần mình, ông ta bỗng giơ tay chắn trước ngực. Dầm! Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, nắm đấm của Dương Thanh đập mạnh vào hai cánh tay đang giao nhau của Đỗ Minh Viễn. Bịch bịch bịch! Dưới sức mạnh khổng lồ này, Đỗ Minh Viễn liên tục lùi bảy bước rồi mới ngừng lúc này đòn tấn công của dương thanh lại ập đến dầm lần này đỗ minh viễn vừa mới ngừng lại chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dương thanh đá vào ngực sau một tiếng động lớn đỗ minh viễn lại bị đá bay trong mắt đỗ bá cũng lóe lên vẻ kinh ngạc đỗ minh viễn đã tăng thêm thực lực không ngờ thực lực của dương thanh cũng tăng theo lão ta là bố đỗ minh viễn nên hiểu rõ con trai mình mạnh đến mức nào hồi còn ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ông ta đã đánh ngang tay với cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh, rất khó để vượt cảnh giới đánh bại kẻ địch, chứ đừng nói gì đến việc đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ, Dương Thanh lại dùng thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ để áp đảo Đỗ Minh Viễn đang giữ thực lực ở mức siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, chẳng phải là với thực lực của Dương Thanh bây giờ, anh đã có thể đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi ư? Vậy nếu Dương Thanh bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì sao chứ? Khi đó thực lực của Dương Thanh sẽ mạnh đến mức nào. Tuy Đỗ Bá rất kinh ngạc trước thực lực của Dương Thanh, nhưng trong mắt lão ta không hề có vẻ không vui, mà còn có sự mong chờ, lão ta muốn xem xem rốt cuộc thực lực thật sự của Dương Thanh mạnh đến đâu. Minh Viễn, dốc toàn lực đi. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Đỗ Minh Viễn có vẻ đờ đấn, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, ông ta siết chặt nắm tay. Ông ta biết rõ nếu giữ cảnh giới ở mức siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ông ta sẽ không phải đối thủ của Dương Thanh, cũng có nghĩa là thiên phú của Dương Thanh vượt xa người thừa kế võ tông là ông ta. Tuy không cam lòng, nhưng ông ta cũng biết, phải phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì mới có thể đánh bại Dương Thanh. Ầm, um, khí thế của ông ta lập tức tăng vọt, đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trong chớp mắt. Rất nhiều cao thủ võ tông đều cảm nhận được khí thế mạnh mẽ này, ai cũng biến sắc, chạy đến nơi ở của tông chủ. "Tông chủ, có chuyện gì thế?" Mấy ông lão có hơi thở mạnh mẽ cùng đến phòng đỗ bá, thi nhau hỏi. Đỗ Bá bình tĩnh nói, Minh Viễn đang so tài với cậu Thanh, các vị ở đây xem luôn đi. Lúc này đám người mới phát hiện, khí thế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến từ Đỗ Minh Viễn. Nhưng cậu Thanh mà Đỗ Bá nói là ai? Vừa hay lúc này Dương Thanh đang quay lưng về phía cửa, còn Đỗ Minh Viễn thì đứng đối mặt với cửa, nên đám người cũng không nhìn thấy mặt Dương Thanh. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, các quý tộc võ tông đều thầm kinh ngạc, Đỗ Minh Viễn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có thể so tài với Đỗ Minh Viễn Tức là cậu Thanh này cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong à? Đỗ Minh Viễn hét lớn, cậu nhóc, để tôi xem rốt cuộc cậu có thể mạnh đến đâu. Nét mặt Dương Thanh nghiêm nghị chưa từng có, anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Viễn, anh tự tin rằng có thể đánh bại cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng nếu muốn chống lại cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, anh phải dùng huyết truy. Nếu không có linh khí trong tay, anh chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? khí thế cuồng bạo lan ra từ người Dương Thanh, chắc chắn những người không biết cảnh giới của anh sẽ nghĩ anh là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hả, cậu nhóc á? Có người chú ý đến lời Đỗ Minh Viễn nói, cảm thấy hơi khó hiểu, họ thấy cách xương hô của Đỗ Minh Viễn với Dương Thanh rất lạ. Chẳng phải những cao thủ có thể so tài với Đỗ Minh Viễn đều đã 6, 70 tuổi rồi ư. Dù sao, không phải ai cũng là yêu nghiệt giống Đỗ Minh Viễn, bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khi mới 50 tuổi. Dương Thanh Trần nói: "Chỗ này nhỏ quá, chúng ta ra ngoài đánh đi." Anh nói rồi quay người đi ra ngoài. Lúc anh quay lại, tất cả cao thủ võ tông đều sững sờ, mãi đến khi Dương Thanh và Đỗ Minh Viễn đã rời khỏi phòng, họ vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn tuổi của Dương Thanh, chắc còn chưa đầy 30 tuổi nhỉ. "Tông chủ, ông chắc chắn rằng Minh Viễn sẽ so tài với thanh niên này ư?" "Tông chủ, có phải Minh Viễn phải giữ cảnh giới ở mức dưới siêu phàm cửu cảnh không thế?" Chắc chắn Minh Viễn phải áp chế cảnh giới rồi, ai lại ức hiếp một cao thủ chưa đầy 30 tuổi đây? Cả đám quý tộc Võ Tông thi nhau nói. Đỗ Bá mỉm cười, chúng ta ra ngoài xem trận chiến đi. Cả đám người đi theo Đỗ Bá ra ngoài. Dương Thanh và Đỗ Bá đang đứng đối mặt với nhau, khí thế của Đỗ Bá đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn là mới bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà thôi, rõ ràng ông ta vẫn kìm hãm thực lực. Khí thế của Dương Thanh cũng hết sức mạnh mẽ, đã đạt tới bán bộ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, các quý tộc Võ tông đứng cạnh Đỗ Bá càng thêm kinh hãi. Họ không ngờ thanh niên so tài với Đỗ Minh Viễn lại mạnh đến thế, chẳng lẽ là yêu nghiệt đến từ gia tộc cổ Võ ư? Đúng lúc hai người chuẩn bị chiến đấu, Đỗ Bá chợt nói lớn, "Dương Thanh, nếu cậu thua, Đỗ Trọng sẽ chết." Nghe thấy thế, Dương Thanh lập tức biến sắc, tức giận nhìn Đỗ Bá, "Thế nào mới tính là tôi thắng?" Đỗ Bá bình tĩnh nói, "10 phút, chỉ cần cậu trụ được dưới tay Đỗ Minh Viễn 10 phút thì xem như cậu thắng." "Lão ta nói rồi, nhìn Đỗ Minh Viễn, đừng giữ sức, ta muốn con dốc toàn lực." "Bố?" Đỗ Minh Viễn cũng biến sắc, ông ta không xem thường Dương Thanh nữa, nhưng cũng cảm nhận được khi đánh với ông ta hồi nãy, Dương Thanh đã đến cực hạn rồi. Bây giờ ông ta phát huy thực lực vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã là quá đáng lắm rồi, Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi. Một khi ông ta dốc toàn lực, chắc chắn Dương Thanh sẽ không trụ nổi 10 phút. Đỗ Bá không muốn họ so tài, mà đang định lấy mạng Dương Thanh. Các quý tộc võ tông phía sau Đỗ Bá cũng có vẻ kinh ngạc, họ biết rõ Đỗ Minh Viễn mạnh đến mức nào, có lẽ khi đối mặt với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, ông ta cũng có tư cách đánh một trận. Đỗ Bá lại muốn Đỗ Minh Viễn đánh hết sức, tức là Dương Thanh sẽ phải đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ ư? Tuy chỉ phải kiên trì 10 phút, nhưng dương thanh chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi đấy con không hiểu ta nói gì à trước sự bất mãn của đỗ minh viễn đỗ bá nhíu mày đỗ minh viễn run lên lúc này mới cắn răng đáp vâng tuy ông ta là con trai đỗ bá nhưng từ nhỏ đỗ bá đã rất nghiêm khắc với ông ta ông ta chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của đỗ bá cậu nhóc cậu chuẩn bị xong chưa đỗ minh viễn lại nhìn về phía dương thanh trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu còn nói nếu cậu không chịu nổi đòn tấn công của tôi thì có thể nhận thua. Trong mắt Dương Thanh cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, anh có thể cảm nhận được thực lực của Đỗ Minh Viễn rất mạnh, gần như cùng cấp bậc với thành chủ Hoài thành Trong những lần đánh với thành chủ Hoài thành anh thường xuyên phải chạy chối chết, chứ không chiến đấu trực diện. Lần này, anh sẽ đối đầu trực diện với Đỗ Minh Viễn. Anh cũng biết mình không thể đánh bại Đỗ Minh Viễn, chỉ cần anh trụ được 10 phút, chỉ cần anh kiên trì 10 phút thôi, Đỗ Trọng sẽ không phải chết. Dương Thanh nhìn Đỗ Bá, lạnh lùng nói, hy vọng ông sẽ giữ lời. Đỗ Bá nghiêm nghị nói, cứ yên tâm, dù sao Đỗ Bá này cũng là chủ của một tông môn, không thể đi lừa gạt người bề dưới được, chỉ cần cậu trụ được 10 phút dưới sự tấn công toàn lực của Đỗ Minh Viễn, cho dù cậu thắng, Đỗ Trọng cũng không chết đâu. Dương Thanh không quan tâm đến Đỗ Bá nữa, chậm rãi rút một con dao găm màu đen ra khỏi vỏ, nhìn về phía Đỗ Minh Viễn, nói, bắt đầu đi. Linh khí, thấy Dương Thanh lấy huyết chỉ ra, các ông lớn của võ tông đều có vẻ kinh ngạc. Dương Thanh vốn không định dùng đến huyết trụy, nhưng bây giờ Đỗ Trọng đang gặp nguy hiểm, anh không quan tâm được nhiều nữa, nhất định phải cầm cự 10 phút dưới đợt tấn công toàn lực của Đỗ Minh Viễn. Nếu anh không trụ được 10 phút, Đỗ Trọng sẽ chết. Trên mặt Đỗ Bá cũng có vẻ nghiêm nghị, với tư cách là chủ của võ tông, đương nhiên lão ta hiểu rõ sức sát thương của linh khí. Một khi Dương Thanh đã thương Đỗ Minh Viễn bằng linh khí, nó sẽ khiến Đỗ Minh Viễn bị thương nặng điều khiến người ta kiêng rẻ nhất của linh khí là những vết thương do linh khí gây ra đều hồi phục rất chậm. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng vô cùng e ngại linh khí. Nhưng điều khiến các ông lớn võ tông không hiểu chính là, Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi, sao có thể khống chế linh khí chứ? Phải biết rằng trong tình huống bình thường, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể nắm giữ linh khí, hơn nữa cực ít cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong làm được điều này. Tông chủ, xin hãy ngừng cuộc so tài này lại. Minh Viễn là hy vọng của võ tông chúng ta, vết thương do linh khí gây ra sẽ khiến cơ thể Minh Viễn bị tổn hại nặng nề, ảnh hưởng tới nền tảng võ thuật. Đúng thế, không thể tiếp tục được, không thể để Minh Viễn gặp chuyện. Các ông lớn của võ tông phía sau đỗ bá thi nhau khuyên. Trong mắt họ tràn ngập vẻ sốt ruột, ở võ tông, đỗ Minh Viễn là chủ tương lai của võ tông, cũng là thiên tài có thiên phú yêu nghiệt nhất võ tông trong 100 năm qua trong tương lai, Đỗ Minh Viễn có hy vọng rất lớn để bước vào thiên cảnh. Đối với bất kỳ thế lực thế tục nào, một khi có cao thủ bước vào thiên cảnh, thế lực đó cũng sẽ vùng lên theo. Trong mắt Đỗ Bá cũng có vẻ do dự, lão ta muốn để Đỗ Minh Viễn ép Dương Thanh phát huy thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không mong Đỗ Minh Viễn sẽ bị thương vì linh khí. Ngay cả lão ta cũng e ngại vết thương do linh khí gây ra. Hơn nữa vừa rồi, Dương Thanh đã thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, sau khi anh điều khiển linh khí, thực lực sẽ tăng vọt, cho dù Đỗ Minh Viễn dốc toàn lực thì cũng rất có thể sẽ bị thương. Nếu là vũ khí bình thường thì không phải lo, chỉ cần không đâm chúng chỗ hiểm thì không chết được, nhưng vũ khí trong tay Dương Thanh là linh khí thực thụ, vết thương mà nó gây ra cho người luyện võ rất khó lành. Hình như Đỗ Minh Viễn cũng hiểu nỗi lo của bố mình, chợt nói: "Bố, cứ để con đánh với cậu ta đi." Đỗ Bá nhìn nét mặt nghiêm túc của Đỗ Minh Viễn, sau cùng gật đầu, "Ừ." Đỗ Minh Viễn nhìn về phía Dương Thanh, trong mắt có vẻ nghiêm nghị chưa từng có trầm giọng nói cậu rất mạnh ngay cả cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã mạnh như cậu dương thanh nghiêm nghị nhìn về phía đối phương nói bây giờ tính là bắt đầu rồi chứ đỗ minh viễn gật đầu tính chứ đương nhiên là tính rồi lúc này dương thanh mới thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần đối phương thừa nhận như thế là được rồi nếu có thể không ra tay chắc chắn anh sẽ không ra tay anh biết cho dù có huyết trụy anh cũng không phải đối thủ của Đỗ Minh Viễn, đã vậy, anh cũng không cần thắng, chỉ cần cầm cự 10 phút là được. Minh Viễn, ra tay đi. Đỗ bá nóng lòng muốn ép Dương Thanh phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, bèn nói. Đỗ Minh Viễn gật đầu, khí thế của ông ta bỗng tăng đến đỉnh điểm, các ông lớn của Võ Tông đều có vẻ kích động. Khí thế của Minh Viễn đã mạnh hơn, lại gần với thiên cảnh thêm một bước rồi. Không hổ là yêu nghiệt có thiên phú mạnh nhất Võ Tông chúng ta, mới 50 tuổi mà đã mạnh đến thế, nếu cho Minh Viễn 10 năm nữa, chắc chắn Minh Viễn sẽ bước vào thiên cảnh. Không chừng chưa đầy 10 năm, Minh Viễn đã bước vào thiên cảnh rồi. Các ông lớn của Võ Tông đều kích động nói. Dầm, đỗ Minh Viễn bóng rậm mạnh chân, đá xanh dưới chân ông ta lập tức vỡ vụn, còn ông ta thì đã biến mất. Vào giây phút ông ta hành động, Dương Thanh cũng di chuyển, xông tới chỗ đỗ Minh Viễn. Huyết trùy trong tay anh đen nhánh, hơi thở nguy hiểm bùng nổ từ huyết trùy, ập đến chỗ đỗ Minh Viễn. Đỗ Minh Viễn vừa tung trưởng thì đã thấy huyết chủy trong tay Dương Thanh chém về phía mình, ông ta biến sắc, bỗng rậm mạnh chân, lùi ra sau. Ông ta không trần trừ chút nào, đúng lúc ông ta lùi lại, huyết chủy cũng gần như lướt qua ngực ông ta, vừa hay rạch rách áo ông ta. May mà huyết chủy vẫn chưa tổn thương cơ thể ông ta. Các ông lớn của võ tông không khỏi hít hà. Đỗ bá cũng thầm thở phào nhẹ nhóm, nhưng vừa thở phào xong, lão ta lại thấy Dương Thanh cầm huyết chủy, chủ động lao tới chỗ Đỗ Minh Viễn. Tuy Đỗ Minh Viễn rất mạnh, nhưng trước đòn tấn công từ huyết chủy trong tay Dương Thanh, ông ta không thể chống trả nổi, liên tục lùi bước. Điều này khiến ông ta ngày càng khiếp sợ, tuy ông ta đã né được mọi đòn tấn công của Dương Thanh, nhưng Dương Thanh có thể dồn ông ta đến bước này bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Các ông lớn của võ tông cũng có vẻ căng thẳng, sợ huyết chủy trong tay Dương Thanh sẽ tổn thương Đỗ Minh Viễn. Dương Thanh không hề nương tay, điên cuồng vung huyết chủy Đỗ Minh Viễn không dám đến gần, chỉ có thể liên tục né tránh. Tông chủ, rốt cuộc thanh niên này có lai lịch thế nào? Sao cậu ta có thể nắm giữ linh khí với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chứ? Chẳng phải ông nên chú ý đến việc cậu ta còn trẻ như thế mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nắm giữ được linh khí, còn ép cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lùi bước ư? Tông chủ, mau ngừng trận so tài này lại thôi, cậu ta rất mạnh, còn có linh khí, nguy hiểm lắm. Cả đám ông lớn của võ tông đều thuyết phục Đỗ Bá. Đỗ Bá như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đang chiến đấu. Từng giây từng phút trôi đi, trận chiến giữa Dương Thanh và Đỗ Minh Viễn vẫn tiếp diễn, Đỗ Minh Viễn không còn coi thường Dương Thanh nữa, mà xem Dương Thanh như cao thủ cùng thế hệ. Càng đánh, Đỗ Minh Viễn càng khiếp sợ, ông ta biết, cho dù Dương Thanh không sử dụng linh khí, sức chiến đấu cao nhất của anh cũng đã ngang ngửa cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Cho dù là ở gia tộc cổ võ, có lẽ cũng không ai có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới khi ở siêu phàm cửu cảnh như thế, ít nhất ông ta chưa từng nghe nói đến. Đỗ Minh Viễn vừa mất tập trung, một luồng sáng màu máu lập tức lao về phía ông ta, ông ta hoàn hồn, hơi nhích chân, định lùi lại. Cao thủ so tài, biết thắng bại trong chớp mắt, nói gì đến việc ông ta đang đánh với Dương Thanh cầm linh khí trong tay. Đến khi Đỗ Minh Viễn phản ứng lại thì đã muộn, huyết chủy trong tay Dương Thanh đang đâm về phía ngực ông ta một khi đâm chúng, vết thương không thể mau chóng lành sẽ bắt đầu mưng ngủ trên người ông ta, khi đó ông ta khó mà sống sót. Ngừng tay, đỗ bá lập tức biến sắc, quát lớn. Các ông lớn của võ tông đã trợn tròn mắt từ nãy, ai cũng có vẻ sợ hãi, một khi huyết chủy trong tay dương thanh đâm vào ngực đỗ minh viễn, đây sẽ là tổn thất nặng nề chưa từng có của võ tông. Thấy huyết chủy trong tay dương thanh sắp đâm vào ngực đỗ minh viễn, các ông lớn của võ tông đều biến sắc, thi nhau quát. Họ định xông lên ngăn cản, nhưng tốc độ của Dương Thanh quá nhanh, đã đến trước mặt Đỗ Minh Viễn, huyết chủy trong tay anh sắp đâm trúng, không ngăn kịp nữa rồi. Đỗ Minh Viễn cũng biến sắc, định né nhưng đã muộn. Khi mũi nhọn của huyết chủy chỉ cách ngực Đỗ Minh Viễn một chút, Dương Thanh bỗng ngừng tay, mũi huyết chủy đã rạch rách áo Đỗ Minh Viễn, nếu anh mạnh tay thêm tí nữa là nó đã đâm vào người Đỗ Minh Viễn rồi. Mọi người đều kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Thanh lại kiểm soát sức mạnh chính xác như thế. Đỗ Minh Viễn thở hổn hển, Ông ta biết rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương do linh khí gây ra nên cũng hiểu rõ, nếu Dương Thanh muốn giết ông ta, anh chỉ cần đâm mạnh là sẽ làm được. Hết 10 phút rồi. Dương Thanh thu hồi huyết trủy, thản nhiên nói. Đám người như vừa tỉnh giấc mộng, Đỗ Minh Viễn nhìn Dương Thanh với vẻ mặt phức tạp, nghiêm nghị nói, tôi thua. Ông ta cũng không bất mãn gì trước việc thua Dương Thanh, ban đầu ông ta vốn coi thường Dương Thanh, nhưng giờ đã xem Dương Thanh là cao thủ ngang hàng với mình đỗ minh viễn bỗng bổ sung thêm cảm ơn cậu đã nương tay tôi nợ cậu một cái mạng dương thanh khẽ lắc đầu nhìn đỗ minh viễn nếu đang trong trận chiến sống còn tôi đã chết dưới tay ông từ lâu ông không nợ tôi thứ gì chỉ là tôi có linh khí nên mới may mắn cầm cự được nếu muốn nói cảm ơn cũng là tôi cảm ơn ông vì đã nương tay mới đúng ông đỗ không cần cảm thấy nợ tôi dương thanh cũng không nịnh mà đó là sự thật tuy anh suýt giết đỗ minh viễn nhưng hồi nãy khi đánh với đỗ minh viễn rõ ràng Đỗ Minh Viễn cũng có điều kiêng rẻ, không định khiến anh bị thương nặng. Thậm chí có mấy lần, khi đòn chí mạng của Đỗ Minh Viễn sắp giáng xuống, ông ta lại đổi hướng tấn công. Bằng không, với thực lực của Đỗ Minh Viễn, ông ta đã giết được Dương Thanh từ lâu rồi. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Đỗ Minh Viễn nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng, nghiêm nghị nói, nếu cậu Thanh đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa, sau này, chúng ta kết bạn ngang hàng, nếu cậu không chê thì cứ gọi tôi là anh Đỗ, tôi vẫn nợ cậu một ân tình. Dương Thanh cũng khá tán thưởng Đỗ Minh Viễn, nhưng không ngờ người trung niên hơn 50 tuổi này lại muốn kết bạn ngang hàng với anh. Dương Thanh cũng không làm giá, khẽ gật đầu, mỉm cười, "Anh Đỗ." Đỗ Minh Viễn lập tức vui mừng, "Ha ha, tốt lắm." Dương Thanh cũng không ngại kết bạn ngang hàng với Đỗ Minh Viễn, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại gì cho anh. Dù sao bây giờ Đỗ Trọng vẫn đang ở Võ Tông, Đỗ Minh Viễn là người thừa kế của Võ Tông, mối quan hệ này sẽ giúp anh đưa Đỗ Trọng bình an quay về lúc này đỗ bá cũng cười nói nếu cậu đã kết bạn ngang hàng với minh viễn vậy cậu cũng gọi tôi là bác đi nghe thấy thế mọi người đều sững sờ đỗ minh viễn muốn kết bạn ngang hàng với dương thanh thì cũng thôi nhưng đỗ minh viễn là chủ của một tông môn làm ông dương thanh cũng đủ sao còn bảo dương thanh gọi lão ta là bác chứ dương thanh lập tức hơi lúng túng cho dù thế nào việc anh gọi đỗ bá là bác vẫn có vẻ không phù hợp đỗ minh viễn vội nói cậu thanh tông chủ là bố tôi tôi và cậu kết bạn ngang hàng cậu gọi ông ấy là bác cũng không thất lễ dương thanh cười khổ nhìn về phía đỗ bá bác ạ à. đỗ bá lập tức cười lớn ha ha tốt lắm lão ta lập tức khoát tay nói mở tiệc chiêu đãi đứa cháu này của tôi vâng có người đi sắp xếp ngay dương thanh hơi sốt ruột anh không đến võ tông để làm thân mà để cứu đỗ trọng đến giờ anh vẫn chưa biết tình trạng của đỗ trọng thế nào dương thanh không khỏi hỏi thưa bác giờ ông đỗ sao rồi có thể thu xếp cho cháu gặp ông ấy không đã gọi bác rồi chắc đỗ bá sẽ không làm khó anh nhỉ đỗ bá cười nói đừng vội đi với ta một chút đã dương thanh cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không dám trái lời anh cũng không ngông cuồng đến mức nghĩ rằng mình thực sự có tư cách gọi đỗ bá là bác dù sao nơi này cũng là võ tông không rõ đỗ trọng thế nào rồi ở võ tông có tận mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đấy nếu bây giờ anh trở mặt với Võ Tông, chẳng những không cứu được đỗ trọng mà còn bỏ mạng tại đây. Anh theo Đỗ Bá đi dạo trong tông môn, Đỗ Minh Viễn cũng đi cùng. Võ Tông không hổ là một trong những thế lực hàng đầu của Ma Sơn, có vô số cao thủ, mới đi theo Đỗ Minh Viễn một lát mà Dương Thanh đã cảm nhận được rất nhiều cao thủ đỉnh cao, cao thủ siêu phàm cửu cảnh nhiều không kể xiết. Ngay cả đội hình mạnh mẽ thế này vẫn không tính là thế lực cổ võ, có thể tưởng tượng được thế lực cổ võ khủng khiếp đến mức nào đỗ bá chợt hỏi dương thanh cháu thấy võ tông thế nào dương thanh thoáng sửng sốt không hiểu tại sao đỗ bá lại hỏi như vậy anh đáp rất mạnh ạ đỗ bá cười nói ở ma sơn trừ võ tông ra vẫn còn bốn thế lực khác như võ tông dương thanh không hề bất ngờ anh đã sớm biết ma sơn có năm thế lực hàng đầu mà võ tông chỉ là một trong số đó đỗ bá không nói gì nữa tiếp tục dẫn dương thanh đi về phía trước ở những nơi họ đến Chỗ nào cũng có cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Võ Tông rất rộng, không thể đi hết ngay. Ba người đi khoảng 10 phút, tham quan mấy nơi quan trọng của Võ Tông một lượt, mỗi khi đến nơi nào, Đỗ Minh Viễn lại giới thiệu cho Dương Thanh. Điều khiến Dương Thanh kinh ngạc chính là những nơi mà Đỗ Bá dẫn anh đến đều là những chỗ quan trọng nhất của Võ Tông. Có thể nói, nếu Dương Thanh là cao thủ do phe đối đầu Võ Tông cử tới, chỉ với những bí mật mà anh vừa được biết, anh đã có thể lên kế hoạch đả kích Võ Tông hết sức chuẩn xác rồi. Dương Thanh thực sự không hiểu tại sao Đỗ Bá lại dẫn anh đi tham quan những nơi đó. Sau khi ba người đi đến bên sông bảo vệ thành, Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Dương Thanh, nói: "Ta muốn Võ Minh sáp nhập vào Võ Tông, cháu nghĩ sao?" Nghe thấy thế, Dương Thanh lập tức biến sắc, không ngờ Võ Tông lại nhòm ngó Võ Minh. Nhưng Dương Thanh nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, Võ Tông đã mạnh đến thế rồi, trong Võ Minh, trừ anh ra, cũng không còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh nào khác. Có thể nói võ tông chỉ cần cử hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đi là đã có thể đánh sập cả võ minh. Dương Thanh cũng cảm nhận được, ở võ tông có tận 5 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, còn chưa bao gồm các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang không ở võ tông nữa. Dương Thanh đoán, võ tông có ít nhất 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thế lực mạnh mẽ thế này có thể được coi là thế lực số một dưới thế lực của võ, tại sao lại nhòm ngó võ minh nhỏ bé ở thế tục, dương thanh trầm tư một lát rồi nhìn về phía đỗ bá nghiêm nghị nói cháu thừa nhận thực lực của võ tông rất mạnh nếu võ tông muốn ra tay với võ minh ở thế tục chỉ cần cử hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đi là sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt võ minh nhưng võ minh là thế lực dân chủ do cao thủ thế tục cùng xây dựng cho dù bây giờ cháu là minh chủ khi có chuyện quan trọng cháu cũng sẽ không tự ý quyết định hy vọng bác dơ cao đánh khẽ cho võ minh một con đường sống thái độ của dương thanh hết sức thành khẩn bây giờ anh đang rất khó xử đến giờ anh vẫn chưa biết tình hình của đỗ trọng sau khi biết sự mạnh mẽ của võ tông anh không thể nghĩ đến việc khai chiến với võ tông nữa cũng không phải anh nhát mà võ tông thực sự quá mạnh đây là thế lực mạnh nhất mà anh từng thấy ngoài thế lực của võ võ minh vốn không đủ tư cách khai chiến với võ tông anh cũng không có tư cách chỉ mình ông lão trước mặt đã có thể dễ dàng giết chết anh rồi trước tranh lệch khổng lồ như vậy còn đấu với võ tông kiểu gì chứ trừ khi anh ngu Đương nhiên, nếu Đỗ Bá định ép anh cho Võ Minh sáp nhập vào Võ Tông thật, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục, chờ đến ngày anh đủ mạnh để trấn áp Võ Tông rồi kéo Võ Minh khỏi Võ Tông. Đỗ Bá chợt nói, nếu ta nói ta sẽ để cháu làm tông chủ Võ Tông thì sao? Dương Thanh lập tức sướng sờ, thậm chí anh hơi nghi ngờ, có phải Đỗ Bá già nên lú lẫn, nói nhảm không thế? Nhưng khi thấy Đỗ Minh Viễn vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có vẻ kinh ngạc anh mới nhận ra đỗ bá đang nói nghiêm túc chứ không đùa ở võ tông đỗ minh viễn mới là người thừa kế được chỉ định bây giờ tông chủ đương nhiệm lại định giao vị trí này cho người khác ngay trước mặt ông ta mà ông ta vẫn không có phản ứng chuyện này quá bất thường dương thanh bỗng nhớ ra từ sau khi anh tiến vào võ tông đỗ minh viễn vẫn luôn có thái độ thù địch rõ rệt với anh thậm chí còn so tài với anh nữa mãi đến khi dương thanh may mắn chiến thắng thái độ thù địch của đỗ minh viễn mới hoàn toàn biến mất thay bằng sự tán thưởng Mặt khác, đỗ trọng cũng họ đỗ, chạp tuổi đỗ bá, tên cũng rất khớp nhau, điều này đã nói lên một số vấn đề. Quan trọng nhất là đỗ bá và đỗ trọng trông rất giống nhau, đúng là đúc từ một khuôn. Nhưng cảnh giới của hai người chênh nhau quá nhiều. Điều này khiến Dương Thanh không thể không nghi ngờ rằng Đỗ Bá và Đỗ Trọng là anh em ruột. Sau khi anh hôn mê vì bị thương nặng, Đỗ Trọng đã đến Võ Tông để tìm hồi hồn đan cứu anh. Hơn nữa trước khi đi, rõ ràng ông ta rất chắc chắn rằng mình sẽ tìm được hồi hồn đan. Nhưng sau khi ông ta đến Võ Tông, Võ Tông lại thông tin Đỗ Trọng đã bị Võ Tông của Ma Sơn bắt giữ, đồng thời bảo Dương Thanh một mình đến Võ Tông đón người. Sau khi liên kết mọi chuyện với nhau, Dương Thanh bỗng nhận ra, Đỗ Trọng cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, từ đầu tới cuối, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Đỗ Bá. Mục đích thực sự của Đỗ Bá là muốn gặp anh. Tuy đã đoán ra những chuyện này nhưng Dương Thanh vẫn cảm thấy rất phiền vông, Đỗ Bá thực sự muốn anh thừa kế vị trí vị trí tông chủ Võ Tông à? Đỗ Minh Viễn là con ruột lão ta đấy, chẳng lẽ lão ta muốn thay người thừa kế của võ tông thật ư? Cậu Thanh, đây chính là cơ hội của cậu, cậu cũng thấy sự mạnh mẽ của võ tông rồi đấy, nếu cậu trở thành tông chủ, từ nay trở đi, cậu cũng sẽ có năng lực bảo vệ mình. Lúc này Đỗ Minh Viễn mới mở miệng, nghiêm nghị nói, không giấu gì cậu, chúng tôi đã điều tra về cậu từ lâu, cũng biết tình cảnh của cậu bây giờ gay gâu đến mức nào, để bảo vệ người nhà, cậu còn giấu họ đi nhưng cậu không thể giấu người nhà mãi được đúng không? Tuy võ tông tạm thời còn chưa bằng thế lực của võ, nhưng cũng không kém nhiều. Ít nhất ở thế tục, võ tông cũng là thế lực đứng đầu, nếu cậu thừa kế vị trí tông chủ võ tông, ai dám làm hại người nhà của cậu chứ? Cậu Thanh, tôi rất mong cậu có thể thừa kế vị trí tông chủ võ tông. Đỗ bá không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn ngập vẻ mong chờ, rõ ràng cũng có ý như đỗ minh viễn. Chuyện tốt bất ngờ này khiến Dương Thanh cảm thấy rất khó tin nửa tiếng trước anh vẫn coi võ tông là kẻ địch thậm chí đánh nhau dữ dội với đỗ minh viễn nếu không kiêng rẻ võ tông hơn nữa chưa cứu được đỗ trọng anh đã có thể giết đỗ minh viễn rồi kết quả bây giờ anh và đỗ minh viễn lại xưng anh gọi em với nhau thậm chí họ còn bảo anh thừa kế vị trí tông chủ võ tông dương thanh im lặng đỗ bá và đỗ minh viễn cũng không nói gì nữa cả hai đều nhìn dương thanh với vẻ mong chờ vào giây phút này dương thanh nghĩ đến rất nhiều chuyện anh biết việc thừa kế vị trí tông chủ võ tông sẽ mang lại lợi ích lớn bao nhiêu. Cũng như Đỗ Minh Viễn vừa nói, sau khi anh trở thành tông chủ, còn ai uy hiếp được người nhà của anh nữa? Ở thế tục, cao thủ thiên cảnh không được phép ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, võ tông có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ở nơi này ai có thể làm hại người nhà của anh chứ? Đến khi đó, gia đình họ có thể đoàn tụ rồi. Nhưng anh cũng hiểu, không có món lợi nào là miễn phí đỗ bá và đỗ minh viễn muốn anh thừa kế vị trí tông chủ võ tông chắc chắn sẽ có lý do một lúc lâu sau dương thanh mới hỏi tại sao anh chỉ hỏi hai chữ nhưng đỗ bá và đỗ minh viễn đều hiểu ý anh hai bố con nhìn nhau đỗ minh viễn nói bố cứ để con nói cho ạ à. đỗ bá gật nhẹ đầu lúc này đỗ minh viễn mới nói với đôi mắt đỏ hoe có vẻ bi thương không giấu gì cậu giờ võ tông đang gặp nguy hiểm nếu không có bố tôi ở đây Võ Tông đã bị các thế lực khác của Ma Sơn phân chia từ lâu rồi. Dương Thanh hơi khó hiểu, ở thế tục, cao thủ thiên cảnh không được phép ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, chắc thực lực của bác đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi nhỉ. Bác mạnh như thế, cho dù những thế lực khác ở Ma Sơn muốn ra tay với Võ Tông thật thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề đúng không? Mắt đỗ Minh viễn càng đỏ hơn, ông ta nhìn bố mình rồi nói, vết thương của bố tôi rất nặng, trừ khi đột phá thiên cảnh, bằng không chẳng mấy nữa, tuổi thọ ông ấy sẽ hết võ tông không có bố sẽ sớm trở thành dĩ vãng thôi sức mạnh võ thần ư dương thanh thầm kinh ngạc anh biết ở một số gia tộc cổ võ sẽ có truyền thừa theo lời đỗ minh viễn chắc hẳn sức mạnh võ thần là truyền thừa của võ tông võ tông có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong như thế chắc cũng liên quan đến sức mạnh võ thần nhỉ đương nhiên tất cả những điều này chỉ là suy đoán của dương thanh đỗ trọng lập tức im lặng là người trong giới võ thuật, sao ông ta lại không muốn mạnh hơn chứ? Bây giờ ông ta mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, còn Đỗ Bá, anh ruột ông ta chỉ tiến thêm bước nữa là sẽ bước vào thiên cảnh. Ngay cả cháu ông ta, Đỗ Minh Viễn cũng đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Thế nên chắc chắn thiên phú của Đỗ Trọng cũng không quá tệ, nhưng ông ta không muốn có sức mạnh võ thần. Chú hai, cháu biết, thật ra chú cũng hiểu, tuy bố cháu có trách nhiệm trong chuyện năm đó, nhưng không thể trách mỗi ông ấy cho dù thế nào, chúng ta cũng là người nhà, Minh Viễn rất mong chú sẽ quay về võ tông. Thấy Đỗ Trọng không nói gì, Đỗ Minh Viễn lại nói, trong mắt tràn ngập vẻ thành khẩn. Dương Thanh là người ngoài cuộc, cảm thấy rất mất tự nhiên, muốn rời khỏi đây. Đỗ Trọng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Bá, trong mắt ông ta không có vẻ căm thù, chỉ có tình cảm phức tạp. Đỗ Bá cũng đang im lặng nhìn Đỗ Trọng. Một lúc lâu sau, Đỗ Bá mới thở dài, nói, anh biết em hận anh cũng không ép em ở lại giúp anh, nhưng dù sao em cũng là người của Võ tông, anh hy vọng em có thể tới từ đường một chuyến. Trong mắt Đỗ Trọng tràn ngập vẻ cô độc, ông ta bỗng lắc đầu, nói, quy định người của gia tộc có thể nhường cơ hội bước vào từ đường cho người ngoài có còn không? Đỗ Bá gật đầu, đây là quy định do tổ tiên Võ tông để lại, đương nhiên không thể bỏ. Đỗ Trọng nói, nếu thế, tôi sẽ nhường cơ hội này cho Dương Thanh. Nghe thấy thế, Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đều có vẻ kinh ngạc. Hình như họ không ngờ đỗ trọng lại nhường cơ hội quan trọng như thế cho Dương Thanh. Có lẽ người ngoài không biết tầm quan trọng của việc bước vào Từ Đường Võ Tông, nhưng người của Võ Tông thì lại biết rất rõ. Ở Võ Tông, cứ 5 năm Từ Đường sẽ mở ra một lần, chỉ những người có thiên phú xuất sắc nhất trong số các cao thủ siêu phàm cảnh của Võ Tông mới có tư cách bước vào đó. Không những thế, số người bước vào Từ Đường của Võ Tông còn bị giới hạn, chỉ có 3 suất thôi. Trong đó, tông chủ có một suất chỉ định người bước vào Từ Đường. Còn hai suất khác sẽ dành cho người có thiên phú mạnh nhất trong các cao thủ võ tông. Người của võ tông chỉ được bước vào từ đường một lần duy nhất trong đời. Sau khi bước vào từ đường, họ sẽ có cơ hội được thừa kế sức mạnh võ thần của tổ tiên, sau khi nhận truyền thừa, tốc độ tu luyện của họ sẽ tăng vọt. Đương nhiên, đó chỉ là hy vọng mà thôi, hơn nữa hy vọng này vô cùng xa vời, cứ gần 10 năm mới có một người thừa kế sức mạnh võ thần. Đỗ Bá chính là người nhận được truyền thừa võ thần sau khi bước vào từ đường mà Đỗ Minh Viễn cũng thế. Những người nhận được truyền thừa võ thần sẽ đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong là ít nhất, còn mức cao nhất mà họ có thể vươn tới là gì, không ai biết được. Bởi vì rất nhiều cao thủ bước vào thiên cảnh của võ tông đã biến mất, không ai biết họ đã đi đâu. Một số người nói vì cao thủ thiên cảnh không được tùy ý bước vào thế tục, cũng không thể nhúng tay vào tranh đấu giữa cao thủ dưới thiên cảnh, nên những cao thủ võ tông đã bước vào thiên cảnh mới không xuất hiện nữa. Dương Thanh cũng không biết tầm quan trọng của truyền thừa võ thần, nhưng anh biết đối với Đỗ Trọng, chắc chắn cơ hội bước vào Từ Đường sẽ rất quý giá. Anh vội từ chối, "Ông Đỗ, tôi không nhận đâu." Anh thực sự rất cảm kích Đỗ Trọng, để cứu anh, Đỗ Trọng đã quay lại võ tông mà ông ta rời đi suốt mấy chục năm, chỉ để xin một viên đan dược cứu mạng anh từ nơi này. Bây giờ Đỗ Trọng còn định nhường cơ hội quý giá như thế cho anh, sao anh có thể nhận chứ? Đỗ Trọng nhìn về phía Dương Thanh, nói với vẻ thành khẩn Minh chủ, tôi quá già rồi, cho dù bước vào từ đường thì cũng không lĩnh ngộ được sức mạnh võ thần đâu, để tôi đi thì đúng là lãng phí cơ hội. Thiên phú của cậu rất mạnh, nếu bước vào từ đường, chắc chắn cậu sẽ nhận được sức mạnh của truyền thừa võ thần, sau khi lĩnh ngộ truyền thừa võ thần, tốc độ tu luyện của cậu sẽ nhanh hơn, đến khi đó, dưới thiên cảnh, không ai làm gì được cậu nữa. Dương Thanh dứt khoát lắc đầu, nói: "Ông đỗ, đây là cơ hội của ông, cho dù ông không lĩnh ngộ được thì cũng nên bước vào từ đường võ tông." Đây là giới hạn của Dương Thanh, tuy anh muốn mạnh hơn nhưng sẽ không cướp kỳ ngộ của người khác. Từ Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn thì có thể thấy, thiên phú của Đỗ Trọng sẽ không quá yếu, chỉ vì một số nguyên nhân nên Đỗ Trọng mới chán nản, bỏ lỡ thời điểm tu luyện tốt nhất. Có lẽ việc này có liên quan đến ân oán giữa Đỗ Bá và Đỗ Trọng. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Thanh, nói: "Dương Thanh, thật ra ta có cách để giúp cả cháu và Đỗ Trọng bước vào từ đường." Dương Thanh từ chối ngay: "Cảm ơn ý tốt của bác." nhưng cháu cũng không phải người võ tông nên thôi ạ à. đỗ bá nói cháu đừng vội từ chối nghe ta nói rồi hãy quyết định xem có cùng bước vào từ đường với đỗ trọng không dương thanh không nói gì nữa chờ đỗ bá giải thích đỗ bá nói tiếp đỗ trọng muốn nhường cơ hội bước vào từ đường cho cháu không phải vì nó không muốn bước vào từ đường tuy nó đã bỏ lỡ độ tuổi bước vào từ đường tốt nhất nhưng giờ vẫn chưa muộn nếu nó nhận được truyền thừa võ thần việc tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh cùng lắm chỉ mất 5 năm, nó sẽ đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Dương Thanh cảm thấy hơi khó tin, khoa trương quá, 5 năm có thể giúp Đỗ Trọng đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong từ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ thật à? Phải biết rằng Đỗ Trọng đã lớn tuổi, tốc độ tu luyện sẽ ngày càng chậm hơn. Đỗ Bá nói thêm, có lẽ cháu sẽ nghĩ ta nói quá lên, nhưng dựa vào tình trạng của người thừa kế võ thần đã lĩnh ngộ sức mạnh võ thần trước kia, sau khi nhận được truyền thừa, họ đều tu luyện rất nhanh. Ta nhận được truyền thừa võ thần khi đã 40 tuổi, lúc đó ta mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ 3 năm ngắn ngủi, ta đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Còn Minh Viễn thì nhận được truyền thừa võ thần vào năm 45 tuổi, bây giờ mới đầy 50 tuổi, nó đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nghe Đỗ Bá nói xong, Dương Thanh mới biết Đỗ Bá không hề nói khoác, sau khi nhận được truyền thừa võ thần, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn thật. Ở thế tục, anh chưa bao giờ thấy cao thủ nào có tốc độ tu luyện nhanh như thế." Dương Thanh hỏi, phải làm thế nào thì cháu và ông Đỗ mới có thể cùng bước vào Từ Đường Võ Tông? Đỗ Bá nghiêm nghị nói, chỉ cần cháu gia nhập Võ Tông, trong thế hệ trẻ của Võ Tông, thiên phú của cháu sẽ cao nhất, không cần ta chỉ định, cháu vẫn có thể nhận được suất bước vào Từ Đường Võ Tông. Còn ta chỉ cần giao suất mà ta nắm giữ cho Đỗ trọng, chỉ định Đỗ trọng là hai người sẽ có thể cùng bước vào Từ Đường. Đỗ Minh Viễn cũng vội gật đầu nói cậu thanh gia nhập võ tông đi lần này dương thanh cũng không vội từ chối mà nhìn về phía đỗ trọng đỗ trọng nhìn dương thanh với vẻ mặt phức tạp tôi mong cậu có thể vào từ đường võ tông tuy thiên phú của cậu vô cùng xuất chúng nhưng nếu đạt được truyền thừa võ thần tốc độ tu luyện của cậu sẽ càng nhanh hơn mặt khác cậu cũng không cần nghĩ cho tôi tôi lớn tuổi rồi các khía cạnh đều kém xa thanh niên cho dù tôi tiến vào từ đường thì cũng chỉ lãng phí cơ hội kể cả cậu không gia nhập Võ Tông thì vẫn có thể nhận được cơ hội bước vào từ đường Võ Tông từ tôi. Đỗ Bá nói thêm, ta vẫn chưa nói xong, sở dĩ ta muốn cháu và Đỗ Trọng cùng bước vào từ đường Võ Tông cũng vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng, không giấu gì cháu, ta cũng có ý đồ riêng, sau khi bước vào từ đường, cháu sẽ có hy vọng đạt được sức mạnh võ thần rất lớn. Cháu cũng thấy rồi đấy, ở Võ Tông có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, những người này đều mạnh hơn sau khi bước vào từ đường, không có ngoại lệ. Có người nhận được truyền thừa võ thần, cũng có người được thần lực gột rửa, tuy họ không nhận được truyền thừa nhưng vẫn hưởng lợi rất nhiều, tốc độ tu luyện của họ về sau đều nhanh gấp mấy lần. Nếu cháu nhận được truyền thừa võ thần, cho dù Đỗ Trọng không có được truyền thừa thì vẫn sẽ được thần lực gột rửa, chuyện này có tác dụng rất lớn với việc tu luyện sau này của nó. Ta đã nói xong rồi, bây giờ cháu cứ nghĩ xem có cùng bước vào từ đường võ tông với Đỗ Trọng không đi. Đỗ Trọng lập tức nổi giận, căm tức nhìn đỗ bá, đồ khốn, anh đừng hòng dùng thủ đoạn này với minh chủ, cho dù anh chỉ định tôi bước vào từ đường, tôi cũng không chấp nhận đâu, dù sao tôi cũng sẽ giao suất của mình cho Dương Thanh. Ông ta nói rồi lại nhìn về phía Dương Thanh, nếu cậu không muốn gia nhập võ tông thì không cần gia nhập, tôi sẽ nhường suất của mình cho cậu, cậu đừng nghe anh ta nói quá lên, cho dù tôi được thần lực gột rửa thì cũng không nhận được nhiều lợi ích. Tôi quá giả rồi, đối với tôi, được thần lực gột rửa hay không cũng không sao hết. Dương Thanh không nói gì, đang đấu tranh tư tưởng. Tuy anh không muốn gia nhập Võ Tông, nhưng vẫn muốn giúp Đỗ Trọng, nếu anh không đồng ý bước vào từ đường, chắc chắn Đỗ Trọng cũng sẽ không đồng ý. Đối với Đỗ Trọng, chắc chắn việc nhận được truyền thừa võ thần hay được thần lực gột rửa đều sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Rốt cuộc anh có nên gia nhập Võ Tông không đây? Cậu Thanh, đừng do dự nữa, hãy gia nhập Võ Tông đi. Chúng tôi có thể cam đoan với cậu rằng sẽ không hạn chế tự do của cậu, nếu Võ Tông cần cậu Cậu quay về là được rồi, những lúc khác cũng không cần làm bất cứ chuyện gì cho Võ Tông đâu." Đỗ Minh Viễn vội khuyên. Đỗ Bá cũng gật đầu, Minh Viễn nói không sai, nếu cháu đồng ý gia nhập Võ Tông thì cũng không cần làm gì khác, đương nhiên, nếu ngày nào đó Võ Tông cần cháu, cháu chỉ cần về giúp Võ Tông vượt qua khó khăn là đủ rồi. Dĩ nhiên nếu cháu không đồng ý giúp Võ Tông, bọn ta cũng không ép, mọi chuyện đều dựa theo ý muốn của cháu. Họ đã nói đến mức này nếu dương thanh vẫn từ chối thì hơi quá đáng đúng không nếu chỉ vì truyền thừa võ thần anh sẽ thẳng thừng từ chối ngay nhưng sau khi gia nhập võ tông anh sẽ có thể bước vào từ đường cùng đỗ trọng đỗ trọng cũng đạt được lợi ích rốt cuộc dương thanh cũng quyết định được rồi cháu sẽ gia nhập võ tông thấy dương thanh đồng ý hai bố con đỗ bá và đỗ minh viễn đều có vẻ kích động đỗ minh viễn kích động nói tốt quá cậu thanh rốt cuộc cậu cũng đồng ý gia nhập võ tông cậu cứ yên tâm sau khi gia nhập võ tông chắc chắn cậu sẽ không hối hận đỗ bá cũng cười nói dương thanh chào mừng cháu gia nhập võ tông đỗ trọng có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng rỡ tuy ông ta đã rời khỏi võ tông nhiều năm nhưng ông ta vốn là người của võ tông sống ở đây từ nhỏ nếu không vì một số ân oán sao ông ta lại rời võ tông chứ việc dương thanh gia nhập võ tông là thu hoạch lớn của võ tông quan trọng nhất chính là nếu dương thanh có thể tiến vào từ đường ông ta tin chắc anh sẽ lĩnh ngộ được truyền thừa võ thần với thiên phú của anh. Ông ta bỗng thấy hơi mong chờ, liệu thành tựu của Dương Thanh sau này sẽ cao đến đâu chứ? Sau bữa tiệc, Đỗ Minh Viễn sắp xếp chỗ ở cho Dương Thanh và Đỗ Trọng, ba ngày nữa chính là lúc từ đường mở sau 5 năm, năm, Dương Thanh cứ tạm thời ở lại đây, đợi khi ra khỏi từ đường rồi mới tính chuyện khác. Cậu Thanh, tôi biết, thật ra cậu cũng không muốn gia nhập võ tông, chỉ vì muốn giúp tôi nên cậu mới gia nhập võ tông, xin lỗi cậu sau khi đỗ minh viễn rời đi đỗ trọng nhìn về phía dương thanh nói với vẻ chân thành dương thanh khẽ lắc đầu ông đỗ nói quá rồi ông đã quay về võ tông mà mình rời đi mấy chục năm để tìm thuốc cho tôi còn tôi chỉ gia nhập võ tông thôi hơn nữa còn có cơ hội nhận được truyền thừa võ thần đối với tôi việc gia nhập võ tông không có hại gì hết sao ông lại xin lỗi tôi đỗ trọng cũng không già mồm tuy rất cảm động nhưng vẫn nghiêm nghị nói tuy tôi và đỗ bá có ân oán cá nhân nhưng nói câu công bằng nếu anh ta đã đồng ý rằng sẽ không hạn chế tự do của cậu, vậy chắc chắn anh ta sẽ làm như thế. Bây giờ, cảnh giới của cậu ngày càng cao, thực lực cũng ngày càng mạnh, nhưng sau khi cậu đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tiến độ tu luyện của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Ở Võ Tông có rất nhiều sách võ thuật, còn có cả cảm nhận khi tu luyện do các cao thủ thiên cảnh đã rời khỏi Võ Tông để lại, có tác dụng rất lớn khi cậu đột phá thiên cảnh. Quan trọng nhất là Võ Tông có nhiều cao thủ đỉnh cao có thể bảo vệ người nhà và bạn bè cậu tốt hơn dương thanh không ngờ võ tông có cả ghi chép cảm nhận của một số cao thủ đã đột phá thiên cảnh đây đúng là thứ mà anh cần nhất bây giờ dương thanh mỉm cười gật đầu ông nói không sai việc gia nhập võ tông sẽ mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích đỗ trọng thở dài nói nhưng khi thiếu cậu thực lực của võ minh sẽ giảm đi rất nhiều dương thanh chợt hỏi ông thấy việc sáp nhập võ minh vào võ tông để nó trở thành chi nhánh của võ tông ở chiêu châu thế nào Đỗ Trọng sừng sốt, thoáng trầm tư rồi gật đầu, đây là lựa chọn tốt, với thực lực của Võ Tông, Võ Tông cũng không cần Võ Minh làm gì, ngược lại, nếu Võ Minh được Võ Tông che chở, ở Chiêu Châu sẽ có ít thế lực uy hiếp được Võ Minh hơn. Dương Thanh và Đỗ Trọng lập tức đồng ý với nhau, quyết định sáp nhập Võ Minh vào Võ Tông. Trước đó Đỗ Bá đã đề nghị sáp nhập Võ Minh vào Võ Tông, bây giờ xem ra, lão ta cũng không định lợi dụng Võ Minh, mà chỉ muốn lôi kéo Dương Thanh nên mới yêu cầu như thế. Ở Võ Minh, Trừ Dương Thanh gia, cũng không còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh nào khác, còn Võ Tông lại có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sao Võ Tông lại phải lợi dụng Võ Minh chứ? Phía bên kia, sau khi rời đi, Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn lập tức mở cuộc họp khẩn cấp ở Võ Tông. Trong phòng họp của Võ Tông, 15 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang ngồi quanh bàn lớn, hai bố con Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn cũng ở trong số đó. Nếu rời khỏi Ma Sơn, cho dù ở bất cứ đâu, Đội ngũ này cũng có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tông chủ, sao tự dưng lại tổ chức cuộc họp khẩn cấp thế? Có chuyện lớn gì à? Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhìn về phía Đỗ Bá đang ngồi ở ghế chính, hỏi. Ở võ tông, chỉ những cuộc họp vô cùng khẩn cấp mới có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong tham gia. Còn với cuộc họp bình thường, những ai đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đều có tư cách tham dự. Rõ ràng, cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng thế nên chỉ những cao thủ có sức chiến đấu cao nhất võ tông mới được ngồi đây đỗ bá nhìn quanh nói tôi muốn nói với các vị một chuyện rất quan trọng nghe thấy thế mọi người đều có vẻ nghiêm nghị nhìn về phía đỗ bá chờ lão ta nói tiếp đỗ bá thoáng trầm ngâm rồi mới nói ba ngày nữa từ đường sẽ mở ra tôi đã xác định được người mà tông chủ chỉ định tiến vào từ đường rồi ngoài kim huy hai thành viên khác vừa gia nhập võ tông cũng sẽ tiến vào từ đường với kim huy Nghe thấy thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Tông chủ, hai thành viên mới gia nhập võ tông có tư cách gì để bước vào từ đường chứ? Nếu làm thế, những người đã chờ đợi nhiều năm trong gia tộc sẽ nghĩ thế nào? Có người phản đối ngay, nói lớn, mong tông chủ nghĩ lại, đừng khiến người trong gia tộc thất vọng. Có người mở đầu, những người khác cũng nói lớn theo, mong tông chủ nghĩ lại. Mong tông chủ nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, cả phòng họp tràn ngập tiếng thuyết phục của đám người. Đỗ Bá vẫn bình tĩnh, không hề tức giận vì người trong gia tộc phản đối, bởi vì mọi thứ mà lão ta làm đều là vì võ tông, cũng theo đúng quy định của võ tông. Sau khi nhốn nháo một lúc, các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Đỗ Bá, họ biết nếu Đỗ Bá đã nói thế, chắc chắn sẽ có lý do riêng. Thấy mọi người đã bình tĩnh lại, Đỗ Bá mới nói tiếp, "Cứ yên tâm, tôi cũng không lạm dụng quyền lực của tông chủ, mọi thứ đều phù hợp với quy tắc của gia tộc." Theo quy định của gia tộc với tư cách là chủ gia tộc, tôi có thể chỉ định một người bước vào từ đường. Bao năm qua, tôi chưa từng dùng đặc quyền này, nhưng hôm nay tôi sẽ dùng để chỉ định đỗ trọng, em trai ruột tôi bước vào từ đường, các vị không có ý kiến gì chứ? Chuyện đỗ trọng quay về gia tộc đã được lan truyền từ lâu, những người ngồi đây đều là quý tộc của Võ Tông, đương nhiên cũng biết đỗ trọng. Ở Võ Tông, cứ 5 năm một lần, lại có 3 thành viên Võ Tông được phép tiến vào từ đường, và trong 3 suất này, sẽ có một suất do tông chủ chỉ định trước kia tông chủ chưa từng dùng suất này lần này dùng cũng không đáng trách gì tôi không có ý kiến tuy đỗ trọng đã rời khỏi gia tộc rất lâu nhưng dù sao ông ấy cũng vẫn là người của võ tông tông chủ đề xuất dùng đặc quyền cho ông ấy tôi cũng không có ý kiến tông chủ chủ gia tộc như ông chỉ có một suất dùng đặc quyền mà thôi nhưng ông vừa nói đã xác định thêm hai người tiến vào từ đường ngoài kim huy một người trong đó là đỗ trọng vậy người kia là ai thế cho dù ông muốn người đó tiến vào từ đường thì cũng nên để chúng tôi biết đối phương có tư cách tiến vào từ đường không. Có người chất vấn ngay. Đỗ Bá nói, một cao thủ mới 28 tuổi nhưng đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sức chiến đấu mạnh nhất có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí đánh bại Đỗ Minh Viễn, nhân vật yêu nghiệt như thế đã gia nhập Võ Tông, vậy cậu ta có tư cách tiến vào từ đường Võ Tông không? Nghe thấy thế, cả đám cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đều tròn mắt, có vẻ đờ đẫn sao có thể chứ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nào 28 tuổi, ngay cả trong gia tộc cổ võ cũng không có cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trẻ như thế nhỉ. Nếu có thiên tài yêu nghiệt như thế thật, người ta cũng không gia nhập võ tông chúng ta, không thế lực cổ võ nào từ chối người có thiên phú như thế. Tông chủ, ông đừng đùa với chúng tôi nữa, ngoài Kim Huy và Đỗ Trọng, rốt cuộc người cuối cùng tiến vào từ đường là ai? Các cao thủ võ tông không hề tin lời đỗ bá. Dương Thanh còn quá trẻ, thực lực cũng rất mạnh, sao có thể gia nhập Võ Tông? Chuyện này cũng không trách được người của Võ Tông, thiên phú của Dương Thanh quá yêu nghiệt, ngay cả ở thế lực cổ võ, anh cũng là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn nhìn nhau cười, Đỗ Minh Viễn nói: "Các vị, những lời mà bố tôi nói đều là thật, cậu ấy tên Dương Thanh, lần này đỗ trọng quay về gia tộc cũng là vì Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh đang ở Võ Tông chúng ta, đã được bố tôi thuyết phục rồi, cậu ấy đồng ý gia nhập Võ Tông." Mặt khác, đúng là cậu ấy mới 28 tuổi, cũng đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, hồi nãy cậu ấy còn đánh bại tôi, tuy tôi khinh địch, nhưng thực lực của cậu ấy thực sự rất mạnh, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường không phải đối thủ của cậu ấy. Nghe thấy Đỗ Minh Viễn nói thế, mọi người đều sững sờ, vì mới nãy, đúng là họ đã cảm nhận được một trận chiến vô cùng dữ dội. Tuy họ không ở nơi chiến đấu, nhưng vẫn cảm nhận rõ trận chiến dữ dội đấy, hai người đang đánh đều có thực lực cực mạnh hơn nữa họ cũng biết một người trong đó chính là Đỗ Minh Viễn. Chẳng lẽ Đỗ Minh Viễn đã thua cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mới 28 tuổi kia thật ư? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Đỗ Minh Viễn thầm cảm thấy nhẹ nhõm, ông ta bỗng hơi mong chờ phản ứng của mấy lão già này sau khi tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh. Tông chủ, cho dù ông muốn để giành xuất tiến vào từ đường cuối cùng cho Dương Thanh thì cũng nên để chúng tôi mở mang tầm mắt một chút chứ. Chúng tôi thế nào cũng được, nhưng có những cao thủ đã chờ rất nhiều năm trong gia tộc đang mong đợi cơ hội bước vào từ đường. Nếu họ biết suốt cuối cùng đã bị một thanh niên chỉ 28 tuổi lấy mất, chắc chắn họ sẽ không phục. Có người đứng lên, nghiêm nghị nói, thế nên, tôi hy vọng Võ Tông sẽ tổ chức một cuộc so tài để tranh giành suốt tiến vào từ đường cuối cùng. Nếu Dương Thanh giành được suốt tiến vào từ đường qua chiến đấu, tôi nghĩ sẽ không có ai phản đối nữa đâu. Có người mở đầu, những người khác cũng bày tỏ suy nghĩ của mình, trừ Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn ra, có thêm 7 trong số 13 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đồng ý tổ chức một cuộc so tài để tranh giành xuất tiến vào từ đường. Hai bố con Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn không hề thấy bất ngờ, họ đã lường trước chuyện này, hơn nữa họ cũng muốn xác lập địa vị của Dương Thanh ở Võ Tông qua một cuộc đấu võ trực quan. Vậy quyết định thế đi, 9 giờ sáng mai sẽ tổ chức một cuộc so tài để tranh giành xuất tiến vào từ đường ở sân đấu võ, trừ xuất trong tay tôi ra, hai suất khác sẽ được xác định qua cuộc so tài này. Đỗ Bá nhìn quanh, Lạnh lùng nói, làm thế rồi, các vị không có ý kiến gì nữa chứ? Thấy Đỗ Bá có vẻ tức giận, các ông lớn của võ tông đều hơi lo lắng, thi nhau nói mình không có ý kiến gì. Cuộc họp kết thúc, Đỗ Bá hùng hổ nói rồi quay người rời đi, Đỗ Minh Viễn cũng đi theo. Sau khi hai bố con rời đi, 13 ông lớn còn lại của võ tông đều có vẻ lo lắng. Xem ra tông chủ rất coi trọng thanh niên kia, chúng ta làm thế có hơi quá đáng không nhỉ? Có người đứng dậy, nói với vẻ lo âu thế này có gì quá đáng chứ? Tiến vào từ đường là mơ ước của mọi người trong võ tông, tông chủ đã nắm giữ một suất rồi, hai suất còn lại vốn nên được xác định qua đấu võ. Đúng thế, phải đấu võ để xác định suất tiến vào từ đường, tôi cũng không tin một thanh niên mới 28 tuổi lại có thực lực đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Các vị cũng đừng giấu làm gì, cứ cử cao thủ có thiên phú mạnh nhất đi tham gia trận đấu sáng mai. Các ông lớn của võ tông bàn tán ẩm ý. Phía bên kia, sau khi Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn rời khỏi phòng họp, Đỗ Minh Viễn tức giận nói, mấy lão già khốn kiếp này ngày càng tụt lùi, sao thanh niên lại không thể có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? Với tầm nhìn hạn hẹp của họ, họ chỉ đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong là cùng. Đỗ Bá nói, con cứ yên tâm, trận đấu ngày mai sẽ diễn ra rất nhanh thôi, với thực lực của Dương Thanh, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của thằng bé. Trong trận đấu ngày mai, Kim Huy có thực lực mạnh nhất cũng mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng cậu ta kém xa Dương Thanh, những người khác càng không thể là đối thủ của Dương Thanh được. Nhân dịp này, chúng ta sẽ cho mấy lão già kia biết suốt cuộc thiên phú của Dương Thanh yêu nghiệt đến đâu, sau này khi ta truyền chức tông chủ cho Dương Thanh, họ cũng dễ chấp nhận. Đỗ Minh viễn gật đầu, đúng là nên để họ chứng kiến thực lực của Dương Thanh. Lúc này, tại nơi ở của Dương Thanh, Đỗ Trọng tìm anh, báo cho anh biết chuyện 9 giờ sáng mai sẽ tổ chức cuộc đấu võ để tranh giành xuất tiến vào từ đường. Dương Thanh bình tĩnh nói, nếu phải xác định xuất tiến vào từ đường qua đấu võ, vậy tôi tham gia là được. Anh cũng không bất mãn vì Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn đã đồng ý sẽ cho anh tiến vào từ đường, nhưng bây giờ anh lại phải tham gia đấu võ để giành lấy tư cách đấy. Thật ra Đỗ Bá cũng không dễ dàng gì, tuy anh ta là tông chủ, nhưng võ tông rất lớn, cũng có rất nhiều phe phái, không thể có chuyện phe phái nào cũng hoàn toàn nghe lệnh anh ta đỗ trọng giải thích dương thanh mỉm cười nhìn về phía đỗ trọng thật ra ông đã hết hận đỗ bá rồi đúng không rõ ràng lời giải thích của đỗ trọng là để nói đỡ cho đỗ bá ông ta sợ dương thanh sẽ hiểu lầm đỗ bá là người không giữ chữ tín đỗ trọng cười khổ rồi gật đầu chuyện năm đó đã qua bao năm rồi tôi đã hết hận anh ta từ lâu dương thanh không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn đỗ trọng rõ ràng giữa Đỗ Trọng và Đỗ Bá có ân oán rất sâu sắc, chẳng biết đó là ân oán gì mà lại khiến Đỗ Trọng rời Võ Tông suốt mấy chục năm, không ngờ lần đầu tiên ông ta quay về Võ Tông sau mấy chục năm lại là để tìm hồi hồn đan cho anh. Đỗ Trọng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài bằng ánh mắt sáng ngời, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, thật ra chuyện năm đó cũng không thể trách anh ta, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi ở vị trí của anh ta, chắc chắn tôi cũng sẽ lựa chọn như thế. 30 năm trước, khi anh ta vừa trở thành tông chủ, cũng là lúc từ đường mở ra sau 5 năm, vợ tôi bị bắt cóc, đối phương yêu cầu chúng tôi hủy bỏ cơ hội tiến vào từ đường lần này, nếu chúng tôi từ chối, họ sẽ giết vợ tôi. Khi đó đang là thời kỳ quan trọng nhất của võ tông, trong ba cao thủ tiến vào từ đường, có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tên Tề Thiên, Tề Thiên rất trẻ, mới 40 tuổi. Tề Thiên có tỷ lệ nhận được truyền thừa võ thần rất cao, một khi Tề Thiên lĩnh ngộ sức mạnh võ thần, tương lai sẽ không thể đo lường, sẽ trở thành thiên tài số một của võ tông suốt trăm năm qua. Mà thời điểm từ đường mở ra luôn cố định, một khi bỏ lỡ thì không thể bước vào từ đường nữa. Nếu hủy bỏ việc tiến vào từ đường thật, Tề Thiên sẽ phải đợi thêm 5 năm để bước vào từ đường lần hai, mà trong 5 năm đó, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, võ tông đang trong lúc khó khăn, rất cần sự xuất hiện của một người nhận được truyền thừa võ thần. Người này sắp xuất hiện rồi, nhưng đúng lúc này, vợ tôi lại bị bắt cóc, họ yêu cầu võ tông hủy bỏ lần tiến vào từ đường này, bằng không sẽ giết vợ tôi. Tôi đã cầu xin đỗ bá hủy bỏ việc mở từ đường, tôi có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí tôi đã tìm đến Tề Thiên, Tề Thiên đã đồng ý với tôi rằng sẽ chờ thêm 5 năm, nhưng đỗ bá vẫn từ chối. Nói đến đây, đỗ trọng bỗng ngừng lại, nhưng mắt ông ta đã đỏ hoe. Tuy đỗ trọng không nói hết, nhưng Dương Thanh đã đoán được kết thúc. Quả nhiên, đỗ trọng im lặng một lúc lâu rồi mới nói, sau cùng, Đỗ Bá mở từ đường đúng hạn, sau khi biết từ đường Võ Tông đã mở ra. Nói đến đây, ông ta siết chặt nắm tay, nét mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đám người kia đã làm nhục vợ tôi đủ kiểu, còn đăng ảnh vợ tôi chịu nhục lên trang nhất của báo. Sau cùng, vợ tôi không chịu nổi sự nhục nhã đó, đã dùng một giải lụa trắng để kết liễu cuộc đời tủi nhục của mình. Đỗ Trọng nhìn về phía Dương Thanh, nói với đôi mắt đỏ hoe, cũng từ ngày đó, tôi rời khỏi Võ Tông, đồng thời thề, nếu không báo thù cho vợ, suốt đời này tôi sẽ không bước vào võ tông nữa. Sau khi biết về chuyện cũ của Đỗ Trọng, Dương Thanh mới hiểu được ân oán giữa ông ta và Đỗ Bá, đúng như Đỗ Trọng đã nói, nếu khi đó anh đứng ở góc độ của Đỗ Bá, anh cũng sẽ lựa chọn như lão ta. Nhưng lựa chọn này đã dẫn đến cái chết của vợ Đỗ Trọng. Dương Thanh nhìn về phía Đỗ Trọng, nghiêm nghị nói, nhưng sau cùng, ông vẫn làm trái lời thề của mình vì tôi, xin lỗi. Đỗ Trọng lắc đầu, ánh mắt nhìn Dương Thanh bỗng trở nên nóng rực, ông ta nói với vẻ mong chờ, vì việc gặp cậu đã cho tôi thấy hy vọng báo thù. Không giấu gì cậu, lần này tôi bước vào võ tông, tìm đan dược cứu mạng cho cậu cũng vì ôm hy vọng cậu sẽ khỏi hẳn, bây giờ tôi mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, không hề có hy vọng báo thù. Thế nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi báo thù, nếu cậu có thể giúp tôi báo thù, sau này mạng của đỗ trọng tôi cũng giao cho cậu. Đỗ trọng nói rồi bỗng quỳ xuống. Âm một tiếng, mặt đất như rung chuyển, Mắt đỗ trọng đỏ hoe, ông ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, cậu Thanh, xin hãy giúp tôi báo thù. Thấy thế, Dương Thanh cũng sửng sốt, vội bước tới đỡ đỗ trọng dậy. Dương Thanh nói, ông đỗ, ông đừng thế, cho dù ông muốn tôi giúp ông báo thù thì cũng phải nói rõ tình hình của kẻ địch cho tôi biết đúng không? Từ lần đầu tiên gặp đỗ trọng, Dương Thanh đã khẳng định đỗ trọng là người trọng tình trọng nghĩa. Tuy đỗ trọng ôm hy vọng sẽ chữa khỏi cho Dương Thanh, sau đó dùng ân tình này để nhờ dương thanh giúp ông ta báo thù nhưng dương thanh cũng biết nếu không phải vì đỗ trọng đã hết khách sao ông ta lại dùng cách này để nhờ anh nghe thấy dương thanh nói thế đỗ trọng kích động nói cậu đồng ý rồi à dương thanh nói với vẻ bất đắc dĩ chỉ cần tôi làm được chắc chắn tôi sẽ giúp ông báo thù anh khẳng định một cách chắc chắn đây cũng là lời hứa của anh với đỗ trọng đỗ trọng không kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa bất ngờ gào khóc vợ em nghe thấy chưa Cậu Thanh đã đồng ý báo thù giúp em rồi, em ở trên trời có linh, nhất định phải phù hộ cho cậu Thanh nhé. Sau khi khóc xong, Đỗ Trọng mới nói thông tin của kẻ thù cho Dương Thanh. Ma Sơn của 30 năm trước vẫn chưa có năm thế lực đứng đầu Ma Sơn, mà chỉ có 3, trừ Võ Tông và Thần Hành Tông ra, còn một thế lực tên Lôi Cốc. Để ngăn cản sự lớn mạnh của Võ Tông, Lôi Cốc đã thuê sát thủ bắt cóc vợ tôi, nhằm ép Võ Tông hủy bỏ việc mở từ đường năm đó. Sau khi biết hung thủ, Tôi từng muốn đến Lôi cốc liều mạng vô số lần, nhưng thực lực của tôi quá yếu, cho dù đi Lôi cốc thì cũng chỉ mất mạng thôi. Thế nên sau khi rời khỏi Võ tông, tôi bắt đầu điên cuồng tu luyện một mình, tuy tôi đã cố gắng vô cùng, nhưng thiên phú có hạn, bây giờ từng này tuổi rồi, tôi vẫn chưa thể bước vào siêu phàm cửu cảnh, với tình trạng của tôi bây giờ, kiếp này không còn bất cứ hy vọng báo thù nào nữa. Mãi đến khi gặp cậu, tôi mới nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan, đó là nhờ cậu báo thù dương thanh cảm thấy hơi phức tạp anh không ngờ đỗ trọng đối xử với anh tốt như thế lại là vì có ý khác đỗ trọng vội nói cậu thanh cậu đừng hiểu lầm tôi thừa nhận rằng muốn mượn tay cậu để báo thù nhưng tôi thề tôi chưa bao giờ định ép cậu cho dù cậu từ chối tôi cũng không trách cậu đâu dương thanh gật đầu tôi tin ông tuy anh thấy hơi khó chịu nhưng hoàn toàn có thể hiểu được chỉ riêng với việc đỗ trọng cố gắng tu luyện cố gắng tìm kiếm cơ hội báo thù cho người vợ đã mất cũng đủ để khiến người khác khâm phục rồi nếu anh giúp được thì sẽ không từ chối. Đỗ Trọng nói với vẻ cảm kích, cảm ơn cậu. Dương Thanh hỏi, bây giờ lôi cốc mà ông nhắc đến ra sao rồi? Tại sao ở Ma Sơn, tôi chưa bao giờ nghe nói đến thế lực nào như thế? Đỗ Trọng trầm giọng nói, 10 năm trước, lôi cốc bất ngờ tan giá, khi đó lôi bá, cốc chủ lôi cốc, người đột phá thiên cảnh nhờ trận chiến với đỗ bá vào 10 năm trước đã được thế lực cổ võ nào đó coi trọng, nghe nói hắn đã tới đó làm trưởng lão khác họ rồi. Trận chiến đó cũng khiến Đỗ Bá bị thương nặng, suốt 10 năm, cảnh giới của anh ta không tiến bộ gì hết, bây giờ đã vô phương cứu chữa, nếu vẫn không tiến thêm một bước, có lẽ anh ta sắp hết tuổi thọ rồi. Giờ Dương Thanh mới biết Đỗ Bá bị thương nặng vì trận chiến với Lôi Bá. Nhưng Lôi Bá đã bước vào thiên cảnh từ 10 năm trước, sau 10 năm ở thế lực cổ võ, thực lực của Lôi Bá sẽ mạnh đến mức nào đây? Dương Thanh nói, ông Đỗ, bây giờ tôi mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có muốn báo thù giúp ông cũng không được." Đỗ Trọng vội nói, "Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tôi đã chờ 30 năm rồi, cũng không quan tâm đến việc phải chờ thêm, với thiên phú của tôi, có lẽ kiếp này không còn hy vọng bước vào thiên cảnh nữa." Nhưng cậu thì khác, cậu mới 28 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu, tôi tin chỉ cần cho cậu mấy năm nữa, chắc chắn cậu sẽ bước vào thiên cảnh. Với thiên phú của cậu, vượt xa lôi bá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, nếu cậu có thực lực giết lôi bá, cậu sẽ giúp tôi giết lôi bá. Nghe thấy thế, Dương Thanh mới gật đầu, được, tôi đồng ý với ông. Chỉ cần tôi có thực lực giết lôi bá, chắc chắn tôi sẽ lấy cái đầu trên cổ ông ta. Trên mặt đỗ trọng lập tức tràn ngập vẻ kích động và biết ơn, nhìn lời muốn nói ra được thay bằng ba chữ, cảm ơn cậu. Sau khi tâm trạng của đỗ trọng ổn định, Dương Thanh mới hỏi, truyền thừa võ thần của võ tông là gì thế? Đỗ Trọng giải thích, người thành lập võ tông được người đời gọi là võ thần, truyền thừa võ thần là do ông ấy để lại, nghe nói vào 100 năm trước, võ thần đã bước vào thiên cảnh, giờ đã đạt tới đỉnh cao võ thuật, ngao du khắp thế gian. Khi người thừa kế nhận được truyền thừa võ thần, sẽ có ánh sáng thần chiếu lên cơ thể người thừa kế, sau khi được ánh sáng thần gột rửa, xương cốt của cậu sẽ được rèn luyện, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn thực lực bây giờ của cậu đã có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nếu cậu đạt được truyền thừa võ thần chắc chắn thực lực cũng sẽ tăng vọt khi đó dưới thiên cảnh có lẽ không còn ai là đối thủ của cậu nữa dương thanh hơi ngạc nhiên anh biết ở một số thế lực cổ võ sẽ có truyền thừa rất mạnh không ngờ võ tông cũng có loại truyền thừa cổ xưa này từ trăm năm trước võ thần đã bước vào thiên cảnh truyền thừa mà ông ấy để lại sẽ mạnh đến mức nào chứ dương thanh bỗng thấy rất mong chờ Dương Thanh đang tìm hiểu về truyền thừa võ thần từ Đỗ Trọng, còn về cuộc so tài được tổ chức ngày mai, họ vốn không coi ra gì hết. Với thực lực của Dương Thanh bây giờ, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của anh, huống hồ người mạnh nhất đấu với anh ngày mai cũng mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, chẳng có tính khiêu chiến gì hết. Cậu Thanh, đó là tất cả những gì tôi biết về truyền thừa võ thần, nhưng tôi tin với thiên phú của cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận được truyền thừa võ thần. Đỗ Trọng rất tin tưởng Dương Thanh, đây là sự tin tưởng từ tận đáy lòng, nhất là khi Dương Thanh đã đồng ý sẽ giúp Đỗ Trọng báo thù, ông ta càng kỳ vọng vào anh hơn nữa. Dương Thanh khẽ gật đầu, Đỗ Trọng vừa nói cho anh biết rất nhiều chuyện liên quan đến truyền thừa võ thần, anh cũng hiểu nếu muốn có được truyền thừa võ thần, nhất định phải lĩnh ngộ sức mạnh võ thần. Chỉ khi lĩnh ngộ sức mạnh võ thần thì mới có tư cách nhận truyền thừa võ thần. Hiện giờ anh đang sở hữu nhiều loại sức mạnh nguyên tố, có ưu thế rất lớn trong việc lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Thông thường, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố, thiên tài nào có thiên phú vô cùng yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố khi chưa đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ở võ tông, nếu muốn nhận được truyền thừa võ thần, phải lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố, hơn nữa còn có quy định, chỉ cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể bước vào từ đường. Có thể nói, truyền thừa võ thần dành riêng cho các thiên tài yêu nghiệt. Dương Thanh nhìn về phía Đỗ Trọng, cảm ơn ông Đỗ Đỗ Trọng vội nói, cậu thanh khách sáo rồi, những chuyện mà tôi nói cho cậu biết về truyền thừa võ thần đều được ghi chép kỹ càng ở võ tông, cũng không phải bí mật gì hết. Dương Thanh bỗng đổi chủ đề, đúng rồi, tôi muốn hỏi ông một chuyện, ông biết cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nào đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn ở võ tông không? Đỗ Trọng gật đầu, trước khi tiến vào từ đường, Đỗ Bá đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, Dương Thanh bỗng thấy không ổn, để tìm cao thủ có sức mạnh phong ấn, anh đã cố tình ra nhiệm vụ tìm một cao thủ có sức mạnh phong ấn trên áp thần hành tông còn bỏ ra rất nhiều đan dược vì chuyện này không ngờ ở võ tông lại có cao thủ đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn đỗ trọng hỏi cậu thanh sao thế dương thanh khẽ lắc đầu cười nói không có gì anh vừa dứt lời chuông điện thoại của anh bỗng vang lên là số lạ anh vội nghe máy cuộc gọi được kết nối một giọng nữ trẻ vang lên từ ống nghe cho hỏi có phải anh dương thanh không ạ Dương Thanh đáp, tôi đây. Cô gái vội nói, anh Thanh, là thế này, trước đó anh đã ra nhiệm vụ tìm cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn trên áp thần hành tông đúng không? Sau cùng, nhiệm vụ này được một cao thủ tên Nhiếp Thu nhận, nhưng hồi nãy, Nhiếp Thu bỗng ngắt liên lạc với áp thần hành tông, chúng tôi nghi ngờ ông ta định giết người cướp của. Nghe thấy cô gái nói thế, Dương Thanh lập tức đứng phát dậy, tức giận nói, cô nói sao cơ? Chẳng phải áp thần hành tông giám sát rất nghiêm ngặt à? chỗ nào ở ma sơn cũng có tai mắt của thần hành tông sao đối phương lại đột ngột ngắt liên lạc với áp thần hành tông được chứ dương thanh rất tức giận anh tìm người đó cho mã siêu nếu mã siêu gặp bất chắc anh phải nói thế nào với ngải lâm và bé tĩnh an bây giờ cô gái bình tĩnh nói đây đúng là lỗ hổng của việc giám sát trên áp chúng tôi mong anh thanh bất giận chúng tôi sẵn lòng bồi thường nhưng bây giờ quan trọng nhất là chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để tìm thấy nhiếp thu trong thời gian nhanh nhất dương thanh hít sâu một hơi cố gắng nén giận, cắn răng, các người cần biết gì. Cô gái hỏi, phần thưởng của nhiệm vụ mà anh ra trên áp thần hành tông hết sức hậu hĩnh, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, nhiếp thu lại chủ động ngắt liên lạc với chúng tôi, tức là trong lúc làm nhiệm vụ, đối phương đã phát hiện thứ vượt xa phần thưởng, nên mới bất chấp nguy cơ bị thần hành tông đuổi giết, từ bỏ nhiệm vụ luôn, tôi muốn biết tại sao anh lại cần một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có sức mạnh phong ấn đi tìm bạn anh là mã siêu. Ngoài ra, có phải trên người bạn anh có thứ gì đáng giá không? bằng không, tại sao nhiếp thu lại từ bỏ phần thưởng nhiệm vụ của anh chứ? Nghe thấy cô gái nói thế, Dương Thanh bỗng nhớ ra một chuyện, sáng nay, trước khi từ biệt mã siêu, anh đã đưa hết đan dược mà Phùng Tiểu Uyển giao cho họ trước khi lên đường cho anh ta. Anh chỉ giữ lại một số viên có từ trước, trừ mấy chục viên đan dược trên người mã siêu, còn thứ gì đáng để nhiếp thu từ bỏ nhiệm vụ đây? Nghĩ đến đây, Dương Thanh cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu thế thật, anh đã hại mã siêu rồi. Tôi cần một cao thủ có sức mạnh phong ấn đi tìm bạn tôi, vì bạn tôi cần một cao thủ phong ấn nguồn sức mạnh không rõ trong người cậu ấy, ngoài ra, trên người cậu ấy còn có mấy chục viên đan dược mà tôi nhờ cậu ấy giữ hộ." Dương Thanh vội nói, cũng không bảo là cần cao thủ phong ấn thị huyết châu trong người mã siêu, mà chỉ nói với cô gái rằng đó là nguồn sức mạnh không rõ. Nghe Dương Thanh nói xong, rõ ràng đối phương rất kinh ngạc, anh chắc chắn rằng trên người bạn anh có mấy chục viên đan dược à? Cho dù là ở thế lực cổ võ, đan dược cũng là thứ vô cùng đắt đỏ, nhưng bây giờ, trên người Mã Siêu lại có mấy chục viên đan dược, có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia kinh ngạc đến mức nào. Dương Thanh đáp, nói đúng hơn, là 30 viên đan dược. Sau khi nghe anh xác nhận, cô gái vội nói, "Xin anh chờ chút, tôi sẽ báo chuyện này với lãnh đạo ngay." Sau khi cô ta nói xong, từ ống nghe truyền đến tiếng giữ máy, rõ ràng đối phương đang liên lạc với lãnh đạo của mình. Dương Thanh thầm lo lắng nhưng bây giờ anh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc thần hành tông sẽ thuận lợi bắt giữ nhiếp thu cậu thanh có chuyện gì thế thấy dương thanh im lặng đỗ trọng lo lắng hỏi dương thanh nghiến răng nói với vẻ mặt dữ tợn rất có thể một người tên nhiếp thu đã ra tay với anh em tốt của tôi là mã siêu bây giờ thần hành tông đang dốc hết sức để tìm kiếm tung tích của nhiếp thu nhưng vẫn chưa có manh mối gì nghe thấy thế đỗ trọng vội đứng dậy để tôi đi tìm đỗ bá nhờ anh ta cử người của Võ Tông đi tìm anh em của cậu. Cảm ơn ông, Dương Thanh nói. Đỗ Trọng vừa rời đi, giọng của cô gái lại vang lên từ ống nghe, đối phương nói, anh Thanh, tôi đã xin phép lãnh đạo của chúng tôi rồi, lãnh đạo bảo tôi chuyển lời cho anh, anh là khách hàng cấp S cao quý của thần Hành Tông, chúng tôi dùng danh nghĩa của thần Hành Tông để cam đoan với anh, sẽ không để bạn anh gặp chuyện. Thần Hành Tông đã ra lệnh đuổi giết nhiếp thu, bây giờ người của thần Hành Tông đang tìm bạn anh khắp nơi, anh cứ yên tâm, nếu có tin gì, chúng tôi sẽ báo cho anh biết đầu tiên. Cả Ma Sơn nhanh chóng sôi trào, bởi vì Võ Tông và Thần Hành Tông thuộc năm thế lực đỉnh cao của Ma Sơn đều bắt đầu tìm kiếm cùng một người. Hơn nữa, phần thưởng mà hai thế lực lớn đưa ra cũng vô cùng phong phú, nếu cung cấp manh mối về nhiếp thu, Thần Hành Tông sẽ thưởng cho người cung cấp một viên đan dược cực phẩm, nếu giết được nhiếp thu thì sẽ nhận được 10 viên đan dược cực phẩm. Thông tin của nhiếp thu đã bị Thần Hành Tông công bố, có thể nói bây giờ, Phần lớn cao thủ ở Ma Sơn đều đã nắm giữ một bản thông tin về Nhiếp Thu. Hầu hết các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ở Ma Sơn đều đang tìm kiếm tung tích của Nhiếp Thu, thậm chí có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lập đội với một mục tiêu duy nhất, đó là giết Nhiếp Thu. Cùng lúc đó, trong một hang động ở Ma Sơn, Mã Siêu đang ngồi đối diện một lão già có mái tóc dài màu bạc, trong mắt Mã Siêu tràn ngập vẻ tức giận, còn lão già tóc bạc lại có thái độ khinh thường lão già có mái tóc dài màu bạc này không phải ai khác chính là nhiếp thu đang bị thần hành tông và võ tông đuổi giết mã siêu tức giận nói tôi khuyên ông nên thả tôi ra nếu anh thanh biết ông dám đối xử với tôi như vậy anh ấy sẽ không tha cho ông đâu nhiếp thu cười khẩy chắc anh em của cậu cũng tầm tuổi cậu nhỉ cậu ta lợi hại lắm à mã siêu nói với vẻ rất tự tin vô cùng lợi hại anh ấy đủ thực lực giết ông đấy nhiếp thu bỗng mỉm cười cậu biết tôi có cảnh giới gì không Mã Siêu lạnh lùng nói, nếu anh Thanh đã tìm cao thủ nắm giữ sức mạnh phong ấn cho tôi, chắc chắn đó sẽ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thu vui vẻ nói, cậu đã biết tôi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà vẫn nghĩ cậu ta có thể giết tôi à? Mã Siêu cười lạnh, ông không biết anh Thanh của tôi lợi hại đến mức nào đâu. Nhiếp Thu lập tức thấy hứng thú, cười ha hả, cậu nói tôi nghe xem, cậu ta lợi hại đến mức nào. Nếu cậu dám nói dối tôi nửa chữ, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu ngay. Mã Siêu nói, anh Thanh mới 28 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng khi còn ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, anh ấy đã thoát được khỏi tay cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tuy anh ấy chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng đã có thực lực đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của anh ấy. Nhiếp Thu hơi hít mắt, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, cậu vội chết đến thế à? Mã Siêu không hề sợ hãi. Ngạo nghễ nói, tất cả những gì mà tôi nói đều là thật, ông tin hay không là việc của ông, nếu ông nghĩ tôi đang khoác lác, muốn giết tôi thì cứ việc. Nhiếp thu không nói gì, trong mắt lão ta lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão ta vẫn giữ mã siêu lại cũng vì kiêng rẻ thế lực phía sau mã siêu. Đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được, mã siêu mới 26, 27 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong rồi. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong trẻ đến thế quan trọng là mã siêu lại mang theo tận 30 viên đan dược cực phẩm. Sao phía sau loại yêu nghiệt này lại không có thế lực mạnh mẽ nào đây? Nếu lão ta muốn giết mã siêu thì dễ lắm, không khác gì dẫm chết một con kiến, nhưng giết mã siêu xong thì sao? Người đứng sau mã siêu sẽ bỏ qua cho lão ta à? Chính vì kiêng rẻ thế lực đứng sau mã siêu nên lão ta mãi vẫn không ra tay với mã siêu. Bây giờ mã siêu lại nói, anh ta còn một người anh em có thiên phú mạnh hơn, đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trước 30 tuổi. Trông Mã Siêu không giống nói dối, chẳng lẽ trên đời này có thiên tài yêu nghiệt đến thế thật ư? Chắc chắn loại yêu nghiệt này sẽ đến từ thế lực cổ võ, hơn nữa còn là thế lực cổ võ hàng đầu. Mã Siêu như nhận thấy sự kiêng dè của Nhiếp Thu, vội nói, "Nếu bây giờ ông thả tôi đi, ân oán giữa chúng ta sẽ bị xóa bỏ, về số đan dược mà ông cướp của tôi, cứ cho là tôi tặng ông, được không nào?" Tuy Mã Siêu không sợ nhưng cũng không muốn chết. Ngài Lâm và bé Tĩnh An vẫn đang chờ anh ta ở nhà. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này vừa bắt đầu, anh ta đã gặp phải rắc rối lớn như thế, nếu gặp chuyện thật thì đúng là quá uất ức. Anh ta biết sau khi nhận được tin tức, chắc chắn Dương Thanh sẽ tìm anh ta, cũng sẽ tìm thấy anh ta, nhưng anh ta không muốn dựa dẫm vào Dương Thanh suốt. Anh ta muốn tự thoát thân bằng bản lĩnh của mình, bằng không, anh ta còn tư cách gì để tiếp tục rèn luyện ở Ma Sơn. Đến khi đó, cho dù anh ta muốn rèn luyện ở Ma Sơn tiếp, có lẽ dương thanh cũng sẽ không đồng ý nhỉ nghe thấy mã siêu nói thế nhiếp thu hơi hít mắt cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu à mã siêu giả vờ bình tĩnh tin hay không tùy ông nếu bây giờ ông thả tôi đi còn giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể chẳng những tôi không ghi hận ông mà còn cảm ơn ông nữa tôi nghĩ đây là một lựa chọn rất đơn giản chỉ xem ông muốn chọn gì thôi đương nhiên nếu ông muốn giết tôi thì cũng không sao nhưng sau khi giết tôi xong ông được lợi gì Chẳng những ông không thu được lợi lộc gì, mà còn bị vô số cao thủ hàng đầu đuổi giết, chắc ông cũng không muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cảnh trốn chạy đúng không? Ông đã chủ động ngắt liên lạc với Áp Thần Hành Tông vì 30 viên đan dược, nếu tôi không đoán sai, chắc Thần Hành Tông đã bắt đầu đuổi giết ông rồi nhỉ. Nếu ông đồng ý thả tôi đi, tôi có thể phối hợp với ông, nói với Áp rằng đó là lỗi của máy, ông không hề làm hại tôi, cũng không cướp đan dược của tôi, mà cố tình tìm một nơi kín đáo để giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể giải quyết phiền phức trong người. Mã siêu nói rồi bình tĩnh nhìn chầm chầm vào nhiếp thu. Lần này, nhiếp thu cũng không vội phản bác lời mã siêu, mà như đang suy nghĩ điều gì đó. Sở dĩ lão ta chủ động ngắt liên lạc với thần hành tông cũng vì nhòm ngó số đan dược trên người mã siêu. Nếu mã siêu đồng ý đưa 30 viên đan dược kia cho lão ta thật, còn bằng lòng giải thích với thần hành tông giúp lão ta, đối với lão ta, đây đúng là lựa chọn cực tốt nhưng điều quan trọng nhất là mã siêu có định giúp lão ta thật không nếu sau khi gặp cao thủ thần hành tông mã siêu báo lại mọi chuyện thì sao nào khi đó lão ta còn đường sống chắc phải biết rằng ở ma sơn thần hành tông là một trong năm thế lực hàng đầu chỗ nào trên ma sơn cũng có người của thần hành tông trừ khi lão ta mai danh ẩn tích không xuất hiện suốt quãng đời còn lại bằng không chắc chắn thần hành tông sẽ không tha cho lão ta đến khi đó không riêng gì thần hành tông Thế lực phía sau Mã Siêu cũng sẽ không bỏ qua cho lão ta. Nghĩ đến đây, trên mặt Nhiếp Thu tràn ngập vẻ đấu tranh, lão ta đang rất do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thu mới nhìn Mã Siêu, bỗng lấy một đồng xu ra, lạnh lùng nói, "Tôi biết thả cậu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng phải với tiền đề là cậu thực sự muốn giúp tôi, vấn đề là tôi không tin được cậu." "Đã vậy, tôi sẽ nhờ đồng xu này giúp tôi lựa chọn, nếu ra mặt ngửa, tôi sẽ tin cậu, còn nếu là mặt sấp, tôi sẽ giết cậu luôn. Nhiếp thu nói rồi tung đồng xu trong tay lên, bộc một tiếng, đồng xu đã rơi xuống giữa lòng bàn tay lão ta. Mã siêu bỗng trở nên rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tay nhiếp thu. Với thực lực của nhiếp thu, nếu lão ta muốn giết anh ta thì anh ta cũng không còn cách nào ngoài chịu chết. Nếu là mặt ngửa, tôi sẽ tự tay phong ấn sức mạnh trong cơ thể cậu, nhưng nếu là mặt sấp, tôi không thể làm gì khác ngoài việc giết cậu luôn. Nhiếp thu nhìn về phía mã siêu, nhắc lại. Mã siêu gật đầu, trầm giọng nói, sống chết do số, phú quý nhờ trời. Cho dù là kết quả gì, tôi cũng có thể chấp nhận, cho tôi xem đồng xu đi. Trong sự chờ mong của anh ta, nhiếp thu chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay lão ta có một đồng xu nằm sấp. Mã siêu lập tức tái mặt, đồng xu nằm sấp, tức là nhiếp thu sẽ giết anh ta. Sau khi thấy mặt sấp của đồng xu, trong mắt nhiếp thu lóe lên sát khí, lão ta hít mắt nhìn chầm chầm vào mã siêu, xin lỗi nhé, cậu xui thật, cơ hội sống sót của cậu đã mất rồi. Cùng lúc đó, sát khí khủng khiếp cũng lan ra từ người nhiếp thu. Mã siêu lập tức cuống lên, vội nói, ông không thể giết tôi được, xin ông hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp với ông, sẽ không có ai biết là ông bắt cóc tôi hết. Ông đi được đến bước này, chắc chắn cũng không muốn chạy trốn suốt quãng đời còn lại đúng không? Hãy cho tôi một con đường sống, 30 viên đan dừa cực phẩm mà tôi đưa cho ông cũng đủ để ông đột phá thiên cảnh rồi. Mã Siêu rất sốt ruột, anh ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình chết, vợ anh ta sẽ quá chồng, con anh ta sẽ mồ côi bố, anh em của anh ta cũng mất một người em trai. Thế nên anh ta chưa thể chết. Nhiếp Thu lạnh lùng nói, quy tắc là quy tắc, tôi đã cho cậu cơ hội sống sót, nhưng cậu quá đen, ý trời cũng muốn tôi giết cậu, đã vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc giết cậu. Mã Siêu càng cuống hơn, nói lớn, cho dù ông không sợ bị đuổi giết chẳng lẽ ông không sợ người thân và bạn bè mình sẽ bị mình liên lụy phải trốn chạy cả đời à tôi có thể thề với ông chỉ cần ông thả tôi ra tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông nữa thần hành tông cũng không đuổi giết ông sau này ông có thể tiếp tục sống tự do tự tại nhưng nếu ông giết tôi mọi chuyện sẽ quá trễ hơn nữa bây giờ ông giết tôi thì được lợi ích gì trước mặt ông tôi chỉ là sâu bọ nếu không giết tôi ông vẫn còn cơ hội sống tự do nửa đời sau nhưng nếu giết tôi ông sẽ xong đời thật đấy sát khí trên người nhiếp thu liên tục dao động lão ta rất tức giận thật ra hồi nãy lão ta quyết định sống chết của mã siêu bằng đồng xu cũng là để tạo bậc thang cho mình bước xuống nào ngờ mã siêu lại quá đen đủi lão ta cũng biết mã siêu nói đúng nếu lão ta giết mã siêu chẳng những không được lợi ích gì mà còn bị đuổi giết không ngừng nếu không giết mã siêu thì vẫn còn cơ hội mâu thuẫn lớn nhất bây giờ là lão ta không tin nổi mã siêu nếu lão ta tha cho mã siêu mà mã siêu lại báo hết mọi chuyện với thần hành tông, chắc chắn thần hành tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão ta. Từng giây từng phút trôi đi, Nhiếp Thu vẫn không thể quyết định, còn mã siêu thì hết sức lo lắng. Đồng thời, anh ta cũng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, phòng ấn của thị huyết châu trong người anh ta vốn sắp vỡ tan, chỉ cần anh ta muốn là sẽ có thể phá bỏ lớp phòng ấn cuối cùng của thị huyết châu trong chớp mắt. Khi đó, thực lực của anh ta sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn nhưng một khi phòng ấn vỡ anh ta cũng phải chết theo nhưng nếu nhiếp thu muốn giết anh ta đằng nào cũng chết vậy anh ta lo làm gì nếu hoàn toàn phát huy sức mạnh trong thị huyết châu cho dù anh ta chết có lẽ nhiếp thu cũng sẽ bị thương nặng nhiếp thu mãi vẫn không quyết định được đúng lúc này mấy khí thế mạnh mẽ bỗng giáng xuống nhiếp thu lập tức biến sắc giận dữ nói là người mà cậu tìm đến à mã siêu cũng sững sờ có vẻ ngơ ngác vội phủ nhận tôi đi theo ông suốt tìm người kiểu gì đây ầm um, một tiếng động rất lớn vang lên bụi đất bay mù mịt ở cửa hang ngay sau đó mấy cao thủ siêu phàm cửa cảnh hậu kỳ xông vào hang động nhiếp thu cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy ông cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nhìn nhiếp thu một cao thủ khác nhìn về phía mã siêu hỏi cậu là mã siêu à mã siêu có vẻ ngạc nhiên anh ta chỉ biết thần hành tông đã bắt đầu đuổi giết nhiếp thu chứ không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi anh ta vội gật đầu tôi chính là mã siêu cứ yên tâm có chúng tôi ở đây rồi không ai làm hại cậu được nữa cao thủ dẫn đầu nói rồi nhìn về phía nhiếp thu lạnh lùng nói ông định đầu hàng hay để chúng tôi ra tay đây nhiếp thu hừ lạnh không biết tự lượng sức mình sau khi lão ta dứt lời khí thế của lão ta lập tức bùng nổ nhiệt độ trong hang cũng như giảm xuống mấy độ áp lực đáng sợ bao phủ khắp nơi đây là một đội bốn người tất cả đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, người mạnh nhất đã rất gần với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ vẫn chỉ là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, cho dù thực lực rất gần với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì vẫn kém xa cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mã siêu cũng không định chạy trốn, bởi vì anh ta biết rõ dù có trốn thì cũng không thoát được, bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ này không thể là đối thủ của nhiếp thu. Nếu giết ông ta, chúng ta sẽ nhận được 10 viên đan dược do thần hành tông ban thưởng, còn cả 10 viên đan dược từ võ tông nữa. Chẳng biết cao thủ dẫn đầu đang tự động viên mình hay động viên đồng đội, ông ta nói lớn. Nghe thấy thế, ba cao thủ khác đều hừng hực ý chí chiến đấu. Lần này, hai thế lực hàng đầu Ma Sơn lại cùng treo thưởng cho nhiệm vụ cứu Mã Siêu, đây đúng là nhiệm vụ có phần thưởng hậu hĩnh nhất Ma Sơn suốt trăm năm qua. Nhiếp thu đang định ra tay nhíu mày, lạnh lùng hỏi, tôi chỉ đắc tội thần hành tông thôi, tại sao võ tông cũng định nhúng tay vào chuyện này chứ? sau khi chết, ông xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương. Cao thủ dẫn đầu hét lớn, xông về phía nhiếp thu. Hừ, trong mắt nhiếp thu lóe lên sát khí, lão ta hơi nhích chân, lao tới chỗ cao thủ dẫn đầu. Dầm, ngay sau đó, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cao thủ dẫn đầu bay ra xa, đập mạnh vào vách hang cách đó mười mấy mét, hộp máu, còn chưa rơi xuống đất đã mất mạng. Sau khi cơ thể ông ta rơi xuống đất, ba cao thủ còn lại mới phát hiện, ngực ông ta đã lõm xuống, hay nói cách khác, đối phương đã chết từ khi bị nhiếp thu đấm trúng ngực rồi. Dầm, dầm, ba người còn lại còn chưa kịp phản ứng, nhiếp thu đã xông tới trước mặt hai cao thủ, hời hợt tung đòn chí mạng, lại có thêm hai cao thủ bị giết. Chỉ sau thoáng chốc, đã có ba trong số bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mất mạng. Nhiếp thu cố tình để lại người cuối cùng. Nhiếp thu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cao thủ cuối cùng đang run rẩy, lạnh lùng nói, cho ông một cơ hội sống, nói cho tôi biết, tại sao võ tông muốn đuổi giết tôi. Lúc này, cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cuối cùng làm gì còn phong thái của cao thủ nữa, ông ta liên tục run rẩy trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bốn người họ cũng không phải bạn bè, họ đều là người tu luyện tự do ở Ma Sơn, vì muốn đuổi giết nhiếp thu nên mới tạm thời hợp tác. Nhưng họ đã đánh giá quá thấp thực lực của nhiếp thu, bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ còn chưa chạm được vào áo nhiếp thu thì đã bị lão ta giết mất ba rồi người cuối cùng được lão ta cố tình trừ lại để thẩm vấn. Nói, nhiếp thu tức giận quát, sát khí đáng sợ hơn lan ra từ người lão ta. Bịch, cao thủ kia run rẩy lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói, tiền bối nhiếp, võ tông và thần hành tông cùng ra nhiệm vụ đuổi giết ông, chỉ cần giết ông thì sẽ nhận được phần thưởng từ hai thế lực lớn này. Về việc tại sao võ tông lại đuổi giết ông, chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ mạo hiểm nhắm vào ông vì muốn có tài nguyên tu luyện thôi. Xin tiền bối nhiếp rộng lượng, tha cho tôi, sau này tôi không dám đối đầu với ông nữa." Sắc mặt của Nhiếp Thu hết sức khó coi, nếu chỉ đắc tội thần hành tông thì lão ta vẫn còn chút cơ hội sống sót, nhưng bây giờ, ngay cả võ tông cũng đuổi giết lão ta. Hai thế lực lớn như nước với lửa này lại cùng ra nhiệm vụ giống nhau, hơn nữa phần thưởng còn hậu hĩnh như thế. Lão ta không khỏi nhìn về phía Mã Siêu, tất cả đều là vì người thanh niên này à? xem ra lai lịch của người thanh niên hùng mạnh hơn lão ta nghĩ rất nhiều, bằng không, sao có thể khiến hai thế lực hàng đầu của Ma Sơn là thần hành tông và võ tông cùng đuổi giết lão ta chứ? Dầm, lão ta bỗng giơ chân đá một phát, một viên đá nhỏ dưới chân lão ta bay ra xa, xuyên thủng tim của cao thủ cuối cùng, con người của cao thủ đó giãn ra, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, sức sống dần biến mất. Mã siêu tận mắt chứng kiến cảnh bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bị giết, cảm thấy hết sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một cao thủ mạnh mẽ đến thế, bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hợp sức mà vẫn bị nhiếp thu giết sạch trong thời gian ngắn ngủi. Quan trọng nhất là có vẻ nhiếp thu vẫn chưa dốc toàn lực, giết bốn người này rất dễ dàng. Đến giờ mã siêu mới nhận ra, nhiếp thu cũng không phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường mà là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật. Chỉ cao thủ có cảnh giới rất gần với thiên cảnh mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ như thế. Nét mặt Mã Siêu lập tức trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, không phải là anh ta không sợ, mà anh ta đã nhận ra ý định giết anh ta của Nhiếp Thu đã dao động. Cũng vì Nhiếp Thu đã hiểu lầm anh ta có lai lịch hết sức hùng mạnh. Chỉ anh ta mới biết, lai lịch của anh ta cũng không quá mạnh, chỉ là một hoàng tộc họ Phùng mà thôi, chẳng là gì trước mặt cao thủ rất gần với thiên cảnh này. Anh ta cũng hiểu, chắc chắn Võ Tông cùng ra nhiệm vụ đuổi giết Nhiếp Thu với Thần Hành Tông vì Dương Thanh. Dương Thanh vừa đến Võ Tông võ tông đã bắt đầu đuổi giết nhiếp thu rồi trừ dương thanh ra ai có thể khiến võ tông cũng đuổi giết nhiếp thu chứ nghĩ đến việc dương thanh đã có thể vận dụng sức mạnh của võ tông mã siêu bỗng không sợ hãi nữa còn vô thức mỉm cười nụ cười không dễ nhận ra này đã bị nhiếp thu bắt gặp nhiếp thu càng nhíu chặt mày hơn đã đến nước này rồi mã siêu vẫn cười được rõ ràng anh ta không hề sợ hãi nếu mã siêu biết nhiếp thu đang nghĩ gì chắc chắn anh ta sẽ mừng như điên xem ra cậu còn không đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều, có thể khiến hai thế lực lớn trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn đuổi giết tôi, đúng là lợi hại. Nhiếp thu cũng không nhắc đến chuyện đồng xu định mệnh, lão ta nhìn Mã Siêu, nói bằng giọng đầy ẩn ý. Mã Siêu biết Nhiếp thu càng thêm kiêng rẻ bối cảnh của mình. Anh ta cũng không nhiều lời, chỉ cười khẽ, tiền bối Nhiếp, nếu bây giờ ông không giết tôi nữa thì vẫn còn cơ hội, tôi thấy ông là người thông minh. Chắc cũng biết nên làm thế nào để tự do hơn tôi rất sẵn lòng kết thiện duyên với ông, chỉ cần ông giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể, chẳng những ông sẽ thuận lợi cầm 30 viên đan dược trong tay tôi đi, mà còn hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng là 10 viên đan dược nữa, đến khi đó, ông sẽ sở hữu 40 viên đan dược cực phẩm. Nếu tôi không đoán sai, chắc ông đã đến thời điểm quan trọng nhất, sắp đột phá thiên cảnh rồi nhỉ. Nghe thấy Mã Siêu nói thế, nhiếp thu có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ người mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong như Mã Siêu lại đoán ra thực lực của mình. Mã siêu nói tiếp, bởi vì ông sắp đột phá thiên cảnh, đang rất cần tài nguyên tu luyện, đúng lúc này lại phát hiện tôi có 30 viên đan dược cực phẩm, nên mới nảy ý xấu. Thật ra, không giấu gì ông, 30 viên đan dược này là do tiền bối trong gia tộc đưa cho tôi khi ra ngoài rèn luyện, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể xin thêm đan dược cực phẩm từ gia tộc bất cứ lúc nào. Nếu ông đồng ý bỏ qua cho tôi, tôi sẵn lòng giúp ông đột phá thiên cảnh. Lời mã siêu nói khiến vẻ do dự trên mặt nhiếp thu càng rõ rệt hơn. Không thể không thừa nhận, lão ta đã động lòng vì lời Mã Siêu nói có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu Mã Siêu không xuất thân từ gia tộc cổ võ vô cùng mạnh mẽ, sao anh ta có thể mang theo tận 30 viên đan dược cực phẩm đây? Nếu không phải thế, tại sao hai thế lực hàng đầu là Thần Hành Tông và Võ Tông đều cùng đuổi giết lão ta vì Mã Siêu chứ? Không những thế, trong tương lai, lão ta còn bị một gia tộc cổ võ vô cùng mạnh mẽ đuổi giết. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, nhiếp thu đã coi mã siêu thành thiếu gia xuất thân từ gia tộc cổ võ hàng đầu mã siêu có thể cảm nhận được sát khí của nhiếp thu đang nhanh chóng biến mất anh ta lập tức mừng rỡ vô cùng chỉ cần lừa được nhiếp thu anh ta sẽ sống sót anh ta không muốn chết chỉ muốn sống thôi có rất nhiều việc đang chờ anh ta làm cậu nói không sai tôi sắp đột phá rồi chính vì thế tôi cần rất nhiều tài nguyên tu luyện nên mới nhắm vào đan dược của cậu cuối cùng nhiếp thu cũng lên tiếng nhìn chằm chằm vào mã siêu những gì mà cậu vừa nói đều là thật à nếu tôi tha cho cậu cậu thực sự đồng ý giúp tôi đột phá thiên cảnh chứ mã siêu cười nói nếu tiền bối nhiếp sắp đột phá thiên cảnh vậy nên hiểu rõ về giới cổ võ không giấu gì ông ở gia tộc địa vị của tôi cũng chưa vững chắc tôi cũng cần kết giao với cao thủ thiên cảnh nếu tiền bối nhiếp đồng ý sau khi đột phá thiên cảnh ông có thể gia nhập nhà họ mã chúng tôi nhiếp thu bỗng nhíu mày sắc mặt lão ta nhanh chóng thay đổi hẳn sát khí khủng khiếp lan ra từ người lão ta, lão ta giận dữ nhìn mã siêu, cậu lừa tôi. Sau khi cảm nhận được sát khí từ nhiếp thu, mã siêu lập tức biến sắc, vội nói, tiền bối nhiếp, tôi không lừa ông, những gì mà tôi nói đều là thật, chỉ cần ông đồng ý giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể, chắc chắn nhà họ mã sẽ nhớ ghi ân tình của ông. nhiếp thu cười lạnh, cậu bảo cậu đến từ nhà họ mã thuộc các gia tộc cổ võ à? mã siêu gật đầu, đúng thế, chính là nhà họ mã. Anh ta không biết tại sao Nhiếp Thu lại nghĩ rằng anh ta đang lừa lão ta, bây giờ đành phải giả ngu tiếp. Nếu Nhiếp Thu định giết anh ta thật thì dễ như trở bàn tay. Sát khí trong mắt Nhiếp Thu càng rõ hơn, lão ta nhìn Mã Siêu như đang nhìn một cái xác, lạnh lùng nói, "Tuy tôi không phải người của thế lực cổ võ, nhưng cũng biết rõ tình hình của giới cổ võ." Ở giới cổ võ không có gia tộc nào họ Mã cả, thế nên cậu vẫn luôn lừa tôi, cố tình dẫn dắt tôi để tôi hiểu lầm rằng cậu có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ nhưng thật ra không phải thế nếu tôi không đoán sai cậu cũng không có lai lịch lớn lao gì chỗ dựa thực sự của cậu chính là anh thanh mà cậu nhắc đến nhỉ mã siêu thầm kinh hãi không ngờ nhiếp thu lại nắm rõ tình hình của giới cổ võ đến vậy còn biết giới cổ võ không có gia tộc nào họ mã tiếp đến phải làm thế nào đây rõ ràng nhiếp thu lại định giết anh ta nếu anh ta không thể đưa ra lời giải thích hợp lý chắc chắn nhiếp thu sẽ không tha cho anh ta sau khi thoáng suy nghĩ mã siêu không giấu giếm nữa lạnh lùng nói ông đoán không sai tôi không đến từ thế lực của võ chỗ dựa của tôi chính là anh thanh của tôi thần hành tông đuổi giết ông vì ông đã chủ động ngắt liên lạc với ác thần hành tông nhưng võ tông đuổi giết ông chắc chắn là vì anh thanh đã biết tôi đang bị ông bắt cóc nên mới nhờ võ tông đuổi giết ông tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên làm gì tôi anh thanh của tôi không tốt tính lắm vô cùng bao che nếu anh ấy biết ông dám làm tôi bị thương chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Đương nhiên, ông có thể không tin tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông, thiên phú của anh Thanh tôi vô cùng yêu nghiệt, giờ mới 28 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng tôi có thể khẳng định, sức chiến đấu thực sự của anh ấy đã sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Với một người có thiên phú yêu nghiệt như thế, ông nghĩ phía sau anh ấy sẽ không có thế lực cổ võ hàng đầu nào à? Đúng rồi, có lần, một cao thủ thiên cảnh định ra tay với anh ấy, Kết quả đúng lúc vì cao thủ thiên cảnh nhất phẩm kia chuẩn bị giết anh Thanh, ông ta bỗng bị cao thủ bí ẩn khác tấn công, chết ngay tại trận. Ông đoán xem, rốt cuộc cao thủ bí ẩn ấy là ai? Mã Siêu không hề sợ hãi, cũng không coi Nhiếp Thu ra gì. Anh ta đã bị đối phương vạch trần rằng không phải là người của gia tộc cổ võ, chỉ có thể dùng tên Dương Thanh để uy hiếp Nhiếp Thu thôi, lời anh ta nói có thật có giả. Chính những lời có thật có giả này lại khiến Nhiếp Thu dần tin lời Mã Siêu mã siêu trần nói đúng rồi anh thanh của tôi tên dương thanh là vương của yến đô nghe thấy thế con người của nhiếp thu bỗng co lại đây là lần đầu tiên lão ta nghe đến cái tên dương thanh nhưng lão ta biết rõ về danh hiệu vương của yến đô hơn nửa năm trước yến đô tổ chức một cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô người thắng cuối cùng chính là dương thanh anh còn trở thành vương của yến đô nữa người nắm giữ đế thôn sẽ có thiên hạ chẳng khác gì truyền thuyết nhưng nhiếp thu biết rõ truyền thuyết này có độ tin cậy rất cao mà nếu muốn có được đế thôn nhất định phải trở thành vương của yến đô là cậu ta à nhiếp thu lạnh lùng nói thấy nhiếp thu biết danh hiệu vương của yến đô mã siêu lập tức mừng thầm ngạo nghễ nói anh thanh tôi chính là vương của yến đô anh ấy đã gặp cao thủ đế thôn rồi thật à nhiếp thu lập tức trở nên hơi kích động nhìn chằm chằm vào mã siêu mã siêu gật đầu đúng thế sau khi dứt lời anh ta bỗng cảnh giác nhìn nhiếp thu, rốt cuộc ông định làm gì. Nhiếp thu không nói gì, chẳng biết đang nghĩ gì, mã siêu càng sốt ruột hơn, chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái. Chuyện Dương Thanh từng tiếp xúc với người của đế thôn chưa từng được tiết lộ cho người ngoài, kết quả bây giờ anh ta lại để lộ mất. Một lúc lâu sau, nhiếp thu mới nhìn chằm chằm vào mã siêu, mỉm cười nghiền ngấm, nói, tôi vốn định giết cậu, nhưng bây giờ tôi không định giết cậu nhanh như thế. Mã siêu lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào nhiếp thu vội hỏi ông định làm gì nói rõ ra đi nhiếp thu cười híp mắt cậu sống thì mới mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn việc giết cậu vô cùng đơn giản tôi chỉ cần nhích ngón tay là được nhưng cậu vừa nói anh em tốt dương thanh của cậu là vương của yến đô còn từng tiếp xúc với cao thủ đế thôn cơ hội tốt như thế nếu tôi bỏ qua thì đáng tiếc lắm nhỉ dương thanh tốn nhiều công sức như thế thậm chí ngay cả võ tông cũng đã bắt đầu đuổi giết tôi tức là cậu ta rất coi trọng cậu đã vậy chỉ cần tôi giữ cậu lại, có phải sẽ có thể lợi dụng cậu để đạt được nhiều lợi ích hơn không? Mã siêu lập tức nổi giận, quát lớn, ông đừng hòng. Anh ta nói rồi không bận tâm nhiều nữa, hoàn toàn phá bỏ phong ấn thị huyết châu trong cơ thể, sức mạnh cuồng bạo lan ra từ người anh ta. Ngay cả nhiếp thu cũng sướng sờ, lão ta có thể cảm nhận rõ, khí thế của mã siêu đang liên tục tăng vào từ siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, khí thế của mã siêu đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đây là sức mạnh gì thế nhiếp thu vô cùng kinh hãi nhưng mã siêu cũng không trả lời câu hỏi này của lão ta giết mã siêu quát lớn hơi nhích chân lao về phía nhiếp thu nhiếp thu hừ lạnh khoát tay một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng nổ ầm uhm. ngay sau đó đòn tấn công của hai người va vào nhau sau một tiếng vang rất lớn mã siêu lập tức lùi lại mấy chục bước còn nhiếp thu vẫn đứng im như không xảy ra chuyện gì sau khi bị đẩy lùi, chẳng những khí thế của Mã Siêu không hề có dấu hiệu suy yếu mà còn không ngừng tăng lên. Nhiếp Thu nhíu chặt mày, lão ta chưa bao giờ thấy cao thủ nào khác thường như thế, mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, sao có thể phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chứ? Sau khi bị lão ta đẩy lùi, thực lực của Mã Siêu lại bắt đầu tăng lên, như thể càng đánh càng mạnh, trong mấy giây ngắn ngủi, khí thế của Mã Siêu đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nhưng thế vẫn chưa hết, khí thế của anh ta tiếp tục tăng lên sắp đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ sát khí trong mắt nhiếp thu ngày càng rõ lão ta không biết nếu tiếp tục mã siêu sẽ mạnh đến mức nào chỉ có thể giết mã siêu rồi bỏ trốn thôi lúc này người mã siêu đầm điềm máu phần da lộ ra ngoài đầy vết máu khiến người khác nhìn mà giật mình nét mặt anh ta méo mó vì đau đớn trông vô cùng thê thảm a à, anh ta bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục Nhiếp Thu nhìn dáng vẻ thê thảm của Mã Siêu, bỗng cảm thấy sợ hãi chưa từng có, ngay cả khi bị Thần Hành Tông và Võ Tông đuổi giết, lão ta vẫn không hề kiêng dè. Nhưng bây giờ, lão ta lại cảm nhận được mối đe dọa rất lớn từ Mã Siêu. Giết! Nhiếp Thu không xoắn suýt nữa, hét lớn rồi xông về phía Mã Siêu. Hang động bị áp lực vô cùng khủng khiếp bao trùm. Gần như trong chớp mắt, Nhiếp Thu đã xông đến trước mặt Mã Siêu, giơ tay đấm một phát. Dầm. Trong khoảnh khắc đó, Mã Siêu cũng vùng nắm đấm về phía nhiếp thu, sau một tiếng động rất lớn, nắm đấm của hai người va vào nhau. Sau cuộc va chạm về sức mạnh này, Mã Siêu lập tức bay ra xa, nặng nề đập vào vách đá. Lúc này, khí thế của anh ta đã ngừng tăng, chắc hẳn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng sau cùng anh ta vẫn không phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, còn nhiếp thu lại là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, thậm chí có thể gọi là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Cho dù thực lực của Mã Siêu tăng thêm nữa thì chênh lệch giữa hai người vẫn quá lớn, Mã Siêu không thể là đối thủ của Nhiếp Thu. Hả? Thấy Mã Siêu lại bò dậy, Nhiếp Thu hơi bối rối. Lão ta hiểu rất rõ thực lực của mình, lão ta không có đối thủ dưới thiên cảnh, trừ mấy cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, những người khác đều không phải đối thủ của lão ta. Nhưng Mã Siêu mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù bây giờ anh ta phát huy thực lực vượt xa cảnh giới vốn có thì cũng chỉ đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ sau đòn tấn công của lão ta không ngờ chẳng những mã siêu không chết mà còn có thể đứng dậy đánh tiếp nhiếp thu ngày càng sợ hãi loại yêu nhiệt này không đến từ thế lực cổ võ thật à càng nghĩ nhiếp thu càng khiếp sợ hơn lão ta nắm rõ các thế lực trong giới cổ võ nên khi mã siêu tỏ vẻ anh ta đến từ gia tộc cổ võ họ mã lão ta mới không tin lập tức cho rằng mã siêu không tới từ thế lực cổ võ nhưng bây giờ lão ta lại bắt đầu nghi ngờ tuy lão ta biết rất nhiều về các thế lực của giới cổ võ, nhưng giới cổ võ cũng không đơn giản như bề ngoài, vẫn còn rất nhiều thế lực thần bí. Có phải Mã Siêu đến từ thế lực thần bí nào đó trong giới cổ võ không? Bằng không, tại sao anh ta có thể phát huy thực lực khủng khiếp như thế với cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong chứ? Trong lúc lão ta ngẩn người, Mã Siêu đã xông tới chỗ lão ta với cơ thể đầm điểm máu. Tuy lão ta kiêng rẻ thế lực phía sau Mã Siêu, nhưng đã đến nước này rồi, Tên rời cung không quay lại được nữa, nếu đã ra tay với mã siêu thì không nhất thiết phải nương tay. Ánh mắt lão ta bỗng trở nên vô cùng chăm chú, khí thế cũng đột ngột tăng vọt, đạt đến mức mạnh nhất ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu bây giờ có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường xuất hiện, có lẽ lão ta cũng dễ dàng giết chết người đó. Giữa các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có khoảng cách, nhất là với cao thủ có thực lực cực gần thiên cảnh như Nhiếp Thu tranh lệch giữa lão ta và cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường sẽ càng nhiều. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy mã siêu sông về phía mình, nhiếp thu hừ lạnh, khí thế tăng vọt, ầm một tiếng, lão ta đã rời khỏi vị trí ban đầu, lao tới chỗ mã siêu. Ngay sau đó, một bóng người màu đen bỗng xuất hiện, chắn trước mặt mã siêu. Dầm, sau một tiếng động rất lớn, nắm đấm của nhiếp thu và đối phương va vào nhau, hai người đều đứng im, không lùi lại bước nào sau hai người có rất nhiều đá vụn rơi xuống ông là ai nhiếp thu nhìn cao thủ mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt mình sắc mặt u ám tới cực điểm cảm thấy hết sức kiêng rè sau một đòn hai người đã biết sơ về thực lực của nhau nhiếp thu biết cao thủ mặc áo choàng đen trước mặt cũng như lão ta là một trong mấy cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh đối phương mặc áo choàng đen còn che mặt không nhìn thấy vẻ ngoài nhưng có thể khẳng định tuổi của lão ta rất lớn Cao thủ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, "Ông chưa có tư cách biết tôi là ai, bây giờ ông cút khỏi đây, tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì." Nghe thấy cao thủ mặc áo choàng đen nói thế, sắc mặt Nhiếp Thu hết sức khó coi. Đối phương đang nói bằng giọng ra lệnh, bảo lão ta rời đi. Khí thế của Nhiếp Thu bỗng tăng vọt, đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lão ta nhìn chằm chằm vào cao thủ mặc áo choàng đen, lạnh lùng nói, "Ông là cái thá gì? Có tư cách bảo tôi cút hả?" xem ra ông muốn chọn đường chết đã vậy tôi sẽ giúp ông sau khi cao thủ mặc áo choàng đen dứt lời khí thế vô cùng nguy hiểm tràn ra từ người lão sắc mặt nhiếp thu vô cùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đối phương hồi nãy lão ta đã biết đối phương là cao thủ cùng cấp bậc với lão ta nhưng bây giờ xem ra thực lực của đối phương còn ở trên lão ta chỉ riêng áp lực mà đối phương phóng ra lúc này đã khiến lão ta cảm nhận được áp lực rồi hay nói cách khác đối phương cách thiên cảnh gần hơn lão ta ở Ma Sơn, trừ chủ của năm thế lực hàng đầu Ma Sơn ra, còn ai có thực lực mạnh mẽ như thế chứ? Ông là chủ Ma tông, Lệ Trần. Nhiếp Thu bỗng sợ hãi thốt lên. Ma tông là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, cũng là thế lực thần bí nhất. Ở Ma Sơn có một truyền thuyết, mấy chục năm trước, khi Lệ Trần vẫn chưa phải tông chủ Ma tông, lão từng bị bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hợp sức tấn công, kết quả cuộc chiến chỉ kéo dài 5 phút đã kết thúc. Không ai thấy quá trình chiến đấu chỉ biết lệ trần rời đi với cơ thể đầy máu, còn bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bao vây lão đã chết. Có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong giết được cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng giết hết bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trong 5 phút bằng sức mình thì cực ít. Quan trọng là đây là chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước, không ai biết bây giờ lệ trần mạnh đến đâu. Sau khi nghe thấy nhiếp thu nói thế, trong đôi mắt ma quái của lệ trần lóe lên ánh sáng kỳ lạ, lòng trắng mắt lập tức chuyển sang màu đen trông như lệ trần không có lòng trắng ở mắt, chỉ có hai con ngươi rất to. Đây chính là sự thay đổi ở mắt của cao thủ hàng đầu Ma Tông, có liên quan đến công pháp mà cao thủ Ma Tông tu luyện. Điều này càng thêm khẳng định thân phận của cao thủ áo đen, lão là chủ Ma Tông, lệ trần. Sau khi cảm nhận được áp lực khổng lồ từ đối phương, sắc mặt nhiếp thu tái mét, lão ta cứ tưởng lần này chỉ có hai thế lực hàng đầu Ma Sơn là thần hành Tông và võ Tông đuổi giết lão ta. Nào ngờ giờ lại có thêm ma tông với thực lực khó lường hơn nữa thậm chí lệ Trần, chủ Ma tông cũng đích thân tới, định đẩy lão ta vào chỗ chết. Lúc này, khí thế của Mã Siêu đang vô cùng cuồng bạo, cách siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không xa, nhưng khí thế của anh ta đã ngừng tăng, siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là thực lực mạnh nhất mà anh ta có thể phát huy nhờ thị huyết châu rồi. Rõ ràng ý thức của Mã Siêu đã biến mất, trông anh ta rất thê thảm, người đã bị máu nhuộm đỏ. Anh ta chỉ có cơ thể ở cấp bậc siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, nếu thị huyết châu không ở trong người anh ta cơ thể của anh ta vốn không chịu nổi thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ngay cả khi có thị huyết châu bảo vệ cơ thể, thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong của anh ta vẫn kém xa siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. dưới sự tranh lệch lớn như thế, cơ thể anh ta lập tức tan nát. không ai biết lúc này mã siêu đang phải chịu cơn đau dữ dội đến mức nào. a, à, mã siêu bỗng rú lên thảm thiết, nét mặt méo mó vì đau đớn. cơ thể của anh ta đã bắt đầu nát giữa thậm chí còn béo hơn trước rất nhiều, từ vóc dáng cân đối anh ta như vừa biến thành một tên mập trong thời gian ngắn. Lệ Trần lập tức nhíu mày, lão ta vốn định ra tay với Nhiếp Thu trước, nhưng tình hình của Mã Siêu bây giờ rất tệ, cơ thể sắp nổ tung vì không chịu nổi sức mạnh vượt xa cảnh giới của bản thân. Bộp, lão bỗng quay người lại, vươn tay phải ra, đặt lên đỉnh đầu Mã Siêu. Ngay sau đó, sức mạnh phong ấn mạnh mẽ bùng nổ từ lòng bàn tay Lệ Trần, xuyên suốt cơ thể Mã Siêu. Khí thế cuồng bạo trong người Mã Siêu lập tức bị trấn áp. Cơ thể của Mã Siêu quay về vóc dáng cũ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Con người của Nhiếp Thu bỗng co lại, không ngờ Lệ Trần lại vận dụng sức mạnh phong ấn thành thạo đến thế, lão ta biết rõ, nếu để lão ta phong ấn luồng sức mạnh khổng lồ trong người Mã Siêu, ít nhất lão ta cũng phải tốn hơn nửa sức lực, kiểu gì cũng mất 10 phút. Nhưng Lệ Trần lại hoàn thành việc phong ấn sức mạnh trong cơ thể Mã Siêu với thời gian gần như chỉ trong nháy mắt. Đến giờ lão ta mới nhận ra, tuy lão ta cũng là một trong mấy cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh, nhưng vẫn quá yếu so với Lệ Trần. Lão ta cũng nhận ra rằng, ngay cả giữa các cao thủ gần với thiên cảnh nhất cũng có sự chênh lệch rất lớn. Điều này cũng cho thấy việc bước vào thiên cảnh khó khăn đến mức nào. Lúc này Lệ Trần đã phong ấn sức mạnh trong người Mã Siêu, còn Mã Siêu thì trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Hình như khí thế của Lệ Trần cũng yếu đi mấy phần, nhưng Nhiếp Thu không biết đã yếu đi bao nhiêu. Nhiếp Thu bỗng nhìn về phía Lệ Trần, hỏi, "Tông chủ Lệ Chắc giữa tôi và ông không có ân oán gì nhỉ? Lệ Trần lạnh lùng nhìn Nhiếp Thu, hồi trước không có, nhưng giờ thì có rồi. Sắc mặt Nhiếp Thu hết sức khó coi, lão ta cắn răng, tại sao chứ? Lệ Trần nhìn Mã Siêu đã hôn mê rồi nhìn Nhiếp Thu, lạnh lùng nói, bởi vì ông bắt cóc ma tử của ma tông tôi, thậm chí còn định giết cậu ấy, ông nói xem đây có tính là ân oán không? Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Nhiếp Thu bỗng cười lạnh, nếu tôi không đoán sai, giữa hai người không có quan hệ gì nhỉ? muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do chứ tông chủ lệ định ra tay với tôi thì cứ làm đi sao phải lấy cớ làm gì trong mắt lệ trần lóe lên sát khí sát khí khủng khiếp lan ra từ người lão lão lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhiếp thu ông tưởng tôi không dám giết ông à nhiếp thu cười khẩy lạnh lùng nói tông chủ lệ ông đừng làm tôi sợ ông là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ tôi cũng thế nếu ông định ra tay với tôi tôi sẽ theo đến cùng tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc tông chủ lệ lợi hại đến mức nào, có thực lực giết tôi với một đòn thật không, nếu không có, tông chủ lệ phải nghĩ cho kỹ, nếu tôi liều mạng đánh một trận, cho dù không giết được ông thì cũng khiến ông bị thương nặng. Nếu ông bị thương nặng, tôi nghĩ ở Ma Sơn có mấy người sẽ thấy rất vui nhỉ. Chẳng biết đến khi đó, tông chủ lệ có chịu nổi không? Nhiếp thu cũng không nói quá lên, Ma Sơn vốn là nơi kẻ mạnh làm vua, mọi chuyện đều do thực lực quyết định. Bây giờ Ma Sơn có 5 thế lực hàng đầu, nhưng dưới năm thế lực này còn có mấy thế lực rất gần với năm thế lực mạnh nhất tuy năm thế lực lớn có mâu thuẫn với nhau nhưng lại ngầm thống nhất với nhau rằng sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào trở thành thế lực lớn thứ sáu nhưng nếu lệ trần bị thương nặng thực lực của ma tông sẽ giảm đi rất nhiều đến khi đó chắc chắn bốn thế lực lớn khác sẽ tấn công ma tông thậm chí sắp xếp thế lực thân tín của mình thay thế ma tông khi đó ma tông sẽ gặp nguy hiểm nghe thấy nhiếp thu nói thế sát khí trong mắt lệ trần càng rõ hơn lão hít mắt nhìn chầm chầm vào nhiếp thu, ông đang uy hiếp tôi à? Nhiếp thu không hề sợ hãi, ngạo nghễ nói, ông coi là uy hiếp cũng được. Nhưng ông làm gì được tôi, chỉ cần ông giao mã siêu đây, tôi sẽ đi ngay. Lệ Trần bỗng mỉm cười, nhưng nụ cười này nhìn kiểu gì cũng khiến người ta sởn gai ốc. Ngay cả người mạnh như nhiếp thu cũng có cảm giác này. Xem ra ông thực sự không biết chữ chết viết thế nào, tôi sẽ cho ông mở mang tầm mắt, xem rốt cuộc thực lực thật sự của chủ ma tông mạnh tới đâu. Sau khi lệ trần dứt lời, mắt lão lập tức trở nên đen xì, thậm chí quanh người còn có khí đen, trông vô cùng đáng sợ. Nhiếp thu lập tức trợn tròn mắt, người run bần bật, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhiếp thu run rẩy nói, ông, ông không phải cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nữa, mà đã bước vào thiên cảnh rồi. Đến giờ lão ta mới nhận ra, không phải lệ trần kiêng rè các thế lực hàng đầu khác ở Ma Sơn nên mới không ra tay với lão ta, mà là lệ trần đã bước vào thiên cảnh, không thèm ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Nhưng điều khiến lão ta thấy vô cùng khó hiểu chính là, nếu lệ trần đã bước vào thiên cảnh, tại sao vẫn ở lại thế tục chứ? Cao thủ của thủ hộ minh đâu? Tại sao lại kệ cho lệ trần ở lại thế tục? Nhiếp thu nói lớn, ông, ông không được giết tôi, theo quy định của thủ hộ minh, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, nếu ông giết tôi, chắc chắn thủ hộ minh sẽ không bỏ qua cho ông. Lệ trần cười lạnh, tôi đã bày phong ấn trong hang động này, cho dù tôi giết ông thì sức mạnh cũng sẽ không tràn ra ngoài, làm gì có ai biết Lệ Trần tôi đã bước vào thiên cảnh chứ. Lúc này Nhiếp Thu mới nhận ra hang động đã bị một luồng sức mạnh phong ấn đáng sợ bao phủ, mặt lão ta lập tức tái mét. Với tư cách là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đã lĩnh ngộ sức mạnh phong ấn, lão ta hiểu rõ thuật phong ấn do một cao thủ thiên cảnh thi triển sẽ đáng sợ tới mức nào. Nếu Lệ Trần đã dùng sức mạnh phong ấn để phong ấn hang động này, nơi đây sẽ là lãnh địa của Lệ Trần. Lệ Trần có thể làm bất cứ thứ gì mà lão muốn. Lệ Trần ngạo nghễ nhìn Nhiếp Thu, bây giờ ông còn thắc mắc gì không? Tôi có thể trả lời trước khi giết ông. Trên mặt Nhiếp Thu tràn ngập vẻ tuyệt vọng, trước mặt cao thủ thiên cảnh, lão ta còn không dám phản kháng. Thật ra không có cảnh giới nào là bán bộ, nhưng ở thế tục có rất nhiều cao thủ muốn thể hiện rõ sự mạnh mẽ của mình ở cảnh giới nào đó, nên mới đặt ra cảnh giới bán bộ lão ta chỉ thuộc nhóm có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thôi nhưng siêu phàm cửu cảnh vẫn chỉ là cửu cảnh còn thiên cảnh chính là thiên cảnh hai bên tranh nhau quá nhiều nếu lệ trần muốn giết lão ta thì dễ như trở bàn tay lão ta có muốn phá vỡ phong ấn của lệ trần thì cũng không làm được trừ khi lệ trần chủ động hóa giải phong ấn hoặc bị giết bằng không một mình lão ta không thể phá nổi phong ấn này rõ ràng đây là chuyện không thể xảy ra lão ta không thể khiến lệ trần hóa giải phong ấn, cũng không giết nổi lệ trần, đã vậy thì chỉ có thể chờ bị giết. Sau khi nghĩ thông, nhiếp thu cũng bình tĩnh lại, lão ta nhìn lệ trần, tôi muốn biết, ông là cao thủ thiên cảnh, tại sao lại giúp một con kiến chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong đây? Lệ trần nhìn về phía mã siêu, sắc mặt hơi phức tạp. Lão im lặng mấy giây rồi mới nói, cậu ấy có thị huyết châu, dưới sự ăn mòn của thị huyết châu, cơ thể của cậu ấy đã rất gần với ma thân, nếu cậu ấy có thể luyện hóa thị huyết châu rồi tu luyện công pháp ma đạo, tương lai của cậu ấy sẽ không thể đo lường, dù sao cậu ấy cũng còn rất trẻ, đường sau này còn dài, vượt xa tôi chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân, ngoài ra. Nói đến đây, Lệ Trần bỗng ngừng lại. Nhiếp Thu hỏi, còn tại sao nữa? Lệ Trần nhìn về phía Nhiếp Thu, hỏi ngược lại, ông đã từng thấy yêu nghiệt nào mới 28 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sức chiến đấu thực tế lại có thể sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chưa? Nhiếp thu thoáng sừng sốt, không hiểu tại sao lệ trần bỗng dưng hỏi như vậy. Lão ta bỗng mỉm cười, sao có thể chứ? Cao thủ nào chẳng bước vào siêu phàm cảnh sau 30 tuổi? Người đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong khi mới 27 tuổi như mã siêu đã là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt rồi yêu nghiệt mới 28 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thậm chí sở hữu sức chiến đấu sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vốn không thể tồn tại. Ngay cả ở các thế lực cổ võ hàng đầu cũng không có loại yêu nghiệt như thế. Lệ Trần bình tĩnh nói, hồi trước tôi cũng nghĩ thế, mãi đến khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy không ngừng tạo ra kỳ tích. Ông không biết cậu ấy xuất sắc đến mức nào, ông cũng không bao giờ ngờ 6 năm trước, cậu ấy vẫn chỉ là người bình thường chưa bao giờ tiếp xúc với việc tu luyện, hay nói cách khác, Cậu ấy chỉ dùng 6 năm ngắn ngủi để đạt đến cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có sức chiến đấu sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong từ một người bình thường. Nhiếp Thu lập tức trợn tròn mắt, sao có thể chứ? Lão ta nghĩ chuyện đó không thể xảy ra, nhưng cũng hiểu Lệ Trần sẽ không lừa mình. Lệ Trần nói, người này chính là anh em tốt của Mã Siêu, tên Dương Thanh, tôi rất mong chờ xem yêu nghiệt như thế sẽ đi đến bước nào sau này. Nhưng chắc chắn rằng trong tương lai thành tựu của cậu ấy sẽ ở trên tôi, mà quan hệ giữa cậu ấy và Mã Siêu rất tốt, bây giờ chỉ có cách tu luyện công pháp ma đạo mới cứu được Mã Siêu. Tuy thiên phú của Mã Siêu không bằng Dương Thanh, nhưng vẫn rất mạnh, để cậu ấy làm ma tử của Ma tông là phù hợp nhất. Quan trọng là với quan hệ giữa cậu ấy và Dương Thanh, chắc chắn sau này Ma tông sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghe Lệ Trần nói xong, rốt cuộc Nhiếp Thu cũng hiểu tại sao Lệ Trần lại đuổi giết lão ta vì một thanh niên mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong ra thế nhiếp thu gật đầu nói với vẻ tự diếu trước đó mã siêu cũng nói với tôi rằng cậu ta có một người anh em tốt vô cùng lợi hại tôi còn coi thường không ngờ người anh em tốt này lại xuất sắc đến thế thật tôi đúng là xui xẻo lần đầu tiên định giết người cướp của nào ngờ lại gặp phải người yêu nghiệt như thế ra tay đi được chết dưới tay chủ ma tông có tiếng tăm lừng lẫy còn là cao thủ thiên cảnh tôi chết cũng không hối tiếc gì lệ trần cũng không vội ra tay mà nhìn nhiếp thu Ông đã biết chuyện tôi đột phá thiên cảnh, tôi rời khỏi thế tục chỉ là chuyện sớm muộn. Ở Ma tông có rất nhiều người đang nhòm ngó vị trí Ma tử, một khi tôi rời đi, nếu không chọn người thừa kế thích hợp cho Ma tông, chắc chắn trong Ma tông sẽ xảy ra nội loạn. Tôi đã quyết định lập Mã Siêu làm Ma tử, nhưng với thực lực của cậu ấy bây giờ, cậu ấy chưa đủ tư cách, có thể bị giết bất cứ lúc nào, nên tôi cần tìm người bảo vệ thích hợp cho cậu ấy. Nếu ông đồng ý, tôi có thể tha cho ông. Nghe thấy thế, nhiếp thu lập tức xứng sờ sau giây phút đờ đẫn lão ta mới kích động nói tông chủ lệ tôi đồng ý trở thành người bảo vệ mã siêu xin tông chủ cho tôi con đường sống dầm nhiếp thu nói rồi nặng nề quỳ một chân trước lệ trần cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống lão ta đã sẵn sàng cho việc bị giết nào ngờ lệ trần lại đồng ý bỏ qua cho lão ta thậm chí còn muốn lão ta làm người bảo vệ mã siêu lão ta định ra tay với mã siêu để cướp của nào ngờ sau khi bắt cóc mã siêu lão ta lại gặp phải phiền phức lớn như thế. Nếu biết sớm thì lão ta đã không nảy ý xấu rồi. Bây giờ lão ta đã biết người anh em tốt kia của mã siêu yêu nghiệt đến mức nào, còn biết lệ trần đã bước vào thiên cảnh, lão ta không còn bất cứ ý đồ gì nữa. Trên con đường võ thuật, trừ tài nguyên tu luyện ra, còn một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là quan hệ. Cùng lúc đó, ở võ tông, đã hai tiếng kể từ khi mã siêu gặp chuyện, trong khoảng thời gian này, Người của Võ Tông và Thần Hành Tông đều đang nỗ lực tìm kiếm Mã Siêu, nhưng vẫn chưa có tin tốt gì. Không riêng gì Võ Tông và Thần Hành Tông, rất nhiều cao thủ ở Ma Sơn cũng đang tự tìm kiếm Mã Siêu, nhằm đạt được đan dược từ hai thế lực hàng đầu. Ở Võ Tông, trong một căn biệt thự xa hoa, Dương Thanh đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, sắc mặt vô cùng u ám. Đến giờ anh vẫn chưa có tin gì về Mã Siêu, chỉ biết Mã Siêu đang ở cùng cao thủ tên Nhiếp Thu kia, không rõ sống chết. Trong lúc anh đang lo lắng, Đỗ Trọng vội bước vào. Có tin gì không? Dương Thanh vội bước lên trước, nhìn về phía Đỗ Trọng. Thấy dáng vẻ lo lắng của Dương Thanh, Đỗ Trọng cảm thấy rất hổ thẹn, ông ta lắc đầu, vẫn chưa có tin gì của cậu Siêu, nhưng cậu yên tâm, phó tông đã cử tất cả cao thủ ra ngoài tìm kiếm cậu Siêu rồi, bên thần hành tông cũng đang giáo giết tìm kiếm, chắc chắn chẳng mấy nữa sẽ thấy cậu Siêu thôi vẫn chưa có tin gì về mã siêu chuyện này khiến lửa giận không tên trong lòng dương thanh sắp bùng nổ anh cố nén giận trầm giọng hỏi vị trí cuối cùng của mã siêu trước khi mất thích là ở đâu chắc vẫn điều tra được chuyện này nhỉ đỗ trọng vội gật đầu bên thần hành tông đã báo trước khi mất tích cậu siêu đang ở hẻm nhiên thiêu tại khu vực phía đông ma sơn nhưng người của võ tông và thần hành tông đã lục soát khắp hẻm nhiên thiêu mà vẫn không có tin gì của cậu siêu hết dương thanh hít sâu một hơi ra sức nén giận một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Anh nhìn về phía Đỗ Trọng, sắp xếp giúp tôi một chiếc xe Việt giã có tính năng mạnh, tôi muốn đến hẻm nhiên thiêu. Đỗ Trọng lập tức giật mình, vội khuyên, cậu Thanh, Võ Tông và Thần Hành Tông đang giáo giết tìm kiếm cậu siêu rồi, ma sơn rất lớn, cho dù cậu đến hẻm nhiên thiêu thì cũng không có ích gì đâu, chỉ bằng đợi ở đây, nếu có tin gì, chắc chắn chúng tôi sẽ báo ngay cho cậu. Dương Thanh quát, tôi không chờ được nữa, chuẩn bị xe đi. Thấy Dương Thanh nổi giận, Đỗ Trọng không dám thuyết phục nữa, vội rời đi. Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc animox màu đen mới tinh đã đậu trước biệt thự mà Dương Thanh ở, bên cạnh xe còn có một tài xế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang cung kính đứng đó. "Dương Thanh, đây là một trong các thành viên của hội trưởng lão Võ Tông, tên Trần Vũ, cứ để ông ấy đi với cháu, có thể giải quyết một số phiền phức không cần thiết." Tông chủ Võ Tông, Đỗ Bá đích thân đưa xe tới, nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu, cảm ơn rồi ngồi vào ghế phụ trần vũ lái xe đưa dương thanh đi về phía hẻm nhiên thiêu ở khu vực phía đông của ma sơn nhìn theo hướng xe rời đi trong mắt đỗ bá tràn ngập vẻ tán thưởng lão ta cười nói đúng là người trọng tình trọng nghĩa đối với võ tông việc thằng bé gia nhập quả là thu hoạch lớn nhất suốt trăm năm qua nghe thấy đỗ bá nói thế đỗ trọng hơi kinh ngạc ông ta không ngờ đỗ bá lại đánh giá dương thanh cao như thế phải biết rằng võ tông đã được thành lập hơn trăm năm trong trăm năm qua, có rất nhiều cao thủ võ tông bước vào thiên cảnh. Đỗ Bá chưa bao giờ khen những cao thủ bước vào thiên cảnh kia xuất sắc, nhưng lại đánh giá Dương Thanh rất cao. Nhưng Đỗ Trọng nhanh chóng hiểu tại sao, có cao thủ đã bước vào thiên cảnh nào không 70, 80 tuổi, đã tu luyện nhiều năm rồi chứ? Còn Dương Thanh mới 28 tuổi mà đã có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi, bước vào thiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Lão ta cũng tin rằng sau khi bước vào Từ Đường Võ Tông, Dương Thanh sẽ nhận được truyền thừa võ thần. Sau khi nhận được truyền thừa võ thần, chắc chắn thực lực của anh sẽ có sự thay đổi về chất. Đến khi đó, Dương Thanh càng gần với thiên cảnh hơn. Nghĩ đến việc rất có thể Dương Thanh sẽ đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi, Đỗ Trọng bỗng thấy hơi kích động. Đỗ Trọng không nhịn được mà hỏi, anh nói cậu Thanh có thể đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi ư? Đỗ bá mỉm cười rồi gật đầu, chắc chắn sẽ thế. Bốn chữ này cho thấy lão ta hết sức tự tin về việc Dương Thanh sẽ đột phá thiên cảnh. Ngay cả Đỗ Trọng cũng không tự tin bằng. Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Đỗ Minh Viễn bên cạnh, nói: "Truyền lệnh tông chủ của ta, bảo đội quân bí mật của Võ Tông vận dụng mọi quyền hạn và sức mạnh để tìm Mã Siêu." Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, Đỗ Minh Viễn lập tức giật mình, "Bố, đội quân bí mật là sức mạnh bí ẩn nhất của Võ Tông chúng ta, giờ cử họ đi để tìm một người thật à?" Đây là lần đầu tiên Đỗ Trọng nghe nói đến đội quân bí mật của Võ Tông, nghe Đỗ Minh Viễn hỏi xong, ông ta cũng thầm kinh ngạc. Ông ta không ngờ Đỗ Bá lại bằng lòng vận dụng lực lượng ngầm này của Võ Tông để tìm Mã Siêu. Ở Ma Sơn, thế lực hàng đầu nào cũng có lực lượng bí mật, chính vì các bên không biết những lực lượng bí mật này sẽ mạnh đến mức nào, nên giữa các thế lực hàng đầu mới không dễ xảy ra xung đột lớn. Bây giờ Đỗ Bá lại định để lộ lực lượng này, có thể tưởng tượng được đây là sự hy sinh lớn đến mức nào. Nhưng Đỗ Bá lại có vẻ không quan tâm, cười híp mắt, "Ta bảo con đi truyền lệnh chủ gia tộc của ta, con cứ đi đi là được rồi, nói linh tinh làm gì thế?" "Vâng, thưa bố." Đỗ Minh Viễn không dám hỏi nhiều nữa, vội quay người rời đi. Sau khi Đỗ Minh Viễn rời đi, Đỗ Bá mới giải thích cho Đỗ Trọng, "Đội quân bí mật của Võ Tông rất mạnh, một khi để thế lực khác nắm giữ đội quân bí mật này thì sẽ tạo thành tổn thất khổng lồ cho Võ Tông." "Nhưng để lôi kéo yêu nghiệt như Dương Thanh, anh nhất định phải làm thế." Anh có thể cảm nhận được, tuy Dương Thanh đồng ý gia nhập Võ Tông, nhưng thằng bé cũng không có nhiều tình cảm với Võ Tông, bây giờ phải giúp thằng bé tìm thấy anh em tốt thì thằng bé mới có cảm giác mình thuộc về Võ Tông. Đỗ Trọng không nói gì. Đỗ Bá vẫn là Đỗ Bá lúc trước, làm tất cả vì lợi ích của Võ Tông. Nếu tính mạng của lão ta có thể giúp Võ Tông mạnh mẽ hơn, Đỗ Bá sẽ không bao giờ do dự. Lão ta là một kẻ mất trí, có thể làm bất cứ chuyện điên cuồng gì vì lợi ích của Võ Tông tốt bụng nhắc nhở anh, cậu Thanh là người vô cùng trọng tình trọng nghĩa, cậu ấy ghét lừa dối nhất, nếu anh muốn cậu ấy gia nhập võ tông, thật lòng nghĩ cho võ tông, anh nên đối xử với cậu ấy bằng sự chân thành, chứ không phải toan tính. Đỗ Trọng nói rồi quay người rời đi. Đỗ bá nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của Đỗ Trọng, cười híp mắt, em yên tâm, thằng bé sẽ có tình cảm với võ tông thôi. Audio điện tử võ tấn bền Cậu Thanh, phía trước chính là hẻm nhiên thiêu trần vũ đang lái xe chợt nói lúc này dương thanh đang nhắm mắt tu luyện mới mở mắt ra hồi nãy trên đường đi anh vẫn luôn tu luyện chuyến đi đến ma sơn lần này khiến anh nhận ra tuy anh có cảnh giới rất cao trong số những người đồng trang lứa nhưng vẫn thiếu rất nhiều nếu anh đủ mạnh sao mã siêu lại gặp chuyện đây chỉ khi anh đủ mạnh thì mới tránh được không ít phiền phức dương thanh nói đưa tôi đến nơi mà mã siêu xuất hiện lần cuối trước khi mất tích đi được trần vũ đáp Ma Sơn được chia thành 5 vực lớn, trừ 4 vực Đông Tây Nam Bắc, còn có trung vực của Ma Sơn. Năm thế lực hàng đầu của Ma Sơn vừa hay chiếm cứ 5 vực này, chẳng hạn, Võ Tông ở Bắc vực Ma Sơn, còn Thần Hành Tông thì ở Nam vực Ma Sơn. Bây giờ Đông vực đang bị Ma Tông, một trong năm thế lực hàng đầu của Ma Sơn chiếm giữ. Dương Thanh chợt hỏi, mọi người đã đánh tiếng cho Ma Tông chưa? Tuy anh không phải người của Ma Sơn, nhưng vẫn biết ít nhiều về quy tắc của Ma Sơn, năm vực của Ma Sơn do năm thế lực lớn chiếm giữ, nếu thế lực ở vực nào có hành động lớn ở vực khác, nhất định phải báo cho chủ nhân của vực này. Trần Vũ vội nói, tôi đã đánh tiếng rồi, cậu Thanh cứ yên tâm. 20 phút sau, Trần Vũ dừng xe, nói, cậu Mã Siêu xuất hiện lần cuối ở vị trí này. Dương Thanh xuống xe quan sát, có lẽ chất lượng đất ở đây không tốt, chỉ có ít cây cối, anh nhìn ra xa chỉ thấy trống hoác, không phải chỗ phù hợp để giấu người. Nếu nhiếp thu muốn bắt cóc mã siêu thì phải chọn nơi nào tiện cho việc chạy trốn chứ? Sao ông ta lại đến nơi khỉ ho cò gái này? Dương Thanh lẩm bẩm. Trần Vũ đứng cạnh Dương Thanh, cảnh giác quan sát xung quanh. Hai người kiểm tra bốn phía, vẫn không thấy gì, cũng không phát hiện dấu vết đánh nhau và máu. Có lẽ thực lực của hai người chênh nhau quá nhiều nên không để lại dấu vết đánh nhau. Dương Thanh trầm giọng nói, có lẽ đây là nơi mà mã siêu chọn để tiếp nhận phong ấn, nhằm tránh bị làm phiền. Nhưng Mã Siêu không ngờ Nhiếp Thu lại phát hiện cậu ấy đang mang theo rất nhiều đan dược, thế là Nhiếp Thu đã âm thầm ngắt liên lạc với Áp Thần Hành Tông. Sau đó, Mã Siêu vẫn chưa biết gì đã bị Nhiếp Thu đưa đi, thậm chí tới lúc này, Mã Siêu vẫn không biết mình đã bị Nhiếp Thu để mắt tới. Anh hiểu Mã Siêu, nếu phát hiện ra ý đồ của đối phương, cho dù biết mình không phải đối thủ, chắc chắn Mã Siêu vẫn sẽ liều mạng chiến đấu, nhưng ở đây không có dấu vết giao chiến tức là Mã Siêu đã chủ động rời đi theo Nhiếp Thu dưới điều kiện tiên quyết là không hề biết mình đã bị để mắt đến. Dương Thanh tiếp tục phân tích, Nhiếp Thu biết, nếu chủ động ngắt liên lạc với Áp Thần Hành Tông thì sẽ bị phát hiện ngay, đến khi đó, chắc chắn Thần Hành Tông sẽ đuổi giết ông ta. Dám đắc tội với Thần Hành Tông ở Ma Sơn, tức là ông ta đã sẵn sàng rời khỏi Ma Sơn rồi, nên sau khi cướp đan dược của Mã Siêu, ông ta sẽ nghĩ cách rời khỏi Ma Sơn. Nghĩ tới đây, anh nhìn về phía Trần Vũ, hỏi nếu muốn rời khỏi Ma Sơn từ đây thì có mấy tuyến đường. Trần Vũ thoáng suy tư rồi chỉ về phía một ngọn núi lớn ở hướng đông, nói, nếu muốn rời khỏi Ma Sơn nhanh nhất, chỉ có cách băng qua ngọn núi kia, nơi này là đông vực, vượt qua ngọn núi này là tuyến đường phù hợp nhất. Dương Thanh nhìn theo hướng mà Trần Vũ chỉ, lập tức nhướng mày. Nơi này vốn là đông vực, nếu muốn rời khỏi Ma Sơn, nhiếp thu cứ rời đi theo hướng đông là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của thần hành tông ở Ma Sơn rất mạnh, Mạng lưới tin tức cũng trải rộng khắp Ma Sơn, nhiếp thu vốn đã rất khó rời đi, chắc chắn lão ta sẽ không mạo hiểm rời đi từ vực khác. Nếu vậy thì lão ta chỉ có thể chọn con đường này." Dương Thanh nói, "Đi theo con đường này đi." "Vâng." Trần Vũ vội khởi động xe, đi về phía ngọn núi ở hướng đông. Ngọn núi rất cao, tuy có vẻ không xa nhưng xe phải chạy 10 phút với vận tốc cao nhất thì mới đến chân núi. Nếu tiếp tục tiến về phía trước thì xe không thể leo lên. Trần Vũ đứng cạnh Dương Thanh, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nói: "Ngọn núi này quá dốc, rất khó vượt qua, ngay cả cao thủ siêu phàm Cửu Cảnh đỉnh Phong cũng rất khó thuận lợi băng qua nó." Ngọn núi này gần như dốc 80 độ, nếu không có thứ gì giúp đỡ, người bình thường không thể vượt qua. Cho dù Nhiếp Thu là cao thủ siêu phàm Cửu Cảnh đỉnh Phong, nếu muốn dẫn mã siêu băng qua ngọn núi này thì không phải khó bình thường. Dương Thanh bỗng có linh cảm rất xấu. Nếu Nhiếp Thu muốn trốn khỏi Ma Sơn việc mang theo mã siêu sẽ tạo thành gánh nặng, nếu anh là nhiếp thu, chắc chắn anh sẽ giết mã siêu. Nhưng trên đoạn đường này không có dấu vết đánh nhau nào hết. Có khi nào nhiếp thu không rời khỏi ma sơn theo đường này không? Cậu Thanh, phía trên có hang động. Đúng lúc này, Trần Vũ đang tìm kiếm cách đó không xa bỗng hô lớn với Dương Thanh. Dương Thanh vội chạy tới. Trần Vũ ngẩng đầu, chỉ vào một hang động cách đất mười mấy mét, nói, cậu Thanh, phía trên có một hang động, Tôi phát hiện gần đây chỉ có hang động này, có lẽ sẽ có người trong đó. Nói đến đây, Trần Vũ bỗng ngập ngừng. Tầm nhìn ở đây rất thoáng, cũng chưa phát hiện thi thể của Mã Siêu, nếu Nhiếp Thu đã rời khỏi Ma Sơn, chắc chắn lão ta sẽ giết Mã Siêu trước khi đi. Hang động ở lưng chừng núi này chính là nơi tốt nhất để giấu xác. Dương Thanh cũng lo lắng về chuyện này, sau khi nhìn thấy hang động, anh không hề do dự, bỗng dậm mạnh chân, cả người bật lên rất cao, anh dùng cả tay lấn chân động tác vô cùng nhanh nhẹn chỉ trong mấy giây ngắn ngủi anh đã đến hang trần vũ cũng theo sát anh dương thanh vừa bước vào hang động thì đã cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc chính là hơi thở của mã siêu trong hang vô cùng lộn xộn rõ ràng vừa xảy ra một trận chiến dữ dội không những thế dương thanh còn phát hiện rất nhiều vết máu anh lập tức sầm mặt tuy không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng anh có thể khẳng định dấu vết chiến đấu là do mã siêu để lại cả máu cũng là của Mã Siêu. Nhiếp Thu Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi, có lẽ người khác không rõ tình trạng của Mã Siêu, nhưng với tư cách là anh em tốt của Mã Siêu, anh hiểu rất rõ, với trận chiến cấp bậc này, chắc chắn Mã Siêu đã hoàn toàn phá bỏ phong ấn thị huyết châu rồi. Phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu vốn sắp tan vỡ, lần này đến Ma Sơn cũng là để giải quyết vấn đề phong ấn. Kết quả đúng lúc này, phong ấn của Mã Siêu lại tan vỡ. Dương Thanh biết rất rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Trong lúc Dương Thanh đang lo cho Mã Siêu, tại Ma Tông ở đông vực Ma Sơn. Trong một căn biệt thự hai tầng kiểu cổ, Mã Siêu đang nằm trên một chiếc giường đá, nhiệt độ của giường đá rất thấp, khiến nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi mấy độ. Lệ Trân, chủ Ma Tông đang đứng bên cạnh, không ngừng hô tay trong không trung từng luồng sức mạnh phong ấn khủng khiếp liên tục rơi xuống vị trí tim Mã Siêu. Nhiếp Thu đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ chấn động lão ta đã đạt đến trạng thái đỉnh cao dưới thiên cảnh, vốn giỏi dùng sức mạnh phong ấn, nhưng sau khi thấy lệ trần vận dụng sức mạnh phong ấn, lão ta mới nhận ra khả năng vận dụng sức mạnh phong ấn của mình kém đến mức nào. Lần kết ấn nào, lệ trần cũng hoàn thành trong trước mắt, còn nhiếp thu thì phải mất ít nhất 3 giây. Trong 3 giây này, lệ trần có thể kết ấn ít nhất 20 lần. Chẳng biết bao lâu sau, lệ trần mới ngừng thi triển thuật phong ấn với mã siêu, chán lão dịn mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt. Ông không sao chứ?" Nhiếp Thu vội bước đến, có vẻ lo lắng. Lệ Trần khẽ lắc đầu, nhìn Mã Siêu đang nằm trên giường đá, nghiêm nghị nói, "Sức mạnh của thị huyết châu trong người cậu ấy quá lớn, nếu tôi chưa bước vào thiên cảnh, chắc chắn sẽ không chấn áp nổi." Ngay cả tôi cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp sức mạnh của thị huyết châu trong người cậu ấy thôi, nếu muốn giải quyết phiền phức này từ gốc rễ, chỉ còn cách cho cậu ấy tu luyện công pháp ma đạo. Sau khi cậu ấy hồi phục, tôi sẽ dạy ma tâm quyết cho cậu ấy nghe thấy thế nhiếp thu có vẻ kinh ngạc ma tâm quyết là công pháp tu luyện số một của ma tông ở ma tông chỉ có một người có tư cách tu luyện nó đó chính là tông chủ ma tông tuy lệ trần đã bước vào thiên cảnh nhưng vẫn chưa bị thủ hộ minh phát hiện chỉ cần không bị phát hiện lão vẫn có thể ở lại ma tông nhưng bây giờ lệ trần lại nói sẽ dạy ma tâm quyết cho mã siêu tức là lệ trần định để mã siêu tiếp nhận vị trí tông chủ ma tông à mã siêu mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong nếu thừa kế chức tông chủ Ma tông, sao anh ta có thể trấn áp cả Ma tông lớn như thế chứ? Lệ Trần không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của Nhiếp Thu, lão nói tiếp, đối với bất cứ ai, việc thị huyết châu ở trong cơ thể cũng là tai họa, cho dù họ có thể phát huy thực lực vượt xa cảnh giới của bản thân trong thời gian ngắn nhờ sức mạnh của thị huyết châu, nhưng về lâu dài, thị huyết châu sẽ dần thôn tình ý thức của họ, sau cùng, người này sẽ hoàn toàn trở thành kẻ ngốc. Ma Tâm quyết có thể dễ dàng kìm hãm sức mạnh của thị huyết châu. Chỉ cần tu luyện ma tâm quyết, Mã Siêu sẽ có thể mượn sức mạnh của Thị Huyết Châu để chiến đấu. Sau này, cho dù cậu ấy chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, cậu ấy đã có thể phát huy thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhờ Thị Huyết Châu rồi. Không những thế, cậu ấy còn có thể dùng ma tâm quyết để luyện hóa Thị Huyết Châu, sau khi luyện hóa xong, Thị Huyết Châu sẽ trở thành thần binh của cậu ấy, để cậu ấy sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu cậu ấy bước vào siêu phàm cửu cảnh cho dù mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cậu ấy vẫn có thể mượn sức mạnh của thị huyết châu để trở thành người vô địch dưới thiên cảnh. Nhiếp Thu cảm thấy vô cùng chấn động, đây là lần đầu tiên lão ta nghe nói đến thị huyết châu, không ngờ một cao thủ tu luyện ma tâm quyết lại có thể dùng thị huyết châu để phát huy thực lực mạnh mẽ như thế. Nhiếp Thu chợt hỏi, "Tông chủ, ông định rời khỏi ma tông à?" Lệ Trần gật nhẹ đầu, có vẻ không nỡ, rõ ràng lão không nỡ rời khỏi thế tục. Lão nói, "Tôi đã bước vào thiên cảnh Xem như là vì thế giới này, tôi cũng nhất định phải rời khỏi thế tục, ông biết tại sao lại có thủ hộ Minh không? Nhiếp thu đoán, để bảo vệ cao thủ thế tục à. Thực lực của cao thủ thiên cảnh vô cùng đáng sợ, cho dù chỉ vừa bước vào thiên cảnh, bất cứ cao thủ thiên cảnh nào cũng có thể tiêu diệt bất kỳ thế lực hàng đầu nào ở thế tục. Có thể tưởng tượng được, nếu để mặc cho cao thủ thiên cảnh ở lại thế tục thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Khi đó, thế giới này sẽ trở thành thế giới của cao thủ thiên cảnh suy nghĩ của nhiếp thu cũng được cao thủ của thế tục tán đồng. Nhưng lệ trần lại cười lạnh, ông tưởng sự tồn tại của thủ hộ minh là để bảo vệ cao thủ thế tục chắc. Tôi nói cho ông biết, chuyện không phải thế đâu. Họ chỉ là quân cờ mà giới cổ võ sắp xếp để giám sát thế tục. Nhiếp thu sững sờ. Lệ trần nói tiếp, 100 năm trước, Chiêu Châu vẫn là một thể thống nhất, đúng lúc này xuất hiện mấy cao thủ thiên cảnh. Sau khi bước vào thiên cảnh, mỗi lần đột phá sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí nếu không kiểm soát số lượng cao thủ thiên cảnh, sau cùng Chiêu Châu sẽ trở thành một vùng đất chết cạn kiệt linh khí, do đó, dưới tình huống này, tất cả cao thủ thiên cảnh đã hợp sức để bố trí một trận pháp vô cùng mạnh mẽ, chia Chiêu Châu thành hai, một phần là thế tục Chiêu Châu, còn phần kia là giới cổ võ Chiêu Châu. Tuy giới cổ võ nhỏ hơn thế tục rất nhiều, nhưng giới cổ võ đã dùng tụ linh trận để thu hút gần hết linh khí của Chiêu Châu đến giới cổ võ. Ở thế tục bây giờ, giới võ thuật đã xuống dốc, kém xa sự thịnh vượng vào trăm năm trước, chính vì những ông lớn đứng trên cao đã thu hút hầu hết linh khí của chiêu châu đến giới cổ võ rồi. Bây giờ ở thế tục, nếu muốn đột phá thiên cảnh thì khó như lên trời, chỉ những thiên tài hàng đầu mới có thể đột phá thiên cảnh ở thế tục. Một khi bước vào thiên cảnh, nếu muốn tăng cảnh giới lên thì chỉ có thể tới giới cổ võ, chứ không thể làm được điều đó ở thế tục. Những ông lớn ở giới cổ võ lập ra thủ hộ minh để giám sát thế tục, nhằm đề phòng có cao thủ bước vào thiên cảnh rồi tu luyện ở thế tục tiếp. Một khi có người hấp thu quá nhiều linh khí ở thế tục, kết giới giữa giới cổ võ và thế tục sẽ vỡ tan, khi đó, linh khí của thế tục Chiêu Châu sẽ tăng vọt, cả Chiêu Châu sẽ hợp lại với nhau, giới võ thuật cũng quay về thời kỳ thịnh vượng vào trăm năm trước. Nói đến đây, Lệ Trần ngừng lại, còn Nhiếp Thu thì đã sững sờ. Lão ta tiếp lời Lệ Trần, do đó, những ông lớn đứng đầu giới cổ võ đã thành lập thủ hộ minh để giám sát cao thủ thế tục, một khi phát hiện có cao thủ bước vào thiên cảnh, họ sẽ đưa cao thủ này đến giới cổ võ ngay. Lệ Trần gật đầu, cười khẩy, lạnh lùng nói, thế nên giới cổ võ cũng không phải giới cổ võ của Chiêu Châu, mà chỉ là giới cổ võ của những ông lớn đứng trên đỉnh cao thôi. Nhiếp thu mãi vẫn không thể hoàn hồn từ những bí mật mà Lệ Trần nói, trên mặt lão ta tràn ngập vẻ kinh hãi. Cao thủ thế tục đều biết đến sự tồn tại của giới cổ võ, nhưng không ai biết giới cổ võ đã ăn cắp linh khí của cả Chiêu Châu nên mới thịnh vượng như thế. Ở thế tục, những cao thủ bước vào thiên cảnh đều bị thủ hộ minh đón tới giới cổ võ một lúc lâu sau nhiếp thu mới bình tĩnh lại tức giận nói không ngờ đám người đó lại ích kỷ như vậy họ vốn đã đứng ở đỉnh cao nhưng vẫn hút hết linh khí của chiêu châu đến giới cổ võ vì lợi ích cá nhân họ đúng là kẻ trộm ăn cắp hết linh khí của cao thủ thế tục nghe thấy nhiếp thu nói thế lệ trần phá lên cười ông nói không sai họ là một đám trộm cướp đã ăn cắp tài nguyên tu luyện của thế tục nhiếp thu hỏi Tôi nghe nói giới cổ võ cũng không đơn giản như những gì mà cao thủ thế tục biết về giới cổ võ, đúng không? Lệ Trần gật đầu, ngay cả giới cổ võ cũng không phải một thể thống nhất, cùng với sự thay đổi của thời đại, giới cổ võ đã dần bị chia thành ba giới là thượng giới, trung giới và hạ giới, nghe rất huyền bí, nhưng thật ra đó là sự phân chia giới cổ võ thôi. Sau khi Chiêu Châu bị chia làm hai, ở giới cổ võ có rất nhiều cao thủ từng đứng trên đỉnh cao đã mất mạng hoặc bị những cao thủ khác bỏ xa nên mấy ông lớn đứng đầu lại chia giới cổ võ thành 3 phần. Trong đó, thượng giới có linh khí nồng nặc nhất, trung giới đứng thứ hai, hạ giới xếp cuối cùng, tương ứng với điều đó, thực lực tổng hợp của cao thủ thượng giới cũng vượt xa trung giới, trung giới lại vượt xa hạ giới. Giới cổ võ mà thế tục chúng ta nhắc đến chỉ là hạ giới có thực lực yếu nhất trong ba giới của giới cổ võ thôi. Còn cao thủ trung giới và thượng giới thì rất coi thường thế tục, sẽ không dính dáng gì tới nơi này. Nhiếp Thu đã sướng sờ từ nãy vì những bí mật nối tiếp nhau về giới cổ võ. Lão ta bỗng tò mò hỏi, vậy ngoài giới cổ võ thì sao? Lại có thế lực mạnh hơn à? Lệ Trần bỗng mỉm cười, tôi không thể trả lời câu hỏi này của ông, vì bây giờ tôi cũng chỉ vừa bước vào thiên cảnh không lâu, còn chưa đến hạ giới của giới cổ võ, chứ đừng nói tới thế lực ngoài ba giới cổ võ. Nói đến đây, Lệ Trần bỗng đổi chủ đề, nhưng tôi nghĩ ngoài ba giới cổ võ, chắc chắn vẫn còn thế lực và cao thủ mạnh hơn. Thế giới này rất rộng, cũng rất kỳ diệu, có vô số hiện tượng không thể giải thích, chỉ là thực lực bây giờ của chúng ta quá yếu, không đủ tư cách tiếp xúc với thế giới lớn hơn thôi. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, trong mắt Nhiếp Thu tràn ngập vẻ hướng tới, lão ta cảm thấy cảnh giới của mình đã có chỗ tiến bộ, hình như đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên cảnh, nhưng ngưỡng cửa này vô cùng mơ hồ. "Chúc mừng." Lệ Trần đã nhận ra sự thay đổi trên người Nhiếp Thu, bèn cười nói. Nhiếp Thu cúi đầu thật thấp trước Lệ Trần, nghiêm nghị nói: Nghe ông nói một câu, hơn 10 năm đọc sách. Nếu tông chủ lệ không cho tôi biết nhiều bí mật liên quan đến cổ võ như thế, tôi cũng không thể hiểu võ đạo sâu sắc hơn. Đúng lúc này, Mã Siêu đang nằm trên giường đá bỗng mở mắt ra. Tỉnh rồi à? Lệ Trần vội bước đến bên giường đá, mỉm cười hiền từ, nhìn Mã Siêu. Ông là ai? Thấy khuôn mặt xa lạ trước mặt, Mã Siêu ngồi phát dậy, có vẻ cảnh giác. Anh ta còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc phía sau Lệ Trần. Đó chính là lão già khốn kiếp định giết anh ta, nên anh ta mới phải phá vỡ phong ấn thị huyết châu, sau đó mất lý trí. Lệ Trần cười híp mắt, "Tôi là Lệ Trần, từ hôm nay trở đi, cậu chính là đệ tử quan môn của Lệ Trần tôi, cũng là người thừa kế duy nhất của Ma tông." Mã Siêu nghe mà sững sờ, ông lão hiền từ trước mặt anh ta là người của Ma tông á? "Lệ Trần? Sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Sao anh ta lại có cảm giác như đã từng nghe thấy nó ở đâu?" Mã Siêu vừa tỉnh lại, vẫn đang hơi bối rối, trong đầu đầy câu hỏi. Nhiếp Thu nói: "Mã Siêu, vị này là tông chủ lệ, tông chủ Ma Tông, một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, ông ấy đã cứu cậu khỏi tay tôi, không những thế còn phòng ấn thị huyết châu trong người cậu. Cậu không mau cảm ơn thầy đi à?" Nghe thấy Nhiếp Thu nói thế, Mã Siêu mới dần hoàn hồn. Anh ta nhìn Lệ Trần, người đang nhìn mình với vẻ hiền từ và Nhiếp Thu, lại sững sờ thêm một lúc mã siêu hỏi với vẻ không dám tin tiền bối đúng là lệ trần tông chủ ma tông một trong năm thế lực đứng đầu ma sơn à lệ trần cười hít mắt gật đầu đúng thế giờ cậu đang ở ma tông thấy lệ trần đang định nói tiếp mã siêu vội nói khoan đã tiền bối cứ để tôi bình tĩnh đã tôi bỗng cảm thấy như đang nằm mơ lệ trần không để bụng sự vô lễ của mã siêu cười ha hả đứng bên giường đá chờ mã siêu phản ứng lại một lúc lâu sau, Mã Siêu mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh ta kinh ngạc nhìn Lệ Trần, nhiếp thu muốn giết tôi, sau đó tiền bối đã cứu tôi, đồng thời phong ấn thị huyết châu trong người tôi, chẳng những thế, tiền bối còn đưa tôi đến Ma Tông, muốn tôi trở thành người thừa kế của Ma Tông à. Tôi nói đúng chứ. Lệ Trần gật đầu rồi lấy một lệnh bài màu đen có khắc chữ Ma ra. Lệ Trần ném lệnh bài cho Mã Siêu, nói, đây là lệnh bài của Ma Tử Ma Tông, cũng tượng trưng cho thân phận, Ma Tử là người thừa kế Ma Tông, có lệnh bài này, địa vị của cậu ở Ma Tông chỉ đứng sau tôi. Mã siêu nhận lấy lệnh bài, khí thế vô cùng u ám lập tức bùng nổ từ lệnh bài. Anh ta nhìn chữ ma rất to trên lệnh bài, bỗng cảm nhận được một luồng chân lý võ thuật vô cùng mạnh mẽ từ nó. Lệ Trần nói, đây là chữ được khác bởi cao thủ thiên cảnh, chứa đựng chân lý võ thuật của cao thủ thiên cảnh, cậu cứ mang theo nó, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của cậu. Nói đến đây, Lão lại chỉ về phía Nhiếp Thu, "Bảo Mã Siêu, ngoài ra, từ hôm nay trở đi, Nhiếp Thu sẽ là người bảo vệ cậu, giúp cậu không ngừng trưởng thành. Sau này, nếu gặp phiền phức không thể giải quyết, cậu có thể nhờ Nhiếp Thu giúp cậu. Được rồi, tôi đã nói hết những gì nên nói, nếu còn thắc mắc thì cậu cứ hỏi đi." Mã Siêu sững sờ, ký ức của anh ta bây giờ chỉ dừng ở chỗ anh ta chủ động phá vỡ phong ấn thị huyết châu, định đánh một trận với Nhiếp Thu, mà sau khi phá vỡ phong ấn xong, anh ta lập tức mất hết ý thức thế nên sau khi phong ấn tan vỡ anh ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì bây giờ anh ta vừa tỉnh lại một ông lão hiền từ bỗng xuất hiện tự xưng là tông chủ ma tông không những thế nhiếp thu vừa định giết anh ta trước đó cũng trở thành người bảo vệ anh ta ai đó có thể giải thích cho anh ta không bây giờ anh ta là ai đang ở đâu thế mã siêu ngơ ngác nhìn lệ trần không biết nên hỏi gì mã siêu nhìn ông lão hiền từ trước mặt không thể liên hệ đối phương với tông chủ Ma Tông có tiếng tăm lừng lấy. Tông chủ Ma Tông là một trong những cao thủ đứng đầu Ma Sơn, sao lại cứu anh ta, còn định nhận anh ta làm đồ đệ chứ? Đây không phải chuyện chính, quan trọng là Lệ Trần còn định để anh ta làm ma tử Ma Tông, cũng chính là tông chủ tương lai của Ma Tông. Tiền bối là tông chủ Lệ Trần, tông chủ Ma Tông thật à. Mã siêu sướng sờ một lúc lâu rồi mới hỏi. Lệ Trần mỉm cười, hỏi ngược lại, sao thế? trông tôi không giống người đứng đầu một tông môn ư. Nhiếp thu đứng cạnh nhìn mã siêu với vẻ hâm mộ, với tư cách là cao thủ đã sống ở Ma Sơn nhiều năm, lão ta biết rõ sự đáng sợ của người đứng đầu ma tông này. Có lẽ số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã chết dưới tay ông lớn này phải được đếm bằng hai tay. Nhưng bây giờ, khi nói chuyện với mã siêu, lão lại ôn hòa như thế, đừng nói là mã siêu, nếu không biết chắc người trước mặt chính là chủ ma tông, ngay cả lão ta cũng sẽ nghi ngờ thân phận của lệ trần đúng lúc này một cao thủ ma tông mặc đồ đen bỗng bước vào phòng quỳ một chân trước lệ trần trầm giọng nói tông chủ dưới núi có một người thanh niên nói là đến tìm ngài có vẻ lệ trần không hề bất ngờ lão nói đưa cậu ấy tới đây đi thuộc hạ vội đáp vâng lệ trần nhìn về phía mã siêu cười ha hả cậu có người anh em tốt thật đấy vừa hay cậu ấy cũng tới cậu nói với cậu ấy một tiếng về chuyện cậu sắp trở thành người thừa kế ma tông lúc này mã siêu mới hoàn hồn Dương Thanh tới rồi à Trong mắt nhiếp thu cũng có vẻ mong chờ Vì lão ta chưa từng gặp Dương Thanh Nhưng khi biết chuyện về Dương Thanh qua lời Mã Siêu và Lệ Trần Lão ta cũng cảm thấy hơi khó tin Một thanh niên mới 28 tuổi lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thật á Đúng lúc này, cao thủ Ma Tông vừa đến báo tin hồi nãy dẫn một người thanh niên bước vào Anh Thanh Nhìn thấy Dương Thanh, Mã Siêu lập tức kích động chạy tới Sau khi thấy Mã Siêu trái tim đang lơ lửng của Dương Thanh mới hạ xuống, trên mặt anh tràn ngập vẻ lo lắng, anh quan sát khắp người Mã Siêu, thấy Mã Siêu không sao thật thì mới yên tâm hẳn. Tuy Mã Siêu không quá đáng lo, nhưng trên người vẫn có không ít vết thương ngoài ra, những vết thương này còn có vẻ rất nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Mã Siêu, Dương Thanh biết chắc chắn Mã Siêu đã phá vỡ phong ấn trong người, nên cơ thể mới nứt toát ra như thế. Dương Thanh cảm thấy rất khó chịu, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu cứ yên tâm, sau khi tìm được nhiếp thu, tôi sẽ báo thù cho cậu. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, nhiếp thu đứng cạnh lập tức nhíu mày. Tuy Mã Siêu và Lệ Trần đã nói rằng Dương Thanh rất mạnh, nhưng lão ta chưa bao giờ được chứng kiến thực lực của Dương Thanh, rất không hài lòng với những gì mà Dương Thanh nói. Mã Siêu đang định lên tiếng, nhiếp thu đã bước tới trước, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh với sắc mặt khó coi, tôi chính là nhiếp thu mà cậu bảo. Lúc này Dương Thanh mới nhìn về phía nhiếp thu, Nghe thấy đối phương nói thế, anh cũng có vẻ kinh ngạc. Anh vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết trước đó, anh em tốt của anh đã bị Nhiếp Thu bắt cóc, thậm chí còn phải phá vỡ phong ấn thị huyết châu để đánh với Nhiếp Thu. Nhưng bây giờ, hình như mọi chuyện không như anh nghĩ nhỉ. Bằng không, tại sao Nhiếp Thu lại ở cùng Mã Siêu chứ? Mã Siêu lập tức cuống lên, vội nói, "Anh Thanh, anh đừng ra tay, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải." Anh ta đang định nói tiếp thì lại bị Nhiếp Thu ngắt lời. Nhiếp Thu lạnh lùng nhìn về phía Dương Thanh, không có hiểu lầm gì hết, tôi nhòm ngó đan dược của cậu ta, ép cậu ta phá vỡ phong ấn thị huyết châu, nếu tông chủ lệ không đến cứu, anh em tốt của cậu đã bị tôi giết rồi. Dương Thanh lập tức nổi giận, ông chán sống rồi. Anh cứ tưởng mình đã hiểu lầm, xem ra không phải thế. Tuy anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, Nhiếp Thu suýt giết Mã Siêu. Lệ Trần cũng không ngăn cản cuộc đối đầu giữa hai người, còn mỉm cười, nhìn hai người với vẻ hứng thú, nếu hai người muốn đánh, hay đổi chỗ khác đi. Hai người chuẩn bị đi, 10 phút sau gặp ở sân đấu võ của Ma Tông nhé. Được, Nhiếp Thu gật đầu rồi lập tức quay người rời đi. Tuy Dương Thành rất muốn đánh một trận với Nhiếp Thu ngay, nhưng anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Mã Siêu, vừa hay dùng 10 phút này để hỏi trước mấy việc. Tiền bối là tông chủ của Ma Tông, tông chủ lệ à, dương thanh nhìn về phía lệ trần cung kính hỏi anh vừa biết chuyện lệ trần đã cứu mã siêu từ lời nhiếp thu lệ trần mỉm cười gật đầu mới nửa năm không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi hả nghe thấy lệ trần nói thế dương thanh thoáng sững sờ anh nhanh chóng giả lại ký ức của mình trong trí nhớ của anh đúng là không có mặt lệ trần nhưng ngay sau đó một giọng nói rất quen thuộc đã xuất hiện trong đầu anh dương thanh bỗng giật mình là tiền bối ha ha Lệ Trần cười lớn, xem ra cậu đã nhớ ra tôi rồi. Dương Thanh cung kính nói, lần trước tiền bối che mặt, nhưng tôi đã nhớ kỹ giọng tiền bối, sao Dương Thanh dám quên đại ân đại đức của tiền bối được. Anh nói rồi mới nhìn về phía Mã Siêu đang ngơ ngác, lần trước, chính tiền bối lệ đã ra tay phong ấn thị huyết châu trong người cậu, tạm thời ổn định thị huyết châu, bằng không, cậu đã bỏ mạng vì bị thị huyết châu cắn trả từ lâu rồi. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Mã Siêu mới hiểu, thì ra lệ trần đã cứu anh ta hai lần, anh ta lập tức cảm kích nhìn về phía Lệ Trần, cảm ơn ơn cứu mạng của tiền bối. Lệ Trần cười ha hả, nói ngay, sau này sẽ là người một nhà, không cần thế đâu. Dương Thanh lập tức thấy khó hiểu, người một nhà gì chứ? Còn chuyện gì mà anh chưa biết à? Lệ Trần cười nói, Dương Thanh, tôi biết bây giờ cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi, sau khi trận chiến giữa cậu và nhiếp thu kết thúc, Mã Siêu sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu. Dương Thanh gật đầu, cắn răng, nói với vẻ mặt dư tợn, không cần biết là vì lý do gì, Nhiếp Thu định lấy mạng anh em của tôi, chắc chắn tôi sẽ bắt ông ta trả giá đắt. Mã siêu lo lắng nhìn Dương Thanh, anh Thanh, ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, anh phải cẩn thận. Anh ta có thể hiểu được cơn giận của Dương Thanh, dù sao Nhiếp Thu cũng suýt giết anh ta, tuy bây giờ lão ta đã trở thành người bảo vệ anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa đồng ý. Vừa hay, sau khi trận chiến giữa Dương Thanh và Nhiếp Thu kết thúc, anh ta cũng có chuyện muốn nói rõ với Lệ Trần ở sân đấu võ của Ma Tông. Lúc này, trên sân đấu võ đã đầy áp cao thủ Ma Tông với đủ cảnh giới. Trong số đó, còn có không ít người tu luyện ma đạo trẻ mới 20, 30 tuổi. Bố, con nghe nói cao thủ khiêu chiến nhiếp thu là một thanh niên mới 28 tuổi đúng không ạ? Trong đám đông, một cao thủ trẻ tầm 20 tuổi nhìn về phía người trung niên đứng cạnh, dò hỏi. Cao thủ trung niên gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, là một cao thủ trẻ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Nghe nói sức chiến đấu của cậu ta có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sao có thể chứ? Cao thủ trẻ có vẻ không tin, cười khẩy, có phải hơi làm quá không? Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, cho dù mạnh thì cũng không thể đạt đến siêu phàm cửu cảnh chứ. Hơn nữa, anh ta còn là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có thực lực sánh ngang cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Cao thủ trung niên cũng mỉm cười, lắc đầu, nói thật lòng, bố cũng không tin. Có lẽ ngay cả ở giới cổ võ cũng không có thiên tài như thế nhỉ. Có rất nhiều cuộc trò chuyện tương tự đang diễn ra, trừ mấy quý tộc đứng đầu ma tông đã biết một số chuyện, những người khác đều không biết gì về tình trạng thật sự của Dương Thanh hết. Đúng lúc này, Nhiếp Thu xuất hiện giữa sân đấu võ, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người lão ta, lập tức đạt tới cực hạn của siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cha. Không ít người trầm trồ, nhất là mấy cao thủ hàng đầu của ma tông đều khiếp sợ nhìn Nhiếp Thu có lẽ thực lực của nhiếp thu đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Riêng khí thế mà ông ta phóng ra đã đủ để chứng minh ông ta cách thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rất gần, có thể đột phá thiên cảnh bất cứ lúc nào. Cao thủ mạnh như thế lại nhận lời khiêu chiến của một cao thủ chưa đầy 30 tuổi ư. Nên nói nhiếp thu chơi chẽn không, hay nên bảo Dương Thanh không biết tự lượng sức mình nhỉ. Dù sao trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cứ chờ xem, tôi lại thấy hơi mong chờ về thực lực của thanh niên kia đấy. Các cao thủ Ma tông xì xào bàn tán, rất nhiều người đều giữ thái độ xem kịch vui. Tóm lại, hầu hết mọi người đều không tin Dương Thanh có tư cách khiêu chiến Nhiếp Thu. Đúng lúc này, Lệ Trần đưa Dương Thanh và Mã Siêu đến sân đấu võ. Sao lại có hai thanh niên thế? Rốt cuộc ai mới là Dương Thanh đây? Tôi đoán là thanh niên cao to bên tay phải tông chủ, trông anh ta rất cường tráng, chắc thực lực cũng không tầm thường. Người bên trái có vẻ tuấn tú, nhưng chắc chắn chỉ là đồ vô dụng thôi. Cảnh giới của anh ta đạt đến siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ đã là kỳ thích rồi, người cao to bên phải trông giống kẻ mạnh đấy. Tôi cược một viên đan dược, người cao to bên tay phải tông chủ chính là Dương Thanh. Các cao thủ Ma tông trẻ thi nhau nói, ai cũng nhất trí rằng người thanh niên bên tay phải Lệ Trần chính là Dương Thanh sắp đánh với Nhiếp Thu. Nhưng trước ánh mắt khiếp sợ của họ, người thanh niên có thân hình cân đối bên tay trái Lệ Trần lại bước lên sàn đấu. Ôi, sao có thể chứ? đừng bảo tôi người thanh niên trắng bóc này lại là dương thanh nhé không thể nào cậu ta trông gầy gò như vậy sao đủ tư cách khiêu chiến nhiếp thu có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đây hay đó là trọng tài các cao thủ ma tông cả già lẫn trẻ đều có vẻ không dám tin dương thanh không quan tâm đến đám người sau khi lên sàn đấu anh nhìn chằm chằm vào nhiếp thu với vẻ dữ tợn lạnh lùng nói nếu ông muốn tài nguyên tu luyện tôi có thể cho ông nhưng ông đừng nên ra tay với anh em của tôi nhiếp thu lạnh lùng nhìn dương thanh nói cũng đã làm rồi giờ nói gì cũng đã muộn nếu cậu muốn đánh thì ra tay đi sau khi lão ta dứt lời khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người lão ta áp lực khủng khiếp bao trùm khắp sân đấu võ quả nhiên là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ dương thanh cảm nhận được áp lực rất mạnh áp lực này khiến anh sắp nghẹt thở ầm um, anh không hề do dự lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa khí thế của anh bỗng tăng vào tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong Việc anh phóng ra khí thế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chỉ với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ lập tức khiến các cao thủ ma tông sững sờ. Sao có thể chứ, tôi đang mơ à, sao thế tục lại có cao thủ yêu nghiệt đến thế được? Cậu ta có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thật ư? Chắc chắn tôi đang mơ rồi, tôi tu luyện suốt 60 năm mới có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cậu ta còn chưa được một nửa tuổi tôi, sao có thể tu luyện nhanh như thế chứ? Những năm tu luyện của tôi thực sự là tu luyện à? Sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến rất nhiều cao thủ ma tông bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Trước khí thế mà Dương Thanh phóng ra, Tuy Nhiếp Thu rất ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy, tôi khuyên cậu nên nhận thua thì hơn, tôi sẽ không kìm hãm thực lực khi đánh với cậu đâu, một khi ra tay, tôi sẽ tung đòn mạnh nhất, cậu chắc chắn rằng vẫn tiếp tục à?" Dương Thanh nhìn chằm chằm vào đối phương, không nói năng gì, anh biết nếu chỉ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì không có hy vọng nào trong việc đánh bại Nhiếp Thu chỉ có một cách để đánh bại nhiếp thu, đó là sử dụng huyết trùy. Huyết trùy là linh khí, với thực lực của anh bây giờ, cộng thêm linh khí, sức chiến đấu của anh đã rất gần với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Nghĩ đến đây, anh không do dự nữa, bỗng rút huyết trùy khỏi vỏ dao bên hông. Keng! Huyết trùy rời vỏ, phát ra tiếng kim loại giòn giã. Trong lúc nhất thời, cả sân đấu võ bị áp lực vô cùng mạnh mẽ bao trùm. Đây là hiệu quả đặc biệt chỉ có ở linh khí linh khí. Nhiếp thu những mày, Dương Thanh đã phóng ra khí thế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, giờ lại rút linh khí ra, có lẽ anh thật sự đủ thực lực để đánh với lão ta một trận. Quả nhiên, sau khi lấy huyết trụy ra, khí thế của Dương Thanh lại tăng vọt, lập tức tiếp cận thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Các cao thủ ma tông đang có mặt đều hết sức khiếp sợ, việc Dương Thanh có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đã đủ để khiến họ kinh hãi. Việc anh phóng ra khí thế siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã khiến họ thấy như đang mơ. Bây giờ, linh khí lại giúp khí thế của anh tăng vò thêm lần nữa, dưới thiên cảnh, còn ai có thể áp đảo anh à? Nếu anh là một cao thủ ngoài 50 tuổi thì cũng thôi, nhưng vấn đề là anh mới 28 tuổi. Một cao thủ mới 20 tuổi sướng sờ nhìn Dương Thanh, lẩm bẩm chẳng lẽ anh ta là lão quái vật đeo mặt nạ ra người ư? Lúc này, khí thế vô cùng đáng sợ lan ra từ người Dương Thanh, bao trùm cả sân đấu võ. Sắc mặt nhiếp thu vô cùng nghiêm nghị, lão ta đã ngừng coi thường Dương Thanh, Dương Thanh ở trạng thái này hoàn toàn đủ tư cách để được lão ta xem như cao thủ cùng thế hệ. Lệ Trần cười híp mắt, nhìn về phía Dương Thanh, hình như không hề bất ngờ trước sức mạnh mà Dương Thanh thể hiện. Mã Siêu đứng cạnh lão siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. "Tới đi." Nhiếp Thu bỗng quát lớn, lập tức phát huy thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Khí thế cuồng bạo lan ra xung quanh, mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vội bước lên trước, phóng khí thế của mình ra lúc này mới bảo vệ được cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. nếu mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông không ra tay, chỉ riêng khí thế do nhiếp thu phóng ra đã đủ để khiến một số cao thủ ma tông có thực lực yếu bị thương rồi. ầm, um, dương thanh bỗng di chuyển, mặt đất dưới chân anh lập tức nứt toác. ngay sau đó, anh xuất hiện trước mặt nhiếp thu, huyết chủy trong tay anh vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, lao thẳng về phía nhiếp thu. nhiếp thu đã sớm chú ý đến hướng đâm của huyết chủy trong tay dương thanh đúng lúc huyết chủy sắp xẹt qua ngực lão ta, lão ta bỗng đấm một phát. Dầm, nắm đấm của nhiếp thu dáng trúng ngực Dương Thanh. Phụt, gần như cùng lúc đó, Dương Thanh bỗng hộp máu, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là máu do anh phun ra lại hóa thành một thanh kiếm máu, lao tới mắt nhiếp thu. Trong khoảnh khắc này, nhiếp thu chợt rậm mạnh chân, lập tức thay đổi vị trí. Nhưng trong lúc lão ta né tránh, kiếm máu vẫn sượt qua má lão ta, để lại trên mặt nhiếp thu một vết máu khiến người khác nhìn mà giật mình. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Các cao thủ ma tông còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Dương Thanh cầm huyết trụy định tấn công nhiếp thu, lại bị nhiếp thu đánh trúng ngực. Cùng lúc đó, Dương Thanh phun kiếm máu, nhiếp thu lập tức né đi, kiếm máu sắp đâm vào mắt lão ta lại sượt qua mặt lão ta, tạo thành một vết rách rất sâu. Chỉ những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới biết trong khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra bao nhiêu chuyện khó tin ngay cả lệ trần cũng hơi hít mắt cảm thấy vô cùng chấn động sức mạnh nguyên tố thủy lúc này một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông lẩm bẩm với vẻ kinh hãi có câu giải thích của lão ta những cao thủ ma tông không biết rõ chân tướng mới hoàn hồn một cao thủ ma tông trẻ nhìn về phía cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vừa lên tiếng hỏi trưởng lão tề ý ông là dương thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy ạ à? kiếm máu mà cậu ta phun ra được cậu ta ngưng tụ từ máu của mình bằng sức mạnh nguyên tố thủy để tấn công nhiếp thu đúng không? trưởng lão tề gật đầu trầm giọng nói thiên phú của cậu ta đúng là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt sự vận dụng nguyên tố thủy thành thảo của cậu ta cho thấy cậu ta đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy từ lâu rồi khả năng vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy của cậu ta còn thành thảo hơn cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã nghiên cứu đồng thời nắm giữ sức mạnh nguyên tố thủy mấy năm bây giờ Cậu ta mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, tức là khi lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, cậu ta còn chưa có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ à. Nghe thấy trưởng lão Tề phân tích thế, mọi người càng kinh hãi hơn. Có người kinh ngạc nói, thông thường chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố, không ngờ Dương Thanh còn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đúng là quái vật. Không riêng gì sức mạnh nguyên tố đâu, thông thường cả linh khí cũng chỉ do cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nắm giữ, nhìn sự vận dụng thuần thục của Dương Thanh với món linh khí kia, có lẽ cậu ta đã luyện hóa con dao gam linh khí đó rồi. Chắc chắn cậu ta đã luyện hóa nó rồi, bằng không, sao cậu ta có thể dùng nó lâu như thế với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chứ? Quan trọng là cậu ta không bị linh khí cắn trả. Cả đám cao thủ ma tông bàn tán ẩm ý, ai cũng có vẻ kinh ngạc. Những cao thủ trẻ vừa khiếp sợ vừa kính trọng, họ vốn là người đồng trang lứa với dương thanh nhưng tranh lệch giữa dương thanh và họ chẳng khác gì lạch trời đừng nói là họ có lẽ ngay cả cha chú họ cũng không phải đối thủ của dương thanh thậm chí trong số ông của họ cũng không có mấy ai là đối thủ của dương thanh hết với thực lực mạnh mẽ mà dương thanh thể hiện ra có lẽ chỉ có mấy ông lớn đứng trên đỉnh cao võ thuật của ma tông mới đánh bại được dương thanh thấy dương thanh bị nhiếp thu đánh chúng rồi hộc máu trên mặt mã siêu tràn ngập vẻ lo lắng lệ trần cười ha hả cậu cứ yên tâm, hồi nãy Dương Thanh cố tình để nhiếp thu đánh chúng đấy. Mã siêu có vẻ khó hiểu, tại sao? Sắc mặt lệ trần hơi phức tạp, lão nhìn về phía mã siêu, cậu ấy biết rõ tranh lệch giữa mình và nhiếp thu lớn đến mức nào, cho dù cậu ấy kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thậm chí lấy linh khí ra, nhưng cảnh giới của cậu ấy vẫn quá thấp, nếu muốn đánh bại nhiếp thu, nhất định phải tung chiêu bất ngờ. Hồi nãy cậu ấy dùng dao gam linh khí điên cuồng tấn công nhiếp thu, nhắm đến mạng của nhiếp thu, nếu nhiếp thu muốn sống, chắc chắn sẽ phải đánh Dương Thanh thật mạnh. Nhưng việc nhiếp thu đánh Dương Thanh thật mạnh đã nằm trong sự tính toán của cậu ấy. Một khi hộp máu, Dương Thanh sẽ dùng sức mạnh nguyên tố thủy để ngưng tụ kiếm máu, tấn công mắt nhiếp thu. Nhưng tiếc rằng cậu ấy vẫn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên, may mà nhiếp thu không khinh địch, bằng không hồi nãy, ông ta đã bị linh khí trong tay Dương Thanh đánh trọng thương, hoặc bị kiếm máu mà Dương Thanh phun ra đâm mù mắt. Sau khi nghe Lệ Trần giải thích, Mã Siêu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lệ Trần nhìn Mã Siêu đầy ngưỡng mộ, cậu có người anh em tốt thật. Cậu ấy thả để mình bị thương nặng, cũng phải báo thù cho cậu. Mã Siêu càng cảm thấy áy náy, nhìn về phía Dương Thanh trên sân đấu võ bằng đôi mắt đỏ hoe, nghiêm nghị nói: Được làm anh em với anh ấy là phúc người đời của tôi. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, trận chiến giữa Dương Thanh và Nhiếp Thu đã hoàn toàn bùng nổ. Dương Thanh cầm huyết trì, tựa như một sát thủ nhanh nhẹn liên tục xông tới chỗ nhiếp thu, nhiếp thu cũng không coi thường Dương Thanh, dốc hết sức chiến đấu. Có bài học trước đó, nhiếp thu càng cẩn thận hơn, sợ lại bị thương bởi sức mạnh nguyên tố thủy của Dương Thanh. Nhưng dù sao Dương Thanh cũng chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, còn nhiếp thu đã bước nửa bước vào thiên cảnh, tranh lệch giữa hai người quá lớn, Dương Thanh dần rơi vào thế yếu hơn. Lúc này, người Dương Thanh đã đầm điểm máu, tuy thế, anh vẫn không định nhận thua, vẫn dốc toàn lực tấn công. Huyết mạch cuồng hóa cũng được kích hoạt trên phạm vi lớn, cùng với việc sức chiến đấu của Dương Thanh không ngừng tăng lên, mắt anh cũng trở nên đỏ thấm, trông vô cùng đáng sợ. Huyết chủy trong tay anh như có trí tuệ, liên tục cung cấp sức mạnh của linh khí cho anh. Ầm. Um, sau một lần va chạm dữ dội, Dương Thanh lại bị đẩy lùi mấy bước. Tuy có vẻ tình trạng của Nhiếp Thu tốt hơn Dương Thanh nhiều, nhưng chỉ Nhiếp Thu mới biết, lão ta đã dốc toàn lực trong trận chiến vừa rồi, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ chỉ là bề ngoài trông đỡ hơn Dương Thanh mà thôi. Nhưng vết thương của lão ta toàn là nội thương, trận chiến này đã khiến lão ta bị tổn hại nặng nề, chắc phải mất ba ngày mới quay lại trạng thái đỉnh cao được. Dương Thanh, cậu vẫn muốn tiếp tục chứ? Nhiếp thu lạnh lùng nhìn Dương Thanh, chắc cậu cũng hiểu, nếu tiếp tục, cậu vẫn không thể thắng tôi, nhưng nền tảng võ công của cậu và tôi đều sẽ bị tổn hại. Tôi đề nghị xem như chúng ta hòa, ngừng trận đấu này ở đây, được chứ? Lão ta có thể cảm nhận được, Dương Thanh nhắm vào tính mạng của lão ta, không hề định nương tay, tuy lão ta cũng dốc toàn lực nhưng vẫn có điều kiêng rẻ, không thể liều mạng đánh như Dương Thanh được. Dương Thanh là anh em tốt của Mã Siêu, bây giờ lão ta đã trở thành người bảo vệ của Mã Siêu, chắc chắn không thể giết Dương Thanh. Lúc này Lệ Trần cũng bước đến, mỉm cười nhìn Dương Thanh, tôi thấy đề nghị của nhiếp thu rất hay, có đánh nữa thì cũng không thể phân rõ thắng bại, còn tạo thành tổn thương rất lớn với cả hai, kết thúc thế này nhé. Mã siêu nhìn Dương Thanh với vẻ lo lắng, nếu được, anh ta sẵn sàng bị thương thay Dương Thanh. Khí thế của Dương Thanh vẫn không giảm, còn liên tục mạnh lên, anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa ở mức độ cao hơn nữa. Khí thế mạnh mẽ hơn nữa liên tục tràn ra từ người anh. Hửm, lệ trần nhíu mày, không ngờ lão lại cảm nhận được mối đe dọa sâu sắc từ Dương Thanh. Phải biết rằng lão đã bước vào thiên cảnh, còn Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao anh có thể khiến lão cảm nhận được mối đe dọa chứ? Không riêng gì lệ trần, các cao thủ ma tông cũng cảm nhận được áp lực rõ rệt, nhất là nhiếp thu đang đứng đối diện Dương Thanh lại càng cảm nhận rõ. Trong mắt lão ta xuất hiện vẻ kinh hãi, lão ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, không dám lơ là chút nào. Lão ta không rõ rốt cuộc trên người Dương Thanh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta có thể cảm nhận được, đòn tấn công tiếp theo của Dương Thanh với lão ta sẽ là đòn chí mạng. Lão ta đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, không ngờ vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Dương Thanh, đúng là mất mặt. Anh Thanh, mã siêu bỗng hô lớn, lo lắng nói, anh đừng đánh nữa, dừng ở đây thôi. Người khác không biết tình trạng của Dương Thanh, nhưng anh ta thì biết rõ. Dương Thanh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến mức tối đa, trong trạng thái này, Dương Thanh sẽ mất ý thức ngay tức khắc. Trừ khi Dương Thanh có thể kiểm soát mình chặt chẽ, bằng không một khi anh mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, khí thế của anh đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả khí thế của nhiếp thu. Các cao thủ ma tông đang theo dõi trận chiến đều trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Ma uy, lệ trần trần nói bằng giọng kinh hãi. Ma uy ư, một cao thủ ma tông kinh ngạc nhìn về phía lệ trần, tông chủ, ý ông là khí thế trên người dương thanh chính là ma uy à. Lệ trần gật đầu, nghiêm nghị nhìn dương thanh, trầm giọng nói, tôi biết rõ đây chính là ma uy. Cho dù là ở Ma Tông, cũng chưa có ai tu luyện được ma uy dưới thiên cảnh hết, Dương Thanh không phải người của ma tông, cũng không tu luyện công pháp ma đạo mà lại phóng ra ma uy, đúng là thiên tài dành cho ma đạo. Trong lịch sử của ma tông, không ai có thể phóng ma uy khi chưa đến thiên cảnh. Với những cao thủ tu luyện công pháp ma đạo như chúng ta, chỉ khi đột phá thiên cảnh thì mới có thể phóng ma uy. Lệ Trần nói tiếp, ở giới cổ võ, ma uy được gọi là lĩnh vực ma đạo, đương nhiên, giới cổ võ không chỉ có mỗi lĩnh vực ma đạo mà còn có rất nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như cao thủ lĩnh vực hỏa có thể duy trì nguyên tố hỏa vô cùng đậm đặc trong phạm vi nhất định, thậm chí có thể chiến đấu bằng nguyên tố hỏa trong lĩnh vực hỏa. Thực lực càng mạnh thì phạm vi của lĩnh vực càng lớn, khi đánh với kẻ địch trong lĩnh vực của mình, có thể gây áp lực rất lớn cho kẻ địch. Chẳng hạn như Dương Thanh bây giờ, không ngờ cậu ấy lại phóng được ma uy, hay nói cách khác, trong lĩnh vực ma đạo của cậu ấy, nhiếp thu sẽ bị suy yếu về mọi mặt ngược lại trong lĩnh vực ma đạo của mình các khía cạnh của dương thanh đều sẽ mạnh lên tiếc rằng cậu ấy không tu luyện công pháp ma đạo bằng không trong lĩnh vực ma đạo sức chiến đấu của cậu ấy sẽ còn mạnh hơn nữa cho dù nhiếp thu là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì cũng không phải đối thủ của dương thanh đương nhiên nếu nhiếp thu cũng có lĩnh vực dương thanh vẫn rất khó thắng sau khi nghe lệ trần giải thích các cao thủ ma tông mới biết đang xảy ra chuyện gì mã siêu vội hỏi việc anh Thanh có lĩnh vực có tạo thành nguy hiểm với anh ấy không? Lệ Trần gật đầu, ngay cả tôi cũng chỉ mở lĩnh vực được 5 phút là cùng, nếu mở tiếp, lĩnh vực ma đạo sẽ khiến thể lực của tôi tiêu hao rất nhiều. Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có lẽ chỉ mở lĩnh vực ma đạo được 3 phút thôi, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, dù sao tình trạng của cậu ấy cũng đặc biệt, khác với cao thủ bình thường, tôi cũng không rõ rốt cuộc cậu ấy có thể giữ được lĩnh vực ma đạo trong bao lâu. Nhưng có thể khẳng định, việc mở lĩnh vực ma đạo sẽ khiến bản thân tiêu hao rất nhiều có khả năng gây tổn hại đến nền tảng võ công nghe thấy thế mã siêu cuống cả lên vội nói tông chủ lệ mau ngăn cản cuộc chiến giữa họ đi tôi lo anh thanh sẽ tiêu hao thực lực của mình lệ trần lắc đầu với vẻ cay đắng cậu là anh em vào sinh ra tử của cậu ấy chắc cũng hiểu tính cậu ấy trừ khi tôi ép họ ngừng đánh bằng không cho dù nói gì dương thanh cũng không từ bỏ việc dáng đòn nghiêm trọng cho nhiếp thu đâu nghe thấy lệ trần nói thế Vẻ lo lắng của Mã Siêu càng rõ hơn, anh ta siết chặt nắm tay, khi nhìn về phía Nhiếp Thu, trong mắt anh ta đã xuất hiện sát khí. Trước đó Nhiếp Thu đã suýt giết anh ta, nhưng Lệ Trần đã để Nhiếp Thu trở thành người bảo vệ anh ta, nên anh ta mới bằng lòng bỏ qua ân oán. Lệ Trần nhìn Mã Siêu với vẻ hơi kinh ngạc, cũng bất ngờ trước phản ứng của Mã Siêu. Lúc này, sức mạnh huyết mạch trong người Dương Thanh đã hoàn toàn sôi trào, giữa lông mày anh xuất hiện một ký hiệu màu máu rất rõ đó là ký hiệu gia tộc mang huyết mạch cuồng hóa. Vẻ nghiêm nghị trong mắt lệ trần càng rõ rệt hơn, hồi nãy lão đã cảm nhận được sức mạnh huyết mạch khổng lồ của Dương Thanh, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Ai có thể nói cho tôi biết trên người Dương Thanh đã xảy ra chuyện gì không? Sao tự dưng thực lực của cậu ta lại tăng vào thế? Dưới thiên cảnh, còn ai là đối thủ của cậu ta à? Cậu ta vừa phát huy sức mạnh huyết mạch, nghe đồn chỉ cao thủ có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ mới phát huy được sức mạnh huyết mạch thôi xem ra cậu ta có địa vị rất cao bằng không cũng không thể có sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ như thế nếu không tận mắt chứng kiến tôi vẫn không tin trên đời có thiên tài yêu nghiệt như vậy hồi trước tôi còn nghĩ thiên phú của mình đã mạnh lắm rồi cho dù trong thế hệ trẻ ở giới cổ võ thì cũng thuộc hàng xuất chúng nhưng sau khi gặp dương thanh tôi mới phát hiện thiên phú của mình chỉ là rác rưởi các cao thủ ma tông đều có vẻ kinh hãi giữa sự khiếp sợ còn xen lẫn cả sự ước ao và ghen tị, đương nhiên, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi nhìn Dương Thanh với vẻ kính nể. Sắc mặt nhiếp thu cũng hết sức nghiêm nghị, với thực lực của lão ta, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được những biến đổi trên người Dương Thanh. Ban đầu lão ta còn tưởng Dương Thanh chỉ là một người thanh niên có sức chiến đấu tương đối mạnh, nếu lệ trần không ra sức khen ngợi Dương Thanh, lão ta cũng chẳng quan tâm đến Dương Thanh làm gì. Nhưng sau khi đánh với Dương Thanh trên sân đấu võ, lão ta mới nhận ra, không thể đánh giá thực lực của Dương Thanh bằng cảnh giới được. Lúc này, lão ta đã coi Dương Thanh là cao thủ cùng cấp bậc với mình. Đúng lúc lão ta tưởng mình sắp đánh bại Dương Thanh, Dương Thanh lại mạnh lên. Trong khu vực này, dường như Dương Thanh mới là chúa tể, lĩnh vực ma đạo đã khiến Nhiếp Thu bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiếp Thu có cảm giác, trong lĩnh vực của Dương Thanh, mọi thứ của lão ta đều bị suy yếu, tuy mức độ suy yếu không quá lớn, nhưng khi cao thủ đánh với nhau, Sống chết được quyết định trong chớp mắt, chính sự suy yếu này đã tạo thành phiền phức rất lớn cho Nhiếp Thu. "Giết!" Dương Thanh hét lớn, ầm một tiếng, mặt đất dưới chân anh lập tức nứt ra, còn anh đã xuất hiện trước mặt Nhiếp Thu. Anh đấm mạnh về phía Nhiếp Thu. Trong khoảnh khắc đó, Nhiếp Thu gần như né tránh theo phản xạ có điều kiện, nhưng trong lĩnh vực ma đạo của Dương Thanh, tốc độ của Nhiếp Thu cũng bị ảnh hưởng, trái lại, trong lĩnh vực ma đạo của mình, mọi khía cạnh của Dương Thanh đều được tăng lên, tốc độ của anh cực nhanh chẳng khác gì di chuyển tức thời, anh xuất hiện trước mặt nhiếp thu rồi đấm mạnh. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, nhiếp thu lập tức lùi bảy, tám bước, còn chưa đứng vững đã hộc máu. Lúc này, đòn tấn công của Dương Thanh lại ập đến. Nhiếp thu đã dự đoán rằng trong khoảnh khắc lão ta bị đẩy lùi, Dương Thanh sẽ tiếp tục tấn công lão ta, lão ta đã chuẩn bị trước, không quan tâm đến vết thương của mình nữa, bỗng tung trường. Dầm, ngay sau đó, nắm đấm của dương thanh va trúng lòng bàn tay nhiếp thu sức mạnh cuồng bạo bùng nổ như đạn hạt nhân lan ra bốn phía dưới tác động của khí thế mạnh mẽ này một số cao thủ ma tông có cảnh giới thấp liên tục lùi về sau như bị thương nặng mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông không hề do dự lập tức ra tay khí thế khủng khiếp giáng xuống lập tức ngăn cách khí thế từ cuộc va chạm giữa dương thanh và nhiếp thu trong phạm vi sân đấu võ nhưng sức mạnh này quá khổng lồ tuy có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ngăn cản nhưng vẫn không thể ngăn cản hết, một phần khí thế vẫn tiếp tục lan ra xung quanh. Cao thủ siêu phàm bát cảnh trở lên không sao, nhưng cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh thì không chịu nổi khí thế này, liên tục lùi ra sau. Có cao thủ thực lực yếu còn hộc máu. Đúng lúc này, Lệ Trần bỗng bước lên trước, khoát tay, một luồng sức mạnh vô hình lập tức ngăn cách sân đấu võ với cao thủ Ma Tông. Lúc này các cao thủ Ma Tông mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lệ Trần nhìn quanh, nói lớn, cao thủ dưới siêu phàm bắt cảnh rời khỏi sân đấu võ đi. Sau tiếng ra lệnh này, các cao thủ dưới siêu phàm bắt cảnh lập tức rời khỏi sân đấu võ, tuy họ cũng rất muốn tiếp tục quan sát cuộc chiến giữa hai cao thủ đứng đầu dưới thiên cảnh, nhưng thực lực không cho phép. Nếu chuyện này được lan truyền thì chắc chắn sẽ khiến cả thế giới chấn động, trong trận chiến giữa một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, chỉ riêng khí thế từ cuộc va chạm giữa hai bên đã khiến cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh không chịu nổi. Đây không phải là chuyện chính, quan trọng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia cũng có sức chiến đấu hàng đầu dưới thiên cảnh. Trong sân đấu võ, trừ Mã Siêu đang được Lệ Trần bảo vệ ra, những cao thủ còn lại đều trên siêu phàm bát cảnh. Ai cũng có vẻ kinh hãi. Dương Thanh mới 28 tuổi mà đã có thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh, nếu anh đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì sao? Hay đỉnh phong thì sao chứ? Khi đó, Dương Thanh sẽ mạnh đến mức nào? Tông chủ, Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã có sức chiến đấu hàng đầu dưới thiên cảnh, nếu cậu ta đột phá lần nữa thì có thể đánh với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ không? Một trường lão của Ma Tông bỗng nhìn về phía Lệ Trần, hỏi. Lệ Trần lắc đầu, nói, tranh lệch giữa thiên cảnh và siêu phàm cảnh rất lớn, trong siêu phàm cảnh, tôi có thể đánh bại kẻ địch vượt cảnh giới, trong thiên cảnh cũng có thể vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch, nhưng không thể đánh bại thiên cảnh khi ở siêu phàm cảnh. Đúng là thực lực của Dương Thanh rất mạnh, nhưng khi phát huy thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, cậu ấy cũng phải chịu tổn thương rất lớn, nếu không đến lúc sống còn thì không nên làm vậy. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, trưởng lão Ma Tông kia mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Thanh phát huy thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thì lại có thể đánh bại thiên cảnh, những cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh như họ còn sống làm gì chứ? Sắp phân rõ thắng thua rồi. Lệ Trần bỗng nhìn về phía hai người đang chiến đấu trên sân đấu võ, có vẻ chờ mong. Ở giữa sân đấu võ của Ma tông, khí thế của Dương Thanh đã đạt đến cực hạn dưới thiên cảnh, ngay cả Lệ Trần cũng không thể không thừa nhận khi ở bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, lão cũng không thể phát huy khí thế mạnh như Dương Thanh. Nhiếp thu không còn niềm tin chiến thắng nữa, bây giờ lão ta chỉ muốn cố gắng bảo vệ bản thân trước đòn chí mạng mà Dương Thanh sắp tung ra. Lúc này, không riêng gì Dương Thanh bị thương đầy người, nhiếp thu cũng thế, trông lão ta càng thê thảm hơn, quần áo trên người lão ta đã rách mướp, mái tóc dài màu bạc rũ rượi. Mã siêu đang được lệ trần bảo vệ hết sức lo lắng, tuy anh ta biết chắc chắn nhiếp thu sẽ thua, nhưng vẫn không kìm lòng được giết dương thanh bỗng hét lớn lập tức biến mất với tốc độ nhanh như chấp nhiếp thu lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ lão ta đã hoàn toàn từ bỏ việc tấn công chỉ dốc toàn lực để đón đỡ đòn đánh này đúng lúc dương thanh lao tới chỗ lão ta lão ta lập tức dồn hết khí thế về phía ngực ầm ngay sau đó một bóng người bay xa mấy mét như đạn pháo máu tung tóe trong không trung dầm nhiếp thu nặng nề rơi xuống đất mặt bê bết máu quần áo đã rách tan trước sức mạnh cuồng bạo này. Trên ngực lão ta có một dấu nắm tay khiến người khác nhìn mà giật mình. Lúc này, xung quanh lặng ngắt. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhiếp Thu đang nằm dưới đất, định đứng dậy nhưng không làm nổi. Một lúc lâu sau, một giọng nói kinh ngạc mới vang lên từ đám đông. Dương Thanh thắng rồi à? Cậu ta mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sao có thể đánh bại một cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh chứ? Ai có thể nói cho tôi biết đây là sự thật ư. Những cao thủ vẫn ở lại sân đấu võ đều là cao thủ hàng đầu của Ma Tông, ít nhất đã 40, 50 tuổi, thậm chí còn có cả cao thủ lớn tuổi hơn nữa. Lúc này, họ đều không nhịn được mà suýt xoa. Tuy họ đã đoán được Dương Thanh sẽ đánh bại nhiếp thu, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt họ, họ đều cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Thanh bước từng bước tới chỗ nhiếp thu, nhìn đối phương từ trên cao, lạnh lùng nói, ân oán lúc trước được xóa bỏ. Nhưng tôi muốn ông biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu sau này ông dám làm hại anh em của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Anh nói rồi bỗng dậm mạnh vào nền đất cạnh đầu nhiếp thu. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, mặt đất như rung chuyển, nền đất cạnh đầu nhiếp thu cũng lõm xuống thành hình dấu chân rất lớn. Nếu Dương Thanh muốn giết nhiếp thu, anh cũng không dẫm xuống đất đâu. Nhiếp thu biết Dương Thanh đang cảnh báo mình. Lão ta nhìn Dương Thanh với vẻ mặt phức tạp, trong mắt không hề có vẻ căm hận. Lão ta chật vật nói, tôi là người bảo vệ cậu ấy, trước khi thực lực của cậu ấy vượt xa tôi. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh, trừ khi tôi chết, bằng không, cậu ấy không bao giờ chết trước tôi. Nét mặt nhiếp thu hết sức nghiêm túc, giọng nói vô cùng kiên định. Đây là lời hứa của lão ta với Dương Thanh, cũng là với Mã Siêu. Lúc này dây thần kinh đang căng lên của Dương Thanh mới hoàn toàn thả lỏng, khí thế của anh lập tức biến mất. Lĩnh vực ma đạo quanh người anh cũng tan thành mây khói. Cảm giác mệt mỏi ập tới, khiến Dương Thanh thấy như sắp bất tỉnh. Anh cố ép bản thân không được gục ngã, anh vừa thắng Nhiếp Thu, nếu ngã xuống lúc này thì những chuyện mà anh làm trước đó đều trở nên vô ích. "Anh Thanh." Mã Siêu nhận thấy Dương Thanh không ổn, định chạy tới, nhưng lại bị Lệ Trần giữ lấy tay. Lệ Trần nhìn về phía Mã Siêu đang tức giận, nói nhỏ: "Nếu bây giờ cậu chạy qua, những gì mà cậu ấy vừa làm cho cậu đều uổng phí." nét mặt mã siêu lập tức cứng đờ anh ta càng khó hiểu hơn lệ trần nhìn về phía dương thanh với vẻ nghiêm nghị nói nhỏ cậu ấy liều mạng đánh một trận không chỉ vì trước đó nhiếp thu suýt giết cậu mà còn định ra oai thay cậu sau hôm nay nhiếp thu sẽ không khinh thường cậu nữa không riêng gì ông ta người của ma tông cũng không dám coi thường cậu nghe lệ trần giải thích xong mã siêu hiểu ngay mũi anh ta chua xót suýt rơi nước mắt lệ trần nói tiếp chắc chắn bây giờ cậu ấy rất mệt nhưng cậu cứ yên tâm, đây là tình huống bình thường, dù sao hồi nãy cậu ấy cũng vừa mở lĩnh vực ma đạo khoảng 5 phút, ngay cả tôi bây giờ cũng chỉ chịu được 5 phút thôi, nhưng tôi đã bước vào thiên cảnh, còn cậu ấy mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Cậu ấy cũng hiểu mình vẫn chưa thể ngã xuống, nếu ngã xuống, người khác sẽ nghĩ cậu ấy thế nào. Cho dù họ vẫn thừa nhận sự mạnh mẽ của cậu ấy, nhưng không chấn động như khi cậu ấy không ngã xuống, cậu ấy muốn tất cả người trong ma tông biết cậu là anh em của cậu ấy. Nếu ai dám làm hại cậu, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua. Trước ánh nhìn chăm chú của các cao thủ ma đạo, Dương Thanh bước tới trước mặt Mã Siêu, mỉm cười, "Sau này, đừng ai hòng ức hiếp cậu nữa." Mắt Mã Siêu lập tức đỏ hoe, hét lớn, "Anh Thanh." Dương Thanh cố giữ cho mình không ngã xuống, nhìn về phía Lệ Trần bên cạnh, "Tiền bối Lệ, giờ có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Lệ Trần cười ha hả, nhìn Dương Thanh, "Vẫn nên để anh em của cậu kể cho cậu biết đi." lão nói rồi quay người rời đi. Mười phút sau, tại một căn phòng trong biệt thự cổ xa hoa ở Ma Tông. Dương Thanh sướng sở nhìn Mã Siêu, hồi nãy Mã Siêu đã kể qua mọi chuyện. Mã Siêu giải thích, nhưng đây đều là ý của tiền bối lệ, em vẫn chưa đồng ý gia nhập Ma Tông, lần này em tới Ma Sơn để rèn luyện, nếu gia nhập Ma Tông, kế hoạch của em sẽ rối loạn mất. Anh ta nói rồi đứng dậy, anh Thanh, bây giờ em sẽ đi tìm tiền bối lệ để nói cho rõ ràng. Khoan đã, Dương Thanh vội gọi Mã Siêu đang định đi tìm Lệ Trần lại, hỏi ngược lại, sao cậu lại muốn đến Ma Sơn? Mã Siêu thoáng sửng sốt, nói, để rèn luyện, cố gắng khiến thực lực có sự đột phá mang tính thực chất trong nửa năm, em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh, mà muốn theo kịp bước tiến của anh. Dương Thanh nói, nếu đã vậy, sao cậu không gia nhập Ma Tông? Ma Tông là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, nếu cậu gia nhập Ma Tông, với sự coi trọng của tiền bối lệ với cậu, chắc chắn ông ấy sẽ hết lòng bồi dưỡng cậu chẳng lẽ cậu tự rèn luyện một mình, còn tiến bộ nhanh hơn cả khi được thế lực hàng đầu Ma Sơn bồi dưỡng à? Nghe tôi nói, cậu cứ ở lại Ma Tông đi. Mã siêu sướng sờ, anh ta cứ tưởng chắc chắn Dương Thanh sẽ vô cùng bài xích việc anh ta gia nhập Ma Tông, không ngờ chẳng những anh không bài xích mà còn ra sức thuyết phục anh ta gia nhập Ma Tông. Mã siêu thoáng im lặng rồi nói, anh Thanh, danh tiếng của Ma Tông rất xấu. Nghe thấy thế, Dương Thanh cười khẩy, lạnh lùng nói, ở Ma Sơn, làm gì có thế lực nào có danh tiếng tốt. Đây vốn là vùng đất hỗn loạn, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Thần Hành Tông cũng được, Võ Tông cũng thế, hoặc hai thế lực hàng đầu khác sẽ có danh tiếng tốt hơn Ma Tông, nhưng điều này có thể chứng minh Thần Hành Tông và Võ Tông không làm việc ác gì à? Với sự hiểu biết của tôi về Ma Sơn, có rất nhiều người giả vờ đạo mạo, tự xưng là bên chính thống của võ đạo, nhưng lại lén làm rất nhiều chuyện ác không muốn để ai biết. Ma Tông có danh tiếng không tốt, vì người của Ma Tông đều tu luyện công pháp ma đạo, công pháp ma đạo vô cùng bá đạo, khi đánh với người cùng cảnh giới, cao thủ tu luyện công pháp ma đạo rất dễ khiến kẻ địch bị thương nặng, chính vì thế nên rất nhiều người gọi công pháp ma đạo là bàng môn tả đạo. Dương Thanh cũng không nói bừa, hồi trước khi tới Ma Sơn, anh đã thấy và nghe nói rất nhiều chuyện. Anh từng tận mắt chứng kiến, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến từ thần hành tông tự nhận là bên chính thống của võ đạo bị giết bởi một cao thủ còn chưa bước vào siêu phàm cảnh, chỉ vì ông ta mới bị một cao thủ cùng cảnh giới của ma tông đánh bại nên tâm trạng không tốt anh còn từng thấy một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông cứu một cao thủ vương cảnh bị cao thủ độc tông đuổi giết ở ma sơn có vô số cao thủ có thể nói người dưới siêu phàm cảnh đều là run dế mà dưới siêu phàm cảnh là thần cảnh dưới thần cảnh là vương cảnh ai mà ngờ một cao thủ hàng đầu ma sơn lại chiến đấu vì một con kiến hôi đây nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ dương thanh cũng không tin Năm đó, khi rèn luyện ở Ma Sơn, Dương Thanh đã chứng kiến quá nhiều, có lẽ vì anh đã tận mắt thấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia cứu một cao thủ vương cảnh, nên anh không có thành kiến gì với Ma Tông hết. Dương Thanh nói, hơn nữa, tiền bối lệ đã cứu mạng cậu tận hai lần. Lần đầu tiên là khi Mã Siêu bị thị huyết châu cắn trả, trong lúc Dương Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em tốt của mình sắp chết, lệ trần đã xuất hiện, phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu. Lần này, lệ trần lại cứu mã siêu khi nhiếp thu định giết mã siêu mã siêu là anh em tốt của dương thanh lệ trần đã cứu mã siêu hai lần dương thanh không muốn quan tâm tới chuyện khác chỉ biết rằng anh em tốt của mình đã nợ ơn cứu mạng của lệ trần như vậy lệ trần cũng chính là ân nhân của anh anh thanh em hiểu rồi rốt cuộc mã siêu cũng hạ quyết tâm gật đầu như vậy em sẽ gia nhập ma tông dương thanh mỉm cười tốt lắm đúng lúc này cảm giác mệt mỏi dữ dội ập tới dương thanh trợn trắng mắt lập tức hôn mê anh thanh mã siêu lập tức biến sắc hét lớn khi đánh với nhiếp thu trước đó dương thanh đã tiêu hao quá nhiều anh đã đánh bại cao thủ bước một chân vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đúng là kỳ thích huyết mạch cuồng hóa và huyết trụy đã khiến cơ thể anh phải chịu gánh nặng rất lớn kết quả anh lại mở lĩnh vực ma đạo điều này đã khiến cơ thể anh bị tổn thương nặng nề lệ trần nhanh chóng chạy tới thấy Dương Thanh đã hôn mê sâu, lão nhíu mày. Sau khi Lệ Trần kiểm tra cho Dương Thanh xong, Mã Siêu căng thẳng hỏi, tiền bối lệ, anh Thanh sao rồi? Lệ Trần mỉm cười, lắc đầu, cứ yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ là cậu ấy tiêu hao quá nhiều trong trận chiến trước đó, còn mở lĩnh vực ma đạo lần đầu nên mới hôn mê sâu. Nhưng không sao hết, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cậu ấy sẽ khôi phục bình thường. Tuy Lệ Trần đã nói thế, Mã Siêu vẫn hết sức lo lắng lệ trần chợt hỏi cậu bàn với dương thanh xong chưa mã siêu gật đầu anh thanh bảo tôi gia nhập ma tông tốt lắm lệ trần mỉm cười nói sau khi dương thanh tỉnh tôi sẽ tổ chức nghi thức thừa kế chức ma tử cho cậu mã siêu có vẻ khó xử định nói rồi lại thôi lệ trần hỏi cậu không muốn làm ma tử của ma tông à mã siêu nói không giấu gì tiền bối lần này đến ma sơn tôi chỉ định rèn luyện trong nửa năm nửa năm sau cho dù tu luyện đến cấp bậc nào tôi cũng phải rời khỏi ma sơn vợ con tôi đang chờ tôi ở nhà lệ trần lập tức im lặng lão hiểu ý mã siêu nếu mã siêu trở thành ma tử của ma tông anh ta cũng chính là chủ tương lai của ma tông nên nhất định phải chấn giữ ở ma tông trừ khi một ngày nào đó mã siêu bước vào thiên cảnh thì mới có thể rời đi lệ trần im lặng một lúc lâu rồi nói để tôi kể cho cậu một câu chuyện nhỏ lão nói rồi ngồi xuống ghế mây chậm rãi lên tiếng có một bé trai, từ nhỏ đã sống ở dưới cổ võ, hơn nữa còn có bối cảnh không tệ, từ nhỏ cậu ta đã không thích tu luyện, trong lúc người đồng trang lứa đang cố gắng tu luyện, cậu ta lại lười biếng. Khi đó cậu ta nghĩ mình có ra thế mạnh mẽ, có bố mẹ mạnh mẽ, còn có cả anh chị em mạnh mẽ, thế là đủ rồi. Mãi cho đến một ngày, một nhóm kẻ địch bí ẩn vô cùng hùng mạnh ập đến, vì thực lực của cậu ta yếu nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình liên tục ngã xuống trong vũng máu. Nói đến đây, mắt lệ trần đỏ hoe, ma uy như có như không tràn ra từ người lão. mã siêu cảm nhận được áp lực khổng lồ, sắc mặt lập tức tái mét. nhưng anh ta cũng không nói gì, cố gắng chịu ma uy từ lệ trần. lệ trần siết chặt nắm tay, sau cùng chỉ cậu ta liều mạng đẩy cậu ta lên khỏi vách núi, cậu ta mới may mắn giữ được mạng. cũng kể từ đó, cậu ta thầm thề một ngày nào đó sẽ phải báo thù rửa hận cho gia tộc, mà cậu ta cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nhưng trước đó cậu ta đã bỏ lỡ thời điểm tu luyện tốt nhất, cho dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể theo kịp bố mẹ năm đó. Nói đến đây, lão nhìn về phía Mã Siêu, nghiêm nghị nói, tu luyện là con đường tàn khốc nhất trên đời này, từ khi bước lên nó, cậu đã bước lên con đường không lối về. Nếu cậu muốn bảo vệ người nhà của mình, nhất định phải không ngừng mạnh lên, không có mạnh hơn, chỉ có mạnh nhất. Chỉ khi cậu đứng ở đỉnh cao võ thuật thì mới có tư cách nói rằng mình bảo vệ được họ. Mã Siêu vô cùng chấn động, anh ta biết cậu bé trong câu chuyện mà Lệ Trần vừa kể chính là bản thân Lệ Trần. Chỉ khi ở lại Ma tông thì cậu mới bước lên đỉnh cao võ thuật nhanh hơn. Lệ Trần chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị nói, cho dù cậu không thể bước vào thiên cảnh, ít nhất cũng phải đạt tới đỉnh cao của siêu phàm cảnh thì mới có tư cách nói mình có thể bảo vệ người nhà, nhưng đó mới chỉ là ở thế tục. Lời Lệ Trần nói khiến Mã Siêu có cảm giác bỗng dưng hiểu rõ. Bây giờ anh ta rất muốn bảo vệ vợ con muốn bầu bạn với họ, nhưng đúng như Lệ Trần vừa nói, khi bước lên con đường tu luyện, anh ta đã bước lên con đường không lối về. Để khỏi liên lụy người thân của mình, Dương Thanh đã dùng cách lừa gạt để đưa người thân tới nơi an toàn, định chờ giải quyết phiền phức bên cạnh xong rồi đón họ về nhà. Nhưng anh không ngờ kế hoạch không theo kịp biến đổi, khi thực lực của anh mạnh dần, kẻ địch mà anh gặp phải cũng ngày càng mạnh hơn. Bây giờ Mã Siêu cũng cảm thấy như thế, lần này đến Ma Sơn, anh ta vốn định khiến mình mạnh hơn trong vòng nửa năm, sau đó về bên vợ con. Nhưng anh ta và Dương Thanh cũng có rất nhiều mối lo, có rất nhiều chuyện phải làm. Chẳng hạn như mẹ của anh ta vẫn đang bị giam lỏng ở gia tộc Bách Lý tại giới cổ võ, trừ khi anh ta từ bỏ việc cứu mẹ, bằng không, anh ta nhất định phải bước tiếp trên con đường tu luyện. Nhưng trong khoảng thời gian này, chắc chắn anh ta sẽ gặp phải những kẻ địch mạnh khác. Mã siêu im lặng một lúc lâu rồi mới nhìn Lệ Trần, nghiêm nghị nói, Tiền bối lệ, tôi hiểu rồi." Lệ Trần mỉm cười, cậu còn trẻ, thiên phú cũng vô cùng xuất chúng, bây giờ nghĩ thông cũng không muộn. Lão nói rồi nhìn Dương Thanh vẫn đang hôn mê, nói, "Với trạng thái bây giờ của Dương Thanh, có lẽ ít nhất một tuần nữa cậu ấy mới tỉnh lại, hồi trước khi mở lĩnh vực lần đầu, tôi hôn mê 10 ngày mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, thực lực của tôi đã tăng vọt, chờ Dương Thanh tỉnh lại, có lẽ cậu ấy sẽ càng mạnh hơn." Lúc này Mã Siêu mới yên tâm, thầm mừng cho Dương Thanh. Tốt quá rồi." Anh ta kích động nói, "Anh Thanh đã có thực lực sánh ngang bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu thực lực của anh ấy lại tăng nữa, có lẽ sẽ rất gần với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ." Trong mắt Lệ Trần cũng có vẻ mong chờ, lão cười nói, "Tuy tôi chưa từng nghe nói đến ai có thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ dưới thiên cảnh, nhưng tình trạng của Dương Thanh rất đặc biệt, sức chiến đấu vốn vô cùng mạnh mẽ, có lẽ sẽ có khả năng này thật, chúng ta cứ chờ xem." Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một cao thủ Ma tông bước vào, nhìn về phía Lệ Trần, nghiêm nghị nói: "Tông chủ, người của Thần Hành Tông đến, nói rằng muốn đưa Nhiếp Thu đi." "Hừ." Lệ Trần hừ lạnh, trên mặt xuất hiện sát khí, lão nói với Thuộc Hạ: "Bảo họ tới từ đâu thì cút về nơi đó, chưa có sự đồng ý của tôi, nếu cao thủ Thần Hành Tông còn dám bước vào Ma tông thì đừng trách tôi không khách sáo." "Vâng." Thuộc Hạ vội đáp rồi quay người rời đi. Sau khi Thuộc Hạ rời đi, trên mặt Lệ Trần xuất hiện vẻ lo lắng lão nhìn về phía Mã Siêu, nếu có ngày tôi bắt buộc phải rời Ma Tông, cậu phải trèo chống Ma Tông nhé. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lệ Trần, Mã Siêu dùng mình, bỗng có linh cảm không lành. Anh ta vội hỏi, tiền bối Lệ, có phải sắp xảy ra chuyện lớn gì không? Lệ Trần lắc đầu, cười khẩy, mỗi thần hành tông thì có thể khiến Ma Tông gặp chuyện lớn gì chứ? Với thực lực của tôi bây giờ, cho dù ứng thiên hành đích thân tới thì cũng không làm gì được tôi. Ứng Thiên Hành là tông chủ Thần Hành Tông, đã bước một bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ở Ma Sơn có 5 người mạnh nhất, lần lượt là tông chủ Lệ Trần của Ma Tông, Đông vực, tông chủ Nhậm Kinh Luân của Độc Tông, Tây vực, tông chủ Ứng Thiên Hành của Thần Hành Tông, Nam vực, tông chủ Đỗ Bá của Võ Tông, Bắc vực, cung chủ Bùi Thiên Âm của Thánh Cung, Trung vực. Trong 5 người này, trừ Lệ Trần đã bước vào thiên cảnh ra, những người khác đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đương nhiên, đây chỉ là điều mà người ngoài nghĩ thế có lẽ chỉ mình họ biết trong số họ đã có ai bước vào thiên cảnh hay chưa chẳng hạn như lệ trần trừ mấy ông lớn của ma tông thân cận nhất với lão biết chuyện lão đã bước vào thiên cảnh ra không còn ai khác biết trừ họ ra tuy vẫn còn những cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khác nhưng năm người này vẫn có thực lực mạnh nhất mấy ngày nữa dương thanh mới tỉnh cậu cũng không cần trông chừng cậu ấy mọi lúc đâu mấy ngày tiếp theo cậu ở chung với tôi tôi sẽ đích thân dạy cậu tu luyện lệ trần hiểu rõ lão đã bước vào thiên cảnh tuy lão đã che giấu tin tức nhưng cũng không thể tu luyện bởi vì một khi tu luyện cao thủ thiên cảnh cần tiêu hao rất nhiều linh khí chắc chắn sẽ khiến thủ hộ minh chú ý khi đó lão sẽ bị đưa đến giới cổ võ ngay bây giờ lão còn mấy chuyện chưa hoàn thành ở thế tục sau khi làm nốt những việc này lão mới có thể yên tâm rời đi vâng mã siêu vội đáp chủ ma tông là lệ trần bằng lòng dạy anh ta tu luyện đây là phúc của anh ta anh ta phải trân trọng nó cùng lúc đó ở Võ Tông, Ma Sơn. Các ông lớn của Võ Tông đang ngồi với nhau, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Một cao thủ oán trách, không ngờ cả nhiếp thu lẫn mã siêu đều được đưa đến Ma Tông, để chúng ta mất công tìm. Một cao thủ khác nói, tôi không quan tâm đến nhiếp thu và mã siêu, mai là trận đấu tranh giành suốt bước vào từ đường của Võ Tông, Dương Thanh đi đâu rồi. Cậu ta có thể về Tông Môn trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu không thế? Một cao thủ khác nói, nếu cậu ta không thể về đúng giờ, Tôi đề nghị hủy bỏ tư cách tham gia trận đấu của cậu ta. Võ tông không dành cho những bề dưới không có thiên phú xuất chúng. Đỗ Bá để mặc đám người nói, mãi đến khi mọi người đều nói xong, lão ta mới lạnh lùng lên tiếng, tôi có thể nói rõ cho mọi người biết, trong số các vị, nếu bất cứ ai đánh với Dương Thanh thì cũng chỉ có kết quả thất bại mà thôi. Từ đường võ tông đã mở khá nhiều lần, nhưng vẫn không có thiên tài nào đạt được truyền thừa võ thần, sự xuất hiện của Dương Thanh đã cho tôi thấy hy vọng một khi cậu ấy nhận được truyền thừa võ thần, võ tông sẽ có thêm một thiên tài võ thuật nữa. Nghe thấy đỗ bá nói thế, một ông lớn của võ tông nói với vẻ bất mãn, chú không tin, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ như cậu ta lại có thực lực đánh bại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ à. Người nói là một trong số các cao thủ hàng đầu của võ tông, tuổi lão ta rất lớn, cũng đã tu luyện rất lâu, đã kẹt ở cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ tận 9 năm. Nhưng lão ta vẫn chưa bước vào thiên cảnh, trong số các cao thủ cùng lứa với lão ta, đã có người bước vào thiên cảnh rồi. Ở võ tông bây giờ, danh vọng của lão ta cũng rất cao. Về vai vế, lão ta còn là chú của Đỗ Bá. Đỗ Bá thở dài, nhìn về phía đối phương, "Chú thất, chú đừng không tin, nếu có cơ hội, chắc chắn chú sẽ biết rốt cuộc thiên phú của Dương Thanh yêu nghiệt đến mức nào." Đỗ thất hừ lạnh, "Chỉ cần cậu ta chạy về võ tông trước khi trận đấu bắt đầu, chú sẽ cho cậu ta cơ hội khiêu chiến chú, nếu cậu ta có thể thắng chú, Chú sẽ xin lỗi, đồng thời nhận cậu ta làm thầy. Ma tông, Ma Sơn. Trong một biệt thự cổ kính, Dương Thanh đang nằm trên giường lớn, nét mặt anh hết sức điềm tĩnh, hơi thở vô cùng yếu ớt, nếu sắc mặt anh không bình thường, chắc chắn người không biết sẽ tưởng anh chết rồi. Trong phòng chỉ có mình anh, ở cửa là hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma tông được Lệ Trần cử đến bảo vệ anh. Mã Siêu được Lệ Trần đưa tới tàng thư các của Ma tông.